Ối cao thủ triệt để mắt trợn tròn. Nhanh như vậy thì mất dấu, cái này thật đúng là đầu một lần. Rơi vào đường cùng, cao thủ kia chỉ có không công mà lui. Trình kiến hoa rất nhanh cũng liền rời đi thánh thành. Hắn là trầm mặc nhiên người bên cạnh, cũng không phải là thánh điện tù phạm, cho nên hắn muốn ra ngoài, thánh điện bên này cũng không có ngăn lại nói ý. Lạc thiên tâm phái đi theo dõi là quân cao thủ gọi là quỷ u, quỷ u có một môn thần thông, gọi là siêu hồn thuật chỉ cần hắn đem hơi thở đối phương khóa chặt lại, liền có thể khóa lại đối phương linh hồn khí tức. Mặc kệ đối phương chạy đến chư thiên cửu giới, đều có thể nhất thanh nhị sở. Thế nhưng là quỷ u lần này ra ngoài vẫn chưa tới vừa đối mặt liền đem la quân mất dấu, cái này khiến lạc thiên tâm giật nảy cả mình. Lạc thiên tâm lập tức liền phái ra bích lạc lão nhân đi theo dõi trình kiến hoa. Vốn là lạc thiên tâm còn không có quá để ý chuyện này, chẳng qua là lấy một loại người tu đạo mẫn cảm đến chú ý một chút thì theo thiên sứ đầu tư người một dạng, cảm giác trong này có chút tiềm lực, cho nên tùy tiện đầu tư một chút. Dù sao không có giá trị, cũng không quan trọng, vạn nhất có giá trị đâu. Nhưng đến giờ này khắc này, là quân trên thân chỗ bày ra quỷ dị để lạc thiên tâm chấn kinh. Hắn lập tức để bích lạc lão nhân trước đi theo dõi. Bích lạc lão nhân tu vi đã là tầng 10 trung kỳ, chính là thiên châu một đại cự đầu. Tại trong thần tộc địa vị cũng là cao thượng lạc thiên tâm để bích lạc lão nhân trước đi theo dõi tuyệt đối là cao độ coi trọng chuyện này bích lạc lão nhân cấp tốc khóa chặt lại trình kiến hoa sau đó theo đuôi sau lưng trình kiến hoa trình kiến hoa tu vi một mực cũng đang nhanh chóng tăng trưởng sau lưng hắn là viễn cổ tứ đế bên trong thắng đế cũng chính là tần thủy hoàng doanh chính doanh chính là trình kiến hoa sư tôn cho nên trình kiến hoa tu vi tốc độ quả quyết sẽ không rơi vào lâm phong phía sau bọn họ quá nhiều trong tay hắn còn có nhật nguyệt kinh luân dạng này siêu cấp pháp khí. Bây giờ, trình kiến hoa thực lực đại trướng, hắn cũng có thể đem nhật nguyệt kinh luân uy lực phát huy đến hai thành hai bên. Trước kia, trình kiến hoa chỉ có thể phát huy ra nhật nguyệt kinh luân một phần hai mươi uy lực. Bây giờ lại là có thể phát huy ra hai phần mười uy lực, đây là không thể so sánh nổi. Mà lại, nhật nguyệt kinh luân bên trong khí linh cũng đã thức tỉnh Trình kiến hoa lấy chính mình ngưng luyện ra đến vô định nguyên thần bay ra thánh thành. Trình kiến hoa tu vi cùng bích lạc lão nhân vẫn là có quá lớn tranh lệch, cho nên hắn hoàn toàn cảm giác không thấy bích lạc lão nhân tồn tại. Nhưng trình kiến hoa sẽ không coi là không ai theo dõi, là quân có thể đoán ra có người theo dõi, hắn trình kiến hoa tự nhiên cũng đoán được. Trình kiến hoa ra thánh thành, liên tục phi hành một ngày, về sau, hắn ngay tại đại thuận cảnh nội kiến dương nội thành đặt chân. Cái kia kiến dương nội thành có chút náo nhiệt phồn vinh, đại thuận trước đó tuy nhiên tấn công đại khang, nhưng Đại Khang cũng chưa trắng trợn trả thù, cho nên Đại Thuận kinh tế vẫn chưa rút lui. Lúc này vẫn là mặt trời chiều ngã về Tây. Trình Kiến Hoa tiến một cái khách sạn bên trong. Trình Kiến Hoa bây giờ thực phần lớn dùng ăn đan dược nguyên khí, những người này ở giữa thực vật, ăn về sau không có cái gì có ích. Nhưng hắn lần này đặt chân, thực vẫn là vì nghỉ ngơi một lát. Trình Kiến Hoa chưa ngồi được bao lâu về sau, bên ngoài lại tiến đến một tên thực khách. Cái này thực khách là tên chừng 30 tuổi nam tử, nam tử này tướng mạo thường thường không có gì lạ, liền ngay tại Trình Kiến Hoa đối diện ngồi xuống tới. Bữa cơm này ăn rất bình tĩnh, nhưng Trình Kiến Hoa nhìn thấy cái kia thực khách dùng tinh thần pháp lực ở trên bàn khắc xuống mấy chữ. Ngoài thành rừng cây. Những chữ này thể hiện hiện ra, sau đó rất nhanh liền thì biến mất. Trình Kiến Hoa trong lòng giật mình, hắn đến giờ này khắc này đều không nhận ra cái này thực khách là ai hắn cũng không nghĩ tới người trước mắt này cũng là la quân bởi vì hắn cảm thấy nếu như đối phương là la quân mặc kệ la quân làm sao dịch dung ngụy trang khoảng cách gần như vậy hắn nhất định có thể cảm giác được mặc kệ cái này thực khách là ai trình kiến hoa đều quyết định đi ngoài thành rừng cây một chuyến hắn có thể cảm giác được người này nhất định cùng la quân hoặc là lâm phong có quan hệ trình kiến hoa biết lần này không phải lâm phong tìm hắn lâm phong nếu là muốn tìm hắn sẽ không vẽ vời cho thêm chuyện ra để La Quân đến một chuyến. Trực tiếp liền đến. Tuy nhiên hắn hiểu được cái này bên trong có vấn đề, nhưng Trình Kiến Hoa cũng tin tưởng, La Quân chắc chắn sẽ không bốc lên kỳ hiểm đến đây lừa gạt mình, sau đó chính là vì đem chính mình xử lý. La Quân nhất định là có chuyện. Audio điện tử võ tấn bền. Ngoài thành rừng cây xanh um tùm. Dưới trời chiều, mảnh này lâm hải theo gió đêm chập trùng, có chút hùng vĩ trình kiến hoa bay đến lâm hải trên không tiếp lấy thì nhập trong rừng cây bích lạc lão nhân truy tung đến đây lập tức liền mất đi trình kiến hoa khí tức quả nhiên có gì đó quái lạ bích lạc lão nhân cảm thấy run lên hắn lạnh hừ một tiếng tiếp lấy liền đem thần thức khóa chặt cái này nguyên một mảng rừng cây chính là có một con chim nhỏ cũng đừng hòng theo hắn mí mắt nội tình phía dưới bay đi nhưng mặc kẻ bích lạc lão nhân thần thức như thế nào tại trong rừng cây bắn phá hắn đều không có cảm giác đến trình kiến hoa khí tức. Cũng không có cảm nhận được nhân loại khí tức. Tiểu tử này rõ ràng là đi vào, làm sao lại cảm giác không thấy. Bích lạc lão nhân tâm lý chấn động vô cùng. Hừ, sau đó, bích lạc lão nhân liền muốn thi triển pháp thuật, đem cánh rừng cây này san thành bình địa. Đúng lúc này, trình kiến hoa từ bên trong bay ra ngoài. Bích lạc lão nhân thì ở trên không, hiển lộ bản thể trình kiến hoa lập tức liền hướng bích lạc lão nhân bay tới bích lạc tiền bối ngài như thế nào ở đây cái này thật đúng là xảo trình kiến hoa giả bộ như rất kinh ngạc hỏi bích lạc lão nhân bích lạc lão nhân đối xử lạnh nhạt dò xét trình kiến hoa hắn nói ra ngươi vừa mới tiến rừng cây này làm cái gì trình kiến hoa mỉm cười nói ra bích lạc tiền bối vãn bối tựa hồ cũng không phải là phạm nhân đi vãn bối tiến cái rừng cây cho dù là ở bên trong có bí mật gì giao dịch đó cũng là vãn bối chuyện tình, tựa hồ không dùng hướng bích lạc tiền bối ngài bàn giao a. À. người cái này nhóc con, an dám ở trước mặt lão phu như thế miệng lưỡi bén nhọn. bích lạc lão nhân không khỏi lông mày dựng lên, lộ hung quang. cái này một cái chớp mắt, bích lạc lão nhân uy nghiêm triển lộ ra, nhất thời một cỗ hung uy hướng trình kiến hoa nghiền ép mà đến. cỗ này hung uy trong nháy mắt để trình kiến hoa có loại ngạt thở, lòng buồn bực muốn nôn mửa cảm giác. Trình Kiến hoa hít sâu một hơi, hắn trong bóng tối vận chuyển Nhật Nguyệt Kinh Luân. Sau đó một đạo kim sắc quang hoa lấp lóe mà ra, lập tức liền đem Bích Lạc lão nhân uy thế xua tan. Hắn hướng Bích Lạc lão nhân nói ra, Tiền Bối, Vãn Bối chính là đại tế ti người bên cạnh. Bây giờ chưa phạm thần tộc quy củ pháp tắc, chẳng lẽ Tiền Bối muốn đem Vãn Bối giết hay sao? Nếu thật sự là như thế, Vãn Bối cũng không phải Tiền Bối đối thủ. Tiền Bối kia thì cứ việc ra tay a. À bích lạc lão nhân làm sao có thể thật đem trình kiến hoa giết trình kiến hoa sau lưng còn có trầm mặc nhiên tại trầm mặc nhiên cùng thần tộc bây giờ chính là tuần trang mật bích lạc lão nhân nếu thật là giết trình kiến hoa như vậy cửu u thiên đế tất nhiên sẽ rất là tức giận nhưng giờ này khác này đối mặt trình kiến hoa ngạo mạn bích lạc lão nhân cũng nuốt không trôi khẩu khí này hắn lạnh giọng nói ra người cái này hậu sinh vãn bối miệng lưỡi bén nhọn ngôn ngữ vô dáng xem ra lão phu đến thay đại tế ti thật tốt quản giáo phía dưới ngươi. Hắn sau khi nói xong, liền cong ngón búng ra. Lập tức, một đạo bén nhọn cương khí phá không mà ra, gào thét lên hướng trình kiến hoa kích xạ mà đến. Đạo này cương khí hàm ẩn phá không pháp tắc, đồng thời vặn vẹo không gian khoảng cách, trong nháy mắt liền đến trình kiến hoa trước mặt. Trình kiến hoa lập tức liền cảm nhận được bích lạc lão nhân thực lực kinh khủng. Bất quá một chỉ này, hắn chả không để vào mắt, trình kiến hoa cười lạnh hắn lập tức một chỉ điểm ra cái kia nhật nguyệt kinh luân trong nháy mắt tế ra nhật luân cùng nguyệt luân trên không trung giao thoa va chạm lập tức sinh ra một đạo tia lửa đạo này tia lửa bên trong ẩn chứa cuồn cuộn vô cùng thái dương chân hỏa cương khí cùng hạo nguyệt âm hàn cương khí hai cỗ cương khí bên trong còn ẩn chứa rất nhiều đạo lý cùng pháp tắc trình kiến hoa ra tay vồ một cái liền đem đạo này tia lửa nắm trong tay đồng thời hắn cũng cong ngón búng ra lập tức thì có một đạo kim mang điểm ra, đem bích lạc lão nhân cương khí chảm thành phấn vụn. Trình kiến hoa trầm giọng nói ra, bích lạc tiền bối, ngày hôm nay coi là thật muốn cùng vãn bối động thủ. Nhóc con đáng hận, bích lạc lão nhân vốn chỉ là muốn giáo huấn một chút trình kiến hoa, chỗ đó liệu trình kiến hoa thế mà đem hắn một chỉ này huyền cương chỉ dễ như trở bàn tay cho phá. Cái này khiến bích lạc lão nhân cảm thấy mặt mũi rụng sạch. Thẹn quá hóa giận bích lạc lão nhân xuất thủ lần nữa nhóc con, ngươi cho rằng ngươi đến thắng đế nhật nguyệt kinh luân, liền có tư cách cùng lão phu chống lại. Bích lạc lão nhân hai tay cấp tốc kết pháp ấn, mỗi lần xuất thủ lại không khách khí nữa. Bích lạc lão nhân tức giận phía dưới, cái kia quản trình kiến hoa nhận không chịu được, hoặc có thể hay không chết. Trung châu trấn thiên ấn. Trong nháy mắt, bích lạc lão nhân mi tâm bắn ra vô cùng tinh quang. Những thứ này tinh quang đủ mọi màu sắc, trực tiếp chấn thấu phương viên 30 km tinh quang bên trong, khí lưu cuồn cuộn, như giang hải lao nhanh. Khí lưu bên trong, một cỗ cuồn cuộn đồi núi khí tức lan tràn mà ra. Trình kiến hoa thấy thế không khỏi bị kinh ngạc, lão gia hỏa này điên, thế mà trực tiếp thi triển ra trung châu trấn thiên ấn. Bích lạc lão nhân tay bắt pháp quyết, hắn dâu tóc đều dựng, quanh thân quần áo không gió từ trống. Sau đó, cái kia tất cả tinh khí hình thành một tòa nguy nga đại sơn. Trình kiến hoa lúc ngẩng đầu, mắt tối sầm lại tòa kia khoảng chừng ức vạn tấn đại sơn cứ như vậy chấn áp xuống, liền đem cái này phương viên 30 km toàn bộ đều chấn áp lại. Cái này một cái chớp mắt, thiên địa hắc ám, tựa như là ngày tận thế tới. Tại không có cần nguyên kim quang trận áp chế xuống, Trung Châu Trấn Thiên Ấn tất cả uy lực đều bị hiển lộ ra. Cái này Trung Châu Trấn Thiên Ấn chính là bích lạc lão nhân thành danh tuyệt kỹ, dùng một tòa nguy nga đại sơn đến chấn áp ngươi. Bực này uy lực, là người phàm không thể tưởng tượng trình kiến hoa tia chấp ở giữa tế gia nhật nguyệt kinh luân. Hôm đó vòng cùng nguyệt luân dung hợp lại cùng nhau, hóa thành một vầng mặt trời chói trang trực tiếp đem cái kia nguy nga đại sơn oanh ra một lỗ hồng tới. ầm ầm mặt đất chấn động mãnh liệt lên, toàn bộ kiến dương thành đều phát sinh chấn động kịch liệt, tựa như là động đất tiến đến. Trình kiến hoa bị trung châu chấn thiên ấn chấn áp lại, người khác tại trong núi lớn, tuy nhiên không có việc gì, nhưng lại cũng không trốn thoát được. Trình kiến hoa tiếp tục dùng nhật nguyệt kinh luân chém vỡ đại sơn, liền muốn muốn liều ra một con đường máu. Nhưng lúc này, ngọn núi lớn kia nham thạch tấm tầng cũng không ngừng đè ép, chảy động. Những thứ này nham thạch tấm tầng ẩn chứa bích lạc lão nhân pháp lực cùng tinh thần, càng ngày càng cứng rắn. Trình kiến hoa pháp lực cấp tốc tiêu hao, hắn liên tục phá ra trong vòng hơn 10 dặm, nhưng y nguyên trốn không thoát tòa này nguy nga đại sơn. Tiểu tử, lão phu cái này trung châu trấn thiên ấn tùy người pháp lực mà động chỉ bằng ngươi điểm ấy không quan trọng thủ đoạn thôi muốn chạy trốn bích lạc lão nhân lạnh lùng nói ra trình kiến hoa bị nhốt bên trong hắn cảm giác được chung quanh nham thạch tấm tầng lưu động đồng thời tại hướng hắn không ngừng đè ép hắn chỉ có dựa vào nhật nguyệt kinh luân không ngừng chém vỡ những thứ này đè ép tới tầng nham thạch nham thạch tấm tầng bên trong ẩn chứa vô số quy tắc cùng pháp lực mỗi một khối nham thạch tấm tầng hình như có vạn cân nặng mà lại cứng rắn vô cùng cái này khiến trình kiến hoa pháp lực tiêu hao đến phá lệ nhanh. Tầng 10 cao thủ, có thể được xưng là tuyệt đối bá chủ. Dạng này người một khi xuất thủ, cái kia là tuyệt đối khủng bố. Trình kiến hoa bây giờ cửu trọng thiên sơ kỳ thực lực, tăng thêm nhật nguyệt kinh luân, vốn là có thể tiếu ngạo một phương. Nhưng hắn gặp được bích lạc lão nhân chân áp, nhưng cũng là không thể làm gì. Cùng lúc đó, là quân cùng nhanh nhạy hòa thượng bọn họ cũng đã tránh tới lòng đất đi xuống. Trình Kiến Hoa chỗ lấy đến nơi đây, tự nhiên là La Quân dẫn hắn tới. Mà cái này Trung Châu Trấn Thiên ấn trực tiếp liền đem La Quân cũng cho bao phủ lại. Trong lúc nguy cấp, La Quân cấp tốc đào hố, sau đó liền đem phòng bị tu di ném vào. Người khác cũng theo tiến phòng bị tu di. Như là như vậy, cũng là tránh thoát bích lạc lão nhân thần thức. Phòng bị tu di bên trong, La Quân cùng nhanh nhảy hòa thượng còn có Hồ Trường Xuân cùng Trịnh Thiên liệt thương lượng không nghĩ tới cái này bích lạc lão nhân thế mà trực tiếp ra tay với trình kiến hoa tiểu túc mệnh thuật còn chưa tới tay vậy phải làm sao bây giờ la quân cảm thấy lo lắng hắn dẫn trình kiến hoa đến đây đồng thời cũng biết bích lạc lão nhân theo ở phía sau vì phòng ngừa bích lạc lão nhân hủy đi vùng rừng rậm này sau đó liền nhanh chóng cùng trình kiến hoa lẫn nhau trao đổi một đạo dấu ấn tinh thần làm cách không liên hệ ấn ký loại này thuật pháp là thông qua từ trường ấn ký đến núi liền cùng nhau cùng loại thế giới bao la bên trong gọi điện thoại công hiệu bất quá loại này cũng có khoảng cách hạn chế gặp nhau quá xa cũng liền không có dùng la quân cùng trình kiến hoa ước định cẩn thận về sau trình kiến hoa cấp tốc chuẩn bị rời đi mà lúc này biến cố là la quân bất ngờ nhanh nhạy hòa thượng nói ra đạo hiếu cái này bích lạc lão nhân tu vi cao tuyệt nếu là trình kiến hoa như vậy chết tiểu túc mệnh thuật thì không còn có đạt được khả năng không bằng chúng ta hợp lực đem cái này bích lạc lão nhân cho giết, sau đó đem hắn huyết nhục. Các loại đạo hữu người đến đại thôn phệ thuật thần thông, trực tiếp luyện hóa bích lạc lão nhân huyết nhục tinh khí thần, đến lúc đó nói không chừng có thể một lần hành động đến cửu trọng thiên đỉnh phong tu vi đây. Nhanh nhạy hòa thượng ý nghĩ này là rất lớn gan. Là quân bị kinh ngạc, nói ra, bích lạc lão nhân là thần tộc cao tầng, nếu là đem hắn cho làm. Vậy sau này thần tộc chắc chắn sẽ không buông tha ta nhanh nhạy hòa thượng nói ra, đạo hiếu, người chính là thiên mệnh chi vương. Đến lúc này, còn sợ gây thù hẳn sao, bần tăng cho rằng người việc cấp bách là không từ thủ đoạn cường đại lên. Không phải vậy lời nói, tiến độ theo không kịp, sớm muộn đến vẫn lạc. Địch càng nhiều người, áp lực càng lớn, tiến bộ càng nhanh. La quân cắn răng một cái, nói ra, tốt, thì theo lời ngươi nói xử lý. Sợ cái bóng A. À. Nhanh nhạy hòa thượng tuy nhiên bị la quân độ hóa, nhưng nội tại tính cách thừa số vẫn là tồn tại. Cho nên hắn có cái này lớn mật ý nghĩ, không có gì lạ. La Quân cũng không sợ bích lạc lão nhân, hắn đã từng cùng Kiều Ngưng cũng thuần phục qua tầng 10 trung kỳ từ bác nhìn. Bây giờ rất nhiều cao thủ ứng đối một cái bích lạc lão nhân, muốn đến vấn đề không lớn. La Quân liền đối với Trịnh Thiên Liệt cùng Hồ Trường Xuân nói ra, Trịnh Lão, Hồ Lão, theo ta toàn lực chu sát bích lạc lão nhân. Vâng, thiếu chủ. Trịnh Thiên Liệt cùng Hồ Trường Xuân ầm vang hẳn là. Sau đó, ngay tại Trình Kiến Hoa càng ngày càng cố hết sức thời điểm. La Quân theo phòng bị tu di bên trong lao ra, hắn trực tiếp vận ra tạo hóa kiếm quyết. Trong nháy mắt, ngàn đạo kiếm quang, nói đạo kiếm quang mang theo vô cùng quy tắc lực lượng rảo sát mà ra. Trong núi lớn bộ bị La Quân phá vỡ ra một cái thông đạo tới. Hồ Trường Xuân cùng Trịnh Thiên Liệt cũng nhảy ra, hai người này pháp lực cũng là thâm hậu vô cùng. Hồ Trường Xuân tế ra cách khác kiếm xích châu huyền cương kiếm. Vạn kiếm trấn hải quyết, Hồ Trường Xuân pháp lực cuồng vận, cái kia xích châu huyền cương kiếm chảm ra ngàn vạn đạo kiếm quang đến, không ngừng vỡ nát lên trước mặt tầng nham thạch. Trịnh Thiên Liệt cũng không nhàn dỗi, cách khác khí chính là U Minh Quỷ Trảo. U Minh Quỷ Trảo cùng Trịnh Thiên Liệt đã hòa làm một thể, hắn nhất trưởng cầm ra, tay cầm lập tức trở nên đen nhánh vô cùng, đồng thời tản ra U Minh hàn ý. U Minh quỷ chảo năm ngón tay cấp tốc tráng kiện lên, xương then chốt tráng kiện như châu, đồng thời mang theo một loại rét lạnh khí tức. Năm ngón tay cấu thành quỷ chảo, chém sắt như chém bùn. Trịnh Thiên Liệt U Minh quỷ chảo liên tục bắt động, chảo phong bạo nứt, trước mặt tầng nham thạch cấp tốc vỡ tan vỡ nát. Cùng lúc đó, nhanh nhạy hòa thượng cũng ra chiêu, hắn lấy đại la hạt giống làm gốc thể, cấp tốc diễn sinh ra rất nhiều xúc tu những thứ này xúc tu bốn phương thông suốt sâu căn đâm vào tiến tầng nham thạch trong vách, tiếp lấy xúc tu mãnh liệt co vào, nhất thời liền đem nội bộ đánh cho phân mảnh. Bích lạc lão nhân mặc dù là tuyệt đối cường giả, nhưng là đối mặt cái này tứ đại cửu trọng thiên cao thủ, tăng thêm nhanh nhạy hòa thượng cái này thiên tài địa bảo. Trong lúc nhất thời, chỉ bằng cái này Trung Châu Trấn Thiên Ấn là vô luận như thế nào cũng hàng phục không. Trung Châu Trấn Thiên Ấn cấp tốc bị phá. Bích lạc lão nhân bị kinh ngạc, vạn vạn không nghĩ đến cái này bên trong còn ẩn tàng cái này rất nhiều cao thủ. Cục thế trước mắt biến hóa, tuyệt đối là bất luận kẻ nào đều không ngờ rằng. Bích lạc lão nhân cũng không có thật đánh tính toán giết trình kiến hoa, chỉ là muốn hung hăng giáo huấn cái này hậu sinh tiểu bối. Nhưng đây chỉ là nội tâm của hắn ý nghĩ, là quân, trình kiến hoa bọn người lại là không rõ ràng. Trình kiến hoa tự nhiên muốn liều mạng, đối mặt bích lạc lão nhân dạng này tuyệt đỉnh cao thủ, hắn nếu là còn mang trong lòng may mắn cùng lưu thủ, vậy thì thật là trong hầm phân ném thạch đầu, muốn chết. Mà đối với la quân bọn họ tới nói, người nào mẹ nó biết người bích lạc lão nhân là trừng trị vẫn là thật muốn hạ sát thủ đây. Các phương trong lòng nghĩ Pháp đều không hoàn toàn giống nhau, mà tạo thành hậu quả cũng là không có khống chế. La quân đoàn người này như là đã động thủ, lúc này khẳng định cũng không có khả năng thu tay lại. Trung Châu Trấn Thiên Ấn vừa thu lại, trước mặt mọi người liền thì bỗng nhiên sáng sủa. Ngày đó sắc đã ám trầm, khắp nơi một mảnh vết thương. Rừng cây chi địa cũng đã đầy tràn xanh biết thụ dịch còn thật nhiều mảnh gỗ vụn. Cái này tầng 10 cao thủ vừa ra, quả thực có thể tại ngoác ở giữa hủy diệt một tòa thành trì. Dạng này người lưu giữ trên đời này, bản thân thì không hợp lý. Đây cũng là thiên đạo muốn đem dạng này người toàn bộ diệt sát nguyên nhân vị trí. Bởi vì bọn hắn tồn tại phá hư thế gian pháp tắc một cái thăng bằng. Đoàn người này một khi thoát khốn, lập tức liền đối bích lạc lão nhân triển khai điên cuồng trả đũa. Trình kiến hoa lúc này cũng không chút nào khách khí nữa, hắn tế ra nhật nguyệt kinh luân, nhật nguyệt nguyên thần ấn. Cái kia nhật nguyệt kinh luân nhật luân cùng nguyệt luân dung hợp lại cùng nhau. Thái dương chân hỏa cương khí cùng hạo nguyệt âm hàn cương khí đụng vào nhau. Nhất thời, âm hàn cùng nóng rực cùng tồn tại. Không gian kịch liệt vạn vẹo cùng một chỗ, nhật nguyệt nguyên thần ấn hóa thành như to bằng một gian phòng giống như liệt diễm mặt trời. Âm âm, không khí kịch liệt nổ tung, bốn phía nhiệt độ không khí trong nháy mắt lên cao, quả nhiên là bách thảo không sinh. Mặt đất kia thạch đầu, đất đai cấp tốc bị hòa tan, nướng cháy thành cho tàn. Toàn bộ kiến dương thành tại nhật nguyệt này nguyên thần ấn thi triển hạ, nhiệt độ tăng lên đến không thể tưởng tượng cấp độ. Bao nhiêu dân chúng, sinh linh trong nháy mắt liền bị tươi sống nướng chín. Ngày này châu thế giới bên trong, chính là tu tiên giả thế giới. Tu tiên giả đấu pháp, thường thường liền sẽ tác động đến vô tội. Tại tu tiên giả trong mắt, phổ thông bình dân sinh mệnh so heo chó đều muốn không bằng. Đây cũng là những quốc gia này vì cái gì đều muốn bám vào tiên môn phía dưới. Nếu không phải có tiên môn che chở, tán tu kìa người đến đây tùy ý ngược sát bách tính, hậu quả kia càng không nhìn tưởng tượng. Nhật Nguyệt Nguyên thần ấn cấp tốc thì hướng bích lạc lão nhân đánh giết mà đi. Liệt hỏa phần thiên. Nhật Nguyệt Nguyên thần ấn lợi hại vượt quá tưởng tượng. Bích lạc lão nhân thấy thế lạnh hừ một tiếng, hắn pháp bảo U Minh Kỳ trong nháy mắt tế ra. Cái kia U Minh Kỳ trên không trung nhất chuyển, lập tức biến lớn, giống như một khối màu đen màn trời, trong nháy mắt liền đem phương viên trăm giảm toàn bộ bao phủ lại. Màu đen quỷ khí theo bên trong lao nhanh mà ra, những thứ này quỷ khí sôi trào mãnh liệt, sóng sau cao hơn sóng trước, trực tiếp liền đem nhật nguyệt nguyên thần ấn bao phủ lại. Màu đen quỷ khí không ngừng tại nhật nguyệt nguyên thân thể in lên quấn quanh, càng quấn càng chặt. Sau cùng, nhật nguyệt nguyên thần ấn nhiệt độ nóng bỏng trực tiếp thì biến mất. Trong mắt mọi người chỉ nhìn thấy một cái màu đen hình cầu lơ lửng giữa không chung. Bích lạc lão nhân pháp lực hung hãn, U Minh kỳ càng là cường hãn vô cùng. Trong nháy mắt liền đem trình kiến hoa nhật nguyệt nguyên thần ấn khắc chế. Lúc này, là quần mấy người cũng lập tức xuất thủ. Đầu tiên là Hồ Trường Xuân thi triển ra vạn kiếm chấn hải quyết vạn đạo kiếm nhận phong bạo đem bích lạc lão nhân từ trên xuống dưới bao phủ lại, bích lạc lão nhân ngay tại trung tâm phong bạo. U minh quỷ trảo, trịnh thiên liệt cũng thi triển ra u minh quỷ trảo, cái kia u minh quỷ trảo năm ngón tay mọc ra 100 trượng, to như trăm năm cây già. Trong nháy mắt liền đem bích lạc lão nhân trên dưới vổ lấy. Tầng tầng công kích, trực tiếp chấp nhận bích lạc lão nhân bao phủ lại. Ngay vào lúc này, bích lạc lão nhân bạo giống một tiếng, một cỗ trùng thiên nộ khí lan tràn mà ra vị này tuyệt thế cường giả triệt để nổi giận. Đồng thời, cái kia U Minh Kỳ bên trong, mãnh liệt cuồng bạo hắc sắc tử khí bao phủ phương viên 30 km. Những thứ này tử khí trong nháy mắt hóa thành trăm ngàn vạn con tay, tựa như là địa ngục xâm la bên trong, vô số oan hồn vươn tay ra. Những thứ này tay cuồng bạo vô cùng, cấp tốc liền đem cái kia kiếm nhận phong bạo sinh sinh xé rách. U Minh quỷ trảo cũng bị xé rách ra tới. Hảo hắn cũng không chịu nổi nhiều người. Sau đó, những thứ này tay hướng về trịnh thiên liệt còn có hồ trường xuân chảo nhiếp tới mỗi một cánh tay đều ẩn chứa kịch liệt ăn mòn tác dụng mà lại lực lượng vô cùng lớn trịnh thiên liệt cùng hồ trường xuân bị kinh ngạc chung quanh bọn họ đều bị tay cầm vây quanh muốn tránh cũng không được tránh cũng không thể tránh hồ trường xuân cùng trịnh thiên liệt cảm nhận được lòng buồn bực tử khí đây là một loại khiến người ta muốn buồn nôn khí tức hơn nữa còn có vô số tử vong ảo nghĩa chất chứa bên trong một cỗ lực lượng cường đại thì theo cao bạo thủy lực ép đồng dạng hướng bọn họ đè ép tới. Hồ Trường Xuân cùng Trịnh Thiên Liệt lập tức thi triển ra toàn bộ pháp lực, bảo vệ thân thể, cực lực chống cự loại này đè ép. Trình kiến hoa nhật nguyệt nguyên thần ấn còn tại cùng cái này u minh kỳ tử khí trò đùa liệt đấu tranh. Lúc này, duy nhất có thể hoạt động cũng chỉ có la quân cùng nhanh nhạy hòa thượng. Bích lạc lão nhân tuy nhiên cường hãn vô cùng, nhưng lúc này phân ra chỉ ít 2 phần 3 lực lượng áp chế trịnh thiên liệt còn có trình kiến hoa cùng Hồ Trường Xuân. Cái kia lít nha lít nhít tay cầm cũng trong nháy mắt đem la quân vây lại, đồng thời đè ép tới. La quân vận khởi đại hắc đan, hắn thân thể trốn vào đến đại hắc đan bên trong. Sau đó, đại hắc đan cực lực phát động, hung hãn tuyệt luân băng hàn chi khí lập tức bạo giết ra ngoài. Cái kia bốn phía tay cầm cấp tốc bị đông cứng thành băng cứng. La quân bạo giống một tiếng, nhất trưởng đem đại hắc đan theo trên thân bổ đi ra ầm um, ầm um, đại hắc đan vô hạn phòng lớn trong nháy mắt lớn như núi ngọn núi đem cái kia bốn phía vô số tay cầm triệt để đông lạnh thành phấn vụn bích lạc lão nhân lực lượng đại bộ phận đang áp chế người khác bên này không muốn lại bị la quân đột phá hắn lập tức phân thân tới đối phó la quân u minh nguyên thần bích lạc lão nhân đỉnh đầu cấp tốc bay ra một tên hắc bào lão giả cái này hắc bào lão giả chính là u minh nguyên thần u minh nguyên thần quanh thân tản mát ra hàn ý thấu xương khí thức âm trầm hắn hướng la quân bay tới đột nhiên xòe bàn tay ra hướng la quân phủ đầu một chảo mẹ la quân thầm mắng một tiếng đột nhiên thì thi triển ra hắc ám mạn đồ la cái kia hắc ám mạn đồ la ra bất ngờ trực tiếp liền đem u minh nguyên thần cho phong bế bất quá la quân cũng biết mình hắc ám mạn đồ la dù sao không so được lam tử y tự mình thi triển cho nên u minh nguyên thần nhất định có thể phá vây mà ra bất quá là muốn chút thời gian mà thôi. Là quân quyết định đối bích lạc lão nhân tốc chiến tốc thắng, ra hỏa này pháp bảo cùng chiến đấu lực so ngày đó chúng tinh điện từ bác nhìn thật là muốn cường hắn nhiều. Nhanh nhạy, quấn lấy hắn, là quân chợt quát một tiếng. Lúc này, đã đến nhất định phải liều mạng thời điểm. Nhanh nhạy hòa thượng nói ra, được rồi, hắn cấp tốc lão thụ bàn căn, từ dưới hướng lên trên sinh trưởng. Hắn cấp tốc trưởng thành đại thụ che trời, đồng thời tại một phần trăm cái trong chốc lát sinh trưởng ra vạn cái xúc tu. Những thứ này xúc tu cấp tốc quấn quanh hướng bích lạc lão nhân. Bích lạc lão nhân đồng tử trợn to, hắn lại lần nữa trợt quát một tiếng, đột nhiên phun ra một chùm huyết phụ. Cái này miệng huyết phụ cấp tốc phiêu tán không chung, lại lần nữa tập kết vô số hắc sắc tử khí. Thập tôn huyết ma thần trên không trung xuất hiện, sau đó thì hướng nhanh nhạy hòa thượng chủ thân cây đánh tới. Nhanh nhạy hòa thượng biến hóa càng nhanh, những tiếp xúc đó cần tại hắn chủ thân cây trước mặt hình thành 100 đạo bình chướng. Đồng thời xúc tu tiếp tục sinh trưởng, đem cái kia thập tôn huyết ma thần quấn lấy. Phanh phanh phanh, thập tôn huyết ma thần trực tiếp vỡ ra, những tiếp xúc đó cần cũng liền bị hủy trăm ngàn điều. Nhưng nhanh nhạy hòa thượng lúc này cũng là liều mạng, dốc vốn tiếp tục thôi động linh khí, linh lực. Sau đó lại thật nhiều xúc tu sinh trưởng, tiếp lấy liền đem bích lạc lão nhân vây lại. Bích lạc lão nhân cấp tốc vận tử khí ngân cản, ăn mòn nhanh nhạy hòa thượng xúc tu. Nhanh nhạy hòa thượng xúc tu không ngừng chết đi, nhưng cũng không ngừng một lần nữa tăng mọc ra. Đúng vào lúc này, là quân vận dụng nhân hoàng kính, quỷ mị xuất hiện sau lưng bích lạc lão nhân. Chết đi cho ta, là quân bạo giống một tiếng, cái kia đại hắc đan ngưng tụ thành một khỏa tiểu chân châu đồng dạng tồn tại, chính là như thiểm điện hướng bích lạc lão nhân chán kích xạ mà đến. Cái này đại hắc đan tuy nhiên thu nhỏ, nhưng bên trong ẩn chứa vô số quy tắc, còn có cường hãn pháp lực cùng cái kia cô âm hàn khí tức lại là tuyệt đối khủng bố. Bích lạc lão nhân không dám khinh thường, trong mắt của hắn xuất hiện vẻ sợ hãi. Đồng thời, bích lạc lão nhân trở tay một trường vỗ ra ngoài. Cái kia nồng đậm tử khí cấp tốc hội tụ tại bàn tay hắn phía trước, sau đó hội tụ thành một đạo đại thủ ấn. Đại thủ ấn vồ lấy đại hắc đan. Đại hắc đan oanh một tiếng nổ tung, vô số kiếm quang đem đạo này đại thủ ấn cấp tốc chém giết thành phấn vụn. Tạo hóa kiếm quyết, vạn kiếm quy nhất, là quân đem cái này thuật pháp vận dụng đến thế nhưng là lô hỏa thuần thanh. Trong một chớp mắt, vô số ánh kiếm màu đen ngưng tụ thành một miệng to lớn hắc kiếm, thì hướng về bích lạc lão nhân chảm giết tới. Mãnh liệt âm hàn lực lượng, còn có vô số không gian quy tắc, sinh mệnh quy tắc ẩn chứa bên trong. Đó là một loại duy ta độc tôn khí thế cùng khí tức không gian lại lần nữa kịch liệt bắt đầu vặn vẹo. Bích lạc lão nhân lần nữa ngưng tụ đại thủ ấn, nhưng lại có vẻ quá mức vội vàng, đại thủ ấn bị hắc kiếm chém vỡ. Đồng thời, hắc kiếm đem bích lạc lão nhân đầu lâu chảm bay ra ngoài. Cái này thần tộc lão đại, đệ nhất đại kiêu cứ như vậy chết trong tay la quân. Máu tươi cuồng phún, nhanh nhạy hòa thượng cấp tốc hét lớn, đạo hữu nhanh đem hắn đông cứng, đây đều là tinh hoa lực lượng A. La quân ngầm hiểu, lập tức thi triển địa sát chi tinh đem bích lạc lão nhân thi thể đông cứng. Sau đó cấp tốc đặt vào đến phòng bị tu di bên trong. Cùng lúc đó, cái kia U Minh Kỳ mất đi bích lạc lão nhân trèo trống, lập tức liền héo rút đi xuống. Tất cả tử khí, còn có những tay cầm đó đều hóa thành xương mù màu đen trốn vào đến U Minh Kỳ bên trong. U Minh Kỳ co nhỏ lại thành một cái cờ xí, phiêu nhiên rơi xuống. Là quân việc nhân đức không nhường ai, đem cái kia cờ xí nắm trong tay, sau đó để vào đến phòng bị tu di bên trong. Mọi người cũng liền toàn bộ thoát khốn. Là quân sau đó thì dẫn Linh Tuệ Hòa Thượng còn có trịnh thiên liệt cùng Hồ Trường Xuân tiến vào hắc ám mạn đồ la bên trong. Hắc ám mạn đồ la bên trong còn có bích lạc lão nhân U Minh Nguyên Thần tồn tại, chủ nhân này bỏ mình, Nguyên Thần không chiếm được bổ sung, qua một thời gian tự nhiên cũng sẽ khô héo theo mà chết. Mời nhưng lúc này, cái này Nguyên Thần còn vẫn như cú hung mãnh. Là quân nhất định phải đem chấn áp lại. La Quân không muốn để cho U Minh Nguyên Thần chạy ra, miễn cho hôm nay bắt siết bích lạc lão nhân tin tức cho truyền ra ngoài. Hắn lúc này còn không kịp nghĩ kỹ, nếu là nghĩ lại, liền liền biết việc này hắn là như thế nào cũng thoát không can hệ. Đây là La Quân một cái bản năng hành vi. Cái kia U Minh Nguyên Thần tuy nhiên hung mãnh, nhưng gặp gỡ nhanh nhạy hòa thượng còn có Hồ Trường Xuân, Trịnh Thiên liệt cái này ba đại cao thủ, liền cũng chỉ có hàng phục phần. Chúng ta rời khỏi nơi này trước. La quân đối một mặt mộng so trình kiến hoa gấp giọng nói ra. Cái này đại thuận là tại trời cao tông che chở cho, lúc này nơi này động tính huyên náo thật tại quá lớn. Chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ có mây thiên tông người truy tra tới. Trình kiến hoa gật đầu. Hai người cấp tốc bay cách nơi này, thẳng đến 300 dặm bên ngoài, mới ngừng. Đáp xuống một cánh rừng phụ cận, trình kiến hoa có chút nổi nóng sông la quân nói ra, người có lầm hay không, làm sao bắt hắn cho giết. Cái này khiến ta như thế nào lại về thần tộc. La Quân trong lòng là cố ý giết Bích Lạc lão nhân, trên mặt lại nói, này làm sao có thể oán niệm ta, ta là giúp ngươi. Đối mặt Bích Lạc lão nhân loại cao thủ này, chẳng lẽ ta còn có thể lưu thủ hay sao? Trình Kiến Hoa cho dù thông minh tuyệt đỉnh, lúc này cũng không làm rõ ràng được La Quân đến cùng là cố ý hay là vô tình. Hắn sau đó cười lạnh, nói ra, ngươi bây giờ trợ thủ thật nhiều nha, Bích Lạc lão nhân loại cao thủ này đều có thể bị ngươi cho xử lý la quân nói ra cũng không thể nói như vậy không có người nhật nguyệt nguyên thần ấn kiềm chế chúng ta cũng làm không rơi bích lạc lão nhân hắn cũng không ngốc làm sao cũng không thể để trình kiến hoa không đếm xỉa đến trình kiến hoa sắc mặt âm trầm hắn cũng thì không nói thêm lời nói tốt a à, việc đã đến nước này nhiều lời vô ích ngươi làm nhiều như vậy tay chân đem ta in ra đến cùng có chuyện gì trình kiến hoa chỉ có tại đối mặt lâm phong thời điểm mới có thể biểu hiện ra tôn kính cùng khiêm cung. Nhưng cùng với La Quân lúc, thế nhưng là nửa phần không tha người. La Quân cùng Trình Kiến Hoa lẫn nhau ở giữa, lẫn nhau đều là không có nhiều hảo cảm. Trình Kiến Hoa cũng biết La Quân vẫn luôn muốn Lâm Phong đem hắn đá mở. La Quân liền chính thức nói ra, người có phải hay không có một môn công pháp, gọi là tiểu túc mệnh thuật. Trình Kiến Hoa không khỏi khẽ giật mình, sau đó lại nhạt cười một tiếng, nói ra, người đây không rõ ràng lắm sao lúc trước ngươi kém chút thì chết tại ta tiểu túc mệnh thuật phía dưới là quần nói ra ngươi có thể hay không đem môn thuật pháp này giao cho ta ta có thể dùng ta tạo hóa kiếm quyết cùng ngươi trao đổi trình kiến hoa nói ra tạo hóa kiếm quyết hắn đón đến nói ra người tạo hóa kiếm quyết xác thực tinh diệu vô cùng bất quá ta hiện tại chủ yếu nghiên cứu ta nhật nguyệt kinh luân cũng không cần những thứ này dư thừa công pháp không đổi hắn cự tuyệt rất thẳng thắn Ngươi, là quân không khỏi im lặng. Trình kiến hoa nói ra, ngươi làm sao lại đột nhiên đối với ta tiểu túc mệnh thuật có hứng thú. Là quân chỗ đó chịu nói thật, càng là nói thật, cái này trình kiến hoa so đo liền sẽ càng nhiều. Hắn liền nói ra, ta gần nhất đối số mệnh, vận mệnh những vật này cảm thấy rất hứng thú. Cho nên đối người tiểu túc mệnh thuật cũng cảm thấy hứng thú. Ngươi tuyệt đối không có nói thật, trình kiến hoa chắc chắn nói ra. Là quân nói ra, ngươi không tin ta cũng không có cách nào. Ngươi rốt cuộc muốn như thế nào mới bằng lòng đem tiểu thúc mệnh thuật dạy cho ta. Trình kiến hoa nói ra, ta giống như không có cái này nghĩa vụ A. À. Cứ việc ngươi là phong ca kết bái huynh đệ, nhưng cho dù là phong ca, ta cũng không có nhất định muốn đem ta sở học dạy cho các ngươi đạo lý A. À. Là quân nhất thời nghẹn lời. Trình kiến hoa bỗng nhiên cười một tiếng, nói ra, thực ngươi cũng có biện pháp. Ngươi bây giờ trợ thủ đông đảo, Liên bích lạc lão nhân đều không phải là đối thủ của ngươi. Ta tại cái này thâm sơn cùng cốc địa phương, ngươi như bắt giữ ta, một trận ép hỏi, vậy ta cũng chỉ có giao ra, không phải sao. La quân có chút hủ rũ, nói ra, quên đi, ngươi thật tại không nguyện ý, vậy coi như ta không nói đi. Ngay vào lúc này, nhanh nhạy hòa thượng truyền qua ý niệm đến La quân trong đầu, đạo hiếu, hắn nói không sai, đã hắn không nguyện ý, chúng ta khách khí với hắn cái gì. Trực tiếp bắt hắn cho bắt, ép hỏi ra tiểu túc mệnh thuật sau đó lại đem giết đoạt hắn pháp bảo không được la quân dùng ý niệm cùng nhanh nhạy hòa thượng nói chuyện với nhau hắn quả quyết cự tuyệt hắn là ta đại ca bằng hiếu ta như thế nào đi nữa cũng sẽ không làm chuyện thế này la quân có chính mình phòng tuyến cuối cùng nhanh nhạy hòa thượng gặp la quân kiên quyết liền thở dài thì không nói thêm lời trình kiến hoa cười một tiếng hắn nói ra la quân ta liền biết người vĩnh viễn không xuống được cái này một đòn ác. Nếu ngươi thật có thể bởi vì cướp đoạt công pháp mà tới giết ta, vậy ngươi cũng không phải là La Quân. La Quân nói ra, như không phải là bởi vì có ta đại ca cái tầng quan hệ này tại, ta sớm giết ngươi 10 lần 8 lần. Trình Kiến Hoa nói ra, ngươi muốn tiểu túc mệnh thuật, cũng có thể. Trừ phi ngươi đem nhân hoàng kính cho ta. La Quân ngơ ngẩn, dùng trí bảo nhân hoàng kính đến đổi lấy ngươi một bộ tiểu túc mệnh thuật, người cái này bản tính đánh thật đúng là tốt la quân nhịn không được mở miệng mỉa mai trình kiến hoa nói ra việc này nha người tình ta nguyện người không nguyện ý ta cũng sẽ không miễn cưỡng đổi nhanh nhạy hòa thượng lập tức nói tại sao muốn đổi cái này quá không có lời la quân cùng nhanh nhạy hòa thượng nói chuyện với nhau mà lúc này tại trình kiến hoa trong mắt la quân cũng là không nói một lời thần sắc trên mặt âm tình bất định nhanh nhạy hòa thượng nói ra nhân hoàng kính tuy nhiên quý giá, nhưng đạo hữu người bây giờ càng cần hơn là tiểu túc mệnh thuật. Đạo hữu người tu luyện thật không có có mục tiêu cùng hệ thống, mà lại cướp bóc tính quá thấp, dạng này lại tu đạo giới bên trong lúc không cách nào sinh tồn. Nghe bần tăng, thì cùng hắn đổi. Là quân hít sâu một hơi, ngay sau đó liền lấy ra nhân hoàng kính, nói ra, tốt, trình kiến hoa, ta cho ngươi nhân hoàng kính. Trình kiến hoa nao nao, hắn hiển nhiên không nghĩ tới là quân thực sẽ đáp ứng ngươi chắc chắn chứ? Trình Kiến Hoa nói ra, là Quân nói ra, ta rất xác định. Trình Kiến Hoa mỉm cười, theo rồi nói ra, tốt a, à, ta bất quá là chỉ đùa một chút. Nhân Hoàng kính ta cũng không cần ngươi, ngươi thu đi. Tiểu Túc Mệnh Thuật ta giáo cho ngươi chính là, coi như là đối chúng ta ân oán trước kia một cái kết. Ta tính kế qua ngươi mấy lần, tuy nhiên không có làm bị thương ngươi, nhưng cái này Tiểu Túc Mệnh Thuật coi như là bồi tội. Là Quân ngơ ngẩn. Trình kiến hoa trong lòng nói thầm, nếu là ta thật thu ngươi nhân hoàng kính, ngày khác phong ca có biết, tất nhiên sẽ trong lòng không vui. Hắn không nguyện ý sự tình, ta sao có thể đi làm. Sau đó, trình kiến hoa liền dậy la quân tiểu túc mệnh thuật. Về sau, trình kiến hoa thì muốn ly khai. La quân nói ra, cái này bích lạc lão nhân cái chết, sau khi trở về ngươi như thế nào bàn giao. Trình kiến hoa nói ra, bàn giao cái gì, ta đều chưa thấy qua hắn. La Quân sững sờ, sau đó cũng liền minh bạch trình kiến hoa dự định. Dù sao sau khi trở về cũng là chết không nhận, mà lại, hắn cũng xác thực không có giết bích lạc lão nhân lý do cùng thực lực. Đây là rất dễ dàng đắc tội. Trình kiến hoa sau khi đi, La Quân tìm cái an tĩnh động huyệt, lĩnh ngộ tiểu túc mệnh thuật. Cái kia U Minh Nguyên Thần đã bị hoàn toàn chấn áp lại. Trong huyệt động, một vùng tăm tối. Lúc này là 10 giờ tối. La quân phục dụng một cái ngưng tuyết đan, xem như bổ sung thể lực. Hồ Trường Xuân cùng Trịnh Thiên Liệt cũng ở một bên khoanh chân ngồi tĩnh tọa, tu dưỡng nguyên khí. Nhanh nhạy hòa thượng lần này nguyên khí cũng hao tổn đến kịch liệt, hắn nhất định phải muốn đi lại lần nữa hấp thu một cánh rừng, như thế mới có thể khôi phục nguyên khí. Huyệt động này bên ngoài rừng rậm, vừa vặn cung cấp bần tăng khôi phục nguyên khí. Nhanh nhạy hòa thượng nói với La Quân, đạo hữu, ngươi là có hay không cho phép bần tăng làm như thế chẳng lẽ mỗi lần người tổn nguyên khí đều muốn dựa vào loại phương thức này đến khôi phục la quân hỏi nhanh nhạy hòa thượng nói ra trước kia đại la tiên đằng không có khí linh sở tàn nhẫn vô tình cho nên rất dễ dàng bị phá nhưng bây giờ bần tăng trưởng quản tiên đằng rất nhiều thuật pháp đều là muốn dựa vào nguyên khí cùng linh khí đến thi triển cứ như vậy cũng liền dễ dàng tiêu hao tại bần tăng còn không có học hội đại linh dịch thuật trước chỉ có loại phương pháp này đến khôi phục nguyên khí cũng chỉ có chờ bần tăng tấn thăng làm đạo khí về sau, mới có thể thu nạp hắn vật chất chuyển hóa làm lực lượng. Là quần đau đầu vô cùng, như thế chặt cây rừng rậm cung cấp phạm tội. Nhanh nhạy hòa thượng nói ra, đạo hiếu, xem ra ngươi vẫn không rõ, cái gì là tu đạo. Ngươi đối sự vật biểu tượng còn quá mức chấp nhất, những thứ này cây cối, sinh linh, đều là một loại biểu tượng vật chất. Hủy diệt cùng sinh trưởng là chúng nó đặc tính, người nói hết thảy bình đẳng, nhưng như thế nào hội chân bình chờ thì đến hôm nay bích lạc thi triển trung châu trấn thiên ấn một chiêu nghiền nát bao nhiêu sinh linh trình kiến hoa thi triển nhật nguyệt nguyên thần ấn chỉ trong một chiêu bao nhiêu người cùng sinh linh bị nướng chết cái này là không thể nào bình đẳng đây là theo đại phương hướng nói mà từ nhỏ phương hướng tới nói nhân loại một ngày muốn đổ nấu ăn bao nhiêu sinh linh không chỉ là tu đạo giới nhân loại thế giới cũng đem mạnh được yếu thua đạo hữu người bây giờ đã tại cái này thiên địa dung lô trung gian như còn không tích cực hướng lên vẫn còn đi nói cái gì chúng sinh bình đẳng nhân nghĩa đạo đức sớm muộn có một ngày đạo hữu người hội chết oan chết uổng cho đến lúc đó người có lỗi với đảm nhiệm gì người quan tâm người cũng cái gì đều không cần nói là quần ngây người vận khí tốt thời điểm không liều không đoạt cái kia đạo hữu người tu vi liền sẽ vĩnh viễn dậm chân tại chỗ mà người địch nhân lại từng bước một leo lên cao vị. Nhanh nhạy hòa thượng nói ra, hiện tại đạo hữu ngươi còn dựa vào một tia vận khí, cùng ngươi địch nhân tại cùng một mức độ lên. Nhưng ngươi nếu không đánh vỡ trong lòng một số cố kỵ, sớm muộn có một ngày, người địch nhân sẽ đến giết chết ngươi. Ngươi không có khả năng vĩnh viễn đều phải dựa vào người vận khí mà tồn tại. La Quân trầm mặc đi xuống. Sau một hồi khá lâu, La Quân hỏi Trịnh Thiên Liệt cùng Hồ Trường Xuân. Hắn nói ra, Trịnh lão, Hồ lão, các ngươi cho rằng tu đạo là tu cái gì? Trịnh Thiên Liệt cùng Hồ Trường Xuân hơi hơi ngẩn ngơ. Sau đó, Trịnh Thiên Liệt nói ra, thiếu chủ vì sao đột nhiên hỏi vấn đề này? La Quân nói ra, ta nhìn trận chiến ngày hôm nay, không nói chúng ta cùng Bích Lạc lão nhân ở giữa, nhưng đã thương tới không thiếu vô tội sinh linh, muốn đến trung quy là có chút không đành lòng. Cho nên, ta muốn biết, chúng ta tu đạo, đến cùng cầu là cái gì? Trịnh Thiên Liệt nói ra, mỗi một cái giai cấp đều có mỗi một cái giai cấp quy tắc cùng pháp tắc nhân loại tại làm một ít chuyện sự tình, cũng sẽ ngộ sát rất nhiều con kiến hôi cùng hơi tiểu sinh linh. Đối tại chúng ta người tu đạo tới nói, những nhân loại này cùng con kiến hôi cũng không có khác biệt quá lớn. Cho nên thiếu chủ ngươi cần gì phải tự trách. Không có bao nhiêu người sẽ đi thương hại con kiến hôi tử vong. Là quân lâm vào trầm tư. Hồ Trường Xuân cũng thì nói theo, tuy nhiên đều là người, nhưng giữa người và người tầng diện cũng là không giống nhau. Người tu đạo thế giới bên trong, nhiều nhất vẫn là cướp bóc, tựa như là ở ngoài chính phủ thú trong rừng một dạng. Chỉ có hung thú mới có thể xông ra một phiến thiên địa tới. La Quân nói ra, nếu ta thật sự là hung thú, ngày đó các ngươi tiểu chủ nhân Tử Yên chỉ sợ đã thành ta nô tỳ, nàng Thủy Nguyệt động thiên cũng tại ta trên tay. Hồ Trường Xuân cùng Trịnh Thiên Liệt ngơ ngẩn. Sau một lúc lâu, Hồ Trường Xuân nói ra, thiếu chủ ngài trạch tâm nhân hậu, thật là hiếm thấy. Hắn đón đến, còn nói thêm ta cùng trịnh lão đều cảm niệm thiếu chủ ngài ân đức. Nhưng một mã thì một mã, xác thực, cướp bóc thủy nguyệt động thiên, đem chúng ta tiểu chủ nhân thu làm nô tỳ mới là một cái chính xác người tu đạo cách làm. Con kiến hôi, động lòng người dù sao không phải con kiến hôi, là quân nhịn không được nói ra. Trịnh thiên liền nói ra, chúng ta cảm niệm thiếu chủ người ân đức, nhưng thiếu chủ nếu là nhân từ nương tay, thật là không thích hợp lại tu đạo giới bên trong tiếp tục chờ đợi. Bởi vì như vậy, cuối cùng sẽ chỉ hại người hại mình. Điểm này, còn hy vọng thiếu chủ phải suy nghĩ kỹ. La quân sờ mũi một cái, hắn cẩn thận suy nghĩ Hồ Trường Xuân cùng Trịnh Thiên Liệt lời nói. Nhanh nhạy hòa thượng lời nói cũng ghé vào lỗ tai hắn quanh quần. Theo trên bản chất tới nói, La Quân cũng không cho là mình là nhân từ nương tay người. Nhưng hắn là theo thế giới bao la tới, nơi đó là nhân loại bình thường sinh tồn địa phương. Trên người hắn sói tính không có nặng như vậy mà tại cái này tu đạo giới bên trong lại là trần trụi luật rừng một lời không hợp liền muốn giết người đoạt bảo tại tục thế giới bên trong đoạt cả người cả của sinh giết tính mạng người vậy cũng là vô cùng hung ác mà ở chỗ này lại là pháp tắc là là quân bỗng nhiên nghĩ thông suốt tại tục thế giới bên trong đó là văn minh thế giới mà ở chỗ này đã đặt mình vào rừng cây hoang dã tại rừng cây hoang dã bên trong tuân theo văn minh thế giới pháp tắc thật sự là quá hoang đường. Nói như vậy lên, chính mình có thể sống đến bây giờ, cái kia đều xem như một cái kỳ tích. Nhanh nhạy, người nói không sai, là quần nói ra, ta có chút quan điểm xác thực muốn cải biến. A-di-đà Phật, nhanh nhạy hòa thượng nói ra, đạo hiếu có thể nghĩ thông suốt, vậy thì thật là đại hạnh A. Là quần nói ra, có điều, có chút phòng tuyến cuối cùng vẫn là muốn có. Không chủ động giết người đoạt bảo, đây là ta phòng tuyến cuối cùng nhanh nhạy hòa thượng nói ra, tốt tốt tốt, bần tăng ghi nhớ đạo hữu dạy bảo. Sau đó, La Quân bắt đầu kiểm kê chiến quả, cái kia U Minh Nguyên Thần bị La Quân dùng bộ phận địa sát chi tinh đóng băng về sau, chấn áp tại hắc ám mạn đồ la bên trong. Bao quát bích lạc lão nhân thân thể huyết nhục, đều bị La Quân dùng địa sát chi tinh đóng băng lên, không để nguyên khí sói mòn. Hắn đem bích lạc lão nhân thân thể cũng phóng tới hắc ám mạn đồ la bên trong. Đón lấy, là quân đem bích lạc lão nhân U Minh Kỳ lấy ra. Hắn bắt đầu vận dùng pháp lực tế luyện U Minh Kỳ, cái này U Minh Kỳ bên trong tự thành không gian. Bên trong ủng có vô cùng vô tận U Minh quỷ hồn chi lực. Những quỷ hồn này chi lực là sương mù màu đen, những sương mù này nắm giữ mạnh đại hủ thực lực lượng. Mà lại, chúng nó còn ẩn chứa các loại đối quỷ hồn lực lượng lý giải, cùng quy tắc. Một khi đem U Minh Kỳ vận dụng tốt, liền chẳng khác gì là điều động một trăm ngàn u minh quỷ hồn lực lượng đến tác chiến. Đây cũng là la quân bọn họ nhiều như vậy cá nhân hợp lực đánh giết bích lạc lão nhân lại đều cố hết sức nguyên nhân vị trí. La quân đem u minh kỳ suy nghĩ một phen về sau, cũng liền trong lòng bàn tay tinh túy. Nhanh nhạy, cái này u minh kỳ phẩm chất như thế nào? La quân hỏi nhanh nhạy. Nhanh nhạy hòa thượng nói ra, u minh kỳ bên trong có một trăm ngàn u minh quỷ hồn, những quỷ hồn này sức mạnh lớn nhỏ không đồng nhất nhưng cũng có vô cùng lợi hại U Minh Thánh Vương, chỉ muốn đạo hữu người pháp lực đầy đủ hùng hồn, cái này U Minh Kỳ thì có thể phát huy ra đủ cường đại lực lượng. Hắn lời nói xoay chuyển, nói ra, trên thực tế, liền xem như Bích Lạc lão nhân, cũng không có đem cái này U Minh Kỳ lực lượng phát huy đến cực hạn. Cái này cờ phẩm chất là thượng giai. Ngày sau đạo hữu người cũng có thể đem một số cao thủ giết chết, đem quỷ hồn luyện vào bên trong, cũng có thể hướng biện pháp hấp thu đến càng nhiều u minh quỷ khí cùng âm sát tinh khí tiến vào bên trong, tăng lên 100.000 u minh quỷ hồn lực lượng. Cái này chẳng phải là ma đạo, là quân bị kinh ngạc, nói ra. Đại đạo 3.000 cũng không phân chính đạo ma đạo. Nhanh nhạy hòa thượng nói ra. Là quân sờ mũi một cái, hắn cười một tiếng, nói ra, xem ra ta có chút khái niệm thật là cần phải nhanh cải biến. Đối với bây giờ là quân tới nói, vấn đề lớn nhất cũng là pháp lực quá thấp. Hắn pháp bảo đông đảo, nếu là pháp lực đầy đủ thâm hậu, liền có thể đồng thời điều động nhân hoàng kính, u minh kỳ cùng đại hắc đan đến đây bắt siết địch nhân. Nhưng là hắn pháp lực không đủ trèo chống nhiều như vậy pháp bảo đồng thời thi triển, đó cũng là đầy đủ đau đầu. Sau đó, La Quân bắt đầu nghiên cứu tiểu túc mệnh thuật. Cái này tiểu túc mệnh thuật là trình kiến hoa trực tiếp lấy thần niệm đánh vào đến La Quân trong não vực. Đó là một đoạn kỳ diệu âm tiết đoạn này âm tiết bên trong ẩn chứa vô số đạo ý cùng pháp tắc đem những đạo lý này cùng pháp tắc nối liền cùng nhau liền để la quân ẩn ẩn cảm nhận được số mệnh hàm nghĩa trình kiến hoa cũng không có tránh thức tu luyện thành tiểu túc mệnh thuật hắn chỉ là biết chút gia lông mà thôi nếu để cho trần lăng loại cao thủ này đến thi triển tiểu túc mệnh thuật cái kia là tuyệt đối muốn so la quân đại mệnh vận thuật còn kinh khủng hơn trình kiến hoa đối tiểu túc mệnh thuật cũng không coi trọng hắn dù sao không phải thiên mệnh giả cho nên cũng không có cách nào lãnh hội đến số mệnh hàm nghĩa chân chính. La Quân đạt được tiểu túc mệnh thuật, hắn lập tức liền đem đại mệnh vận thuật bên trong một số pháp quyết cùng tiểu túc mệnh thuật ấn chứng với nhau. Lúc này, nhưng gặp La Quân trong miệng nói lẩm bẩm, Hắn chỗ đọc âm tiết liền hình thành xương mù mông lung khí tức, cỗ khí tức này trên không trung dây dưa, quấn quanh, sau cùng lại toàn bộ bay vào đến La Quân trong não vực. Sau một hồi khá lâu, La Quân mở to mắt, nhanh nhạy hòa thượng lập tức hỏi La Quân, người cảm thấy thế nào? Trịnh Thiên Liệt cùng Hồ Trường Xuân cũng nhìn về phía La Quân. La Quân mỉm cười, nói ra, tiểu túc mệnh thuật cùng đại mệnh vận thuật quả nhiên có không thể chia cắt liên hệ. Cái kia tiểu túc mệnh thuật trong tay Trình Kiến Hoa không phát huy ra tác dụng là bởi vì còn thiếu đại mệnh vận thuật nội tình. Bây giờ ta đã tu luyện thành tiểu túc mệnh thuật, có chút minh bạch một người số mệnh hàm nghĩa vị trí cái kia tiểu túc mệnh thuật thần thông bản nguyên cũng trồng ở ta trong não vực. Vậy rất tốt, nhanh nhạy hòa thượng đại hỷ, nói ra, các loại đạo hữu ngươi lại đến đại số mệnh thuật, liền thì làm ít không to. La quân gật gật đầu. Đến giờ này khắc này, La quân cũng tu luyện được không sai biệt lắm. Hắn liền để nhanh nhạy hòa thượng ra ngoài khôi phục công lực. Nhanh nhạy hòa thượng tuân lệnh, hoan hỷ vô hạn. Sau đó, tại đại sau nửa giờ, một mảng lớn rừng rậm lại lần nữa khô héo. La quân tâm lý thủy chung không đành lòng, cảm thấy nhanh nhạy hòa thượng lại như thế tu luyện, trên địa cầu cây cối không có mấy cây có thể tồn tại. Nhanh nhạy hòa thượng nhìn La quân thần sắc, liền đoán ra La quân đang suy nghĩ gì. Hắn liền cười cười, nói ra, đạo hiếu, người lo ngại. Nhân loại mỗi ngày khai thác dầu mỏ có bao nhiêu, có thể từng khô kiệt, bần tăng lúc này mới ngắt lấy bao nhiêu nha. La quân nghĩ cũng phải, hắn cười cười nói ra người đối với chư thiên thế giới tình huống vẫn là rất rõ ràng nha bần tăng cũng là tại bình hành thế giới bên trong đợi qua không ít năm tháng nhanh nhạy hòa thượng nói ra nhanh nhạy ta còn có một vấn đề muốn hỏi ngươi la quân nói ra nhanh nhạy hòa thượng nói ra đạo hữu một mực muốn hỏi la quân nói ra người đã bị ta độ hóa cần phải một lòng hướng phật vì cái gì đầu óc ngươi bên trong còn có hung ác suy nghĩ nhưng ta cũng biết, ngươi là tuyệt đối bị độ hóa, điểm này ta không hoài nghi chút nào. Nhanh nhạy hòa thượng nói ra, bị độ hóa, loại cảm giác này nói không rõ ràng. Bần tăng bây giờ trong lòng đối đạo hữu ngươi vô cùng thân cận, đạo hữu ngươi là bần tăng trong lòng tín ngưỡng, cái này đã mất có thể cải biến. Nhưng bần tăng vẫn chưa một lòng hướng Phật, huống hồ, Phật cũng không phải một mực từ bi. Là quân âm thầm suy nghĩ, Phật muốn chúng sinh tín ngưỡng Phật, vô luận tội ác bao sâu, chỉ muốn tín ngưỡng ngã Phật, liền có khoan dung cùng tự mình cứu rỗi. Cái này vốn là một loại tẩy não, nhanh nhạy hòa thượng bây giờ bị ta dùng đại lôi âm phổ độ pháp độ hóa, hắn trung thành là tuyệt đối không cần hoài nghi. Là quân về sau liền lại cải biến trang dung, hắn điểm cao mặt nạ vẫn là có tầm 10 tấm. Y phục cũng có hơn 20 bộ, có thể tùy ý cải biến. Hắn nghĩ đến, nếu là có cơ hội trở lại thế giới bao la, xem ra còn phải tìm trầm mặc nùng chuẩn bị nhiều hơn một chút điểm cao mặt nạ. La Quân lại dặn dò Hồ Trường Xuân cùng Trịnh Thiên Liệt, muốn bọn họ một mực đợi tại phòng bị tu di bên trong. Tùy tiện không muốn lộ diện, như thế mới có thể tạo được giết địch kỳ hiệu. Sau đó, La Quân bắt đầu hướng vũ hóa môn phương hướng bay đi. La Quân tu luyện mục tiêu đã rất rõ ràng, trước mắt chính là muốn không ngừng tu hành, tăng lên pháp lực, tăng lên cảnh giới. Mau chóng đến tầng 10 đợi đến tầng 10 tu vi về sau, liền xé rách không gian, đi đem nhanh nhạy hòa thượng lưu lại bảo tàng cùng thần thông bản nguyên nắm bắt tới tay. Vũ hóa môn tại đông bắc phương hướng, đồng dạng có được thập vạn đại sơn, đó là một cái non xanh nước biếc địa phương. Vũ hóa môn phía dưới có tam đại thuộc địa, những thứ này thuộc địa đều là đại quốc. Mỗi một quốc gia đều có ức vạn con dân, mà tại những thứ này thuộc địa phía dưới còn thật nhiều tiểu quốc gia. Vũ hóa môn tư nguyên cũng là cực phong phú giàu là quân đầu tiên đi vào ngạo lai quốc. Cái này ngạo lai quốc là vũ hóa môn môn hạ quốc gia, quốc lực rất là cường đại. Là quân đầu tiên là đến ngạo lai quốc thủ đô thiên khuyết. Lúc này là giữa trưa, trời nắng trang trang, thiên khuyết nội thành, quan to quyền quý đều trong phòng nghỉ mát, chỉ có một ít con buôn đi phu ra để duy trì sinh kế. Là quân biết ở trên trời khuyết nội thành cũng có thiên trì các. Hắn nghĩ đến đi tìm thiên trì các mua một số tin tức đối với vũ hóa môn cùng trang sáng tiên tôn cái kia đoạn chuyện cũ hắn nhất định phải hiểu rõ ràng lần chúc thọ này lễ mừng thọ cũng là một cái rất trọng yếu khâu muốn tại minh nguyệt tiên tôn tiệc mừng thọ lên sáng trói vậy thì nhất định phải có chút không đồ vật bình thường bất quá la quân cũng không có chuẩn bị vì lễ mừng thọ là được muôn vàn khó khăn sự tình nếu như trang sáng tiên tôn bị vũ hóa môn cưỡng ép chiếm lấy bảo bối rất khó khăn lấy tới đây cũng là tính toán lại nghĩ biện pháp cũng không phải không được Thiên Trì Các bề ngoài mở rất lớn, tráng lệ La Quân đến Thiên Trì Các, báo danh Gia Húy Tục danh liền cũng là Ngọc Diện Thư Sinh Lạnh Tu La Quân chỉ nói rõ là muốn mua tin tức Thiên Trì Các người liền đem La Quân đưa đến trong nội đường mặt Tiếp đãi La Quân là một cô gái áo đỏ Xem ra 25-26 tuổi, quả thực là diễm lệ xinh đẹp Nàng Tu Vi cũng là bát trọng thiên Trong nội đường, nữ tử để nha hoàn dân trà cũng trước tự giới thiệu, nói ra, lãnh công tử, ta gọi mộ dung tuyết. Nguyên lai like là mộ dung cô nương, là quân mỉm cười, nói ra. Mộ dung tuyết nói ra, ta nghe hạ nhân nói, công tử là muốn đến ta thiên ao các mua chút tin tức. Là quân nói ra, không sai. Mộ dung tuyết nhẹ nhàng cười một tiếng, nàng cũng liền tại chủ vị ngồi xuống, sau đó hai tay dâng trả đến miệng một bên trà một miệng. Đón lấy, nàng mới lên tiếng, không biết lãnh công tử là muốn mua gì tin tức. Nữ nhân này, trong lúc phất tay, đều có một loại nói không nên lời rung động lòng người phong tình. Hơn nữa còn có một loại tính trước kỹ càng khí tràng. Đây là một cái quen đàm phán cao thủ. Là quân tâm lý lập tức liền đối mộ dung tuyết làm ra phán đoán, bất quá, cái này cũng không đáng kể. Hắn nói thẳng, ta nghe nói bây giờ ở nước ngoài trăng sáng cung, trăng sáng tiên tôn sắp một nghìn đại thọ. Cái này trăng sáng tiên tôn trước đó lại là vũ hóa môn thiên tài, bây giờ trang sáng tiên tôn đã có thể cùng vũ hóa môn địa vị ngang nhau. Như vậy năm đó chuyện xưa, thiên trì các bên này nhưng có tài liệu cặn kẽ. Mộ dung tuyết nao nao, nàng nhìn nhiều la quân, sau đó nói, những cái kia chuyện xưa cũng không phải là cái gì bí văn, chẳng lẽ lãnh công tử chính là muốn đến mua tin tức này. La quân nói ra, dĩ nhiên không phải, ta muốn biết trang sáng tiên tôn năm đó bị thu lấy pháp khí đến cùng là cái gì pháp khí, bây giờ pháp khí này lại ở nơi nào. Mộ Dung Tuyết như có điều suy nghĩ, sau đó, nàng nói ra, chẳng lẽ Lãnh công tử muốn tìm được kiện pháp khí kia, sau đó hiến cho trang sáng tiên tôn làm lễ mừng thọ a? À. La Quân Tử Tốn nói, vấn đề này, ta không cần thiết trả lời Mộ Dung cô nương a. À. Mộ Dung Tuyết cười một tiếng, nói ra, Lãnh công tử ngược lại là cẩn thận người. Nàng nói xong, lại nói tiếp, xác thực, Lãnh công tử muốn làm gì, chúng ta đều không nên hỏi đến. Chúng ta thiên chỉ các mở cửa làm ăn, hắn không cần quản." La Quân cười nhạt một tiếng. Mộ Dung Tuyết còn nói thêm, "Công tử muốn mua tin tức này, chúng ta thiên chỉ các thật có." "Bất quá, công tử ngươi có thể ra giá bao nhiêu tiền đâu?" "Cái này không phải là ta ra giá, mà là các ngươi cảm thấy tin tức này giá trị bao nhiêu tiền." La Quân nói ra. Mộ Dung Tuyết nói ra, "10 vạn lượng hoàng kim." La Quân hít sâu một hơi, ám đạo ngày này ao các quả thật là hấp huyết quỷ có điều hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, tiền tài đều là vật ngoài thân. Hắn phòng bị tu di bên trong còn có không ít hoàng kim. Hắn ngay sau đó liền nói, không có vấn đề. Mộ dung tuyết nao nao, nàng tiếp lấy khách khách cười một tiếng, nói ra, lãnh công tử thật sự là người sảng khoái. Là quân liền thì theo phòng bị tu di bên trong xuất ra kim phiếu, nói ra, cái này kim phiếu thật giả, tin tưởng cô nương là có thể phân biệt ra được. Mộ dung tuyết tiếp nhận kim phiếu, Nàng nhìn một lát, sau đó mỉm cười, nói ra, hàng thật giá thật. Đón lấy, Mộ Dung Tuyết dẫn La Quân đi vào trong phòng chi bên trong chờ đợi. La Quân các loại ước chừng chừng 10 phút đồng hồ, sau đó một vị hơn 60 tuổi lão giả tiến đến. Lão giả này một thân trường sam màu đen, người lớn lên khô gầy, biểu lộ nghiêm túc. Hắn sau khi đi vào, liền đem đại cửa đóng lại. Trong phòng lâm vào một vùng tăm tối. La Quân thị lực tốt lạ thường, cho dù là như thế, hắn cũng đem bốn phía hết thảy đều nhìn thấy rõ ràng. Lão giả mặt không biểu tình nói ra, ta gọi triệu bá, lãnh công tử, lão phu hữu lễ. La quân đứng dậy hoàn lễ, nói ra, ngài khách khí. Hắn là cái để ý chi tiết người, cũng biết diêm vương dễ nói, tiểu quỷ khó chơi đạo lý. Vạn nhất hắn kêu căng vô lễ, cái này triệu bá nhất thời không vui, đang giảng tin tức thời điểm, cố ý lọt mất một số trọng yếu chi tiết, cái kia sẽ trở thành một loại hủy diệt tính tai nạn. Triệu bá đối mặt la quân hoàn lễ lại là nao nao, bởi vì hắn tiếp đãi qua quá nhiều khách nhân. Hắn hành lễ là thiên trì các quy củ, nhưng người đến phần lớn đều là kiêu căng tu sĩ, có rất ít đem hắn triệu bá làm một bàn giao người. Ngay sau đó, triệu bá thì đối la quân có hảo cảm, sắc mặt hắn hòa hoãn một số, từ tốn nói, lãnh công tử, ngươi là muốn biết trang sáng tiên tôn năm đó bị vũ hóa môn lấy đi pháp khí ở nơi nào, đúng hay không. La Quân nói ra, không sai. Triệu Bá nói ra, kiện pháp khí kia gọi là tinh thần toa, có thể vượt qua không gian khoảng cách, mặt khác, tinh thần toa bên trong ẩn chứa tinh thần chi lực, cũng có thể hấp thu ngôi sao hàn sát chi lực. Chỉ là đáng tiếc, đương nhiên Minh Nguyệt tiên tôn bị Vũ Hóa môn trưởng lão bức bách, dưới cơn nóng giận, trang sáng tiên tôn đem sao trời con thoi hủy diệt. Bây giờ, cái kia tan nát tinh thần toa ngay tại Vũ Hóa môn bắc đầu ngọn núi tàng chân các bên trong lấy tàng chân các, la quân nói ra. Triệu bá nói ra, vũ hóa môn cùng trời cao tông một dạng, có được thập vạn đại sơn. Trời cao tông như hiện có 39 ngọn núi, đệ tử ngàn vạn. Mà vũ hóa môn có 36 ngọn núi, bắt đầu ngọn núi cũng là bên trong một ngọn núi. La quân nghe rất nghiêm túc. Bình thường là có thể tự lập sơn phong người, ít nhất là cửu trọng thiên tu vi. Lập sơn phong, liền có thể tự hành thu đồ đệ, lớn mạnh chính mình thế lực mỗi một ngọn núi phong chủ đều sẽ có được chính mình chấn phong chi bảo. Còn bắt đầu ngọn núi thì là vũ hóa môn đệ tam đại ngọn núi, phong chủ gọi là vạn liên hoa. Vạn liên hoa tu vi là tầng 10 đỉnh phong, nắm giữ thuần dương thần khí bắc đầu thiên thư. Tại bắc đầu trên đỉnh, còn có một tòa cửu cung kim tháp đại trận thủ hộ, đây cũng là làm thủ hộ tàng chân các đại trận. Nếu là không có đạt được tông môn cho phép, liền xem như tầng 10 đỉnh phong cao thủ cũng không phá nổi cái này cửu cung kim tháp đại trận không phá nổi cửu cung kim tháp đại trận liền cũng liền không cách nào tiến vào cái kia tàng chân các bên trong triệu bá nói xong về sau là quân gật gật đầu nói ra đa tạ triệu bá vì ta giải thích triệu bá nói ra công tử bây giờ đã biết vũ hóa môn biết tàng chân các phòng ngự nghiêm mật hẳn là sẽ không lại đi đánh cái này tinh thần toa chủ ý a à. hắn đón đến nói ra phải biết tàng chân các bên trong có vũ hóa môn rất nhiều trí bảo nếu là có ngoại nhân xâm nhập đi vào đó là phạm Vũ Hóa môn đại kiêng kỵ, từ nay về sau cũng là không chết không thôi." La Quân mỉm cười, nói ra, "Ta chỉ là hiếu kỳ, cũng không có hắn dự định. Ta bất quá là không quan trọng tu vi, chán sống mới có thể đi đánh cái này tàng chân các chủ ý." Triệu Bá cười nhạt một tiếng, liền thì không nói thêm lời. La Quân sau đó thì cáo biệt Triệu Bá, rời đi thiên trì các. Ra thiên trì các về sau, là quân tìm ẩn nấp nơi hẻo lánh đem hồ trường xuân cùng trịnh thiên liệt phóng xuất hồ lão trịnh lão chính các ngươi hành sự tùy theo hoàn cảnh đi tàng chân các thì không mang tới các ngươi là quân nói ra hồ trường xuân cùng trịnh thiên liệt nghe vậy bị kinh ngạc hồ trường xuân nói ra thiếu chủ chẳng lẽ người thật đúng là muốn đi đánh vũ hóa môn tàng chân các chủ ý là quân nói ra đã đều đến một bước này cũng không có không đánh mà lui đạo lý bất quá các ngươi yên tâm ta hội làm theo khả năng. Nếu là phát hiện sự tình không thể được, ta không sẽ động thủ. Hồ Trường Xuân nói ra, nếu là như vậy, ta cùng trịnh lão còn là theo chân thiếu chủ ngươi cùng một chỗ đi. Chúng ta luôn luôn có thể giúp đỡ bận bịu Không dùng, La Quân nói ra, thật muốn lấy tinh thần toa, cũng là dùng trí. Dựa vào đánh, chúng ta mấy người này không có khả năng xông được tiến tảng chân các. Như vậy đi, La Quân nói ra, các người đi trước hải ngoại tiên sơn bên kia, ta đến lúc đó lại cùng các ngươi liên lạc. Trong thời gian này, chúng ta coi như làm không biết. Hồ Trường Xuân cùng Trịnh Thiên Liệt gặp La Quân chủ ý đã định, liền cũng liền không tốt nói thêm gì nữa. Hồ Trường Xuân cùng Trịnh Thiên Liệt sau khi đi, La Quân cũng là một thân một mình. Mà nhanh nhạy hòa thượng làm theo đổi chỗ, hắn ngay tại La Quân trong lỗ tai đợi. Hắn biến hóa đến thật nhỏ như một cái sợi tóc. La Quân cảm thấy con hàng này thật có điểm như ý kim cô bổng vị đạo lớn có thể biến thành xanh thiên trụ, tiểu lên có thể nhỏ như sợi tóc. La quân cùng nhanh nhạy hòa thượng trò chuyện giết thì giờ. Nhanh nhạy hòa thượng lộ ra hưng phấn, nói ra, vũ hóa môn môn phái này bần tăng vẫn còn có chút giải. Tại chỗ bần tăng cùng tiêu linh giao thủ qua, tiểu tử kia là một thiên tài, bần tăng hội rất nhiều thần thông, thế mà tại trên tay hắn đều không chiếm được tiện nghi. Mà lại, tiêu linh sẽ còn đại luân hồi thuật, hắn đại luân hồi thuật tại 3.000 đại đạo bên trong xếp hạng thứ 5 ngươi còn cùng tiêu linh giao thủ qua. La quân không khỏi kinh ngạc, hắn nói ra, bao nhiêu năm chuyện lúc trước tình. Hơn ba ngàn năm trước đi, nhanh nhạy hòa thượng nói ra. La quân nói ra, vậy xem ra ngươi trước kia cũng không có bao nhiêu lợi hại nha. Ba ngàn năm trước tiêu linh ngươi cũng đánh không thắng. Nhanh nhạy hòa thượng nhất thời kích động, nói ra, bần tăng hơn ba ngàn năm trước cũng không có thua với tiêu linh, và lại tiêu linh vốn là cực nhân vật thiên tài bần tăng lúc đó đã đang bị thiên đạo áp chế nếu không phải tầng này coi như tiêu linh lợi hại cũng không phải bần tăng đối thủ la quân nói ra ta đang nghĩ thiên đạo như thế phòng bị ngươi có phải hay không có chút chuyện bé xé ra to nhanh nhạy hòa thượng nói ra hừ hừ đạo hiếu người đây cũng không biết lúc đó nếu như không phải thiên đạo kịp thời xuất thủ bần tăng dung hợp thập đại thần thông về sau rất nhanh liền có thể đem toàn bộ thiên châu xé rách thiên châu xé rách về sau các đại không gian loạn thành một bầy, bần tăng liền có thể hấp thu không gian quy tắc lực lượng. Cho đến lúc đó, toàn bộ 3.000 thế giới đều sẽ hủy diệt. Tiêu Linh, tạo hóa chân nhân những cao thủ này hội dễ dàng tha thứ ngươi. La Quân nói ra, nhanh nhạy hòa thượng nói ra, bọn họ cũng không làm gì được bần tăng, bần tăng năm đó đã là bất tử chi thân. Nếu như không phải thiên đạo trực tiếp xuất thủ, bần tăng nhất định sẽ không có hôm nay. La Quân cười ha ha, nói ra, xem ra ngươi vẫn là rất không cam tâm làm tiểu đệ của ta a à. nhanh nhạy hòa thượng nói ra a di đà phật bần tăng quy y đạo hiếu chính là tâm linh an vui quả quyết sẽ không không có cam lòng bần tăng mỗi nhớ tới trước đó đối đạo hiếu chỗ phạm phải tội nghiệt liền cảm giác thống khổ không chịu nổi bây giờ có thể phục thị đạo hiếu quả thật bần tăng phúc khí la quân tâm lý buồn cười sau đó hắn nói ra cái này tàng chân các bên trong khẳng định có rất nhiều bảo bối không nói trước chúng ta cái này đi vào khó khăn. Liền xem như thành công trộm đi tinh thần toa, chỉ sợ cũng sẽ gặp phải vũ hóa môn điên cuồng đuổi giết. Cuộc làm ăn này làm, không lớn có lời A. À. Nhanh nhạy hòa thượng nói ra, nhưng là đạo hiếu, ngươi phải biết, lần này đi cho trang sáng tiên tôn mừng thọ thanh niên tài tuấn thế nhưng là không ít A. À. Đạo hiếu ngươi không thừa cơ đến chút chỗ tốt, tăng thực lực lên. Lâu như vậy xem như đến trang sáng tiên tôn trang sáng cung, liền thì có niềm tin chắc chắn lực áp tất cả thanh niên tài tuấn, đạt được trang sáng tiên tôn lễ vật sao. Là quân sờ mũi một cái, nói ra, ta xác thực không có hoàn toàn chắc chắn. Cầu phú quý trong nguy hiểm, nhanh nhạy hòa thượng nói ra, đạo hiểu, chúng ta phải có sói tính. Đây là tu đạo giới pháp tắc, chúng ta nếu là không hung ác một điểm, thì hội bị người giết chết. Là quân nghĩ thầm cũng thế, mình bây giờ thời thời khắc khắc đều là tại máu trên lưỡi đao không nói trước cái kia rất nhiều cừu hận, liền là mình thân ở chúng tinh điện bên trong. Nếu như nhiệm vụ kết thúc không thành, đó cũng là quá sức. Cái kia chúng tinh điện trên quảng trường, đã treo không ít thiên mệnh giả đầu người. Thiên mệnh giả cái danh này là vang, nhưng nói cho cùng, cũng liền là vận khí tốt một số. Gặp được thực lực tuyệt đối, vẫn là hẳn phải chết không nghi ngờ. Vận khí không thể đại biểu hết thảy. Là quần có thể cảm giác được trên người mình áp lực nếu như mình chạy chậm một chút, cũng không cần vũ hóa môn người đến xử lý chính mình. Chính mình chỉ sợ cũng chạy không thoát chúng tinh điện, chạy không khỏi Lan Đình Ngọc, Trần Thiên Nhai những nhân thủ này. Tốt, chúng ta thì chơi hắn một chuyến, là quân hạ quyết tâm. Nhanh nhạy hòa thượng cũng liền cười to, nói ra, cái này đi cho trang sáng tiên tôn mừng thọ người không đếm hết, đưa pháp bảo lễ vật càng là như tinh thần nhiều. Nhưng là bần tăng dám nói, không có bất kỳ cái gì một kiện lễ vật muốn so cái này tinh thần toa tới rung động. Tinh thần toa bây giờ là tàn khuyết, mặc dù không có giá bao nhiêu giá trị, nhưng cái này sau lưng hàm nghĩa lại là có thể nghĩ. Là quân nói ra, ta nếu thật là cầm tới tinh thần toa, tại ta đem sao trời con thoi đưa đến trăng sáng tiên tôn trên tay thời điểm, liền là tương đương tại thiên hạ anh hùng hào kiệt trước mặt đánh vũ hóa môn mặt. Về sau chúng ta theo vũ hóa môn coi như thật là không chết không thôi nhanh nhạy hòa thượng cười ha ha nói ra nợ nhiều không lo còn giận nhiều không ngứa dù sao chúng ta cũng chỉ có thể chết một hồi trước sợ cái gì là quân nói ra tốt 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 người quả nhiên trời sinh thích hợp tại tu đạo giới bên trong lăn lộn nói như vậy bình tĩnh về sau là quân liền bắt đầu muốn kế hoạch đi trộm tinh thần toa là quân đầu tiên liền đi vũ hóa môn cái kia vũ hóa môn ngay tại đại thuận sau lưng ba ngàn dặm bên ngoài một đường bay qua chỉ dùng 3 giờ liền đã đến đạt. Lúc này sắc trời đã hoàn toàn ngầm hạ đi. Trên trời có một vòng hạo nguyệt, ngân sắc ánh trăng vẩy chiếu ở phía dưới thập vạn đại sơn phía trên. Nơi này là một mảnh tuyệt đối vắng vẻ, người thế tục rất khó tưởng tượng, tại cái này thập vạn đại sơn bên trong sẽ có vũ hóa môn như thế một cái thế lực bá chủ giống như môn phái. Cái này thập vạn đại sơn chính là chúng ta ẩn tàng vị trí tốt chỗ, bần tăng thi triển linh thai quyết, cùng tất cả rừng cây thành làm một thể bảo quản liền xem như tiêu linh đích thân đến, cũng không phát hiện được chúng ta khí tức. Là quân nói ra, ta giống như quên hỏi cái kia triệu lão, bắt đầu ngọn núi đến cùng là cái kia một tòa ngọn núi. Nhanh nhạy hòa thượng nói ra, vậy thì có cái gì khó, chúng ta tuy nhiên không biết bắt đầu ngọn núi, nhưng lại có thể theo cái kia cửu cung kim tháp đại trận để phán đoán. Là quân một đường tầng trời thấp hướng về vũ hóa môn hạch tâm vị trí bay đi, một bên tiếp tục cùng nhanh nhạy hòa thượng thương lượng bây giờ còn không có gặp bắc đầu ngọn núi, la quân cũng còn không có cụ thể xâm nhập kế hoạch. chúng ta trước lặng lẽ bắt một tên bắc đầu phong đệ tử, sau đó dùng đại lôi âm phổ độ pháp độ hóa hắn. như thế về sau lại nhìn lúc nào thuận tiện đi vào, nhanh nhạy hòa thượng cho la quân nghĩ kế. la quân nói ra, được. phi hành ước chừng nửa giờ, la quân rốt cục đi vào vũ hóa môn nơi trọng yếu. muốn tại cái này một trăm ngàn xanh ngắt thanh sơn bên trong tìm tới vũ hóa môn hạch tâm đó cũng không phải một kiện khó khăn sự tình. Bởi vì vũ hóa môn bên ngoài cũng có đại trận phòng ngự, đây là không cho ngoại địch xâm nhập. Muốn bố trí như thế một cái đại trận, liền cần vô số pháp lực. Cái này sóng pháp lực cũng là một cái tín hiệu ngọn nguồn. Là quân trên không trung đem vũ hóa môn thấy rõ ràng. Cái này vũ hóa môn chủ phong nguy nga hùng vĩ, giống như vân bên ngoài thiên cung đứng vững. Thả mắt nhìn đi, phương viên 30 dặm đều là trắng lóa như tuyết chi sắc tựa như là một đầu ngọc long sơn tuyết mạch uốn lượn xoay quanh. Cái này vũ hóa môn kiến trúc, toàn bộ đều là lấy đá cẩm thạch làm chủ thể, phong cách đều là cung bình phong. Tại vũ hóa môn chủ điện trước là một cái quảng trường khổng lồ, khoảng chừng 10.000 10 mét vuông. Tại trên quảng trường, vân vụ lượn lờ, khiến người ta căn bản nhìn không rõ ràng. Mà ở bên trái còn có một đầu trong suốt hồ nước, cái kia hồ nước giống như là treo ở trên vách núi một dạng, một bên khác còn tại bay chảy thẳng xuống dưới, hình thành hùng vĩ thác nước. 36 ngọn núi tướng chủ ngọn núi quay chung quanh, hình thành một đạo kỳ diệu đại trận. Tòa trận pháp này cùng trời cao tông đại trận có chút tương tự. Quả nhiên là danh môn đại phái khí phách. La quân biết mình nếu như tự tiện xâm nhập đi vào, ngay lập tức sẽ kinh động vũ hóa môn bên trong cao thủ. Đây tuyệt đối là la quân đạo thứ nhất chướng ngại vật. Đạo hữu ngươi nhìn đỉnh núi kia, ẩn ẩn có kim quang tràn ra, trận pháp lưu động không thôi, còn có bảo quang lộ ra. Bần tăng dám khẳng định, này tòa đỉnh núi chính là chúng ta muốn tìm bắt đầu ngọn núi. Nhanh nhạy hòa thượng nói ra. La quân gật gật đầu, hắn cùng nhanh nhạy hòa thượng lúc này nói chuyện phiếm đều là dùng ý niệm giao lưu. Bản thân hắn đối với trận pháp nghiên cứu càng là cao thủ, cũng trực tiếp thì khẳng định này tòa đỉnh núi chính là bắt đầu ngọn núi. Bắt đầu, dựa theo phương vị, này tòa đỉnh núi thật là không phải bắt đầu ngọn núi không còn gì khác. La quần nói ra, cái này vũ hóa môn thủ hộ đại trận lấy 36 tinh túc vì trận, mỗi một cái phương vị đều là rất nhiều kết quả. Nhanh nhạy hòa thượng hơi hơi ngoài ý muốn, nói ra, nghĩ không ra đạo hữu người đối với trận pháp còn có nghiên cứu. La quân mỉm cười, lại không nhiều nói. Tại cái này vũ hóa môn 36 ngọn núi trận pháp bên ngoài, là quân ngốc ước chừng nửa giờ. Về sau, hắn đối nhanh nhạy hòa thượng nói ra, đi. Sau đó, lóe lên phía dưới, La Quân cùng nhanh nhạy hòa thượng thì nhập trong trận pháp. Nhanh nhạy hòa thượng bị kinh ngạc, nói ra, vì tiện xông tới, sẽ kinh động vũ hóa môn cao thủ. Là Quân nói ra, ta tự nhiên biết, bất quá người yên tâm đi. Ta vừa mới nghiên cứu cái này tinh túc trận pháp, phát hiện bọn họ sóng linh khí có một cái quy luật, tựa như là thủy triều lên xuống chập trùng. Mỗi một giờ luân chuyển bên trong sẽ có một cái khe hở, cái này khe hở nếu là không hiểu trận pháp này huyền ảo, quả quyết khó có thể tìm được nhanh nhạy hòa thượng nói ra, cái kia đạo hữu ngươi là làm sao tìm được. La quân cười một tiếng, nói ra, trận pháp càng lớn, liền sẽ càng có sơ hở. Như thế đại trận pháp, không có khả năng thập vàn thập mỹ. Ta muốn tìm đến, cũng không phải là việc khó. Đi thôi, đi bắt đầu ngọn núi. Hắn sau khi nói xong, cũng không phi hành, mà chính là dựa vào phương hướng hướng bắt đầu ngọn núi bên kia đi đến. La quân vô cùng cẩn thận, hắn sợ sóng pháp lực hấp dẫn đến vũ hóa môn cao thủ chú ý. Là quân hành tẩu nhanh vô cùng, trong nháy mắt liền đến đến bắc đầu phong sơn dưới. Cái kia bắc đầu ngọn núi cao có 100 trượt, giống như là xanh thiên chi trụ đứng thẳng vào mây trời. Giờ này khắc này, là quân cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bởi vì bắt đầu ngọn núi bên trong còn có tầng 10 đỉnh phong vạn liên hoa tồn tại, tùy tiện tiến đến, liền là chịu chết. Nhất định phải biết rõ bên trong tình huống mới được. La quân tại bắc đầu ngọn núi bên ngoài chờ đợi. Đây là một cái cần phải kiên nhẫn sự tình, mà la quân kiên nhẫn luôn luôn đều rất tốt. Chân trời dần dần tờ mờ sáng. Phía đông thải hà trói lọi mà mỹ lệ, mà mặt trời còn chưa theo tầng mây bên trong lộ ra manh mối. Ngay lúc này, bắt đầu trên đỉnh có một đạo lưu quang bay qua, lại là hướng về cái kia vũ hóa môn chủ phong phương hướng bay đi. Là mượn nhờ pháp bảo phi hành, nhìn cái này tốc độ phi hành, còn chưa tới đạt cửu trọng thiên. Có thể bắt được, nhanh nhạy hòa thượng theo La Quân phân tích. La Quân quyết định thật nhanh, cấp tốc bay qua, tại nhanh tới gần người kia thời điểm, hắn trực tiếp lấy nhân hoàng kính thoáng hiện đến cái kia người trước mặt. Người kia bị La Quân ngăn trở đường đi, không khỏi bị kinh ngạc. Còn không đợi người tới kịp phản ứng, La Quân đã trước tế ra hắc ám mạn đồ la. La Quân ra tay cực nhanh, cấp tốc thì dùng hắc ám mạn đồ la đem người tới phong ấn chặt. Đón lấy, la quân cấp tốc bay đến phía dưới trong rừng cây sau đó la quân cùng nhanh nhạy hòa thượng cùng một chỗ tiến vào hắc ám mạn đồ la bên trong cái này hắc ám mạn đồ la bên trong tự thành không gian một khi bị phong vào đến bên trong liền cùng bên ngoài hoàn toàn ngăn cách trừ la quân có thể cảm ứng được bên ngoài nguy hiểm lam tử y cho la quân cái này pháp bảo tuyệt đối là cường hãn la quân cùng nhanh nhạy hòa thượng chuồn vào đến hắc ám mạn đồ la bên trong cái kia hắc ám mạn à đồ la bên trong, hắc sắc liên hoa ở giữa tỏa chấn, cái này liên hoa mỗi một cánh hoa đều to lớn vô cùng. Nhưng khi người muốn công kích cái này liên hoa lúc, lại sẽ phát hiện, người dùng hết chỗ có pháp lực đều không thể đến liên hoa trước mặt. Nhất hoa nhất thế giới huyền bí còn có đài bên trong chi mê đều tại cái này một đóa hắc ám liên hoa bên trong. Cái gọi là nơi nào là Linh Sơn, trong lòng không Phật, Linh Sơn vĩnh viễn không cách nào đến. Trong lòng có Phật, dưới chân chính là Linh Sơn. Cái này hắc ám mạn đồ la ảo diệu cũng ngay tại ở, nếu như ngộ ra, lập tức liền có thể rời đi. Nếu như ngộ không thấu, chết cũng không thể rời bỏ. Bị bắt vào tới là một tên thanh niên nam tử, nam tử này thân thể mặc đạo bào, một mặt chính khí. Hắn tu vi tại bát trọng thiên sơ kỳ. Tại cái này vũ hóa môn bên trong, quả nhiên là cửu trọng thiên phía dưới cao thủ nhiều như chó. Thanh niên nam tử này gặp La Quân, lập tức cả giận nói, ngươi là người phương nào, lại dám tại vũ hóa môn bên trong dương oai. Hắn sau khi nói xong, liền tế ra một món pháp bảo. Đó là một miệng toàn thân mặc lục pháp kiếm. Thanh niên nam tử chợt quát một tiếng, trong tay bắt pháp quyết. Nhất thời, ánh kiếm màu xanh lục lóe lên, liền hướng la quân nơi cổ họng bắn vụt tới. La quân ánh mắt hơi hơi nheo lại. Ánh kiếm màu xanh lục này tại ở gần la quân về sau, đột nhiên làm tám đạo kiếm quang. Tám thanh pháp kiếm tản mát ra rét lạnh sát ý, đồng thời tạo thành một cái vi diệu kiếm trận. Sau đó, cái này tám thanh pháp kiếm lần nữa biến đổi, tia chớp ở giữa mỗi người chém ra 36 kiếm. Sau đó trong nháy mắt, tiếp cận 300 đạo hung hãn kiếm quang đem la quân trên dưới quanh người toàn bộ bao trùm. Kiếm quang như giống như giải lụa, hung ác chém giết. Nhưng vào lúc này, la quân bỗng nhiên hư không tiêu thất. Cái kia thanh niên nam tử thấy thế không khỏi bị kinh ngạc, hắn còn chưa lấy lại tinh thần, la quân đã thông qua nhân hoàng kính đến phía sau hắn la quân đem hắn đầu vai hung hăng một nhấn thanh niên nam tử này không thể chịu được khí lực lập tức một chân quỳ xuống đi la quân cấp tốc lấy pháp lực phong bế thân thể của hắn không muốn vọng động nếu như vọng động ta pháp lực lập tức dẫn bạo linh hồn ngươi từ trường la quân lạnh giọng nói ra thanh niên nam tử lập tức cũng đã biết lợi hại hắn đương nhiên biết la quân không phải là đang nói cười la quân chuyển mà đi tới thanh niên nam tử trước mặt người rốt cuộc là ai tại sao muốn bắt ta thanh niên nam tử vừa sợ vừa giận hắn thật sự là không biết trước mắt la quân a la quân cười lạnh một tiếng theo rồi nói ra bổn công tử cùng ngươi lười nhác nói nhảm ta hiện tại muốn độ hóa ngươi ngươi lập tức buông ra lòng dạ tiếp nhận ta độ hóa không phải vậy lời nói ta lập tức đưa ngươi giết hắn sau khi nói xong liền tế ra đại lôi âm phổ độ kim quang cỗ này kim quang cấp tốc đem thanh niên nam tử này bao phủ lại. La quân trong miệng nói lẩm bẩm cấp tốc tăng lên pháp lực đến độ hóa trước mắt người này. Đại lôi âm phổ độ kim quang cần La quân hấp thu càng nhiều nguyện lực, như thế mới có thể cường đại. Bây giờ La quân đại lôi âm phổ độ kim quang vẫn là rất yếu, cho nên cho dù là độ hóa so với hắn tu vi thấp người cũng rất tốn sức. Đương nhiên, theo trên bản chất tới nói, đại lôi âm phổ độ kim quang vẫn là tại phương diện tinh thần phía trên coi như đại lôi âm phổ độ kim quang tương lai biến rất cường đại nhưng la quân cũng rất không có khả năng độ hóa so với hắn tu vi lợi hại người chỉ muốn đối phương tinh thần bất khuất la quân thì không có cơ hội mà lúc này la quân độ hóa thanh niên nam tử này thì rất phiền phức thanh niên nam tử này ý chí bất khuất tại la quân độ hóa hạ ngược lại tinh thần càng phát ra cứng cỏi lên la quân không khỏi giận hắn nghiêm nghị nói ngươi lại không buông ra tâm linh ta lập tức giết ngươi thanh niên nam tử lạnh lùng nói ra, người giết đi, ta chính là vũ hóa môn bắt đầu ngọn núi dưới trướng, tuyệt sẽ không hướng người khuất phục. Là quân vô cớ đau đầu, nếu là hắn thời gian nhiều, còn có thể chậm rãi tra tấn con hàng này. Nhưng là lúc này chính là thời gian khẩn cấp, nếu như vũ hóa môn người phát hiện con hàng này mất tích, khẳng định sẽ gây nên can qua. Là quân lo lắng, hắn luân phiên độ hóa, nào biết, thanh niên nam tử này ý chí lực càng phát ra cường hãn lên, thế mà dần dần có loại muốn đem la quân đại lôi âm phổ độ kim quang bước cho ra não vực bên ngoài xu thế. Ta, la quân nổi nóng cực kỳ. Nhanh nhạy hòa thượng đang một bên cũng là lo lắng, hắn thể hiện ra cây non hình thể, nói ra, a di đà Phật, vị đạo hữu này, cái gọi là chết tử tế không bằng lại còn sống a à. Ngươi nếu không chịu độ chấp nhận hóa, chúng ta bí mật tiết lộ, hôm nay đoạn không thể để cho ngươi còn sống ra ngoài. Thanh niên nam tử cười lạnh liên tục, nói ra, cái này căn bản là tà thuật, ta nếu là bị nô dịch tư tưởng, sau này sẽ là hắn khôi lỗ, ta còn không bằng chết tính toán. Khổ hải vô biên, quay đầu là bờ, nhanh nhạy hòa thượng nói ra, bần tăng nhìn đạo hữu người tại khổ hải trầm luân, còn không tự biết, quả thực là để bần tăng đau lòng tiếc hận a. À. Ta nhổ vào, thanh niên nam tử chẳng thèm ngó tới. Ha ha, thanh niên nam tử sau đó xông la quân cười to, nói ra, người cái này tà thuật chẳng những độ hóa không ta, ngược lại để cho ta ý chí càng thêm kiên định nếu như hôm nay ta may mắn không chết trùng kích bát trọng thiên trung kỳ liền không là vấn đề mẹ là quân tâm lý cái này nổi nóng a à. đúng lúc này trong đầu của hắn linh quang nhất thiểm sau đó lúc này là quân bỗng nhiên pháp tướng trang nghiêm lên hắn tiểu túc mệnh thuật bản nguyên toàn bộ tụ tập tại hắn trong đôi mắt Là quân còn người hóa thành tử sắc hào quang màu tím bắn ra trong nháy mắt đem thanh niên nam tử thân thể bao phủ vĩ đại số mệnh a à, hết thảy chúa tể không người nào có thể ngăn cản người uy nghiêm là quân lớn tiếng quát hát lên môi hắn ông động liên tục phát ra âm thanh cái kia màu tím hóa thành u ám khí tức đem thanh niên nam tử bao phủ lại ngay lúc này thanh niên nam tử tại từ nơi sâu xa nhìn thấy chính mình số mệnh chỗ a a a vì cái gì vì cái gì số mạng ta hội luôn như vậy ta không cam tâm ta không cam tâm a à. Thanh niên nam tử quát to lên, là quân tiếp lấy lập tức tế ra đại lôi âm phổ độ kim quang. Sau một hồi khá lâu, thanh niên nam tử ánh mắt không hề mê mang, không hề bàng hoàng, không thống khổ nữa. Thanh niên nam tử ánh mắt trong suốt, hắn chậm rãi đứng dậy, sau đó hướng La quân thi lễ, nói ra: đa tả đạo hữu chỉ điểm, ta rốt cục có thể đại thông đại ngộ. Ta trước kia nghiệp chướng nặng nề, về sau ổn thỏa đền đáp đạo hữu, để rửa thanh trên thân tội nghiệt la quân hơi hơi thở phào hắn không khỏi may mắn may mắn chính mình có tiểu túc mệnh thuật a cái này tiểu túc mệnh thuật cũng là tại đối phương tâm hồn gieo xuống một hạt giống để hắn nhận mệnh cảm thấy mình số mệnh cũng là như thế nhanh nhạy hòa thượng lập tức nói đạo hiếu có thể kịp thời quay đầu bần tăng thật sự là hoan hỉ thanh niên nam tử nói ra ta bây giờ đại thông đại ngộ trong lòng cũng rất là hoan hỉ La Quân trong lòng không khỏi cảm thán đại phổ độ kim quang tẩy não chi lợi hại. Hắn bất động thanh sắc, nói ra, người tên gì? Hồi đạo hữu lời nói, ta gọi Lâm rực rỡ. Lâm rực rỡ, La Quân nói ra, ừm, um, người bây giờ là muốn đi làm cái gì? Lâm rực rỡ nói ra, ta muốn đi trước quy tiên đài hướng trưởng lão nộp lên hôm nay bắt đầu ngọn núi sách dậy nấu ăn. Sách dậy nấu ăn, La Quân nói ra. Lâm rực rỡ nói ra, 36 ngọn núi, mỗi một tòa ngọn núi thực đơn mỗi ngày đều sẽ lược có sự khác biệt đây là chúng ta công việc thường ngày la quân nói ra tốt người đi trước báo cáo chờ ngươi hôm nay không có chuyện gì về sau lại lặng lẽ tới tìm ta nhớ lấy ngươi không thể tiết lộ ra ngươi đã quy y tại ta cũng không thể tiết lộ ra ta hành tung vâng đạo hiếu lâm rực rỡ nói ra tốt đi thôi la quân giải khai lâm rực rỡ trói buộc lâm rực rỡ sau đó liền đi La Quân cùng nhanh nhạy hòa thượng cũng liền ra hắc ám mạn đồ la. Về sau, hắn cùng nhanh nhạy hòa thượng trốn đến phòng bị tu di bên trong. Một đến tận buổi tối thời điểm, Lâm rực rỡ mới đến đây tụ hợp. Mọi người ngay tại cái kia phòng bị tu di bên trong thương lượng. La Quân nói ra, Lâm rực rỡ, người tại các người bắt đầu ngọn núi bên trong, địa vị như thế nào? Lâm rực rỡ nói ra, hồi đạo hiếu. Ta tại bắt đầu ngọn núi bên trong phụ trách mỗi ngày sách dậy nấu ăn, cũng coi như có chút địa vị. Bất quá theo sư tôn đích truyền thất tử so ra, vẫn là kém nhiều. Đích truyền thất tử, La Quân nói ra. Lâm rực rỡ nói ra, sư tôn thu bảy tên đệ tử đích truyền, bên trong đại sư huynh trầm tinh hoa tu vi tầng 10 sơ kỳ, lớn nhất đến sư tôn coi trọng. Bây giờ, trầm sư huynh liền tỏa chấn lấy bắt đầu ngọn núi. Trầm sư huynh tỏa chấn bắt đầu ngọn núi, vậy các ngươi sư tôn đâu? Là Quân lập tức hỏi. Lâm rực rỡ nói ra, sư tôn sớm đã đi bên trong tông môn thời không chỗ sâu tu luyện, dùng cái này chờ đợi có thể phá vỡ tầng 10 ràng buộc, một lần hành động đến hư tiên chi cảnh. Thời không chỗ sâu là cái quỷ gì? La Quân hỏi. Lâm rực rỡ nói ra, thời không chỗ sâu chính là ta vũ hóa môn bảo địa, chỉ có thu hoạch được trưởng giáo trí tôn cho phép mới có thể tiến nhập. Cái kia thời không chỗ sâu thời gian pháp tắc bị khóa bình tĩnh lên, bên trong 10 năm, bên ngoài mới một năm. Bây giờ sư tôn đã đi vào 10 năm có thừa vạn liên hoa thế mà không tại bắt đầu ngọn núi bên trong, vậy thì thật là quá tốt. Nhanh nhạy hòa thượng đại cười nói. Là quân liền còn nói thêm, lâm rực rỡ, người có biện pháp nào không lặng lẽ mang theo ta cùng nhanh nhạy hòa thượng đi tàng chân các. Đạo hữu người muốn đi tàng chân các, lâm rực rỡ bị kinh ngạc. Nhanh nhạy hòa thượng nói ra, chúng ta lần này tới chính là vì tàng chân các. Cũng không thể là đến các người vũ hóa môn làm khách không phải. Lâm rực rỡ gật gật đầu, hắn nghiêm mặt nói ra, phải vào tàng chân các chỉ sợ có chút khó khăn. ta có thể lặng lẽ tương đạo bạn mang vào bắt đầu ngọn núi, nhưng là tàng chân các là từ đại sư huynh tự mình trông coi. đồng thời đại sư huynh còn nắm trong tay cửu cung kim tháp đại trận. đồng thời sư tôn đem bắt đầu thiên thư cũng ban cho đại sư huynh. cái này tàng chân các chỉ sợ là không có cơ hội đi vào. la quân nói ra, đại sư huynh của ngươi luôn không khả năng là không biết ngày đêm trông coi tàng chân các a. À. Lâm rực rỡ nói ra, đại sư huynh cùng cửu cung kim tháp đại trận tâm ý tương thông, nếu là có người xông vào, tất nhiên sẽ kinh động đại sư huynh. Nhanh nhạy hòa thượng lập tức nói, tàng chân các theo không mở ra sao? Liền không có người sẽ đi bên trong lấy bảo vật sao? Lâm rực rỡ nói ra, cái kia ngược lại sẽ không, trong môn phái có đệ tử tu vi tấn thăng, hoặc là lập công cực khổ, cũng sẽ ở trưởng lão chỉ huy đi xuống tàng chân các bên trong tuyển bảo vật các trưởng lão tiến tàng chân các là trầm tinh hoa tiếp đãi sao? Là quân hỏi. Lâm rực rỡ nói ra, các trưởng lão có ấn phù nơi tay, có thể trực tiếp đi vào. Hắn đón đến, nói ra, có thể phù này ấn đều là mấy vị thái thượng trưởng lão tự mình chấp trưởng, lấy chúng ta trước mắt thực lực, căn bản không thể nào đạt được ấn phù. Là quân trầm ngâm một cái chớp mắt, nói ra, ấn phù cũng là đạt được trận pháp cho phép, người bây giờ có thể hay không mang ta tiến đến, ta nhìn có biện pháp nào không phá giải cửu cung kim tháp đại trận. Lâm rực rỡ nói ra, cái này rất có thể sẽ kinh động đại sư huynh trầm tinh hoa, một khi kinh động đại sư huynh, tại cái này vũ hóa môn bên trong, đạo hữu người thôi muốn chạy trốn. La quân nói ra, ta sẽ tùy cơ ứng biến, nếu như phát hiện có khả năng kinh động trầm tinh hoa, ta liền không động thủ. Lâm rực rỡ nói ra, đã như vậy, vậy ta thì theo đạo hữu. Dạng này, ta đi trước chuẩn bị một chút, chuẩn bị một số quần áo đạo hữu ngươi thay đổi về sau cầm lên chúng ta bắt đầu ngọn núi thủ lệch sau đó lại đi tàng chân cát la quân nói ra tốt ta chờ ngươi lâm rực rỡ rất nhanh liền đi ước chừng nửa giờ sau lại bay trở về hắn ngồi pháp khí gọi là sao băng hạc là vũ hóa môn nội bộ pháp khí một khi đến vũ hóa môn trận pháp bên ngoài thì bay không nổi theo tàu điện muốn liên thông dây điện một dạng mới có thể chạy cái này sao băng hạc cũng là thông qua khống chế trong trận pháp linh khí, đạt tới phi hành mục đích. Dù sao, vũ hóa môn bên trong quá lớn, các ngọn núi lớn ở giữa khoảng cách rất xa. Nhưng lại thật nhiều đệ tử là không biết phi hành, bởi vậy cái này sao băng hạc pháp khí thì theo thời thế mà sinh. Tại trời cao trong tông, lại là có thần thú cảnh, chuyên môn bồi dưỡng tiên hạc đến cung cấp phi hành. Đây là các cái giữa các môn phái khác biệt tính. Lâm rực rỡ tìm một bộ đạo bào cho La Quân, La quân cấp tốc thay đổi. Về sau, Lâm rực rỡ lại đem một cái thủ lệnh giao cho La Quân. Tay này lệnh là từ nơi nào đến? La Quân hỏi. Lâm rực rỡ nói ra, ta theo một vị sư đệ trong tay thuận tới, người sư đệ kia bị ta phân phó lấy rời đi bắt đầu ngọn núi, đi trong núi cho ta bắt một đầu rắn lục. Đoán chừng trong thời gian ngắn là sẽ không về trên đỉnh. Kể từ đó, đạo hữu người bắt hắn thủ lệnh đi vào, cũng sẽ không gây nên bắt đầu trên đỉnh đạo tràng biến hóa. Đạo tràng, là quân không khỏi âm thầm líu lưỡi, cái này vũ hóa môn bên trong quả nhiên là canh phòng nghiêm ngặt A. Ngoại nhân muốn thần không biết quỷ không hay đi vào, rất khó khăn. La quân cầm tay kia lệnh, tay kia lệnh phía trên lập tức tản mát ra một cỗ ôn nhuận khí lưu đem la quân bao phủ lại. Cỗ khí lưu này chính là cùng bắt đầu ngọn núi đạo tràng dung hợp. Nếu là có người không có thủ lệnh, tùy tiện tiến vào bắt đầu ngọn núi bên trong, vậy liền sẽ bị đạo tràng chỗ bài xích, từ đó kinh động đại sư huynh trầm tinh hoa. La quân nói tiếp, nhanh nhạy hòa thượng, người sẽ không bị đạo này tràng khí lưu bài xích ha. Nhanh nhạy hòa thượng nói ra, bần tăng bất quá là một kiện pháp khí, không có bất kỳ cái gì hô hấp và nội tức, như thế nào sẽ bị bài xích. Vậy cũng đúng, La quân yên lòng. Như thế về sau, La quân cũng liền theo lâm rực rỡ bay lên bắc đầu ngọn núi. Lâm rực rỡ nói cho La quân. bắc đầu ngọn núi bên trong có đệ tử hơn 5.000 tên, không có khả năng mỗi người đều biết mỗi người coi như gặp phải người cũng không cần kinh hoàng chỉ nói là tam đại đệ tử đi theo tử tinh thật người tu hành là đủ là quân hiểu cái này bên trong ảo diệu hắn đem nội tức rừng, đồng thời che giấu tu vi cứ như vậy trừ phi là gặp phải tu vi cao hơn chính mình người mới có thể phát hiện bên trong không ổn bắt đầu trên đỉnh địa vực rộng rộng rãi môn phái kiến trúc xây dựa lưng vào núi phảng phất thiên nhiên cổ tháp phòng nhỏ nhiều vô số kể, còn có thật nhiều tự nhiên quang cảnh. Tiến vào bên trong, lại là cũng không so hoàng cung đại viện muốn tới tiểu. Danh môn đại phái, đây mới thực sự là danh môn đại phái A. Là quân nhịn không được ở trong lòng cảm khái, vũ hóa môn hết thảy có 36 ngọn núi, 36 ngọn núi còn không bao gồm chủ phong, cái này bên trong một tòa ngọn núi liền có khí phái như thế, làm thật là khiến người ta nhìn mà than thở. Lâm rực rỡ ở phía trước dẫn đường, La Quân đi ở phía sau. Nhanh nhạy hòa thượng thu nhỏ như sợi tóc, giấu ở La Quân trong lỗ tai. Cái kia tàng chân các tại vùng đất trung ương, bị hắn kiến trúc giống như giống như quần tinh vây quanh vầng trăng quay chung quanh. Đồng thời, La Quân tại lâm cẩm đái dẫn tới, đứng tại trên vách núi đá. Cái kia dưới vách núi đá mặt cũng là tàng chân các, tàng chân các chiếm diện tích chừng 10.000 10 mét vuông. Tại tàng chân các trên không, trôi nổi kim quang lóng lánh chín tòa kim tháp cửu cung kim tháp đại trận, la quân trong lòng lập tức nắm chắc. Cái kia chín tòa kim tháp thoạt nhìn như là vàng dòng chế tạo, mỗi một tòa kim tháp đều cao có trăm mét, sừng sững đứng vững. Mà lại, mỗi một tòa kim trong tháp đều tản mát ra cường đại pháp lực ba động, chín tòa kim tháp, hộ ứng lẫn nhau, tạo thành cường hãn vô cùng cửu cung kim tháp đại trận. Nhanh nhạy hòa thượng cùng la quân ý niệm giao lưu, nhanh nhạy hòa thượng sợ hãi than nói, thật cường đại thuần dương chi lực, vũ hóa môn quả nhiên tích lũy thâm hậu A thế mà tìm đến cái này chín tòa kim tháp chấn thủ tàng chân các. La quân cùng nhanh nhạy hòa thượng giao lưu, hắn nói ra, cái này chín tòa kim tháp, có cái gì thành tựu sao? Nhanh nhạy hòa thượng nói ra, cái gì thành tựu bần tăng cũng không rõ lắm, nhưng cái này chín tòa kim trong tháp thuần dương chi lực cực kỳ hùng hậu. Nếu có tu luyện thuần dương công pháp cao thủ, đem cái này chín tòa kim tháp nắm bắt tới tay phía trên, cái kia ngay lập tức sẽ công lực đại tăng. Cái này chín tòa kim tháp bố thành đại trận, không có nhiều người có thể rất mạnh mẽ xâm nhập. Trừ phi là tạo hóa chân nhân dạng này cao thủ, nhưng cho dù là tạo hóa chân nhân đến đây, Vũ hóa môn cao thủ cũng không phải tượng gỗ. Cho nên, cái này tàng chân các như thế để phòng, bên trong nhất định có vô cùng đồ tốt a. Chúng ta lần này đi vào, tuyệt không thể không công mà lui. La Quân nói ra, thời gian khẩn cấp, ta đến xem phải chăng có thể tìm tới chui vào đi vào biện pháp. Nhanh nhạy hòa thượng nói ra, bần tăng tuy nhiên đối với trận pháp có chỗ giải nhưng lại tự nhận không có cách nào dựa vào xảo lực phá vỡ trận này nếu là đổi lại bần tăng trước kia toàn thịnh thời kỳ ngược lại là có thể trực tiếp oanh mở la quân cười một tiếng nói ra trực tiếp oanh mở đó cũng là muốn chết lập tức phú hóa môn cao thủ đều bốn phía nhanh nhạy hòa thượng cười hắc hắc nói ra cái kia ngược lại là la quân hòa lâm rực rỡ đi vào tàng chân các phía dưới chỗ cửa lớn phía trước cũng là một cái tiểu bình đài, lại phía trước chính là vách núi. Cái kia vách núi treo leo phía trên dài một khỏa xanh ngắt thanh tùng. Người nào, ngay vào lúc này, bên kia đi tới một tên đệ tử, hướng nơi này quát nói. Mù ồn ào cái gì? Lâm rực rỡ sông đệ tử kia trầm giọng mắng, mù ngươi mắt chó đúng không? Không thấy được là ta ở chỗ này sao? Làm sao, ta làm gì còn muốn báo cáo cho ngươi? Vẫn là nói ta muốn phá vỡ cái này tàng chân các đệ tử kia thấy rõ ràng lâm rực rỡ lập tức hoảng sợ sắc mặt trắng bệch khúm núm nói ra thật xin lỗi lâm sư huynh thật xin lỗi vừa mới ta không thấy rõ Cút, lâm rực rỡ theo uống chó một dạng quát lui đệ tử này vâng 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 lâm sư huynh cái kia người lập tức nói sau khi nói xong đệ tử này lập tức liền bước nhanh rời đi không có vấn đề a à? la quân hỏi lâm rực rỡ lâm rực rỡ nói ra đạo hữu yên tâm, không có vấn đề. Cái này tàng chân các ở đây, không có đệ tử có bản lĩnh phá trận. Cho nên căn bản sẽ không gây nên hoài nghi. La Quân nói ra, nếu chỉ là phá trận, thế thì đơn giản. Hiện tại khó thì khó tại ta còn không thể kinh động các người trầm sư huynh. Lâm rực rỡ nói ra, cái này xác thực rất khó. La Quân ngay sau đó cũng thì không cần phải nhiều lời nữa, hắn bắt đầu ngưng thần điều tra cái này cửu cung kim tháp đại trận là quân đối với trận pháp có ngày tìm đường sống mới tạo nghệ, cái này cửu cung kim tháp đại trận, hắn rất nhanh liền giải cái rõ ràng. Trận pháp hạch tâm ở giữa thiên vương kim trong tháp, hắn bắt đại tháp thuần dương pháp lực tràn vào thiên vương kim trong tháp, lại từ thiên vương kim tháp trận pháp trả lại còn lại tám tòa kim tháp. Lòng vòng như vậy, sinh sôi không ngừng, ngoại lực rất khó cắm vào đi vào, tựa như là một trái bóng ra một dạng, nắm giữ cực mạnh gỡ lực tác dụng. Chính là bởi vì này, muốn mạnh mẽ xâm nhập mới có thể rất khó nhất định phải có lực lượng cường đại đem chín tòa kim tháp toàn bộ lực lượng đánh nổ nhưng ta hiển nhiên còn không có loại lực lượng này la quân nói thầm ấn phù sở dĩ có thể mở ra cái này cửu cung kim tháp đại trận là bởi vì ấn phù bên trong có cửu cung kim tháp hạch tâm bản nguyên lực lượng ta muốn phá trận cần bay đến cửu cung kim tháp đại trận thiên vương kim tháp trên không sau đó trước hấp thu kim tháp thuần dương chi lực như thế lại dựa vào pháp lực đi mở ra bên trong 9981 nói phương trình thức thầm trận pháp. Nếu là lấy bản thân pháp lực, quả quyết khó có thể tiến vào bên trong. Cái này là rất lớn một cái xảo diệu, bất quá, lúc này ta không thể trắng trợn phá trận, một khi phá trận thì sẽ kinh động trầm tinh hoa. Vâng, có biện pháp, là quần ánh mắt bỗng nhiên sáng lên, hắn lập tức hỏi lâm rực rỡ, nói ra, ấn phù là cái dạng gì? Lâm rực rỡ nao nao, sau đó nói, đạo hiếu người nhìn đại môn kia bên trên có một cái lỗ khảm la quân nhìn sang đại môn kia phía trên quả nhiên có một cái lỗ khảm cùng loại sư tử nhỏ ấn phủ lỗ khảm cái này lỗ khảm lộ ra lại chính là liên thông trận pháp hạch tâm vị trí nhất định phải kim tháp bản nguyên lực lượng mới có thể có đến cho phép la quân trong lòng suy nghĩ lên huyền hoàng thần cốc hạt giống bên trong huyền hoàng dịch có thể tẩy thanh thiên phía dưới vần đục cũng có thể tẩy tất cả lực lượng ấn ký cái này huyền hoàng dịch hẳn là sẽ không bị kim tháp bản nguyên lực lượng chỗ chống cự. Đây là một cái cực mạo hiểm ý nghĩ, một khi không thành công, ngay lập tức sẽ dẫn tới hỏa sát thân. Nhưng La Quân càng nghĩ, cảm thấy ý nghĩ này là có khả năng thành công. Đây là La Quân trước mắt duy nhất có thể nghĩ đến biện pháp. Nếu như không dùng cái này biện pháp, như vậy thì chỉ có không công mà lui. Lâm rực rỡ, ta hội hết sức thử một lần, nếu như phát hiện không được, ta thì giấu vào phòng bị tu di bên trong. Người đem phòng bị tu di mang trên tay, tìm cơ hội đem chúng ta mang đi ra ngoài. Là quân hướng lâm rực rỡ nói ra. Tốt, đạo hiếu, lâm rực rỡ không chút do dự nói ra. Nếu như ta thành công cầm tới đồ, vật về sau, chúng ta thì giữ nguyên kế hoạch tiến hành. Là quân sau cùng căn dặn lâm rực rỡ. Lâm rực rỡ nói ra, vâng, đạo hiếu. Là quân vận pháp lực hấp thu huyền hoàng dịch, cái kia huyền hoàng dịch tại là quân pháp lực khống chế hạ, lập tức liền hình thành một cái tiểu sư tử ấn phù bộ dáng Đón lấy, là quân đem tiểu sư tử ấn phù cắm vào lõm trong máng. Đây là một cái vô cùng kích động nhân tâm tràng diệt, cũng vô cùng kinh tâm động phách. Là quân dĩ nhiên minh bạch trận pháp huyền ảo vị trí, cũng đã biết, cái này lỗ khảm đại biểu là có ý gì. Đây là một cái ký hiệu mở ra, chỉ có kim tháp bản nguyên lực lượng mới có thể mở ra tựa như là duy nhất chìa khóa một dạng. Mà huyền hoàng dịch đại biểu cũng là vạn năng chìa khóa. Nhưng huyền hoàng dịch đến cùng phải hay không vạn năng chìa khóa đâu, điểm này, là quân cũng không dám khẳng định. Người nào cũng không biết, cái này sẽ gây nên cái gì phản ứng dây chuyền. Tiểu sư tử ấn phù cắm vào lõm trong máng về sau, cũng không có bất kỳ cái gì phản ứng. Là quân nào nào, có điều rất nhanh, đại môn thì chậm rãi mở ra. Thành công! La quân không khỏi đại hỉ, hắn lập tức liền lách vào đi. Sau đó, đại môn một lần nữa khép lại. Tiến vào tàng chân các bên trong, la quân nhỏ khẽ thở vào một cái. Hắn thả mắt nhìn đi, lập tức liền trông thấy bốn phía rộng lớn vô cùng, tầng tầng lớp lớp, rực rỡ muôn màu. Các loại bảo vật, pháp khí, còn có quyển sách không thiếu gì cả. La quân không tì vết nhìn nhiều, cực lực tìm kiếm tinh thần toa chỉ có cầm tới tinh thần toa, chuyến này mạo hiểm mới có ý nghĩa. Nhanh nhạy hòa thượng cấp tốc nhảy xuống, sau đó lan tràn gian lận trăm đầu xúc tu tại tàng chân các bên trong tìm. Chỉ một lúc sau, nhanh nhạy hòa thượng thật hưng phấn nói ra, đạo hiếu, bần tăng tìm được. Hắn sau khi nói xong, xúc tu cuốn một cái, liền đem hai loại sự vật đưa tới la quân trước mặt. Đó là cắt thành hai đoạn ngân sắc con thoi, bên trong còn có còn sót lại tinh thần chi lực. Cái này bà con thoi mọc ra chừng một mét, chất liệu sắt cũng không phải sắt, giống như bạc không phải bạc, chính là một loại nào đó thiên ngoại vẫn thiết. Thật là tan nát tinh thần toa, là quân cấp tốc đem sao trời con thoi thu vào phòng bị tu di bên trong. Nhanh nhạy hòa thượng sau đó lại lung tung quyển rất nhiều pháp bảo, đan dược, quyển sách chờ một chút, một mạch bắt đến la quân trước mặt. Hắn xúc tu rất nhiều, lần này bắt đồ, vật cũng là không ít. La quân xuất ra một cái trống không phòng bị tu di, cấp tốc hướng phòng bị tu di bên trong bỏ đồ vật. La quân trong lòng cũng là hưng phấn đến rất, hắn biết mình cái này là muốn phát đạt. Nhưng vào lúc này, tình huống ngoài ý muốn lại phát sinh. Người nào, thật lớn mật, lại dám tự tiện xông vào tàng chân các. Một cái lạnh lùng thanh âm nam tử truyền đến. La quân nhất thời hoảng sợ thất sắc. Là từ bên ngoài truyền đến, không tốt, chúng ta bị phát hiện. Nhanh nhạy hòa thượng lập tức nói. Nói nhảm, ta có thể không biết bị phát hiện, là quân liền chuẩn bị cấp tốc rút lui. Như vậy đi ra ngoài, nhất định sẽ bị bắt lại. Nhanh nhạy hòa thượng nói ra, là quân sướng sờ sướng sờ. Hắn đã cảm giác được có người xuất hiện tại cửa chính. Lâm rực rỡ, người ở chỗ này làm cái gì? Cái kia tàng chân các bên ngoài, lạnh lùng nam tử lạnh giọng hỏi lâm rực rỡ. Đại sư Huynh, ta phát hiện có hắc ảnh hướng nơi này chui vào, sau đó truy tìm tới cái kia lâm rực rỡ ngược lại là cơ cảnh, nói như vậy. Thật sao, trầm tinh hoa hồ nghi nói ra, bất quá trầm tinh hoa cũng không để ý đến lâm rực rỡ, mà chính là cấp tốc xuất ra phù văn tới mở tàng chân các. Cũng chính là tại hắn chuẩn bị mở ra tàng chân các thời điểm, liền phát hiện đại môn lõm trong máng có một cái trong suốt phù văn đã cắm ở bên trong. Đáng giận, trầm tinh hoa cấp tốc khởi động pháp lực, đại môn kia lập tức từ từ mở ra. Đại môn mở ra về sau, trầm tinh hoa cấp tốc chuồn vào đến tảng chân các bên trong lâm rực rỡ ở phía sau cũng liền theo vào tới trầm tinh hoa lập tức liền nhìn thấy tảng chân các bên trong loạn thành một bầy rõ ràng là có người xâm nhập tiến đến nhưng là trầm tinh hoa hai bên tìm kiếm lại là không có nhìn người tới cái bóng chắc là trốn ở một loại nào đó pháp khí bên trong đi hư lấy là như thế liền có thể tránh thoát bản tôn tìm kiếm sao trầm tinh hoa nổi nóng cùng cực hắn lập tức vận khởi thần thức bắt đầu ở tàng chân các bên trong tìm tòi. Hắn cái này thần niệm bắn phá, vô cùng lợi hại, bất luận cái gì không tầm thường khí tức đều thôi muốn trốn tránh mở hắn thần niệm bắn phá. Một thân đạo bào màu tím trầm tinh hoa dáng người dị thường cao lớn, xem ra chừng 40 tuổi bộ dáng, hắn vốn liền một đôi trọng đồng, ánh mắt như điện, tựa hồ là muốn đem nhân tâm xem thấu. Hắn trưởng quản bắt đầu ngọn núi đã có mấy năm, trên thân uy nghiêm nồng đậm, có rất ít người dám nhìn thẳng ánh mắt của hắn. Lúc này, Trầm Tinh Hoa tìm kiếm tàng chân các, lại là không cách nào tìm đến kẻ xông vào tung tích. Cái này không khỏi để Trầm Tinh Hoa càng thêm phẫn nộ, có điều hắn cũng không phải là không có lòng dạ người, cấp tốc liền đem nộ khí áp lực đi xuống. Đại sư Huynh, Lâm rực rỡ xem xét bốn phía, cũng giả bộ như giật mình bộ dáng, người nào lại có bản sự này xâm nhập đến tàng chân các bên trong. Trầm tinh hoa lạnh lùng nhìn về phía lâm rực rỡ, nói ra người thật không biết nơi này phát sinh cái gì lâm rực rỡ nói gấp đại sư huynh ta thật không biết cái này tàng chân các canh phòng nghiêm ngặt lại có cửu cung kim tháp đại trận bố phòng ta cái kia có bản sự này ngấp nghé a à. người thật là không có bản sự này trầm tinh hoa nói ra bất quá người đến cùng trong này đóng vai cái gì nhân vật cái này còn đáng giá tinh tế nhưng cái này đều không muốn chặt hết thảy đều sẽ có cha ra manh mối thời điểm hắn sau khi nói xong lập tức lấy ý niệm truyền âm. Bắt đầu ngọn núi nhất đại đệ tử nghe lệnh, cấp tốc đến tàng chân các tập hợp. Thanh âm này cấp tốc tại bắt đầu ngọn núi các đệ tử bên tai vang lên. Sau đó, chúng nhất đại đệ tử lập tức hướng tàng chân các bên này tụ tập mà đến. Chỉ một lúc sau, tàng chân các bên ngoài liền tụ tập hơn 300 tên đệ tử. Những đệ tử này toàn bộ đều là bắt đầu ngọn núi nhất đại đệ tử, tu vi cũng đều đã là thái hư trọng thiên cảnh giới nhị sư huynh mới binh đi vào tàng chân các bên ngoài đại môn hắn cung kính vô cùng nói ra hồi đại sư huynh chúng đệ tử đã tập kết hoàn tất mời đại sư huynh phân phó trầm tinh hoa mang theo lâm rực rỡ đi ra tàng chân các hắn mặt hướng mới binh cùng cái kia một đám đen nghịt các đệ tử tham kiến đại sư huynh chúng đệ tử cùng kêu lên nói ra trầm tinh hoa uy nghiêm nồng đậm toàn trường không người dám nhìn thẳng ánh mắt của hắn trầm tinh hoa lạnh lùng liếc nhìn tại chỗ đệ tử nói tiếp chúng đệ tử nghe lệnh, bố bắt đầu vô cùng trận, giữ vững tàng chân các. Không có ta cho phép, liền xem như một con ruồi cũng đừng để nó bay ra ngoài. Vâng, chúng đệ tử ầm vang hẳn là. Mới binh bị kinh ngạc, nhịn không được tiến lên nói ra, đại sư huynh, chuyện gì phát sinh. Có kẻ xấu xông vào tàng chân các, trước mắt không biết dùng thủ đoạn gì trốn, ta lấy thần niệm cũng bắn phá không đến. Trầm tinh hoa lạnh giọng nói ra, nhưng ta có thể khẳng định, người này còn tại tàng chân các bên trong. Mới binh cấp tốc liền để chúng đệ tử bố trận. 300 tên đệ tử cấp tốc đứng vững phương vị, tiếp lấy bố trận. Cường hãn vô cùng pháp lực tại tàng chân các trên không hình thành kết giới. Cái này 300 tên đệ tử pháp lực cùng bắt đầu ngọn núi linh khí dung hợp, chỗ bố trí thành trận pháp liền xem như tầng 10 đỉnh phong cao thủ cũng khó có thể đột phá. Trừ phi là hư tiên cảnh cao thủ tới. Sau đó, trầm tinh hoa đối phương binh nói ra, mới binh, ngươi lập tức đi bẩm báo diêm trưởng lão, diêm trưởng lão tập được thiên nhĩ thông, có thể ngửi chư thiên thế giới thanh âm. Cái này kẻ xấu lại có pháp môn, cũng trốn không thoát diêm trưởng lão pháp nhĩ. Vâng, mới binh lập tức khống chế nguyên thần hướng vũ hóa môn chủ phong mà đi. Phương này binh tu vi đã là cửu trọng thiên đỉnh phong. Hỏng bét, đạo hiểu, như hắn nói tới diêm trưởng lão thực sẽ thiên nhĩ thông, vậy chúng ta trốn ở chỗ này cũng không được việc. Nhanh nhạy hòa thượng theo là quân ý niệm truyền âm. Hai người là ẩn thân tiến phòng bị tu di bên trong, thì trốn ở rất nhiều pháp bảo bên trong. Cái này tàng chân các bên trong, tự nhiên cũng là có thật nhiều phòng bị tu di. Cho nên như vậy giấu vào đi, thần không biết quỷ không hay. Trọng yếu nhất là, nhanh nhạy hòa thượng dùng linh thai quyết. Linh thai quyết đem khí thức che giấu, chính là trầm tinh hoa thần niệm bắn phá cũng không được việc. Đúng lúc này, trầm tinh hoa lần nữa tới đến tàng chân các bên trong gia hỏa này cẩn thận tới cực điểm. Bên ngoài có song trọng đại trận thủ hộ, chính là đến hư tiên cảnh cao thủ, đây cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà hắn lại ở bên trong tỏa chấn, ngăn cản la quân đến thi triển tiểu động tác. Chỉ chờ diêm trưởng lão chạy đến, khi đó cũng là la quân tử kỳ. Bực này tuyệt cảnh là tuyệt không may mắn khả năng, la quân thân thủ đem chính mình đưa lên bực này tuyệt cảnh. Nhưng là, cho dù đến bực này dưới tuyệt cảnh, la quân y nguyên tỉnh táo vô cùng, trông cậy vào lâm rực rỡ là không trông cậy được vào. Là quân đối nhanh nhạy hòa thượng nói ra, cái kia diêm trưởng lão chắc chắn sẽ không một người đến, tàng chân các gia chuyện, bình tĩnh sẽ kinh động cao tầng. Các loại những trưởng lão kia vừa đến, chúng ta liền càng thêm không có cơ hội. Nhanh nhạy hòa thượng nói ra, xác thực như thế. Là quân nói ra, lúc này duy nhất cơ hội cũng là chúng ta thừa dịp các trưởng lão không khi đến đợi, lao ra nếu như chúng ta trốn đến trong rừng cây kia người nói cái kia diêm trưởng lão thiên nhĩ thông thần thông có thể tìm được chúng ta sao nhanh nhạy hòa thượng lập tức chắc chắn nói ra cái kia tuyệt không có khả năng rừng cây chính là bần tăng bản nguyên vị trí thiên vương lão tử đều tìm không được chúng ta la quân nói ra vậy là tốt rồi nhanh nhạy hòa thượng nói ra có thể chúng ta làm sao lao ra la quân khẽ cắn môi nói ra cũng không thể ngồi chờ chết chúng ta liều đợi chút nữa ngươi đến ngăn chặn trầm tinh hoa, ta đi phá cửu cung kim tháp đại trận, cái này cửu cung kim tháp đại trận ta có lòng tin trong thời gian ngắn phá vỡ. Còn bên ngoài bắt đầu vô cùng đại trận, ta còn không thấy được, cho nên cũng không biết phải bao lâu phá vỡ. Nhanh nhạy hòa thượng nói ra, tốt a, à, cái chủ ý này là bần tăng ra. Bần tăng hôm nay cũng là liều mạng già, cũng phải cấp đạo hữu ngươi chỉ hoãn thời gian. La quân gật đầu, hắn nói ra, ta công kích trước trầm tinh hoa, Người sau đó liền lên. Ừm, nhanh nhạy hòa thượng nói ra. La quân nhanh chóng nhanh rời đi phòng bị tu di, cái này phòng bị tu di cũng liền đeo lên la quân trên tay. Nhanh nhạy hòa thượng cũng liền nhập thân vào la quân trên đầu. Hư, chịu đi ra, trầm tinh hòa ánh mắt nhất động, lập tức liền khóa chặt la quân. Hắn thấy rõ ràng la quân về sau, cười lạnh một tiếng, nói ra, một cái cửu trọng thiên sơ kỳ đồ, vật thế mà cũng dám đến ta bắt đầu ngọn núi tảng chân các bên trong đến dương oai, quả thực thì là muốn chết. Trầm tinh hoa sau khi nói xong, bàn tay lớn vổ một cái. Lập tức, một đạo hàn sát đại thủ ấn hướng la quân phủ đầu chụp tới. Trầm tinh hoa phổ phổ thông thông một trảo đại thủ ấn kia bên trong lạnh sát khí cùng đại đạo biện pháp trăm ngàn điều lưu truyền, liền khiến người ta không thể trốn đi đâu được, tránh cũng không thể tránh. Hết thảy phương viên biến hóa, liền đều trốn không thoát trầm tinh hoa trong lòng bàn tay chỉ là trầm tinh hoa một chảo này phía dưới cuối cùng vẫn là thất bại hắn rõ ràng bắt lấy la quân nhưng sau cùng tới tay lại là không khí đáng giận trầm tinh hoa lập tức minh bạch đối phương có thần diệu pháp khí la quân thông qua nhân hoàng kính cấp tốc đến trầm tinh hoa sau lưng trầm tinh hoa bỗng nhiên quay người lần này hắn không khách khí nữa tia chớp khóa chặt la quân bắt đầu thiên thư, tinh thần chi lực, trầm tinh hoa tay bắt pháp quyết. Đồng thời, bắt đầu thiên thư tế ra. Cái kia trắng như tuyết quyển sách triển khai, trong sách vỡ mình mông bắt ngát, nếu như có vạn ngôi sao. Đón lấy, trong sách vỡ bắt đầu thất tinh hợp thành một đường, một đạo ánh sáng màu bạc bao phủ lại la quân. Trầm tinh hoa thi pháp tốc độ cực nhanh, nhanh đến la quân còn đến không kịp thi triển nhân hoàng kính. Trong tích tắc, hắn liền bị ánh sáng màu bạc kia bao phủ ánh sáng màu bạc bên trong có vô số phân tử, mỗi một cái phân tử đều ẩn chứa tinh thần pháp tắc, đồng thời, mỗi một cái phân tử trọng lượng đều có thiên quân chi lực. Như thế áp xuống tới, là quân cảm giác toàn bộ bầu trời lực lượng đều nghiền ép tới. Đồng thời, tinh thần pháp tắc đem bốn phía không gian phong tỏa, là quân liền cũng không thể tiếp tục vận dụng nhân hoàng kính. Đạo hiểu, đi mau, đúng lúc này, nhanh nhạy hòa thượng cấp tốc mọc ra, trong một chớp mắt, hắn xúc tu lan tràn ra trăm ngàn vạn căn, trực tiếp đem không gian tê liệt. La quân thừa dịp cái này khe hở, cấp tốc lấy nhân hoàng kính xê dịch ra ngoài. Đồng thời, La quân cấp tốc hướng trên không bay đi. Hắn là muốn đi phá cái này cửu cung kim tháp đại trận. Ta muốn ngươi chết, trầm tinh hoa không khỏi giận dữ. Hắn một tay đối phó nhanh nhạy hòa thượng, lấy tinh thần chi lực tiếp tục trấn áp nhanh nhạy hòa thượng. Tay kia một chảo, chính là ngôi sao sinh diệt. La Quân trước mắt tinh quang lóe lên, tiếp lấy vô số ngôi sao tinh thần Thiên La Địa Võng muốn đem La Quân bao lại. Nhân Hoàng Kính, La Quân bạo giống một tiếng, liên tục lấy Nhân Hoàng Kính tiến hành 36 lần xuyên toa. 36 lần xê dịch xuyên toa về sau, nhanh chóng nhanh rời đi trầm tinh hoa độ kiếp. Ngôi sao nguyên thần, thu, trầm tinh hoa lại thi triển ra hắn đại lực ngôi sao nguyên thần. Cái này ngôi sao nguyên thần thoáng như viễn cổ cự nhân, lập tức liền ngăn ở La Quân trước mặt hắc ám mạn đồ la la quân trực tiếp lấy hắc ám mạn đồ la đem cái này ngôi sao nguyên thần thu vào đi hết thảy tiến hành đều tại trong chớp mắt một giây sau la quân đã dùng huyền hoàng dịch làm dẫn trực tiếp đem pháp lực trấn thấu đến cửu cung kim tháp thiên vương tháp trong trung tâm oanh hạch tâm cấp tốc phát sinh nổ tung cái kia thuần dương chi lực ẩm ẩm hướng bốn phương tám hướng trấn đi trời cũng giúp ta la quân không khỏi phấn chấn cái này thuần dương chi lực cấp tốc liền đem cái kia đông đảo đệ tử bắt đầu vô cùng đại trận xé mở một đầu lỗ hồng nhanh nhạy đi la quân bạo giống một tiếng lúc này cái này tàng chân các bên trong đã tất cả đều là nhanh nhạy hòa thượng xanh biết xúc tu tàng chân các bên trong tựa như là một mảnh rừng già rậm rạp đúng lúc này nhanh nhạy hòa thượng đem tất cả xúc tu bỏ qua hóa thành một mảnh lục diệp hướng la quân bay đi trầm tinh hoa thân thể chấn động Ngôi sao đầy trời chi lực cấp tốc đem tất cả lục diệp phần sát thành cho tàn. Hắn vẫn nộ quát, chạy đi đâu. Ngôi sao đại thủ ấn hướng nhanh nhạy hòa thượng chộp tới. Là quân cấp tốc tế ra U Minh Kỳ. Cái kia U Minh Kỳ triển khai, hắc vụ đem sao trời đại thủ ấn bao phủ. Là quân hư không vồ bắt, một đạo hắc ma thần hình thành quyền ấn hướng ngôi sao đại thủ ấn hung hăng va chạm mà đi. Oanh! la quân hắc ma thần cấp tốc bị đánh tan nhưng cùng lúc la quân cũng đã nghĩ cách cứu viện nhanh nhạy hòa thượng trầm tinh hoa thân thể đằng không mà lên hắn nguyên thần bị bắt lúc này mượn nhờ bác đầu thiên thư tinh thần chi lực bay ra tốc độ của hắn cực nhanh trực tiếp xuất hiện sau lưng la quân sau đó trầm tinh hoa lại một chảo trầm tinh hoa trực tiếp đem la quân bắt lấy nhưng sau khi nắm được mới phát hiện bắt chính là giả thân thể la quân xông ra tàng chân các về sau hắn nhìn thấy hắc ám bầu trời. Lúc này, những đệ tử kia cũng biết địch nhân muốn đi ra. Sau đó hắn dòng chính đệ tử lập tức khống chế nguyên thần trên không trung chặn đường La Quân. La Quân liều mạng ra, cấp tốc lấy nhân hoàng kính tiến hành xê dịch xuyên toa. Vô luận bọn họ pháp lực như thế nào phong tỏa, La Quân đều ở trong chớp mắt lấy nhân hoàng kính chuồn ra ngoài ngàn mét. Trong bầu trời đêm, La Quân trên không trung cực tốc bay đi. Hắn thân pháp tính không được lợi hại cỡ nào, nếu không phải dựa vào nhân hoàng kính tiến hành thuấn di, sớm đã thì rơi vào đến các cao thủ trong tay. Chỉ một lúc sau, là quân rốt cuộc đi vào bắt đầu dưới đỉnh mới, hắn cấp tốc hướng phía dưới tật rơi mà đi. Một khi rơi vào đến rừng cây, nhanh nhạy hòa thượng cấp tốc thi triển linh thai quyết. Đồng thời, là quân tại trong rừng cây chạy gấp, chạy một trận, liền trốn vào đến phòng bị tu di bên trong. Cái kia phòng bị tu di thì rơi vào trong bụi cỏ. Lúc này, chính là vô luận các cao thủ như thế nào thần niệm bắn phá, nhưng cũng là mơ tưởng tìm tới la quân chỗ. Chính là cái kia diêm trưởng lão đến, thi triển ra thiên nhĩ thông cũng không được. Bởi vì rừng cây này chính là nhanh nhạy hòa thượng bổn nguyên chi địa, cho dù là thiên nhĩ thông thần thông thi triển, chỗ nghe được thanh âm cũng là cây cối thanh âm. Tại trong rừng cây, khắp nơi đều là cây cối, diêm trưởng lão tuyệt đối phân biệt không ra cái kia mỗi thân cây cối là nhanh nhạy hòa thượng. Trầm tinh hoa dẫn đội, một đám cao thủ đều tại trong rừng cây bốn chỗ tìm kiếm. Nhưng kết quả có thể nghĩ, tất cả đều là không công mà lui. Trong rừng cây, trầm tinh hoa sắc mặt tái xanh, cái này ban đêm trong rừng cây, khí ẩm rất nặng. Đột nhiên lại có một con rắn độc từ trên cây rơi xuống, cắn hướng hắn cái cổ. Trầm tinh hoa cong ngón búng ra, một điểm đốm lửa nhỏ bắn trúng cái này con rắn độc. Oanh một tiếng, độc này rắn trực tiếp bị đốt hóa thành cho tàn. Đại sư Huynh, chúng ta tìm khắp phương viên trăm dặm, không có phát hiện cái này kẻ trộm mảy may tung tích. Tam sư đệ Kim Hiên đến đây bẩm báo. Trầm tinh hoa sắc mặt càng thêm khó coi, hắn làm sao đều không cách nào tin tưởng, tại nghiêm mật như vậy chấn giữ bắt đầu ngọn núi bên trong, thế mà bị người trộm lẻn vào đến tàng chân các bên trong. Mà lại đối phương còn tại dưới mí mắt hắn đào tẩu. Cái này tặc tử có nhất pháp khí, chính là một hệ pháp bảo, tại cái này lâm mộc ở giữa, có thể giấu giếm trầm tinh hoa quyết định thật nhanh nói ra ta đoán bình tĩnh hắn không có trốn xa kim sư đệ người lập tức để chúng đệ tử đem trong phạm vi trăm dặm giữ vững kim hiên nói ra vâng sư huynh hắn nói tiếp nhưng là sư huynh cái này kẻ trộm cực giảo hoạt hơn nữa còn có cái kia có thể xé rách không gian đạt tới hư không xuyên toa pháp khí thì bằng chúng ta những người này muốn ngăn cản hắn lại là rất khó a à. trầm tinh hoa nói ra các ngươi hết sức phòng thủ ta cái này đi tìm trưởng giáo trí tôn. Vâng, Đại sư Huynh, Kim Hiên nói ra, trầm tinh hoa còn có một cái đau đầu sự tình, đó chính là hắn cảm giác không thấy chính mình nguyên thần. Như vậy, lúc này trầm tinh hoa nguyên thần đến cùng như thế nào? Cái kia ngôi sao nguyên thần bị vây ở hắc ám mạn đồ la bên trong, liền giống như là chuyển thế đầu thai thần linh, lâm vào thật sâu đài bên trong chi mê. Nói đến, cái này hắc ám mạn đồ la đối phó nhân loại yếu lược kém một chút nhưng đối phó với lên nguyên thần đến, lại là như hổ thêm cánh. Bởi vì nguyên thần giống như thai nhi một dạng, còn chưa có hoàn chỉnh thân thể, rất lớn tầng diện là thuộc về trên tinh thần. Là quân trước ẩn tàng phòng bị tu di về sau, sau đó lại tiến vào hắc ám mạn đồ la bên trong đối phó trầm tinh hoa tinh thần nguyên thần. Hắn biết, hắc ám mạn đồ la chính là là tuyệt đối cấm đoán không gian, cho dù là trầm tinh hoa cũng vô pháp cùng mình nguyên thần liên hệ với loại tình huống này tựa như là tại tín hiệu ngăn cách vùng núi một dạng đây là trầm tinh hoa tín hiệu chỗ đến không địa phương nhanh nhạy hòa thượng trực tiếp xa vào đến trạng thái ngủ say hắn tại cùng trầm tinh hoa trong chiến đấu bị thương rất nặng nguyên khí tổn thương đến không thể đền bù cấp độ nhanh nhạy hòa thượng là dáng chống đỡ lấy thân thể hắn đang thi triển hết linh thai quyết về sau liền cũng nhịn không được nữa la quân lúc này cũng không lo được nhanh nhạy hòa thượng hắn nhất định phải nhanh lên đem trầm tinh hoa tinh thần nguyên thần hàng phục ở. Không phải vậy lời nói, một khi ngôi sao nguyên thần đột phá hắc ám mạn đồ la, rất có thể liền đem la quân tất cả bí mật bạo lộ ra. Một khi bại lộ, tại cái này vũ hóa môn trận pháp bên trong, la quân là hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắc ám mạn đồ la bên trong, hắc ám liên hoa xoay chầm chậm, ngôi sao nguyên thần ở vào cuồng bạo trạng thái, tại bóng tối này liên hoa phụ cận phun ra ra vô cùng tinh thần chi lực, chính là ý đồ muốn đem bóng tối này liên hoa phá hủy. Nhưng rất hiển nhiên, đây đều là vô dụng công. Hắc ám liên hoa là hắc ám mạn đồ la trung tâm trận pháp vị trí, nhưng bóng tối này liên hoa cũng không phải là thực tế tồn tại. Mà chính là bí ẩn vị trí, trừ phi là phá giải đài bên trong chi mê, không phải vậy vĩnh viễn không cách nào đến hắc ám liên hoa vị trí. Cái này hắc ám mạn đồ la chính là Lam Tử Y một cái chủ kiếp suy nghĩ biến thành, Lam Tử Y tu vi cường hãn, nhất niệm nhất thế giới. Chủ này kiếp suy nghĩ bên trong trận pháp là Lam Tử Y lĩnh hội đài bên trong chi mê luyện hóa đi ra. Lam Tử Y là đương đại nhân vật tuyệt đỉnh, nàng là thành công phá giải qua đài bên trong chi mê. Là Quân biết rõ hắc ám mạn đồ la, nhưng lại vẫn luôn chưa hiểu thấu đáo hắc ám mạn đồ la. Hắn đi vào, đi ra đều là bởi vì hắc ám mạn đồ la trận pháp hạch tâm từ hắn khống chế. Hắn là tinh thông trận pháp cao thủ lại một mực chưa hiểu thấu đáo hắc ám mạn đồ la, bởi vậy cũng có thể gặp hắc ám mạn đồ la chỗ lợi hại. La quân đi vào hắc ám mạn đồ la bên trong về sau, cái kia ngôi sao nguyên thần lập tức dừng lại. Ngôi sao nguyên thần hóa thành trầm tinh hoa bộ dáng, lạnh lùng nhìn về phía La quân, ngươi là ai? Lại dám sông bắt đầu ngọn núi. La quân cười lạnh một tiếng, nói ra, nói nhảm cái gì, ngươi bất quá là nhất tôn nguyên thần, ta cùng ngươi ở giữa có cái gì tốt nói. Tới đi, để ta nhìn ngươi có bao nhiêu cân lượng." Ngôi sao nguyên thần trong mắt lóe lên tức giận, muốn chết. Sau đó, ngôi sao nguyên thần bỗng nhiên thân thể nhất chuyển, liền hóa thành một đoàn ngân sắc phân tử phong bạo. Cổ gió lốc này tới lui như điện, lập tức liền quấn chặt lấy La Quân. La Quân biết cái này ngân sắc phân tử khủng bố, hắn cấp tốc dựa vào nhân hoàng kính, thân thể lại lóe lên, liền thoát ly ngân sắc phân tử phong bạo dây dưa. U Minh Kỳ La quân một chỉ điểm ra U Minh Kỳ. Lập tức, màu đen U Minh quỷ khí mãnh liệt mà ra. Hắc ám mạn đồ la bên trong, không gian tự thành, dưới chân ngàn dặm mười ngàn dặm, giống như có hư không vô tận. Đây cũng là những cao thủ này khó có thể đột phá ra ngoài nguyên nhân vị trí. La quân màu đen U Minh quỷ khí chính là một trăm ngàn U Minh quỷ hồn. Cái này một trăm ngàn U Minh quỷ hồn trong nháy mắt liền đem phương viên mười dặm toàn bộ bao phủ lại. Sương mù màu đen, còn có vô số trắng bạch gương mặt, cùng rũi ra ngàn vạn cánh tay đều muốn cái này hắc ám mạn đồ la phủ lên đến giống như 18 tầng địa ngục một dạng khủng bố. Là quân chính là chúa tể cái này tầng 18 U Minh địa ngục vương. Lúc này, là quân đầy đủ cảm nhận được U Minh kỳ cường đại. Trong này U Minh quỷ khí cùng U Minh quỷ hồn cầm giữ có vô cùng lực lượng, trong này thật nhiều tử vong pháp tắc, còn có đại đạo quy tắc. Chỉ là đáng tiếc là quân Tu Vi còn quá nhỏ bé không cách nào đem U Minh Kỳ uy lực toàn bộ phát huy ra. Cái kia ngân sắc phân tử phong bạo tại trong hắc vụ điên cuồng tàn phá bừa bãi, đồng thời thôn phệ, thiêu hủy U Minh quỷ khí. La quân lạnh hừ một tiếng, lấy đại pháp lực ngưng tụ thập tôn huyết ma thần, 36 tôn hắc ma thần vây quanh ngân sắc phân tử phong bạo. Thập tôn huyết ma thần nổi giận gầm lên một tiếng, phun ra ra 9981 miệng huyết kiếm, huyết kiếm đều có trận pháp, ẩn chứa quy tắc chi lực, cấp tốc đánh giết ngân sắc phân tử phong bạo. 36 tôn hắc ma thần bắt đầu ngâm hát lên, màu đen âm tiết lực lượng uốn lượn ở ngân sắc phong bạo, liên tục đánh giết. Trung quanh vô cùng u minh quỷ hồn cùng u minh quỷ khí hình thành chất dinh dưỡng, không ngừng cung cấp. Cái kia ngân sắc phân tử phong bạo thủy chung đều đột phá không huyết ma thần vây quanh, nhưng huyết ma thần cũng thủy chung không cách nào đem ngân sắc phân tử phong bạo tan giã. Song phương lần nữa hình thành một loại răng co là quân pháp lực trung quy là quá yếu, quản chi cái này ngôi sao nguyên thần bất quá là trầm tinh hoa nhất tôn nguyên thần, hắn ứng phó đều cố hết sức. Vĩ đại số mệnh A, là quân trong mắt hàn quang lóe lên, lập tức vận chuyển tiểu túc mệnh thuật. Cái kia tiểu túc mệnh thuật hào quang màu tím đem ngân sắc phân tử phong bạo vây quanh, đón lấy, hào quang màu tím hình thành một đám lửa tiến vào ngân sắc phân tử trung tâm phong bạo. Hào quang màu tím này thỉnh thoảng như hỏa diễm mãnh liệt giống như nhảy vọt cái này, thỉnh thoảng lại như nước triền miên, thỉnh thoảng lại hình như như gió ô ô xoay tròn, thỉnh thoảng lại hình như khắp nơi đồng dạng trầm ổn. Hào quang màu tím này không ngừng biến hóa. Mà loại biến hóa này là la quân chính mình cũng suy nghĩ không thấu. Số mệnh vốn là hay thay đổi, không thể suy nghĩ. Đây chính là tránh thức số mệnh. Liền cũng tại lúc này, cái kia ngân sắc phân tử phong bạo tình thế rốt cục bắt đầu suy sụp. Vì cái gì, vì cái gì, Ngân sắc phân tử phong bạo bắt đầu chậm rãi khôi phục bản thể. Cái này ngôi sao nguyên thần trong giọng nói tràn ngập không cam lòng, vì cái gì số mạng ta lại là thê thảm như thế? Vì cái gì? Phong ấn, La Quân lập tức dùng địa sát chi tinh đem đóng băng lại. Như thế cũng coi là triệt để đem sao trời nguyên thần hoàn toàn thuần phục. La Quân cũng không có đối u minh nguyên thần cùng ngôi sao nguyên thần tiến hành độ hóa, bởi vì hắn cảm thấy cái này nguyên thần cuối cùng là phải tiêu trừ khô kiệt bất quá nhanh nhạy hòa thượng đề cập qua ý kiến, nói trước tiên có thể đem đóng băng lại, không cho nguyên khí sói mòn. Có lẽ tương lai, sẽ hữu dụng lấy địa phương, dù sao cái này nguyên thần bên trong còn ẩn chứa rất nhiều thần thông cùng tinh nguyên lực lượng. Là quân phòng ấn chặt ngôi sao nguyên thần về sau, hơi hơi thở phào. Sau đó, hắn liền rời đi hắc ám mạn đồ la, nhanh nhạy hòa thượng. Là quân đến phòng bị tu di bên trong về sau, lập tức theo nhanh nhạy cùng thượng tiến được ý niệm câu thông nhưng hắn ý niệm đã căn bản tiến vào không linh tuệ hòa thượng trong thân thể. Nhanh nhạy hòa thượng bản thể đã trở thành một khỏa xanh biếc hạt giống. Viên này xanh biếc hạt giống đã không có bất kỳ khí tức gì cùng sinh cơ, tựa như là một quả phổ thông hạt giống. Là quân tự nhiên biết, nhanh nhạy hòa thượng sẽ không cứ như vậy chết. Chỉ là hắn cũng không biết nên như thế nào để nhanh nhạy hòa thượng khôi phục sinh cơ. Là, là quân nghĩ đến cái gì, Hắn đem nhanh nhạy hòa thượng ném vào đến Huyền Hoàng thần cốc hạt giống bên trong. Ở trong đó Huyền Hoàng dịch gột rửa, có thể đem người trí nhớ toàn bộ tẩy đi. Nhưng là chỉ cần không ném vào đến Huyền Hoàng dịch bên trong, cái kia hỗn độn chi khí lại là thượng hạng thuốc bổ. Nhanh nhạy hòa thượng đến Huyền Hoàng thần cốc hạt giống bên trong, lập tức vô số hỗn độn chi khí liền đem hắn bao trùm. Dần dần, nhanh nhạy hòa thượng bắt đầu thức tỉnh đồng thời tham lam hấp thu lên huyền hoàng thần cốc hạt giống bên trong hỗn độn chi khí tới cái kia hỗn độn chi khí điên cuồng tràn vào đến đại la tiên đằng hạt giống bên trong xanh biếc hạt giống cấp tốc mọc dễ nảy mầm đồng thời bắt đầu cành lá um tùm lên la quân chú ý bên trong biến hóa hắn cũng không sợ nhanh nhạy hòa thượng hội cường đại đến nắm giữ tự mình ý thức bởi vì đại lôi âm phổ độ kim quang lúc đem nhanh nhạy hòa thượng não vực cải biến nhanh nhạy hòa thượng càng mạnh đối la quân ngược lại càng phát ra trung tâm. Loại kia hiệu trung tâm tư cũng liền theo càng thêm mãnh liệt. Audio điện tử võ tấn bền La quân lần này tại vũ hóa môn tàng chân các bên trong vơ vét không ít đồ tốt, bao quát rất nhiều cực phẩm đan dược. Vũ hóa môn chính là thiên châu bên trong số một số hai môn phái. Phía dưới thuộc địa vô số, bên trong tích lũy thì càng là không cần nhiều lời. Bất quá lúc này, là quân cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhanh nhạy hòa thượng đang huyền hoàng thần cốc hạt giống bên trong không ngừng hấp thu hỗn độn chi khí, cái này hỗn độn chi khí chính là trong thiên địa tinh thuần nhất nguyên thủy khí thể, có thể tư nhuận vạn vật. Bất quá tiếc nuối là, vật này lại không thể lấy ra tư nhuận thân thể hoặc là động vật chờ một chút những vật này. May mắn là, nhanh nhạy hòa thượng cũng không thuộc về thân thể hoặc là động vật. Huyền hoàng thần cốc hạt giống bên trong hỗn độn chi khí, vô cùng vô tận, vần hoàn qua lại, sinh sôi không ngừng. Ước chừng sau 2 giờ, nhanh nhạy hòa thượng thống khoái vô cùng theo huyền hoàng thần cốc hạt giống bên trong nhảy ra. Hắn tại la quân trước mặt cấp tốc sinh trưởng thành một cái cây giống. Cây này giống cao có 1 mét, cành lá phồn thịnh. Càng kỳ diệu hơn là, tại cành lá phía trên đột nhiên mở ra một đóa hoa. Cái kia hoa nhi đầu tiên là nụ hoa chớm nở, sau đó thì tươi đẹp nở rộ. Tại trong nhụy hoa ở giữa lại kết một cái quả thực. Cái kia quả thực đỏ tươi đầu tiên là xanh tươi, tiếp lấy đỏ tươi muốn, sau cùng thì dài đến ô mai lớn nhỏ. Đây là cái gì, là quân không khỏi lấy làm kỳ. Cây non đỉnh đầu hiện ra nhanh nhạy hòa thượng hình dáng, hắn mở miệng nói ra, đây là bần tăng hấp thu hỗn độn chi khí sau chỗ mọc ra hỗn độn quả, bên trong thai ngén vô cùng dinh dưỡng. Hiệu dụng so thiên châu thần đan còn phải mạnh hơn gấp 10 lần. Bất quá đáng tiếc, bần tăng coi như mỗi ngày đều hấp thu hỗn độn chi khí, cũng chỉ có thể một tháng thai ngén một khỏa đi ra. Lợi hại như vậy, là quân nói ra, một khỏa hiệu quả có thể so với 10 khỏa thần đan, cái này đã không dám tưởng tượng. Nhanh nhạy hòa thượng nói ra, cái kia thần đan chính là là nhân tạo chi vật, sao có thể cùng bần tăng ngày này tạo linh nuôi dưỡng vật so sánh. Vốn là, cái này hỗn độn chi khí, phàm là thân thể chi vật đều khó mà hưởng thụ được. Bởi vì hỗn độn chi khí chính là tinh khiết nhất chi vật, tại tiếp xúc đến thân thể động vật nước bọt về sau, liền sẽ sinh ra một loại biến hóa. Nhưng bần tăng sử dụng cái này đại la tiên đằng hấp thu dinh dưỡng, sau đó nở hoa kết trái, liền giải quyết cái vấn đề khó khăn này. Đại la tiên đằng cùng huyền hoàng thần cốc hạt giống, chính là trời đất tạo nên chi vật A. À. La quân nói ra, cái kia thật đúng là quá tốt. Ta có cái này hỗn độn quả, ngày sau tu luyện liền không kém đan dược. Nhanh nhạy hòa thượng nói ra, hỗn độn quả thật là lợi hại, cũng so thần đan thiếu tạp chất, hội giảm bớt bởi vì đan dược tăng lên mãnh liệt tác dụng phụ. Đây là uống thuốc dưỡng sinh cùng ăn trái cây dưỡng sinh một loại khác nhau. Nhưng là đạo hữu, chờ ngươi đến tầng 10 về sau thì sẽ phát hiện, hỗn độn quả cung cấp đan dược lực lượng cũng là không đủ. Ngươi còn cần càng nhiều lực lượng tích xúc. Theo Cửu Trọng Thiên đến tầng 10, cái này bên trong có to lớn khảm. Cần không chỉ là đan dược, còn muốn càng nhiều lịch luyện cùng tích lũy. Là Quân nói ra, người nói điểm này ta hiểu. Ta chỗ nhận biết một số tầng 10 hoặc là cửu trọng thiên đỉnh phong cao thủ, bọn họ tích lũy cùng kinh lịch đều không cách nào nói nói. Cũng là khủng bố, ta muốn đi đường còn rất dài. Đem cái này hỗn độn quả thu lấy về sau, là quần đem phóng tới trong hộp chân tàng. Đạo Hiếu, nhanh nhạy hòa thượng không khỏi thở dài, nói ra, hỗn độn quả chính là chân phẩm, nhưng không phải đan dược A. Người đặt ở trong hộp, hội xấu, là quần A một tiếng, nói ra, hội xấu A. Vậy làm sao bây giờ? Ta lúc này ăn, chỉ sợ linh khí tiết ra ngoài, hội dẫn tới địch nhân A. Nhanh nhạy hòa thượng nói ra, có thể phóng tới huyền hoàng thần cốc hạt giống bên trong A, ở trong đó hỗn độn chi khí pha trộn, đó là tuyệt sẽ không xấu. Có đạo lý, là quân vỗ xuống đầu mình, cảm thấy mình là thật đần A. Có điều, người nói người một tháng mới có thể dài ra một khỏa hỗn độn quả, làm sao lúc này mới 2 giờ thì làm ra một khỏa đến. Là quân hiếu kỳ hỏi. Nhanh nhạy hòa thượng nói ra, đó là bởi vì đại la tiên đằng bên trong cực phẩm linh dịch vẫn tồn tại, nhưng loại này bản nguyên linh dịch dùng một lần về sau, cần một tháng thời gian đến khôi phục. Không phải vậy lời nói, sẽ làm bị thương đến đại la tiên đằng căn bản. La quân bừng tỉnh đại ngộ. Mạt, la quân nói ra, chúng ta một mực bị vây ở chỗ này mặt cũng không phải biện pháp. Dù sao, thời gian của ta có hạn, mà lại, cách trang sáng tiên tôn đại thọ thời gian cũng chỉ có 23 ngày nhanh nhạy hòa thượng nói ra tình huống trước mắt xác thực khó giải quyết chúng ta đi tàng chân các bên trong trộm đi tinh thần toa này bằng với là đánh vũ hóa môn mặt mo bọn họ nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ liền xem như phong tỏa rừng rậm này hai tháng cũng chẳng có gì lạ bọn họ hao tổn nổi có thể chúng ta hao không nổi la quân nói ra mà lại vũ hóa môn bên trong không thiếu cao thủ vạn nhất có cao thủ nghĩ ra biện pháp tra ra chúng ta vậy thì càng thêm hỏng bét ta nhìn chúng ta đào tẩu việc này vẫn là nên sớm không nên chậm trễ. Nhanh nhạy hòa thượng nói ra, chính yếu nhất vấn đề còn tại cái kia lâm rực rỡ trên thân, lâm rực rỡ bây giờ có vấn đề, vũ hóa môn nhiều như vậy cao thủ, không có khả năng phát hiện không. Bần tăng thì sợ bọn họ thông qua lâm rực rỡ phát hiện dấu vết để lại, từ đó đi tìm tới. La quần nói ra, chúng ta phải nhanh một chút phá vây. Nhanh nhạy hòa thượng nói ra, như vậy đi, đạo hữu Bần Tăng vốn là một hệ khí linh. Tại rừng cây này bên trong chính là tấm chắn thiên nhiên. Đạo hữu ngươi thì trốn ở phòng bị tu di bên trong, Bần Tăng mang ngươi lặng lẽ rời đi. Nếu như phát hiện có địch tình, Bần Tăng thì hóa thành đại thụ. La Quân nói ra, tốt, lúc này cũng chỉ có biện pháp này. Ngay sau đó, nhanh nhạy hòa thượng liền rời đi phòng bị tu di. Hắn nổ là có biện pháp, trước mọc ra một cái xúc tu, sau đó thì vô hạn sinh trưởng nhanh nhạy hòa thượng tốc độ cực nhanh, hắn trọng tâm đều tại xúc tu đầu. Một khi phát hiện địch tình, có thể trong nháy mắt co vào lên. Vũ hóa môn danh xưng có được thập vạn đại sơn, muốn phải nhanh chóng rời đi rừng cây này vẫn còn có chút độ khó khăn. Mà lại tại trải qua sau một đêm, nhanh nhạy hòa thượng phát hiện phía trước 10 dặm chỗ có kết giới thủ hộ. Cái kia phía trước cách một khoảng cách liền sẽ có đệ tử đang thủ hộ. Vũ hóa môn đối sự tình lần này hiển nhiên là cực kỳ coi trọng nhanh nhạy hòa thượng rút vào đến phòng bị tu di bên trong thương lượng với la quân kết giới này bần tăng cũng nhìn không rõ ràng nếu là dễ dàng lao ra còn tốt nhưng nếu là bên trong có gì đó quái lạ bỗng chốc bị vây khốn vậy chúng ta liền sẽ rất bị động nhanh nhạy hòa thượng nói ra la quân nói ra nhưng cũng nhất định phải thử một lần nhanh nhạy hòa thượng nói ra tốt à. hắn đón đến nói ra đột phá tầng này kết giới về sau còn có Vũ Hóa môn thủy triều lên xuống đại trận. Nơi này cách cái kia thủy triều lên xuống đại trận chỉ ít còn có 300 dặm đường, nếu như chúng ta phi hành, có thể tại trong vòng 20 phút bay đến thủy triều lên xuống đại trận. Nhưng một khi phi hành, cũng cực dễ dàng bị phát hiện. Là Quân trầm ngâm, chuyện này lộ ra nhưng đã rất là khó giải quyết, xem ra lúc này coi như bình tĩnh, nhưng nếu là có cái gì đi sai bước nhầm, ngay lập tức sẽ đưa tới tai họa ngập đầu. Vũ Hóa môn quy tiên trên đài, kim quang ẩn ẩn, vân vụ lượn lờ. Mà bên trong đại điện, rộng lớn mênh mông, trên vách tường khắc có thật nhiều phi tiên tượng đá, tựa hồ là đang tự thuật thượng cổ thế giới. Tại trên cùng chủ điện phía trên, liền có tổ sư gia Tiêu Linh Vũ hóa phi thăng đồ. Cái này Vũ hóa môn trong chủ điện, rất có vân đính thiên cung tiên giới khí tượng. Lúc này, tại chủ điện phía trên, trưởng giáo trí Tôn Tiêu giật một thân hắc bào, ánh mắt lạnh lùng Tại tiêu giật phía dưới có 38 tôn trôi nổi huyền kim ghế dựa, bên trong 28 tôn huyền kim ghế dựa đều ngồi người, còn thừa thập tôn thuộc về chống chỗ trạng thái. Tại những thứ này vào chỗ người bên trong, có nam có nữ. Tại phía trước nhất huyền kim trên ghế ngồi chính là hai tên lão giả, bọn họ chính là vũ hóa môn thái thượng trưởng lão, theo thứ tự là tiêu hoa trưởng lão, lăng lệ trưởng lão. Lại theo thứ tự đi xuống là 36 phong phong chủ, trừ bế quan hoặc là ra ngoài du lịch phong chủ không có tới, còn lại đều đã tới. Tại vũ hóa môn bên trong, còn có một tên phó trưởng giáo. Cái này phó trưởng giáo vẫn chưa đến đây, bởi vì hắn tại vũ hóa môn thời không chỗ sâu tiến hành tu luyện. Cái này phó trưởng giáo Tu Vi đã đến hư tiên cảnh, Tu Vi chỉ kém tiêu giật một cái cấp độ. Cái này phó trưởng giáo thời khắc khổ tu, chỉ chờ đến nhất định thời điểm, liền có thể cùng tiêu giật triển khai tỉ thí. Chỉ cần thắng tiêu giật, liền có thể làm mới trưởng giáo trí tôn vũ hóa môn nội bộ quy định bên trong trưởng giáo trí tôn là có thể thông qua loại này tấn thăng khiêu chiến cơ chế mà thay đổi làm như vậy một là để trưởng giáo trí tôn không dám lười biếng hai là nếu như trưởng giáo trí tôn ra chuyện vũ hóa môn căn cơ không sẽ chịu ảnh hưởng vũ hóa môn thực lực tuyệt đối không thể khinh thường về phần tiêu giật trước đó công sát đại khang không mang theo trong môn phái phó giáo chủ hoặc là thái thượng trưởng lão cùng những phong chủ này đó là bởi vì hắn mấy lần hành động đều tại hợp tác với thần tộc đây là môn phái tối kỵ hắn chỉ có thể mang thân tín hành động lại nói lúc này trầm tinh hoa mang theo lâm rực rỡ đứng tại trong đại điện hướng tiêu giật bẩm báo lần này tàng chân các sự kiện đầu đuôi việc này nói sau khi đi ra lập tức toàn trường ồn ào rất nhanh lại có một tên trưởng lão đến đây trưởng lão này gọi là hiên viên thanh hiên viên thanh tiến lên nói ra hồi bẩm trí tôn lão phu đã kiểm kê tàng chân các. Hết thảy rơi mất thần đan 100 mai, thiên đan 1 mai. Thần thông pháp quyết kiểm kê, tổn thất có 36 môn thần thông bản nguyên công pháp. Pháp khí phương diện, tiên kiếm 160 miệng. Thuần dương kim đao 36 miệng, bảo ngọc hồ lô một cái, vệ hồn châm 81 căn, tang hồn chung một miệng, tinh thần toa mảnh vỡ cũng đã mất đi. Ngoài ra còn có long văn thép tinh hồn thạch ba khỏa. Lẽ nào lại như vậy? Tiêu Hoa trưởng lão giận tím mặt. Những tổn thất này, nghe tới cũng là đau lòng. Tuy nhiên Vũ Hóa môn gia đại nghiệp đại, những vật này có lẽ cũng không tính là gì. Nhưng là Vũ Hóa môn mỗi một ngày tiêu hao cũng là muốn không được. Những vật này lấy ra, có thể ban ơn cho bao nhiêu đệ tử a? À? Tiêu giật sắc mặt âm trầm. Hắn đột nhiên nói ra, tinh thần toa mất đi. Tất cả mọi người là sững sờ. Cái kia tinh thần toa mất đi, ngược lại không có gì bất quá là tan nát mảng, cũng đã không có tác dụng. Thiên cô phong phong chủ tư mã liệt nói ra. Tiêu giật nhạt lạnh nói ra, tinh thần toa ném, chỉ sợ mới là chúng ta lớn nhất chuyện khẩn yếu. Chỉ giáo cho, mọi người khẽ giật mình, tiêu hoa cũng liền hỏi tiêu giật. Tiêu giật lạnh giọng nói ra, chẳng lẽ chưa vị quên, cái kia phản đồ trăng sáng bây giờ đã xuất quan, hơn nữa còn lập tức sẽ cử hành nàng một nghìn đại thọ. Lúc này cái này tinh thần toa nhưng lại mất đi, thật chẳng lẽ chỉ là một cái trùng hợp. Mọi người nghe vậy, rốt cục ý thức được sự tình tính nghiêm trọng. Lang lệ trưởng lão trầm ngâm nói, chẳng lẽ trí tôn là hoài nghi, này tặc tử đến đây, chủ yếu chính là vì tinh thần toa. Tiêu giật trầm giọng nói ra, nếu như lần này tại phản đồ tiêu minh nguyệt một nghìn đại thọ phía trên, có người đem cái này tinh thần toa ngay trước thiên hạ anh hùng mặt, hiến cho tiêu minh nguyệt. Đây chính là tại đánh chúng ta vũ hóa môn mặt, hắn đón đến, nói ra, bản tôn mặc kệ cái này có phải trùng hợp hay không, nhưng tinh thần toa nhất định phải đuổi trở về. Trầm tinh hoa lập tức nói, bẩm trí tôn, cái kia tặc tử còn chưa chạy ra ta vũ hóa môn phạm vi bên trong, chỉ là cái này tặc tử trên thân pháp bảo đông đảo, còn có giúp hắn ẩn tàng khí tức pháp bảo. Cho nên chúng ta trong lúc nhất thời, tìm hắn không đến. Hắn tiếp lấy còn nói thêm, mặt khác, trí tôn, ta phát hiện ta bắt đầu ngọn núi một tên đệ tử, cũng chính là hắn. Nói đến đây, Trầm tinh hoa chỉ chỉ lâm rực rỡ, nói, đệ tử phát hiện cái này lâm rực rỡ có chút không giống bình thường, tựa hồ là theo cái kia tặc tử nội ứng ngoại hợp. Nhưng đệ tử cũng không thực tế chứng cứ, cho nên đem lâm cẩm đái đến, để trí tôn đến đây minh giám. Tiêu giật nghe vậy, ánh mắt hắn lập tức híp lại, quan sát tỉ mỉ lên lâm rực rỡ tới. Tiêu hoa cùng sắc bén còn có hắn phong chủ cũng đều đem ánh mắt tập trung đến lâm rực rỡ trên thân. Đối mặt chư nhân ánh mắt, lâm rực rỡ thản nhiên ứng đối, mảy may tâm hỏng thái độ. Kẻ này, thiên tinh phong phong chủ lý nhĩ đột nhiên nói ra, kẻ này não vực bên trong có một đoàn kim quang, hắn đã bị người dùng một loại nào đó Phật môn thần thông khống chế lại. Tiêu giật cũng nhìn ra điểm này, hắn nói ra, chư thiên thế giới bên trong, thật là có Phật giới. Cũng có Phật giới thần thông chảy tới thiên châu bên trong, nghĩ không ra cái này tặc tử thế mà lại Phật môn thần thông, chẳng lẽ là Phật giới người. Trầm Tinh Hoa nói ra, hồi bẩm trí tôn, đệ tử cùng cái kia tặc tử giao thủ qua, hắn hẳn không phải là Phật giới người. Chỉ là trùng hợp biết một chút Phật môn thần thông A. Tiêu giật hít sâu một hơi, hắn nói ra, lâm mền gấm cái này Phật môn thần thông tẩy não, chúng ta muốn hắn khai ra tặc tử tin tức đại khái là rất khó. Có thể có người có thể đem hắn trong não vực Phật môn kim quang khô trừ. Lý Nhĩ nói ra, trí tôn, loại này Phật môn kim quang, một khi xâm nhập não tủy, là rất khó lại tiến hành trừ tận gốc chúng ta có thể giết hắn, lại khó khu trừ kim quang. Trừ phi là có một loại khác Phật môn thần thông đến để hoàn tục. Tiêu giật sắc mặt khó nhìn lên. Hắn theo rồi nói ra, đem cái này lâm rực rỡ giam giữ lên, mặt khác, toàn thể vũ hóa môn trên dưới, toàn lực đuổi bắt này tặc tử. Vâng, trí tôn, mọi người ầm vang hẳn là. Toàn bộ vũ hóa môn cấp tốc động, vũ hóa môn thủy triều lên xuống đại trận tức thì bị các đại cao thủ thủ hộ lên. Đồng thời, tiêu giật lệnh tiêu hoa trưởng lão tiến đến thiên trì các. Để thiên trì các hỗ trợ tìm kiếm người này, thiên trì các tình báo hệ thống là có một không hai, lại thêm thiên trì trong các còn có trường sinh đại đế vãng sinh la bàn tồn tại. Cái kia vãng sinh la bàn có thể tra khắp tất cả chư thiên thế giới, càng có thể biết rõ quá khứ tương lai, chính là có vô thượng chi huyền diệu. Tại những người này cấp tốc động thời điểm, là quân cũng động. Hắn trước đột phá bắt đầu ngọn núi bố trí xuống kết giới bắt đầu dưới đỉnh mặt sơn lâm rộng lớn, bắt đầu ngọn núi các đệ tử chỗ bố trí kết giới đã định trước sẽ có chút yếu kém. Là quân cưỡng ép vượt quan, trực tiếp rời đi bắt đầu ngọn núi. Là quân rời đi bắt đầu ngọn núi về sau, tin tức này lập tức bị đều biết vũ hóa môn các lão đại. Cũng trên cơ bản thì chứng thực một điểm, cái kia chính là La Quân còn tại vũ hóa môn bên trong. La Quân sau đó cũng không ngừng nghỉ lại để cho nhanh nhạy hòa thượng ngậm phòng bị tu di bắt đầu chạy trốn, hướng về cái kia thủy triều lên xuống đại trận chỗ mà đi. La quân ở trong quá trình này, cũng không phi hành, cũng không thi pháp. Cái này khiến vũ hóa môn các đại lão có chút thúc thủ vô sách. Mà lại, những tinh thần toa đó, còn có rất nhiều pháp bảo khí tức cũng toàn bộ đều bị nhanh nhạy hòa thượng lấy linh thai quyết che giấu. Lần này, La quân đánh bất ngờ sở dĩ có thể thuận lợi. Cũng không phải là bởi vì La quân tu vi cao, pháp bảo nhiều. Hắn lớn nhất ỷ vào cũng là nhanh nhạy hòa thượng linh thai quyết. Đương nhiên, không có môn công pháp này, hắn đầu óc khẳng định cũng không dám động đến Vũ Hóa môn trên đầu tới. Rất nhanh, tại sau 10 tiếng, La Quân đã thuận lâm đi vào thủy triều lên xuống đại trận chỗ. Cái kia phía trước kết giới chính là mắt thường chỗ nhìn không thấy. Bất quá La Quân lại có thể cảm nhận được bên trong ảo diệu. Lúc này thủy triều lên xuống đại trận so trước đó càng thêm hung hãn nếu như không hiểu trận pháp này ảo diệu muốn đột phá ra ngoài nhất định phải phí chút tay chân mà phí chút tay chân công phu liền sẽ dẫn tới đông đảo lão đại vây giết la quân biết rõ trận pháp này ảo diệu trực tiếp vận công lại lấy huyền hoàng dịch chế tác phủ văn đột phá đại trận dễ như trở bàn tay la quân thì xé mở một đầu lỗ hồng lúc này tiêu giật bọn họ đám cao thủ này lập tức cũng cảm giác được thủy triều lên xuống đại trận bị xé mở một đầu lỗ hồng không tốt tặc tử đã chạy đi, tiêu giật mọi người cấp tốc lao tới tới, nhưng đến tại chỗ lại như cũng nhìn không thấy bất luận cái gì cái bóng. Rất nhiều cao thủ bay lên không chung, lấy thần niệm bắn phá, lấy thiên nhãn quan sát. Vừa mịn gây nên tại bốn phía tìm kiếm. Ra vũ hóa môn đại trận bên ngoài, liền không có nhiều như vậy rừng cây, lẽ ra là càng thêm dễ dàng tìm kiếm đến kẻ trộm. Nhưng sau cùng, chư vị các đại lão vẫn là không công mà lui. Lần này, Đối với Vũ Hóa Môn tới nói, đừng đề cập là có bao nhiêu biệt khuất. Tàng chân các bị trộm, liền đối phương cái bóng đều không sợ đến. Dựa theo lẽ thường tới nói, tại Vũ Hóa Môn loại này danh môn đại phái thủ hộ dưới, liền xem như một cái môn phái đến công kích, đều là không sợ. Liền xem như Trần Thiên Nhai loại cao thủ này cũng đừng hòng tiến vào tàng chân các. Nhưng hết lần này tới lần khác, lần này đồ, vật cứ như vậy bị trộm các đại lão trình một chút tìm kiếm ba ngày ba đêm lại là không có bất kỳ cái gì tung tích. sau cùng bọn họ rốt cuộc từ bỏ tìm kiếm để hết thảy đều khôi phục lại thái độ bình thường. như vậy là quân đến cùng đến đó đâu? nguyên lai like, là quân tại xé mở thủy Triều lên xuống đại trận lỗ hồng về sau cũng không có ra ngoài. bởi vì hắn cùng nhanh nhạy hòa thượng đều cảm thấy bên ngoài cây cối quá ít khó có thể ẩn tàng nhưng là bọn họ muốn cho những lão đại đó nhóm tạo thành một loại ảo giác, đó chính là hắn chạy ra thủy triều lên xuống đại trận bên ngoài. Vũ hóa môn dạng này một đại môn phái, mỗi ngày phải xử lý nội vụ còn có sự tình các loại quá nhiều. Không có khả năng toàn bộ nhân lực đều tới canh chừng dạng này một tên trộm người. Thời gian dài, cũng liền tự nhiên muốn buông lỏng lười biếng. Là quân tại thủy triều lên xuống trong đại trận đợi chừng 5 ngày, thừa dịp thủy triều lên xuống chập trùng, thần không biết, quỷ không hay rời đi thủy triều lên xuống đại trận. Trước đó hắn làm không được thần không biết quỷ không hay rời đi, bởi vì khi đó, các vị lão đại đều đang thủ hộ thủy triều lên xuống đại trận, mà lại cực mẫn cảm. Giờ phút này cũng đã là đại khắc nhiều, các đại lão cơ bản đều rút lui. Rời đi thủy triều lên xuống đại trận về sau, là quân y nguyên không dám khinh thường. Hắn trực tiếp dùng chân đi đường, cũng không sử dụng pháp lực, e sợ cho gây nên vũ hóa môn những lão đại đó nhóm chú ý, là quân dùng một ngày thời gian đi ra hơn 300 dặm, như thế về sau, hắn mới bắt đầu triển khai phi hành chi thuật, nhanh chóng nhanh rời đi vũ hóa môn đất quản hạt. Còn cái kia lâm rực rỡ chết sống, là quân cũng không đoái hoài. Là quân cũng không lo lắng lâm rực rỡ hội tiết lộ cái gì, bởi vì lâm rực rỡ đối với mình cũng căn bản không hiểu, cũng tiết lộ không ra bí mật gì tới. Lại nói vũ hóa môn bên này, bọn họ đã tiếp nhận đặc tử yên ổn rời đi vũ hóa môn sự đả kích này. Về phần Tiêu Hoa trưởng lão bên kia, Tiêu Hoa cùng Thiên Trì các tiến hành giao dịch. Vũ Hóa môn tài đại khí thô, ra giá cả tuyệt đối làm cho Thiên Trì các hài lòng. Thiên Trì các hướng Tiêu Hoa lộ ra, trước đó xác thực có một cái gọi là làm ngọc diện thư sinh lạnh tu nhân đến tìm hiểu qua Vũ Hóa môn tàng chân các tin tức. Thiên Trì các cũng là làm ăn, cho nên cũng không tồn tại cái gì muốn cho La Quân giữ bí mật phẩm đức. Nhưng La Quân cũng là cơ cảnh, trực tiếp dùng thân phận giả tiến đến. Về sau thiên trì các lại vận dụng thượng tầng vãng sinh la bàn thay vũ hóa môn cha chui vào tàng chân các người đến cùng ở nơi nào. Kết quả, lần này thiên trì các cũng là có chút mắt trợn tròn. Bọn họ căn bản cha không được một người như vậy. Vãng sinh la bàn tuy nhiên lợi hại, nhưng cũng cha không được bị linh thai quyết ẩn tàng la quân. Vũ hóa môn nhằm vào tàng chân các bị cướp sự kiện này, tổ chức hội nghị. Thứ nhất cũng là tàng chân các thủ hộ vấn đề, cái này tặc tử có bản lãnh như thế, nếu như về sau đem tàng chân các coi như hắn hậu hoa viên, môn kia phái còn muốn hay không sống. Sau đó, đi qua các vị lão đại thương lượng, tàng chân các bên ngoài không chỉ có muốn bố trận, bên trong còn muốn thả môn phái cao thủ thủ hộ. Mặt khác, bắt đầu trên đỉnh bố trí huyền quang trận pháp. Chỉ cần có người tiến vào, trước tiên liền sẽ tại trên người đối phương nhiễm huyền quang ấn. Loại này huyền quang ấn sẽ trở thành một loại ấn ký, mặc kệ địch nhân ẩn thân ở nơi nào, đều có thể truy tìm đến cái này huyền quang ấn là các đại lão mỗi người thi pháp chăm chú bồi dưỡng ra tới tin tưởng liền xem như tặc tử có ẩn tàng khí thức thần thông cũng không dễ dàng như vậy bỏ đi huyền quang ấn mà lại huyền quang ấn thần không biết quỷ không hay địch nhân nhiễm phải cũng rất khó phát giác ra được huyền quang trận pháp hao phí nguyên khí cực lớn mỗi ngày tiêu hao đan dược là bất kể đếm hơn nữa còn muốn các đại lão thay nhau hướng bên trong quán thâu nguyên khí nếu không phải sự tình bất đắc dĩ bọn họ tuyệt không nguyện ý dùng ra trận pháp này. Mà lúc này cũng là bị tặc tử trộm cắp tàng chân các lấy tới không có cách nào. Một phương diện khác, tiêu giật phái bắt đầu ngọn núi trầm tinh hoa còn có dưới đỉnh rất nhiều cao thủ toàn lực truy tra tặc tử, nhất định muốn đem người này tìm tìm ra. Tiêu giật còn an bài thiên tinh phong phong chủ lý nhĩ, cùng nắm giữ thiên nhĩ thông thần thông diêm trưởng lão cùng theo một lúc truy tra. Lý nhĩ cũng mang môn hạ đệ tử đắc ý mọi người truy tra đối tượng cũng là theo mất trộm pháp khí cùng công pháp bên trong tới tay mặt khác cũng đồng thời chạy tới hải ngoại tiên sơn bọn họ sợ sẽ nhất là tặc tử hội đem sao trời con thoi đưa cho trăng sáng tiên tôn loại vũ nhục này đối với vũ hóa môn dạng này danh môn đại phái tới nói thật sự là khó có thể chịu đựng mà đáng giá nói chuyện là vũ hóa môn tàng chân các mất trộm một chuyện vũ hóa môn chưa đối ngoại lộ ra trong giang hồ ngài ít có biết sự kiện này Thiên trì các phương diện ngược lại là biết, nhưng nếu như không người đến mua bán tin tức này lời nói, bọn họ cũng sẽ không truyền đi. Là quân rời đi vũ hóa môn về sau, hắn một đường hướng ở nước ngoài bay đi. Ba ngày sau đó, liền đã đến trên biển, hắn cũng không nóng nảy chạy tới trăng sáng tiên tôn chỗ tiên đảo, mà chính là tìm một cái không người ở lại hòn đảo. Cái kia hòn đảo ở trên biển đứng vững, trên hòn đảo cây cối rậm rạp. Là quân trực tiếp trốn vào đến hòn đảo cây cối chỗ sâu sau đó hắn liền bắt đầu kiểm kê chính mình lần này chiến lợi phẩm tới một trăm mai thần đan một nghìn mai thiên đan ha 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 là quân nhịn không được cười ha ha nhanh nhạy hòa thượng lần này chúng ta kiếm lời thảm nhanh nhạy hòa thượng nói ra đáng tiếc a à, lúc đó quá vội vàng bần tăng nhìn cái kia tàng chân các bên trong bảo bối thật sự là nhiều đến nhiều vô số kể vũ hóa môn thân là thiên châu môn phái lớn quả nhiên là tích lũy phong phú khủng bố a à cái này 100 mai thần đan, 1.000 mai thiên đan, ha ha, ta muốn là toàn bộ ăn vào. Vậy liền lập tức bạo thể, nhanh nhạy hòa thượng nói ra, đạo hiếu, tế bào khai phát cũng không phải ăn cơm đơn giản như vậy. Lại nói, người muốn lớn lên, cũng là muốn mỗi ngày ăn cơm. Quả quyết không có một bữa cơm ăn thành một tên mập đạo lý. Tại tế bào não quá trình tiến hóa bên trong, người kinh lịch cùng lịch duyệt còn có tích lũy một khi không cùng phía trên, tâm ma bất ngờ bộc phát, trong não vực từ trường tràn đầy, tẩu hỏa nhập ma, đốt cháy não vực đều là có khả năng. Không có khả năng một cao thủ liền dựa vào đan dược trồng chất liền có thể trồng chất đi ra. Là quân nói ra, tốt tốt tốt, đạo lý này, ta vẫn là hiểu. Ta cũng chính là tùy tiện nói một chút. Nhanh nhạy hòa thượng cũng bắt đầu kiểm tra những chiến lợi phẩm này, hắn nói ra, những thứ này tiên kiếm phẩm chất đều cũng không tệ lắm, đáng tiếc đạo hữu ngươi không dùng được. Nhưng là có thể giữ lấy về sau cùng người làm giao dịch còn có cái này thuần dương kim đao, cũng đều rất không tệ. Các loại đạo hữu người học hội đại thôn phệ thuật, vậy liền diệu. Cùng những thứ này long văn thép, đều muốn, chờ người học hội đại thôn phệ thuật, mới có thể phát huy tác dụng. Còn những thứ này phệ hồn châm, tăng hồn chung cùng u minh kỳ huyết ma thần, hắc ma thần ngược lại là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Đáng tiếc, đạo hữu người còn sẽ không luyện khí chi thuật, cho nên cũng không có cách nào đem những vật này đánh vào đến u minh kỳ bên trong luyện khí chi thuật, là quân nào nào. Nhanh nhạy hòa thượng nói ra, bố trận, luyện khí, đều là có thần thông. Cái này rất nhiều pháp bảo, há không đều là tiền bối cao nhân luyện tạo ra tới. Đến nhất định cảnh giới, bố trận luyện khí là nhất định phải. Những trải đó truyền ra rất nhiều cao nhân pháp khí, đều là ẩn chứa cao vô số người trí tuệ cùng tinh thần. Là quân như có điều suy nghĩ. Hắn nghĩ tới chính mình người hoàng kính, còn có người hoàng kiếm. Vân vân hai kiện pháp bảo kia đều là khắc họa vị kia nhân hoàng tiền bối dấu ấn tinh thần những thứ này pháp bảo tại trong tay mình đều có uy lực như thế nếu là ở nhân hoàng trong tay tiền bối thi triển đây chẳng phải là càng thêm không thể tưởng tượng ta xác thực là có chút pháp bảo nhưng ta vẫn là không có một kiện thuộc về mình chân chính pháp bảo ta muốn đi đường còn rất dài la quân nghĩ như vậy nhanh nhạy hòa thượng làm theo nói ra bần tăng đến xem những thứ này theo vũ hóa môn chỗ đó được đến thần thông nhìn có không có vật gì tốt. La quân trong lòng hơi động, cũng liền theo nhanh nhạy hòa thượng cùng đi nhìn những thứ này thần thông bí kíp. Trước kia La quân ý nghĩ rất đơn giản, cho là mình có pháp lực, thì không cần đảm nhiệm hà thần thông. Nhưng hiện tại xem ra, lại là hắn muốn sai, bởi vì rất nhiều thần thông lực lượng, đều cần một loại bản nguyên đến dẫn động những lực lượng này. Tựa như là mất phương hướng trong đại lục, người cần muốn lĩnh ngộ mộ ra một loại nào đó nguyên tố, sau đó mới có thể câu thông từ nơi sâu xa nguyên tố lực lượng. Bản thân là nam châm, mới có thể hút lại hắn đổ sắt. Bản thân thuộc về thái dương chân hỏa thuộc tính, mới có thể điều động thuộc về thái dương chân hỏa lực lượng. Đây chính là thần thông bản nguyên. Những thứ này bản nguyên có thể thông qua bí kíp chậm rãi chuyển hóa, tu luyện. Cũng có thể là tiền bối lưu lại hạt giống, tân hỏa tương thừa. Kiều ngưng là thông qua ăn lôi đan, cải biến tự thân gen, như thế mới có thể ngưng luyện ra thần thông bản nguyên, cầu thông sức mạnh sấm sét. La quân địa sát chi tinh cũng là thông qua ăn địa sát đan, dần dần cải biến thể nội gen, ngưng tụ ra địa sát thần thông bản nguyên. Trước đó La quân là đụng chạm không được địa sát chi tinh, nhưng bây giờ hắn liền xem như rơi vào đến địa sát chi tinh trong hải dương, cũng sẽ giống như con cá ở trong nước du, đó là tự do tự tại. La quân lật xem những thần thông đó bí kíp bên trong thì có phần thiên trưởng chiến thiên chân vinh thiên chỉ trấn thiên nện cái thiên thủ đồ thiên giết mấy cái đại võ đạo thần thông. Còn có trường hận chỉ pháp, bắc ngục đại đống kết thần quyền. Vân vân, những thứ này thần thông bản nguyên, nếu như rơi vào đến hạ giới phàm nhân trong tay, mỗi một dạng đều có thể cải biến vận mệnh. Nhưng những thứ này thần thông tại la quân trong tay, vẫn là không có một bộ thần thông có thể đưa đến tác dụng quá lớn. Vô luận là phần thiên trưởng vẫn là chiến thiên chân đều có tính hạn chế những thứ này thần thông bản nguyên, đạo hữu thực ngươi có thể như thế đến dùng. Nhanh nhạy hòa thượng mở miệng nói ra. Dùng như thế nào, là quân hỏi. Nhanh nhạy hòa thượng nói ra, người đến luyện những thứ này thần thông bản nguyên, xác thực là có chút tạp, thần thông quá tạp cũng không tiện. Nhưng là đạo hữu người có một cái đại hắc đan A. Cái này mai đại hắc đan danh xưng thiên địa pháp tướng, bao quát vạn vật. Người có thể lợi dụng người đại hắc đan đem những thứ này thần thông bản nguyên hấp thu. Đến lúc đó, người thi triển lên đại hắc đan đến, liền có thể thiên biến vạn hóa, thần thông đủ loại. Có đạo lý, là quần nhãn tình sáng lên. a à, đây là cái gì? Là quần đồng thời nhìn thấy một quyển khác bí kíp. Cái kia trên bí kíp có vài cái chữ to, chư thiên bí kíp. Nhanh nhạy hòa thượng ánh mắt cũng liền đến chư thiên trên bí kíp. Hắn nhất thời thì hưng phấn lên, ha ha, đạo hiếu, chúng ta vận khí thật sự là quá tốt. Thật sự là ngủ gật đến, liền có người đưa lên gối đầu. Cái này chư thiên bí kíp chính là luyện khí, luyện trận đại thành bí kíp A. Có cái này bí kíp, đạo hữu ngươi liền có thể đem cái này về hồn châm, tam hồn chung, còn có rất nhiều đan dược cùng thu thập u minh quỷ khí, cường đại u minh kỳ. Là quân cũng hưng phấn lên, nói ra, có đúng không, thần kỳ như vậy. Nhanh nhạy hòa thượng nói ra, đạo hữu ngươi xem một chút liền biết. Là quân ngay sau đó liền đem cái kia chư thiên bí kíp cầm lên bắt đầu lật xem. Chư thiên trong bí kíp quả nhiên là ghi chép các loại luyện khí chi thuật, đồng thời trình bày thiên địa huyền diệu chi đạo ý. Bộ này trong bí kíp, ảo nghĩa tinh thâm, có vô thượng đạo lý, pháp tắc. Hơn nữa còn thật nhiều không lưu loát thâm ảo trận pháp. Cùng một chút luyện tạo không gian pháp môn. Là quân dùng hợp tại bình hành thế giới tri thức, đối lượng tử học, thuyết tương đối, còn có thuyết tiến hóa đều có rất nghiên cứu sâu cứu. Mặt khác, các loại không lưu loát khó hiểu phương chính thức, cùng nguyên tử lý luận chờ một chút, La quân đều tiến hành thông hiểu đạo lý. Trước kia là quân đối với trận pháp giải, nhưng là khuyết thiếu một cái hệ thống nghiên cứu cùng tri thức tích lũy. Tại bình hành thế giới bên trong, núi tiếc núi này bị triệt để đền bù. Chư thiên bí kíp thâm ảo khó hiểu, nếu để cho người hiện đại đến xem, quả thực cũng là như thiên thư. Nếu là không có hiện đại tri thức tích lũy, bằng vào thiên châu những kiến thức này lượng, cũng rất khó lý giải đến chư thiên bí kíp thần diệu. Cái này chư thiên bí kíp chính là khoáng thế kỳ thư, chỉ tiếc, tại vũ hóa môn bên trong cũng ít có người biết sách này chân quý. Những lão đại đó nhóm cũng không có hiểu thấu đáo ra bản này chư thiên bí kíp. Mà La Quân lúc này lại là nhìn đến như si như say. Luyện khí, luyện khí, thì ra là thế, thì ra là thế. La Quân liền đập vài cái bắp đùi. Nhanh nhạy hòa thượng cũng ở một bên quan sát, hắn nhưng cũng là hiểu. Bây giờ nhanh nhạy hòa thượng, tuy nhiên pháp lực tu vi giảm bớt đi nhiều. Nhưng là hắn trí tuệ lại vẫn là không có biến mất. Nhanh nhạy hòa thượng nói ra, đạo hữu cái này luyện khí chi thuật tuy nhiên thần kỳ, nhưng là đáng tiếc chúng ta không có thuần dương chân hỏa đến thối luyện pháp khí trận pháp. Không phải vậy lời nói, chúng ta thực lực có thể tăng lên rất nhiều. Lúc này, bần tăng chỉ có y theo cái này trong bí kíp luyện hóa chi pháp, đến đem phệ hồn châm, tăng hồn chung, còn có cái kia u minh nguyên thần, ngôi sao nguyên thần luyện vào đến U Minh Kỳ bên trong. Cứ như vậy, U Minh Kỳ uy lực ngược lại có thể có tăng lên. La Quân gật gật đầu, nói ra, việc này liền từ ngươi đến xử lý, về sau ta sẽ ở U Minh Kỳ bên trong thiết lập một cái trận pháp, khiến cái này huyết ma thần, hắc ma thần còn có hắn U Minh quỷ hồn y theo trận pháp đến tiến hành công kích. Nhanh nhạy hòa thượng nói ra, bây giờ bần tăng bị huyền hoàng thần cốc hạt giống nhiều tư nhuận, thân thể đã không có cố kỵ liền xem như tại u minh kỳ bên trong cũng giống vậy có thể dung hợp như vậy đi đạo hiếu người u minh kỳ bên trong khuyết thiếu khí linh bần tăng liền mang theo đại la tiên đằng đi vào chờ ngươi lúc đối chiến bần tăng cũng có thể ở chính giữa giúp giúp ngươi một tay như có cần thời điểm bần tăng cũng có thể đơn độc đi ra đối địch la quân gật đầu nói ra tức là như thế ngươi liền mang theo những vật này đi vào đi chờ ngươi đem sao trời nguyên thần u minh nguyên thần luyện hóa tốt về sau ta đến bố trí đại trận. Nhanh nhạy hòa thượng nói ra, được rồi. Nhanh nhạy hòa thượng cũng thì bắt đầu hành động. La Quân ngẫm lại, trước hết đem hỗn độn quả lấy ra thôn phệ. Hắn cũng cần gấp tăng lên pháp lực. Hỗn độn quả uy lực đã rất là cường đại, La Quân cũng không dám lung tung phục dụng. Lúc này tuy nhiên đan dược rất nhiều, nhưng ăn nhiều cũng sẽ chết người. Một cái hỗn độn quả vào cổ họng, lập tức hóa thành một cỗ trong veo khí lưu tư nhuận La Quân toàn thân cao thấp cỗ này trong veo khí lưu kéo dài không dứt là quân cảm giác toàn thân đều là khí đang lưu truyền. Là quân tế bào thân thể đã viên mãn, không cách nào hấp thu những khí lưu này. Sau đó, khí lưu một cách tự nhiên thì hướng trong não vực sông vào đi vào. Thân thể phát triển, thực vật trước muốn vào cổ họng, thông qua lá nách, dạ dày tiêu hóa, chọc khí hạ xuống, thanh khí tư nhuận toàn thân, cùng phát dục đại não. Đây là người bình thường một cái quá trình, người bình thường tế bào thân thể vĩnh viễn không biết tồn tại toàn bộ khai phát. Tránh thức thân thể tế bào toàn bộ khai phát, như vậy cái này cá nhân lực lượng là khủng bố cùng cực. Tại người tế bào thân thể không có khai phát hoàn chỉnh thời điểm, như vậy trong não vực tế bào thì càng không khả năng theo khai phát. Cái này là nhân thể ràng buộc. Người bình thường thì trốn không thoát cái này ma chú. Tu tiên giả không giống bình thường ngay tại ở bọn họ có thể đánh phá cái này ma chú, trước hết để cho tế bào thân thể hoàn toàn khai phát hoàn chỉnh như thế về sau thanh khí rốt cuộc tăng lên đến não vực não vực lại lần nữa bắt đầu khai phát cái này tế bào não khai phát tăng lên không phải iq mà là một loại tinh thần lực tế bào não khai phát càng nhiều tinh thần liền sẽ càng tốt tới trình độ nhất định tinh thần lực thì sẽ trở thành pháp lực như thế tu tiên chi môn cũng liền coi như là mở ra hỗn độn quả thanh khí xông vào đến la quân não vực về sau là quân pháp lực từ trường bên trong cấp tốc hấp thu cỗ này thanh khí. Cỗ này thanh khí cũng quả nhiên là cường hãn, như hoàng hà chi thủy, thao thao bất tuyệt. Một đợt lại một đợt sóng biển hướng về la quân trong não vực trùng kích. Cái này trùng kích lực độ cực kỳ cường hãn, la quân nhất định phải vận chuyển pháp lực để tiêu hóa cùng chống cự cỗ này trùng kích lực. La quân cũng liền cảm nhận được đan dược quá mạnh, cái kia đối với tu tiên giả cũng là một loại biến thái khảo nghiệm. Một cái sơ sẩy, chính là tàu hỏa nhập ma hạ tràng A. Là quân liên tục vận chuyển, chỉnh một chút một ngày một đêm. Một ngày một đêm về sau, là quân trong não vực rốt cuộc bình tĩnh lại. Là quân tu vi thuận lợi đến cửu trọng thiên trung kỳ. Tế bào não khai phát mai đếm cũng đến 200 triệu mai. Pháp lực tăng lên chỉnh một chút gấp đôi. Là quân lúc này pháp lực hùng hồn, đã là khó có thể tưởng tượng. Theo tiến thiên châu lúc thất trọng thiên đỉnh phong, mấy triệu mai tế bào não khai phát lượng. Mãi cho đến đi đến hôm nay loại tình trạng này, là quân tiến triển cũng không chậm. Đồng thời, là quân cũng cảm nhận được cảnh giới tăng lên khó khăn. Lần này có hỗn độn quả trợ giúp, là quân y nguyên tăng lên cực gian nguy. Cái này bên trong mấy lần pháp lực trùng kích đều bị la quân có loại không đáng kể cảm giác. Có đến vài lần đều kém chút cầm giữ không được, để trong đầu từ trường thành liệt hỏa liệu nguyên. Một khi thật đến tình trạng kia, cái kia la quân não vực bị đốt cháy trong nháy mắt liền muốn thân tử đạo tiêu nếu là tích lũy không đủ tuyệt đối không thể lại lung tung trùng kích cảnh giới la quân nhớ tới đã cảm thấy sau lưng đều là mồ hôi lạnh quá nguy hiểm trong lúc này hỗn độn quả dinh dưỡng trùng kích giống như thiên quân vạn mã tại công thành chỉ cần một cái tâm thần mất linh hoặc là trả lời không đúng lập tức liền sẽ để cho não vực thiêu đốt loại tình huống này tựa như là hai cỗ chính phụ điện lực sợi tơ dây dưa chỉ cần một cái không đúng, sợi tơ dây dưa trái ngược, lập tức hội dẫn dùng đầu óc bên trong tất cả kiếp số. Rất nhiều thần thông cao thủ đều đang trùng kích cảnh giới thời điểm, hồi phi yên diệt. Đây là một cái vô cùng nguy hiểm sự tình. Mọi thứ dục tốc bất đạt, như không phải là bởi vì ta tại bình hành thế giới bên trong đợi vài chục năm, tích lũy không ít kinh nghiệm, cũng lắng động không ít cảm ngộ cùng quy tắc. Lần này tùy tiện trùng kích, tuyệt đối là muốn chết không táng sinh chi địa là quân tâm lý cũng đã biết, cái kia cửu trọng thiên đỉnh phong, chính mình trong thời gian ngắn là nghĩ cùng đừng nghĩ. Lúc đó đem pháp lực mình tăng lên tới 400 triệu mai tế bảo não, so hiện tại còn nhiều hơn gấp đôi. Loại này tăng lên, bên trong cần thiết trí tuệ cùng tích lũy, càng khủng bố hơn. Chính mình vì tiện trùng kích, tuyệt đối là muốn chết không còn sót lại một chút cạn. Bên trong thiên địa, vạn pháp giống nhau. Cái này tu vi tiến tới bước, cùng làm ăn đều là giống nhau đạo lý. 100 triệu tiền vốn phải đổi 200 triệu, cái này chúng gió hiểm có thể nghĩ. Nếu như tích lũy không đủ, chuẩn bị không đủ, tùy thời bồi mất hết vốn liếng, thậm chí phải ngã thiếu bao nhiêu ức. Muốn từ 200 triệu biến 400 triệu, cái kia càng là một trận kinh thiên hào đổ. Một người vận khí không có khả năng vĩnh viễn tốt như vậy, mỗi lần đều có thể thắng. Mà duy nhất có thể thắng chính là công tác chuẩn bị sung túc, đối hạng mục điều tra không có quá lớn sai lầm, điều tra nghiên cứu thị trường thành thục. Vân Vân. La Quân hít sâu một hơi, hắn hiện tại rốt cục giải quyết một nan đề. Cái vấn đề khó khăn này chính là, hắn lúc đối địch có thể dựa vào pháp lực làm thân thể trên không trung ngắn ngủi bay lượn. Đồng thời tốc độ hội rất nhanh, giống như ở trên đất bằng. Trước đó hắn nan đề là, hắn phải bay lượn nhất định phải dựa vào địa sát chi tinh. Nhưng nếu là trên không trung, một khi thi triển địa sát chi tinh thời điểm, hắn muốn đem tự thân cố định trên không trung cũng có chút đau đầu mà lúc này theo pháp lực trên diện rộng tăng trưởng vấn đề này liền không còn là vấn đề lúc này nhanh nhạy hòa thượng còn tại u minh kỳ bên trong không ngừng thối luyện ngôi sao nguyên thần cùng u minh nguyên thần hai tôn nguyên thần đã dung nhập vào u minh kỳ bên trong cùng u minh quỷ khí làm một thể cái này ngôi sao nguyên thần cùng u minh nguyên thần đã mất đi vốn là ý thức trở thành có thể khống chế lực lượng u minh quỷ khí cũng là bọn họ chất dinh dưỡng nhanh nhạy hòa thượng là y theo chư thiên trong bí kíp luyện hồn thuật đến đem u minh nguyên thần cùng ngôi sao nguyên thần đánh vào đi vào có u minh nguyên thần cùng ngôi sao nguyên thần bổ dưỡng u minh kỳ về sau u minh kỳ u minh quỷ khí bên trong trong nháy mắt 18 đạo ngôi sao quy tắc cùng u minh quy tắc u minh kỳ u minh quỷ khí càng thêm bành trướng mãnh liệt không thể ngăn cản la quân lập tức bắt đầu bố trận hắn tại u minh kỳ bên trong dựa vào long văn thép tinh hồn thạch còn có bát quái trận pháp theo thứ tự tổ trận Đồng thời, là quần đem những cái này tiên kiếm, thuần dương kim đao cũng đến U Minh Kỳ bên trong. Huyết ma thần, hắc ma thần, còn có U Minh Nguyên thần, ngôi sao Nguyên thần dựa theo trận pháp bố nhóm. Là quân pháp lực cùng U Minh quỷ khí lẫn nhau dung hợp, cũng dung nhập vào trong trận pháp. Là quân một mực tổ kiến ba ngày ba đêm, rốt cục, U Minh Kỳ chúng 18 chỗ tầng chư thiên U Minh trận tuyên cáo hoàn thành. Là quân đem những gì mình biết đại đạo quy tắc, còn có vô số đạo lý, tinh thần cùng cảm động toàn bộ dung nhập vào trong trận pháp. Trong này còn có đối lượng tử vật lý giải thích, lại có thuyết tiến hóa đạo lý ở chính giữa. Làm trận pháp sau khi hoàn thành, là quần đồng thời để U Minh Kỳ bên trong vô số quỷ hồn, bao quát huyết ma thần, hắc ma thần, U Minh Nguyên Thần, ngôi sao Nguyên Thần bắt đầu cầu nguyện. Là quần đem cái kia đại lôi âm phổ độ pháp kim quang bản nguyên cũng tế vào đến U Minh Kỳ bên trong. Kim quang bản nguyên hình thành một tấm bùa, Tại U Minh Kỳ trong không gian trôi nổi, mà rất nhiều quỷ thần, huyết ma thần, hắc ma thần những vật này cầu nguyện lên, lập tức sinh ra nguyện lực. Kim sắc nguyện lực rót vào phổ độ kim quang phù lục bên trong, bùa này cũng liền bắt đầu dần dần lớn mạnh. La Quân có thể rõ ràng cảm giác được đại lôi âm phổ độ kim quang đang trở nên cường đại. Ta trước đó thế mà không nghĩ tới sử dụng cái này 100.000 quỷ hồn đến vì ta cầu nguyện, sinh ra nguyện lực. La Quân mừng rỡ sau khi, không khỏi có chút đáng tiếc nhanh nhạy hòa thượng nói ra, đạo hữu người đại khái không thấy rõ ràng. Lấy trước 100 ngàn quỷ hồn tại U Minh Kỳ bên trong thuộc về lại yên nghỉ trạng thái. Nhưng mỗi lần thi pháp về sau, đều cần bổ sung nhất định U Minh quỷ khí. Như thế mới có thể bảo trì 100 ngàn quỷ hồn sinh tồn. Bọn họ mặc dù là quỷ hồn, nhưng cũng cần ăn cơm. Bọn họ chỗ ăn cơm cũng là quỷ khí. Đạo hữu người còn không có thi triển mấy lần, cho nên vẫn không cảm giác được. Nhưng hôm nay, Người để bọn hắn không biết ngày đêm cầu nguyện, vậy coi như cần càng nhiều chất dinh dưỡng đến tư nhuận bọn họ. La Quân nói ra, thì ra là thế, ta đã cảm giác được U Minh Kỳ bên trong U Minh quỷ khí ngay tại kịch liệt giảm bớt. Nếu như một mực giảm bớt đi xuống, sẽ như thế nào? Nhanh nhạy hòa thượng nói ra, làm U Minh quỷ khí bị hút khô về sau, 100.000 quỷ hồn cũng sẽ dần dần khô héo tử vong. Cho đến lúc đó, U Minh Kỳ cũng là phế vật. La Quân nói ra, cái kia nhưng làm sao bây giờ? Ta đi nơi nào làm những thứ này u minh quỷ khí? Nhanh nhạy hòa thượng nói ra, bần tăng quan sát rõ ràng, cái này u minh kỳ thực cũng không phải là u minh kỳ. Mà chính là một kiện thượng cổ pháp bảo, gọi là u minh cửu âm đồ. Trong này không gian cũng còn thật nhiều không có bị phát huy ra. Nếu như toàn bộ phát huy ra, trong này đựng một tòa thành trì đi vào cũng không có vấn đề gì. Muốn hấp thu u minh quỷ khí, Nhất định phải đến tủ âm chi địa Hoặc là đại âm chi địa Chết người đánh nửa chàng Âm khí nặng địa phương chờ một chút hấp thu Những địa phương này phải thật tốt tìm kiếm Tổng là có thể tìm tới Mà lại, đạo hiếu Người chỉ dựa vào u minh quỷ khí Là không thể tăng lên những quỷ hồn này lực lượng Nhất định phải còn muốn cho bọn hắn ăn đan dược Bọn họ ăn đan dược về sau Cũng sẽ từ từ tiến hóa Thậm chí còn có thể sinh sôi bước phát triển mới quỷ hồn Tóm lại cái này u minh cửu âm đồ nếu như phát huy đến cực hạn, đó là không thể tưởng tượng lợi hại. Nhưng là lúc này, đạo hữu người đầu tiên muốn là, người dưỡng không dưỡng nổi những quỷ hồn này. Là quân nói ra, trong tay của ta hiện tại vừa có chút thần đan cùng thiên đan, nhưng cái này cũng đoán chừng không đủ cho những quỷ hồn này ăn đi. Nhanh nhạy hòa thượng nói ra, đạo hữu trên tay người những thứ này thần đan cùng thiên đan có thể đi đổi rất nhiều tụ linh đan tới những thứ này tụ linh đan có thể cung cấp những quỷ hồn này ăn một đoạn thời gian. Lộng quyền bạn ngươi lựa chọn muốn bọn họ tiến hóa thời điểm, đây chính là theo thời gian dài công trình. Một khi đoạn, vậy ngươi liền sẽ mất đi kiện pháp khí này. Là quân sờ sờ đầu, nói ra, ta bây giờ còn có khác lựa chọn sao? Nhanh nhạy hòa thượng cười hắc hắc, nói ra, hình như là không có gì có khác lựa chọn. Đây là bởi vì, là quần đã luyện thì tầng 18 chư thiên u minh trận, trận pháp này duy trì, bản thân liền muốn các đại ma vương xuất lực. Hắn đã đi đến con đường này, cái này u minh cửu âm đồ đã bị chính mình bắt đầu tăng lên phẩm chất, cho nên con đường này không có đường quay về. La quân không có khả năng đem chính mình chỗ vất vả cùng nỗ lực đồ, vật nước chảy về biển đông. Mở cung thì không quay đầu lại tiến. Trước kia bích lạc lão nhân không có khai phát ra u minh cửu âm đồ, rất lớn nguyên nhân là bích lạc lão nhân kiến thức kém xa tiết tắc nhanh nhạy hòa thượng bích lạc lão nhân không biết rõ u minh cửu âm đồ lợi hại la quân đạt được u minh cửu âm đồ chính là thiên thời địa lợi nhân hòa hắn đầu tiên là bên người có nhanh nhạy hòa thượng bực này tuệ nhãn người biết hàng lại có chư thiên bí kíp trợ giúp chư thiên trong bí kíp còn có thật nhiều ảo diệu đồ vật đây đều là la quân cần tham tường đem cái này thần đan cùng thiên đan đi thiên trì trong các đổi chút đan dược la quân nói ra không được thiên trì các người tham lam vô cùng cùng bọn hắn làm ăn quá mệt mỏi, mà lại làm không tốt, bọn họ lại muốn đem tin tức này phản bán đi. La Quân tâm lý nhìn trời ao các ấn tượng rất kém cỏi, ngày này ao các làm ăn chỉ nói lợi ích, hắn cái gì đều không nói. Khó mà nói nghe điểm, gọi không có phẩm đức nghề nghiệp. Trên đời này làm ăn cũng không phải chỉ có thiên trì các, ta lại đi chậm rãi mưu. La Quân thầm suy nghĩ, hắn lại hỏi nhanh nhạy hòa thượng, nói ra những quỷ hồn này dựa vào quỷ khí trèo trống, có thể chi trống bao lâu? Nhiều nhất ba ngày, nhanh nhạy hòa thượng nói ra. Mẹ nó, là quân phiền muộn. Xem ra chính mình thật đúng là phải nhanh lên một chút hành động. Hắn sau đó cũng liền trước mặc kệ u minh cửu âm đồ, mà chính là bắt đầu ngưng luyện chính mình tâm đắc tới này chút thần thông. Hắn tế ra đại hắc đan, những thần thông đó bản nguyên liền bị la quân trước hút vào đến trong não vực thông hiểu đạo lý. Về sau, hắn há mồm hướng cái nào đại hắc đan phía trên phun một cái. Lập tức, phần thiên trưởng thần thông thì đánh vào đến đại hắc đan bên trong. Đại hắc đan bên trong dung nhập phần thiên trương thần thông bản nguyên. Là quân tâm niệm nhất động, đại hắc đan bên trong lao ra mấy trăm đạo trưởng ấn. Mỗi một đạo trưởng ấn đều ẩn chứa vô cùng phần sát lực lượng, hung hãn vô cùng, đây cũng là phần thiên trường Là quân sau đó lại đem còn lại mấy cái loại thần thông toàn bộ thông hiểu đạo lý, sau đó há mồm phun một cái liền đem đủ loại này thần thông đều in ấn đến đại hắc đan phía trên về sau là quân bắt đầu ngưng thần vận chuyển đại hắc đan đại hắc đan phía trên các loại thần thông lưu chuyển đồng thời bắt đầu dung hợp được loại loại thần thông đủ loại pháp tác lực lượng đều ở chính giữa ha ha nhanh nhạy hòa thượng cười ha hả nói ra chỉ có hư tiên cảnh cao thủ mới có thể ngưng tụ loại loại thần thông luyện thì thiên địa pháp tướng không nghĩ tới đạo hữu người mới cảnh giới cỡ này, liền đã kỳ diệu giống như ngưng luyện ra thiên địa pháp tướng. Tuy nhiên người thiên địa pháp tướng không thể cùng hư tiên cảnh cao thủ so sánh, nhưng là có thể trước bước ra một bước này, liền đã vượt qua cùng các loại cảnh giới thanh niên tài tuấn. Đạo hữu người có thể trở thành thiên mệnh chi vương, quả nhiên là có chỗ hơn người. Là quần nào nào, hắn vậy mà không biết cái này một tiết, hư tiên cảnh cao thủ có thể ngưng tụ ra thiên địa pháp tướng. Nhanh nhạy hòa thượng nói ra, đó là đương nhiên, năm đó Bần Tăng Thiên Địa Pháp Tướng đã trải qua phong hỏa đại kiếp, tiến hóa thành nhất Tôn Bát Túc Thần Vương. Đồng thời, là Quân cũng cảm nhận được cảnh giới tăng lên khó khăn. Lần này có hỗn độn quả trợ giúp, La Quân y nguyên tăng lên cực gian nguy. Cái này bên trong mấy lần pháp lực trùng kích đều bị La Quân có loại không đáng kể cảm giác. Có đến vài lần đều kém chút cầm giữ không được, để trong đầu từ trường thành liệt hỏa liệu nguyên. Một khi thật đến tình trạng kia, cái kia la quân não vực bị đốt cháy trong nháy mắt liền muốn thân tử đạo tiêu nếu là tích lũy không đủ tuyệt đối không thể lại lung tung trùng kích cảnh giới la quân nhớ tới đã cảm thấy sau lưng đều là mồ hôi lạnh quá nguy hiểm trong lúc này hỗn độn quả dinh dưỡng trùng kích giống như thiên quân vạn mã tại công thành chỉ cần một cái tâm thần mất linh hoặc là trả lời không đúng lập tức liền sẽ để cho não vực thiêu đốt loại tình huống này tựa như là hai cỗ chính phụ điện lực sợi tơ dây dưa chỉ cần một cái không đúng, sợi tơ dây dưa trái ngược, lập tức hội dẫn dùng đầu óc bên trong tất cả kiếp số. rất nhiều thần thông cao thủ đều đang trùng kích cảnh giới thời điểm, hồi phi yên diệt. đây là một cái vô cùng nguy hiểm sự tình. mọi thứ dục tốc bất đạt, như không phải là bởi vì ta tại bình hành thế giới bên trong đợi vài chục năm, tích lũy không ít kinh nghiệm, cũng lắng động không ít cảm ngộ cùng quy tắc. lần này tùy tiện trùng kích, tuyệt đối là muốn chết không táng sinh chi địa là quân tâm lý cũng đã biết, cái kia cửu trọng thiên đỉnh phong, chính mình trong thời gian ngắn là nghĩ cùng đừng nghĩ. Lúc đó đem pháp lực mình tăng lên tới 400 triệu mai tế bảo não, so hiện tại còn nhiều hơn gấp đôi. Loại này tăng lên, bên trong cần thiết trí tuệ cùng tích lũy, càng khủng bố hơn. Chính mình tùy tiện trùng kích, tuyệt đối là muốn chết không còn sót lại một chút cạn. Bên trong thiên địa, vạn pháp giống nhau. Cái này tu vi tiến tới bước, cùng làm ăn đều là giống nhau đạo lý. 100 triệu tiền vốn phải đổi 200 triệu, cái này chúng gió hiểm có thể nghĩ. Nếu như tích lũy không đủ, chuẩn bị không đủ, tùy thời bồi mất hết vốn liếng, thậm chí phải ngã thiếu bao nhiêu ức. Muốn từ 200 triệu biến 400 triệu, cái kia càng là một trận kinh thiên hào đổ. Một người vận khí không có khả năng vĩnh viễn tốt như vậy, mỗi lần đều có thể thắng. Mà duy nhất có thể thắng chính là công tác chuẩn bị sung túc, đối hạng mục điều tra không có quá lớn sai lầm, điều tra nghiên cứu thị trường thành thục vân vân. Là quân hít sâu một hơi, hắn hiện tại rốt cục giải quyết một nan đề. Cái vấn đề khó khăn này chính là, hắn lúc đối địch có thể dựa vào pháp lực làm thân thể trên không trung ngắn ngủi bay lượn. Đồng thời tốc độ hội rất nhanh, giống như ở trên đất bằng. Trước đó hắn nan đề là, hắn phải bay liệng nhất định phải dựa vào địa sát chi tinh. Nhưng nếu là trên không trung, một khi thi triển địa sát chi tinh thời điểm, hắn muốn đem tự thân cố định trên không trung cũng có chút đau đầu mà lúc này, theo pháp lực trên diện rộng tăng trưởng. Vấn đề này liền không còn là vấn đề. Lúc này, nhanh nhạy hòa thượng còn tại U Minh Kỳ bên trong không ngừng thối luyện ngôi sao nguyên thần cùng U Minh Nguyên Thần, hai tôn nguyên thần đã dung nhập vào U Minh Kỳ bên trong, cùng U Minh Quỷ Khí làm một thể. Cái này ngôi sao nguyên thần cùng U Minh Nguyên Thần đã mất đi vốn là ý thức, trở thành có thể khống chế lực lượng. U Minh Quỷ Khí cũng là bọn họ chất dinh dưỡng. Nhanh nhạy hòa thượng là y theo chư thiên trong bí kíp luyện hồn thuật đến đem U Minh Nguyên Thần cùng Ngôi Sao Nguyên Thần đánh vào đi vào. Có U Minh Nguyên Thần cùng Ngôi Sao Nguyên Thần bổ dưỡng U Minh Kỳ về sau, U Minh Kỳ U Minh Quỷ Khí bên trong trong nháy mắt 18 đạo Ngôi Sao quy tắc cùng U Minh quy tắc. U Minh Kỳ U Minh Quỷ Khí càng thêm bành trướng mãnh liệt, không thể ngăn cản. La Quân lập tức bắt đầu bố trận, hắn tại U Minh Kỳ bên trong dựa vào Long Văn Thép Tinh Hồn Thạch, còn có bát quái trận pháp theo thứ tự tổ trận. Đồng thời, là quân đem những cái này tiên kiếm, thuần dương kim đao cũng đến U Minh Kỳ bên trong. Huyết ma thần, hắc ma thần, còn có U Minh Nguyên thần, ngôi sao Nguyên thần dựa theo trận pháp bố nhóm. Là quân pháp lực cùng U Minh quỷ khí lẫn nhau dung hợp, cũng dung nhập vào trong trận pháp. Là quân một mực tổ kiến ba ngày ba đêm, rốt cục, U Minh Kỳ chúng 18 chỗ tầng chư thiên U Minh trận tuyên cáo hoàn thành. Là quân đem những gì mình biết đại đạo quy tắc, còn có vô số đạo lý, tinh thần cùng cảm động toàn bộ dung nhập vào trong trận pháp. Trong này còn có đối lượng tử vật lý giải thích, lại có thuyết tiến hóa đạo lý ở chính giữa. Làm trận pháp sau khi hoàn thành, là quần đồng thời để U Minh kỳ bên trong vô số quỷ hồn, bao quát huyết ma thần, hắc ma thần, U Minh nguyên thần, ngôi sao nguyên thần bắt đầu cầu nguyện. Là quần đem cái kia đại lôi âm phổ độ pháp kim quang bản nguyên cũng tế vào đến U Minh kỳ bên trong. Kim quang bản nguyên hình thành một tấm bùa, tại U Minh Kỳ trong không gian trôi nổi, mà rất nhiều quỷ thần, huyết ma thần, hắc ma thần những vật này cầu nguyện lên, lập tức sinh ra nguyện lực. Kim sắc nguyện lực rót vào phổ độ kim quang phù lục bên trong, bùa này cũng liền bắt đầu dần dần lớn mạnh. Là quân có thể rõ ràng cảm giác được đại lôi âm phổ độ kim quang đang trở nên cường đại. Ta trước đó thế mà không nghĩ tới sử dụng cái này 100.000 quỷ hồn đến vì ta cầu nguyện, sinh ra nguyện lực. Là quân mừng rỡ sau khi, không khỏi có chút đáng tiếc nhanh nhạy hòa thượng nói ra, đạo hữu người đại khái không thấy rõ ràng. Lấy trước 100.000 quỷ hồn tại U Minh Kỳ bên trong thuộc về lại yên nghỉ trạng thái. Nhưng mỗi lần thi pháp về sau, đều cần bổ sung nhất định U Minh quỷ khí. Như thế mới có thể bảo trì 100.000 quỷ hồn sinh tồn. Bọn họ mặc dù là quỷ hồn, nhưng cũng cần ăn cơm. Bọn họ chỗ ăn cơm cũng là quỷ khí. Đạo hữu người còn không có thi triển mấy lần, cho nên vẫn không cảm giác được. Nhưng hôm nay, người để bọn hắn không biết ngày đêm cầu nguyện vậy coi như cần càng nhiều chất dinh dưỡng đến tư nhuận bọn họ la quân nói ra thì ra là thế ta đã cảm giác được u minh kỳ bên trong u minh quỷ khí ngay tại kịch liệt giảm bớt nếu như một mực giảm bớt đi xuống sẽ như thế nào nhanh nhạy hòa thượng nói ra làm u minh quỷ khí bị hút khô về sau một trăm ngàn quỷ hồn cũng sẽ dần dần khô héo tử vong cho đến lúc đó u minh kỳ cũng là phế vật la quân nói ra cái kia nhưng làm sao bây giờ? Ta đi nơi nào làm những thứ này u minh quỷ khí. Nhanh nhạy hòa thượng nói ra, Bần tăng quan sát rõ ràng, cái này u minh kỳ thực cũng không phải là u minh kỳ, mà chính là một kiện thượng cổ pháp bảo, gọi là u minh cửu âm đồ. Trong này không gian cũng còn thật nhiều không có bị phát huy ra. Nếu như toàn bộ phát huy ra, trong này đựng một tòa thành trì đi vào cũng không có vấn đề gì. Muốn hấp thu u minh quỷ khí, nhất định phải đến cửu âm chi địa hoặc là đại âm chi địa, chết người đánh nữa chàng, âm khí nặng địa phương chờ một chút hấp thu. Những địa phương này phải thật tốt tìm kiếm, tổng là có thể tìm tới. Mà lại, đạo hiếu, người chỉ dựa vào u minh quỷ khí là không thể tăng lên những quỷ hồn này lực lượng. Nhất định phải còn muốn cho bọn hắn ăn đan dược, bọn họ ăn đan dược về sau, cũng sẽ từ từ tiến hóa, thậm chí còn có thể sinh sôi bước phát triển mới quỷ hồn. Tóm lại, cái này u minh cửu âm đồ nếu như phát huy đến cực hạn, đó là không thể tưởng tượng lợi hại. Nhưng là lúc này, đạo hữu người đầu tiên muốn là, người dưỡng không dưỡng nổi những quỷ hồn này. Là Quân nói ra, trong tay của ta hiện tại vừa có chút thần đan cùng thiên đan, nhưng cái này cũng đoán chừng không đủ cho những quỷ hồn này ăn đi. Nhanh nhạy hòa thượng nói ra, đạo hữu trên tay ngươi những thứ này thần đan cùng thiên đan có thể đi đổi rất nhiều tụ linh đan tới. Những thứ này tụ linh đan có thể cung cấp những quỷ hồn này ăn một đoạn thời gian. Lộng quyền bạn ngươi lựa chọn muốn bọn họ tiến hóa thời điểm, đây chính là theo thời gian dài công trình. Một khi đoạn, vậy ngươi liền sẽ mất đi kiện pháp khí này. Là quân sờ sờ đầu, nói ra, ta bây giờ còn có khác lựa chọn sao? Nhanh nhạy hòa thượng cười hắc hắc, nói ra, hình như là không có gì có khác lựa chọn. Đây là bởi vì, là quân đã luyện thì tầng 18 chư thiên u minh trận, trận pháp này duy trì, bản thân liền muốn các đại ma vương xuất lực. Hắn đã đi đến con đường này, cái này U Minh Cửu Âm Đồ đã bị chính mình bắt đầu tăng lên phẩm chất, cho nên con đường này không có đường quay về. La Quân không có khả năng đem chính mình chỗ vất vả cùng nỗ lực đồ, vật nước chảy về biển đông. Mở cung thì không quay đầu lại tiến. Trước kia Bích Lạc lão nhân không có khai phát ra U Minh Cửu Âm Đồ, rất lớn nguyên nhân là Bích Lạc lão nhân kiến thức kém xa tít tắc nhanh nhạy hòa thượng. Bích Lạc lão nhân không biết rõ U Minh Cửu Âm Đồ lợi hại. La quân đạt được u minh cửu âm đồ chính là thiên thời địa lợi nhân hòa. Hắn đầu tiên là bên người có nhanh nhạy hòa thượng bực này tuệ nhãn người biết hàng, lại có chư thiên bí kíp trợ giúp. Chư thiên trong bí kíp còn có thật nhiều ảo diệu đồ vật, đây đều là La quân cần tham tường. Đem cái này thần đan cùng thiên đan đi thiên trì trong các đổi chút đan dược. La quân nói ra, không được, thiên trì các người tham lam vô cùng, cùng bọn hắn làm ăn quá mệt mỏi, mà lại làm không tốt bọn họ lại muốn đem tin tức này phản bán đi. Là quân tâm lý nhìn trời ao các ấn tượng rất kém cỏi, ngày này ao các làm ăn chỉ nói lợi ích, hắn cái gì đều không nói. Khó mà nói nghe điểm, gọi không có phẩm đức nghề nghiệp. Trên đời này làm ăn cũng không phải chỉ có thiên trì các, ta lại đi chậm rãi mưu. Là quân thầm suy nghĩ, hắn lại hỏi nhanh nhạy hòa thượng, nói ra, những quỷ hồn này dựa vào quỷ khí trèo trống, có thể chi trống bao lâu? Nhiều nhất ba ngày nhanh nhạy hòa thượng nói ra. Mẹ nó, là quân phiền muộn. Xem ra chính mình thật đúng là phải nhanh lên một chút hành động. Hắn sau đó cũng liền trước mặc kệ U Minh cửu âm đồ, mà chính là bắt đầu ngưng luyện chính mình tâm đắc tới này chút thần thông. Hắn tế ra đại hắc đan, những thần thông đó bản nguyên liền bị la quân trước hút vào đến trong não vực thông hiểu đạo lý. Về sau, hắn há mồm hướng cái nào đại hắc đan phía trên phun một cái. Lập tức, phần thiên trưởng thần thông thì đánh vào đến đại hắc đan bên trong. Đại hắc đan bên trong dung nhập phần thiên trương thần thông bản nguyên. Là quân tâm niệm nhất động, đại hắc đan bên trong lao ra mấy trăm đạo trưởng ấn. Mỗi một đạo trưởng ấn đều ẩn chứa vô cùng phần sát lực lượng, hung hãn vô cùng, đây cũng là phần thiên trường. Là quân sau đó lại đem còn lại mấy cái loại thần thông toàn bộ thông hiểu đạo lý, sau đó há mồm phun một cái, liền đem đủ loại này thần thông đều in ấn đến đại hắc đan phía trên về sau, là quân bắt đầu ngưng thần vận chuyển đại hắc đan. Đại hắc đan phía trên, các loại thần thông lưu chuyển, đồng thời bắt đầu dung hợp được. Loại loại thần thông, đủ loại pháp tác lực lượng đều ở chính giữa. Ha ha, nhanh nhạy hòa thượng cười ha hả, nói ra, chỉ có hư tiên cảnh cao thủ mới có thể ngưng tụ loại loại thần thông, luyện thì thiên địa pháp tướng. Không nghĩ tới đạo hữu người mới cảnh giới cỡ này, liền đã kỳ diệu giống như ngưng luyện ra thiên địa pháp tướng. Tuy nhiên người thiên địa pháp tướng không thể cùng hư tiên cảnh cao thủ so sánh, nhưng là có thể trước bước ra một bước này, liền đã vượt qua cùng các loại cảnh giới thanh niên tài tuấn. Đạo hữu người có thể trở thành thiên mệnh chi vương, quả nhiên là có chỗ hơn người. Là quần nào nào, hắn vậy mà không biết cái này một tiết, hư tiên cảnh cao thủ có thể ngưng tụ ra thiên địa pháp tướng. Nhanh nhạy hòa thượng nói ra, đó là đương nhiên, năm đó bần tăng thiên địa pháp tướng đã trải qua phong hỏa đại kiếp, tiến hóa thành nhất tôn bát túc thần vương là quân rốt cuộc minh bạch thiên địa pháp tướng hàm nghĩa, cũng rốt cuộc minh bạch, vì cái gì tại mất phương hướng trong đại lục. Chính mình thiên địa pháp tướng vì cái gì có thể không ai địch nổi. Ban đầu đến thiên địa pháp tướng là hư tiên cảnh về sau mới có thể có thần thông. Ta tại mất phương hướng trong đại lục, sở dĩ có thể đánh bậy đánh bạ ngưng tụ ra thiên địa pháp tướng, đó là bởi vì tại mất phương hướng trong đại lục, thực lực của ta đã là hư tiên cảnh thực lực. Chỗ đó ngũ hành nguyên tố chi lực, toàn bộ vì ta khống chế, thiên địa vũ trụ, quy tắc lực lượng đều bị ta hòa hợp một lò. Như thế ta mới ngộ ra thiên địa pháp tướng. Là quân tâm lý âm thầm nghĩ, về phần ta rời đi mất phương hướng đại lục về sau, những ngũ hành nguyên tố đó theo biến mất. Ta pháp lực không tại, cho nên ta rốt cuộc ngưng tụ không thiên địa pháp tướng. Lúc này đại hắc đan sát thực tính không được tránh thức thiên địa pháp tướng. Nó là ta căn cứ kinh nghiệm sáng tạo một cái tiểu hình thiên địa pháp tướng khác nhau đại khái là đồ chơi xe cùng thật xe ở giữa khác nhau. Nhưng mà, cái này đồ chơi xe mặc dù là đồ chơi, bên trong cũng đã là ngũ tạng đầy đủ. La Quân rất nhanh liền đem cái này một tiết nghĩ thông suốt, hắn vốn là người thông minh tuyệt đỉnh. Cái này cùng nhau đi tới, La Quân tuy nhiên có thật nhiều thầy tốt bạn hiền. Nhưng cũng không có tránh thức sư phụ tay nắm tay dậy khác đồ, vật. Và lại, tu đạo một đường, mỗi người đều có chính mình đạo cũng xác thực không phải một cái sư phụ tay dựa nắm tay thì có thể dạy dỗ tới. Người đạo, chưa hẳn chính là ta nói. Là quân nghĩ thông suốt những thứ này, đồng thời lại kỳ quái nói, thiên địa pháp tướng tiến hóa thành bát túc thần vương. Đây là cái gì quỷ? Nhanh nhạy hòa thượng nói ra, cái này bần tăng liền phải từ đầu nói lên, trên thực tế, hư tiên cảnh phía dưới nguyên thần, đều tính không được tránh thức nguyên thần. Bởi vì bọn hắn nguyên thần đều là người làm luyện tạo ra tới. Nhưng thiên địa pháp tướng tiến hóa thì khác nhiều, thiên địa pháp tướng bên trong, ẩn chứa rất nhiều thần thông. Một khi kinh lịch phong hỏa đại kiếp về sau, chính là thoát thai hoán cốt, chỗ có thần thông bản nguyên cùng quy tắc tránh thức dung hợp, từ đó dựng dục ra nhất tôn bản nguyên chi thần. Nhanh nhạy hòa thượng nói ra, loại này nguyên thần là người tu đạo chính mình cũng vô pháp tưởng tượng đi ra, cũng dự đoán không đến. Bản nguyên chi thần sau khi đi ra, lợi hại trình độ cũng là khó có thể tưởng tượng. Là quân bừng tỉnh đại ngộ Nguyên thần Nguyên thần Nguyên Lai dựng dục ra đến mới thật sự là nguyên thần thai ngén thai ngén a à. như vậy thần đế tiền bối còn có lăng tiền bối bọn họ hiện tại đến cùng tính là cái gì cảnh giới đâu là quân nghĩ đến cái này một tiết không khỏi trong lòng kỳ quái vấn đề này nhanh nhạy hòa thượng hiển nhiên cũng trả lời không bởi vì nhanh nhạy hòa thượng căn bản cùng thần đế còn có Trần Lăng những người này không quen tại bình hành thế giới cái kia một lần, tự nhiên là không có gì để nói nhiều. Mà tại một thế này bên trong, thần đế cùng Trung Hoa đại địa bọn họ quật khởi thời điểm, nhanh nhạy hòa thượng căn bản cũng không tại. La Quân trong lòng nghĩ, thần đế tiền bối cùng lăng tiền bối có thể ngao du hư không, pháp lực thông thần. Bây giờ tiên giới thông đạo mở ra, bọn họ ngộ thuần dương tiên lực, tại trong tiên giới, một dạng cũng có thể trở thành người nổi bật. La Quân sau đó thì hỏi nhanh nhạy hòa thượng, nói ra, hư tiên cảnh, trước đó ta cũng chưa từng nghe nói qua có vị kia hư tiên cảnh cao thủ nắm giữ bản nguyên chi thần cùng thiên địa pháp tướng. Đây là có chuyện gì? Nhanh nhạy hòa thượng nói ra, đó là bởi vì, tránh thức thiên địa pháp tướng còn phải bao quát tiên giới quy tắc, không dung nhập tiên giới quy tắc, thuần dương tiên lực, căn bản không có khả năng kinh lịch đạt được phong hỏa đại kiếp. Từ khi tiên giới thông đạo đóng lại về sau, hư tiên cảnh thuyết pháp này đều rất ít bị nhắc đến. Bởi vì dù cho đến hư tiên cảnh, cũng khó có thể cảm nhận được tiên giới pháp tắc cùng bên trong đủ loại thần diệu. Thì ra là thế, La Quân nói ra. Tại rừng cây này bên trong, La Quân đem tất cả mọi thứ đều thông hiểu đạo lý về sau, hắn liền quyết định rời đi. Cách trăng sáng tiên tôn đại thọ cũng chỉ có thời gian nửa tháng. Thời gian hai bên còn nhiều còn lại một chút, La Quân quyết định đi trước tục thế giới bên trong, đổi lấy một chút đan dược tới. Trên tay hắn làm tiền được đến bảo bối còn thật không ít sau đó, là quân liền khống chế hắc liên ngai vàng, đằng không mà lên, hướng thế tục giới phương hướng bay đi. Tại trong mây ngao du đồng thời, là quân lại đổi một trương điểm cao mặt nạ, cũng đổi một bộ quần áo. Chính là buổi sáng, ánh nắng tươi sáng, riêng là trên tầng mây ánh sáng mặt trời, quả thực cũng là kim quang vạn trường. Nhanh nhạy hòa thượng nói ra, hiện tại A, à, xem ra đạo hữu người Pháp lực rất mạnh, có 200 triệu mai tế bảo não khai phát nhưng là tư nguyên đạt được còn chưa đủ a à. giống những thiên môn đó bên trong tuy nhiên chi tiêu rất lớn nhưng sinh ra tư nguyên cũng là bất kể đếm những môn phái kia các đại lão luyện khí cầm đan dược đều theo uống nước một dạng là quân nói ra người ý tứ này chẳng lẽ ta muốn đi sáng tạo môn phái hay sao nhanh nhạy nói ra sáng tạo môn phái tốn nhiều thần a à, tốt nhất là nô dịch mấy cái tiểu môn phái lão đại để bọn hắn môn phái tư nguyên toàn bộ là đạo hữu người phục vụ La Quân trong lòng hơi động, như thế ý kiến hay. Chỉ bất quá, vô duyên vô cớ đi tìm người ta phiền phức, việc này La Quân vẫn là làm không được. Ngược lại là nhanh nhạy hòa thượng, tuy nhiên mở miệng một tiếng bần tăng, nhưng là tác phong làm việc, lại như cũng là tà khí mười phần. Này cũng cũng không kỳ quái, bởi vì nhanh nhạy hòa thượng trước đó thế nhưng là uy chấn thiên hạ viễn cổ trùng hoàng, hắn nếu là như con cừu nhỏ đồng dạng kính cần nghe theo, cái kia ngược lại làm cho La Quân cảm thấy sợ hãi đây mới là nhanh nhạy hòa thượng tính chất thật. Ba giờ sau, cũng chính là giữa trưa, là quân tại một cái có phần đại thành trì bên trong rơi xuống. Cái này thành trì có chút hùng hồn cùng tăng thương. Ta nghiên cứu qua thiên châu địa đồ trí, thiên châu bên trong, hết thảy có bốn tòa tử vong thành. Đông Nam Tây Bắc các một tòa, toàn bộ đều không nhận bất kỳ quốc gia nào hoặc tiên môn quản hạt. Chúng ta trước mắt là tại phương Bắc, tòa này tử vong thành hẳn là tử vong Bắc Thành. Nghe đồn tử vong Bắc Thành hết thảy đều tôn trọng tự do, chủ yếu cũng là dựa vào giao dịch mà sinh tồn, ở chỗ này giết người cướp hàng cũng là thái độ bình thường. Tại tử vong Thành sau lưng, còn có thiên đạo minh bảo bọc. Này thiên đạo minh thế lực cực kỳ mạnh mẽ, là không thua gì thiên chỉ các tồn tại. Cho nên các đại tiên phái cùng quốc gia đều không có đối tử vong dưới thành tay. Là quân đối nhanh nhạy hòa thượng nói ra. Nhanh nhạy hòa thượng nói ra, bần tăng đối tử vong thành cũng chưa quen thuộc, có điều hắn thế giới bên trong, cùng loại loại này các điểm buôn bán đều là át không thể thiếu. Thuyết thông tục điểm, cũng là chợ đen. Chợ đen có tất yếu tồn tại tính, nếu như không có chợ đen, đám tu tiên giả tại địa phương khác giao dịch, cũng sẽ khiến không ít phiền phức. La Quân gật gật đầu, nói ra, không sai, cho dù là tại thế giới bao la bên trong, văn minh phép tắc phía dưới, cũng có cùng loại tử vong thành một dạng tồn tại, cũng có hỗn loạn thiên đường tồn tại. Đi thôi, chúng ta đi xuống sau đó, La Quân nói ra. Tử vong trong thành, có địa phương cực hoang vu, có địa phương lại cực nhiệt náo. Nơi này kiến trúc phần lớn đều là có trên trăm năm năm tháng, dùng thạch đầu cùng pháp thuật kiến tạo nhà, cực kiên cố. Toàn bộ tử vong thành, cho người ta một loại hoang vu cổ quốc cảm giác. La Quân trực tiếp là tại đường phố chính rơi xuống. Hai bên đường phố thì thật nhiều con buôn, những thứ này con buôn bày bán cũng không phải cà rốt cải trắng, mà chính là các loại pháp khí, đan dược, cùng vẫn thiết, tài liệu các loại các loại. Tử vong thành nhìn như không có trật tự, nhưng cũng có một loại như sắt thép trật tự. Cái kia chính là không xuống tay với con buôn, không cướp bóc con buôn, cũng không xuống tay với bình dân, một khi có người cướp bóc, giết hại bình dân, như vậy thiên đạo minh tất nhiên sẽ xuất thủ. Mà lại, loại hành vi này cũng là những người đồng hành chỗ khinh thường. Đông đảo tu tiên giả tuy nhiên lợi hại, nhưng Tử vong thành nếu là không có những thứ này đám lái buôn, Mọi người ăn ở được cũng thành vấn đề. Thiên đạo minh trưởng quản lấy Tử Vong thành rất nhiều sinh ý, bọn họ thu mua, đấu giá chờ một chút, đồng thời cũng phụ trách duy trì đám lái buôn an toàn. La Quân thông qua nghe ngóng, rất nhanh liền đi vào Thiên đạo minh phòng đấu giá. Đáng giá nói chuyện là, tại Tử Vong trong thành, lưu thông tiền tệ cũng không phải là hoàng kim, mà chính là đan dược. Lấy linh đan làm đơn vị, một đường đi lên trên đi, phân biệt cũng là bảo đan, tiên đan thiên đan, thần đan. Là quân trên thân ước lượng nhiều như vậy thần đan, như vậy đến đến tử vong thành, trên thực tế cũng coi là siêu cấp phú hào. Thiên đạo minh phòng đấu giá kiến trúc hùng hồn hùng vĩ, phần lớn đều là từ trắng như tuyết đá cẩm thạch đắp lên, tựa như là tây phương thế giới vương cung. Tiến vào thiên đạo minh đại sảnh, liền gặp cái này trong sảnh to lớn vô cùng, ước chừng có hơn 3.000 mét vuông. Chỉ là giường cột thì có chừng 100 căn. Là quân tiến vào thiên đạo minh đại điện về sau, lập tức liền có hai tên áo đen sứ giả đi lên phía trước cái này hai tên áo đen sứ giả lại là nhìn ra la quân tu vi bất phàm lập tức nói ra tiền bối là muốn đi vào giao dịch sao la quân gật gật đầu áo đen sứ giả nói ra tiền bối tiến thiên đạo minh cần giao một hạt bảo đan làm vào tràng phí còn xin tiền bối phối hợp la quân mỉm cười hắn nói ra ta không có bảo đan ngươi nhìn cái này một hạt tiên đan cũng tạm được a à hắn nói xong cũng cầm một cái ngưng tuyết đan đi ra áo đen sứ giả nhìn nhiều la quân liếc một chút nói ra đương nhiên có thể la quân giao ngưng tuyết đan liền thuận lợi tiến thiên đạo minh bên trong về sau la quân một đường đi vào liền trông thấy thiên đạo minh thật nhiều gian phòng những thứ này gian phòng có là mua bán tin tức có là mua bán đan dược cũng có là mua pháp khí tại tầng thứ hai lầu cũng là cửa sân đấu giá lớn La quân một đường đi tới, nhìn đến đây mặt thật nhiều tu tiên giả. Những người tu tiên này nhóm phần lớn sắc mặt lạnh lùng, có còn mộng lên khuôn mặt, e sợ cho bị người nhận ra. Bên trong cũng không thiếu cao thủ, La quân thế mà trực tiếp thì gặp phải hai tên tầng 10 cao thủ. Dạng này cao thủ, tại toàn bộ thiên châu đều là kinh khủng tồn tại. Nhưng cho dù là bọn họ, tại thiên đạo minh bên trong mặt cũng muốn thành thành thật thật. Muốn đến, dạng này tầng 10 cao thủ, cũng nói không chính xác là hải ngoại tán tu hoặc là danh môn trưởng lão dù sao bọn họ tới nơi này khẳng định là có chính mình cần là quân cái này thẳng đường đi tới còn cảm nhận được có người đang dùng thần niệm tìm hiểu hắn còn tốt nhanh nhạy hòa thượng linh thai quyết thi triển lại là không ai có thể đem la quân nhìn thấu trừ phi là có người dùng vô cùng lợi hại pháp khí hoặc là thần thông không phải vậy liền xem như tuyệt đỉnh cao thủ cũng rất khó coi thấu la quân trên thân bí mật sau đó, La Quân liền đến đến đan dược phòng giao dịch bên trong. Đan dược phòng giao dịch bên trong có không ít người tu đạo đang cùng thiên đạo minh thị nữ tiến hành nói chuyện với nhau. La Quân sau khi đi vào, lập tức cũng liền có một tên thị nữ đi tới. Thị nữ này xem ra hơn 20 tuổi, tu vi cũng rất phổ thông, cơ hồ đều không có tu vi gì. Không quá lớn đến cũng rất là thủy linh. Thị nữ tiến lên đây nói ra, vị tiền bối này ta có cái gì có thể vì ngài cống hiến sức lực sao? Là quân bây giờ tu vi cao thâm, như vậy tại rất nhiều người tu tiên giả trong mắt, cái kia chính là tiền bối. Cái này tu đạo giới bên trong, thế nhưng là không nhìn tuổi tác. Là quân hướng thị nữ cười một tiếng, nói ra, ta tới là tiến hành đan dược đổi lấy, cái này thưởng ngươi. Hắn xuất thủ thì cho hai hạt ngưng tuyết đan. Thị nữ kia tuy nhiên không có tu vi gì, nhưng là người biết hàng nàng trong mắt lóe lên sợ hãi lẫn vui mừng, cái này hai cái tiên đan có thể bù đắp được nàng 10 năm thu nhập. Đa tạ tiền bối, thị nữ tiếp nhận ngưng tuyết đan về sau, thái độ cực cung kính, nàng nói ra, tiền bối ngài đi theo ta. La quân gật gật đầu. Thị nữ kia đem La quân đưa đến đằng sau đơn độc phòng vip bên trong. Phòng vip bên trong là một cái trung niên bàn tử. Cái kia trung niên mập mạp tu vi tại thái hư thất trọng thiên hai bên. Loại nhân vật này, cũng bất quá là thiên đạo minh công tác nhân viên tiền bối ta là thiên đạo minh đan dược đổi lấy quản gia ngài có thể gọi ta lỗ bản tử trung niên nam tử kia không phải thường khách khí nói với la quân la quân liền cười một tiếng nói ra ta muốn đổi lấy tụ linh đan muốn biết một cái thiên đan có thể đổi lấy bao nhiêu mai tụ linh đan lỗ bản tử nói ra tụ linh đan bất quá là hạ phẩm bảo đan cùng trời đan cấp bậc kém rất nhiều dựa theo chúng ta thiên đạo minh tỷ lệ hối đoái một cái thiên đan có thể đổi lấy một nghìn mai tụ linh đan. La Quân nói ra, cái giá tiền này còn có hay không nổi lên khả năng. Lỗ bàn tử cười cười, nói ra, tiền bối, thiên đạo minh làm ăn, từ trước đến nay là già trẻ không gạt, tỷ lệ hối đoái là mọi người đều biết. Không có khả năng cải biến. La Quân nói ra, vậy thì tốt, ta chỗ này có 500 mai thiên đan, cho ta toàn bộ đổi lấy thành tụ linh đan đi. Hắn không có nói chính mình có một 000 mai thiên đan, cái này nói sau khi ra ngoài, tin tức một khi truyền đến vũ hóa môn cao tầng trong tai, đây là rất dễ dàng gây nên liên tưởng. Tốt, lỗ bàn tử nói ra. Là quân tại thiên đạo minh bên trong thành công đổi lấy 500.000 mai tụ linh đan, về sau, hắn liền rời đi thiên đạo minh. Khi đi, hắn không quên theo nhanh nhạy hòa thượng ý niệm giao lưu, nói ra, 500.000 mai tụ linh đan, đoán chừng có thể quản bao lâu. Nhanh nhạy hòa thượng nói ra, đoán chừng có thể quản một tháng đi. Những tiểu quỷ đó ăn thiếu, bọn họ chủ yếu ăn quỷ khí, một tháng ăn một hạt đều được. Nhưng là phẩm cấp chút cao quỷ thì khác biệt, cho nên người cái này 500 ngàn mai tụ linh đan miễn cưỡng quản một tháng. Là quân không khỏi im lặng, nói ra, xem ra ta đây là cho mình tạo cái không đáy A. À. Nhưng bọn hắn đến lúc đó có thể phát huy ra uy lực cũng là không thể tưởng tượng. Nhanh nhạy hòa thượng nói ra, điểm ấy đan dược thực không đáng kể chút nào, tìm đúng phương pháp, đan dược đều là ức phản tới la quân nói ra nói đơn giản như vậy này môn đường chỗ đó tốt như vậy tìm a đang khi nói chuyện la quân thì ra thiên đạo minh ra ngoài thời điểm cái kia cửa áo đen sứ giả cung kính nói ra tiền bối đi thong thả la quân không để ý đến cái này áo đen sứ giả hắn ra thiên đạo minh về sau lập tức cũng cảm giác được mình bị người để mắt tới đó là một loại ếch xanh bị rắn nhìn thẳng cảm giác có loại không rét mà run sau lưng phát lạnh kinh dị Quả nhiên là tử vong thành, ta mới tiến thiên đạo minh bao lâu, cũng không hiển lộ cái gì, thế mà thì có người muốn xuống tay với ta. Là quần cũng không để ý tới, bước nhanh rời đi thiên đạo minh. Đã người muốn xuống tay với ta, dù sao ta vừa vặn cùng lấy, vậy cũng đừng trách ta đối với người không khách khí. Là quần thân hình lóe lên, rất nhanh liền đến ngoại ô hoang vu khu vực. Nơi này là một mảnh bãi đá, bốn phía đều là quái thạch đá lởm chởm. Là quân cước bộ vừa mới đứng vững, hắn phía trước thì xuất hiện một tên văn sĩ si áo trắng. Cái này văn sĩ si áo trắng gầy trơ cả xương, ánh mắt âm lãnh. Hắn tu vi nghiêm chỉnh đã là cửu trọng thiên đỉnh phong, tuyệt đối tuyệt đỉnh cao thủ. Nếu không phải bực này tu vi người, quả quyết cũng không dám đến đánh la quân chủ ý. Những thất đó bát trọng thiên cao thủ gặp la quân, cũng chỉ có thể là hô tiền bối phần. Ngươi là người phương nào, vì sao một đường theo dõi ta ở đây? La quân lạnh lùng nhìn về phía văn sĩ si áo trắng, nói ra. Cái này văn sĩ si áo trắng nhàn nhạt, nhạt lạnh lùng nói ra, ta chính là áo trắng của sĩ Tô Bạch Thành. Tô Bạch Thành, ta giống như không biết ngươi đi. Là quân nói ra, ta cùng ngươi ngày xưa không oán, ngày nay không thù, ngươi cản ta đường đi, chẳng lẽ là muốn giết người cướp hàng. Tô Bạch Thành nói ra, ta nhìn trên người ngươi, giống như có không ít bí mật. Đem ngươi bọc hành lý pháp bảo toàn bộ giao ra, Ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. La Quân cười ha ha, nói ra, vậy phải xem nhìn ngươi có bản lãnh này hay không. Nguyên lai, like, cái này Tô Bạch Thành trước đó cũng là tại thiên đạo Minh Bên trong tiến hành giao dịch. Hắn mấy lần dùng thần niệm tìm hiểu La Quân trên thân bí mật, nhưng đều là không công mà lui. Hắn lại dụng thần đọc giám thị đến La Quân xuất thủ cũng là 500 mai thiên đan, bởi vậy kết luận ra hỏa này trên thân tích xúc không ít. Tu đạo giới quy tắc vốn là tàn khốc. Huống chi là tại cái này chết phong trong thành, kia liền càng không có gì hàm xúc khách khí với tốt. Tô Bạch Thành cho rằng đầu cơ kiếm lợi, lập tức liền đuổi tới. Lúc này, La Quân cùng Tô Bạch Thành một lời không hợp, lập tức liền ra tay đánh nhau. Tô Bạch Thành thế bảo não khai phát đã đạt tới 300 triệu mai, hắn pháp lực so La Quân cao hơn ra quá nhiều. Cho nên hắn căn bản không nghĩ tới hội bắt không được La Quân. Huống chi, Tô Bạch Thành cũng còn có một cái tuyệt phẩm pháp bảo gọi là tẩy kiếm thần trì. Tô Bạch Thành ánh mắt lạnh đi xuống, nói, muốn chết. Sau đó, hắn đột nhiên há mồm vừa hô. Một tiếng ầm vang, trong miệng hắn phun ra ra một cỗ cuồng bạo khí lưu. Cỗ khí lưu này trên không trung nhất chuyển, lập tức điều động bốn phía khí lưu. Trong lúc nhất thời, phương viên trong vòng 10 dặm, cuồng phong gào thét. Từng đạo vòi rồng gió lốc cuồn cuộn. Là quần bốn phương tám hướng trong nháy mắt ngưng tụ ra 10 đạo vòi rồng gió lốc những thứ này vòi rồng cụ trong gió ẩn chứa vô cùng lưỡi dao sắc bén còn có đủ loại đại đạo pháp tắc. Dạng này lực lượng, không gì không phá, không có gì không thay đổi. Kim cương thạch dung nhập vào vòi rồng gió lốc bên trong, trong nháy mắt liền bị phần sát thành cho tàn. Tô Bạch Thành tu luyện chính là thiên khiếu chân kinh, hắn hấp thu các loại cụ phong lực, hình thành bản nguyên lực lượng. Một khi phát động môn kỳ công này, lập tức trưởng khống chu thiên gió lốc ảo nghĩa cùng đạo lý. 10 đạo vòi rồng gió lốc tiếp dẫn chín ngày tầng mây, vô cùng lực lượng bản nguyên rót vào bên trong. Tô Bạch Thành toàn thân quần áo không gió từ trống, hắn miệng há to đại về sau, trước mặt gió lốc bản nguyên phun ra, giống như hắc động, vô cùng vô tận. Ừm, La Quân hơi kinh hãi, hắn nhân hoàng kính tại cái này một cái chớp mắt đều mất đi tác dụng. Bởi vì bốn phía gió lốc phủ đầy, hắn là trong nháy mắt liền bị khóa chặt lại. Bây giờ 10 đạo vòi rồng gió lốc trên trời dưới đất ép xiết tới đem không gian đã cấp tốc tuyệt đối phong bế. Cho nên lúc này, liền xem như nhân hoàng kính cũng xuyên toa không đi ra. Dù sao, nhân hoàng kính cũng không phải là vô địch. Không có khả năng có nhân hoàng kính, liền có thể bài trừ hết thảy thần thông. Tốt lực lượng cường đại, cửu trọng thiên đỉnh phong cao thủ, quả nhiên không tầm thường. Là quân cảm nhận được cuồng bạo nghiền ép mà đến vòi rồng gió lốc uy lực, cái này vòi rồng gió lốc bên trong ẩn chứa ức vạn phân tử, những thứ này phân tử, mỗi một hạt đều so đạn kia còn muốn bén nhọn. Dạng này ép xiết tới, quả thực là nhân lực khó có thể kháng cự. La Quân cũng không nghĩ nhiều, cấp tốc thi triển ra đại hắc đan. Cả người hắn trốn vào đến đại hắc đan bên trong, đón lấy, hắn cấp tốc thi pháp. Đại hắc đan một tiếng ầm vang, đột nhiên banh ra giống như một cái căn phòng cỡ như vậy. Đồng thời, đại hắc đan bên trong loại loại thần thông cũng liền mãnh liệt hướng những vòi rồng đó gió lốc công giết đi qua phần thiên trưởng. Trong nháy mắt, ngàn vạn trưởng ấn mang theo phần thiên pháp tác đánh giết ra ngoài. Chiến thiên chân phát ra ngàn vạn cước ảnh mãnh liệt quét ngang. Trường hận chỉ pháp, vô cùng chỉ lực quét ngang. Cái thiên ấn, vô số quyền trưởng đắp xiết. Thôn thiên khí, khí thôn sơn hà. Là quân trong nháy mắt này, thì triển ra thập loại thần thông. Cứ việc tô bạch thành thiên khiếu chân kinh lợi hại vô cùng, nhưng là quân thập loại thần thông cùng một chỗ công kích, lập tức liền đem cái này 10 đạo vòi rồng gió lốc tan dã thành phấn vụn. Cái này bên trong, võ đạo người cấp tốc hấp thu lúc đối chiến chỗ sinh ra võ đạo tinh khí. Võ đạo người tựa như là ăn thuốc bổ một giạc, đồng thời, hắn đem chính mình tất cả võ đạo tinh thần, lực lượng lại dung nhập vào cái kia hơn 10 đạo thần thông bản nguyên bên trong. Là quần đại hắc đan bên trong cũng liền dựng dục ra hùng hồn võ đạo tinh thần. Tô Bạch Thành bị kinh ngạc, không nghĩ tới người trẻ tuổi kia thế mà còn có thần thông như thế. Mười đạo hợp nhất, vũ thần trưởng. Phó đạo người tại đại hắc đan bên trong làm lên tổng chỉ huy, bạo giống một tiếng. Mười đạo đại bản nguyên thần thông cùng võ đạo người cùng một chỗ, đồng thời hướng về Tô Bạch Thành phát ra trưởng lực. Trong nháy mắt, ba ngàn đạo vũ thần trưởng ấn đem Tô Bạch Thành bao phủ lại. Phó đạo tinh thần nồng đậm đến cực hạn, tinh khí như khói báo động cuồn cuộn. Một sát na này, Tô Bạch Thành lọt vào võ đạo trong Hải Dương. Hắn thiên khiếu chân kinh lập tức liền bị phá hư hầu như không còn. Lẽ nào lại như vậy, Tô Bạch Thành không khỏi giận dữ. Trường ấn đầy trời, mỗi một đạo trường ấn đều có vạn quân lực, khai sơn liệt thạch không nói chơi. Lúc này, Tô Bạch Thành bạo giống một tiếng, quát nói, thiên khiếu sư hống, phá toái chân không. Oanh! Hắn bạo giống một tiếng, lập tức, phong trì bổn nguyên khí lưu cuồng bạo tuôn ra vô số phân tử trên không trung nổ tung. Âm 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 âm, vũ thần trưởng ấn toàn bộ bị phân tử nổ tung chỗ vỡ nát, cái kia không trung tản mát ra nồng đậm khói lửa khí tức. Đây mới thực là chân không nổ tung. Tô Bạch Thành cũng là bị đánh ra chân hỏa, hắn lại hướng La Quân bạo giống một tiếng. Vô cùng gió lốc phân tử vây xung quanh La Quân, cấp tốc nổ tung lên. La Quân hít sâu một hơi, lập tức vận chuyển nhân hoàng kính, kịp thời xuyên toa ra ngoài, liền là xuất hiện ở Tô Bạch Thành sau lưng. Tô Bạch Thành tay cầm hết thảy, bên trong thiên địa, cấp tốc phát sinh biến hóa. Tất cả gió lốc đều hóa thành phân tử, những thứ này phân tử phát sinh nổ tung. Mặc kệ là Quân làm sao biến hóa, đều trốn không thể rời bỏ vùng trời này. La Quân lập tức vận chuyển đại hắc đan bảo vệ thân thể, những thứ này phân tử nổ tung lốp ba lốp bốp. Lúc này, tựa như là thiên địa đều tại băng liệt, vô số phân tử nổ tung tại đại hắc đan bản thể phía trên, đại hắc đan cũng bị nổ đôm đốp rung động. Là quân vận chuyển đại hắc đan, rất nhiều nổ tung phân tử cấp tốc bị đóng băng ở. Đông lạnh, là quân cũng bạo giống một tiếng. Đại hắc đan bản nguyên chi lực bạo phát đi ra, chung quanh trăm mét gió lốc phân tử toàn bộ đều bị đóng băng ở. Bao quát tô bạch thành, tô bạch thành cũng cảm giác được cực hàn khí tức tại lan tràn, tại hướng hắn xâm nhập. Điều trùng tiểu kỹ, tô bạch thành lạnh hừ một tiếng, hắn ra tốc thi triển pháp lực. Những phân tử đó tránh phá đóng băng chi lực, lần nữa nổ tung lên. Song phương đấu pháp, cấp tốc đến gay cấn cấp độ. Tô Bạch thành chính là cửu trọng thiên đỉnh phong cao thủ, mặc dù là một giới tán tu, nhưng có thể lăn lộn cho tới hôm nay, cũng là có chính hắn kinh nghiệm cùng trí tuệ. Lúc này, Tô Bạch thành vận chuyển thiên khiếu chân kinh, hắn chỗ có pháp lực đều rót đi vào. Không khí lập tức biến đến vô cùng bắt đầu cuồng bạo. Vô số gió lốc phân tử giao dung, lại nổ tung Âm âm, la quân liên tục đóng băng nhưng thủy trung cũng đỡ không nổi những thứ này gió lốc phân tử thảm kiểu nổ tung lúc này nhanh nhạy hòa thượng cũng không dám đi ra ngoài dạng này nổ tung nhanh nhạy hòa thượng cho dù cường đại tới đâu cũng khó có thể trải qua chịu được la quân liền u minh cửu âm đồ cũng không dám lung tung thi triển đi ra sợ những thứ này gió lốc phân tử nổ tung đem bầy quỷ nổ hôi phi yên diệt vốn cho rằng muốn đánh cái gió thu nghĩ không ra tên này thần thông lợi hại như thế hắn pháp lực xa so với ta hùng hồn, như vậy tiếp tục đấu, ta nhất định là phải ăn thiệt thòi. Là quân tâm niệm thay đổi thật nhanh, trong nguy cơ, hắn đột nhiên có kế sách. Đại lôi âm phổ độ kim quang, là quân cấp tốc để quần ma thành kính cầu nguyện, cái kia u minh cửu âm đồ bên trong, phổ độ kim quang phù lục nhất thời kim quang đại thịnh. Là quân thi pháp, cái này phổ độ kim quang cấp tốc phổ chiếu khắp nơi. Phổ độ kim quang cũng không phải chỉ nhằm vào người và động vật, chính là đối với mấy cái này gió lốc phân tử bản nguyên cũng có độ hóa tác dụng. Trong nháy mắt, gió lốc phân tử bên trong đại đạo quy tắc, còn có rất nhiều tinh thần đều bị phổ độ kim quang chỗ độ hóa. Quay chung quanh tại La Quân chung quanh gió lốc phân tử bắt đầu tiêu tán. Kim quang chỗ chiếu chỗ, gió lốc phân tử toàn bộ như băng tuyết gặp phải núi lửa dung nham, cấp tốc tan rã. Đây là cái gì cổ quái đồ, vật, Tô Bạch Thành thấy thế bị kinh ngạc. Hắn cấp tốc thu chân không vỡ nát thần thông nhưng trong lòng cũng là biết, còn như vậy thi triển đi xuống, cũng là uổng phí sức lực. Là quân lại là không có tính toán dùng phổ độ kim quang đến độ hóa Tô Bạch Thành. Cái kia quá buồn cười, Tô Bạch Thành dạng này cao thủ, chính mình là tuyệt đối không có bản sự đem độ hóa. Làm không tốt, đối phương tinh thần lực phản phệ, chính mình còn muốn bị thương nặng. Có lẽ một cái không tốt, bị đối phương nắm giữ quyền chủ động, chính mình cũng muốn bị Tô Bạch Thành cho độ hóa. U Minh cửu âm đồ La Quân tại Tô Bạch Thành thu thần thông một cái chớp mắt, lập tức triển khai U Minh Cửu Âm Đồ. Cái kia một cái chớp mắt, Tô Bạch đầu tường đỉnh tối sầm. Hắn đã bị trùng tiến U Minh Cửu Âm Đồ bên trong. Tô Bạch thành nhất thời thì nhìn không thấy La Quân, hắn chỉ cảm thấy bốn phía một vùng tăm tối, vô cùng vô tận U Minh quỷ khí bừng bừng cuồn cuộn. Bốn phía có vô số oan hồn tại kêu rên. Thanh âm này bắt đầu còn nhỏ, về sau thì càng lúc càng lớn. La quân trong bóng tối chủ trì tầng 18 chư thiên U Minh Đại Trận, lúc này, huyết ma thần, hắc ma thần, U Minh Nguyên Thần, ngôi sao Nguyên Thần, chỗ có quỷ thần đều theo trận pháp vận chuyển, đồng phát ra tà âm. Những thứ này tà âm hình thành u ám khí tức vây xung quanh Tô Bạch Thành. Tô Bạch Thành trong mắt lập tức xuất hiện huyến cảnh, hắn cảm thấy đầu óc quay cuồng, tựa hồ có vô số lệ quỷ tại nắm kéo hắn. Đây là cái gì pháp bảo? Tô Bạch Thành hoảng sợ thất sắc, hắn tu vi như thế, lại bị loại thanh âm này làm cho mê hoặc, đồng thời, có một loại cái rủi giống như bén nhọn đau đớn tại xé rách lấy hắn thần kinh não. Quỷ thần tà âm càng hung mãnh hơn, thanh âm này thế nhưng là có lai lịch lớn, gọi là chư thiên quỷ chú. Nếu như là gặp phải cửu trọng thiên sơ kỳ hoặc là cửu trọng thiên phía dưới cao thủ, trong nháy mắt liền có thể để phát cuồng, cũng chính là tô bạch thành tu vi đăng phong tạo cực, cho nên hắn còn có thể kiên trì. Giống, đúng lúc này, Tô Bạch Thành hai mắt máu bắt đầu nóng. Hắn thành danh nhiều năm, lần thứ nhất bị người bước đến chật vật như thế cảnh giới. Tẩy kiếm trì, vạn kiếm đều xuất hiện, Tô Bạch Thành cũng tế ra chính hắn pháp bảo. Cái kia tẩy kiếm chỉ chính là một cái tử kim bình bát. Tử kim bình bát bên trong nước chính là kim sắc thánh thủy, nhưng gặp Tô Bạch Thành thi pháp nhanh chóng, cái kia tử kim bình bát bên trong đột nhiên quang mang đại thịnh, đón lấy, kim sắc nguồn nước tia chớp quấy động. Chỉ là trong tích tắc, cái kia kim sắc nguồn nước trên không trung hình thành một cái khoảng chừng một một trăm mét vuông lốc xoáy. Kim sắc lốc xoáy bên trong, kim sắc thủy dịch hóa thành một trăm ngàn kim kiếm lao nhanh mà ra. Từng đạo kim kiếm hung hãn vô cùng, uy thế ngập trời. Những thứ này kim kiếm xoắn cùng một chỗ, lít nha lít nhít, ra thiên tế nhật, quả nhiên là gặp thần giết thần, gặp Phật giết Phật. Như vậy hung hãn, cho dù là đại phổ độ kim quang cũng không dám nhẹ anh ngọn núi kim kiếm hung uy cùng tinh thần có thể trong nháy mắt đem kim quang xé rách. Vạn kiếm đều xuất hiện, liền muốn đem U Minh cửu âm đồ xé rách. Là quân bị kinh ngạc, vạn vạn không nghĩ đến Tô Bạch Thành còn có lợi hại như vậy pháp bảo. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, là quân cấp tốc vận chuyển tầng 18 chư thiên U Minh trận pháp. Bày quỷ cấp tốc vào chỗ, đại trận lập tức triển khai. Sau đó hư không bên trong xuất hiện một cái màu đen lốc xoáy, cái này màu đen lốc xoáy tựa như là vũ trụ hắc động một dạng, cấp tốc đem kim kiếm thôn phệ đi vào. Ngàn vạn kim kiếm kiếm quang tại màu đen lốc xoáy bên trong hung ác chém giết, kiếm uy ngập trời. Vô cùng pháp tắc cùng tinh thần theo kiếm bầy bên trong phóng xuất ra, cấp tốc vỡ nát hắc động cùng quỷ khí. Là quân tầng 18 Chư Thiên U Minh đại trận phát động, bảy quỷ u minh lực lượng hình thành màu đen phân tử phong bạo vỡ nát kim kiếm. Nhưng là hiển nhiên, cái này kim kiếm cũng không tốt vỡ nát bên trong pháp tắc cùng tinh thần quá mức hung hãn. Quản chi là quân pháp tắc rất nhiều, nhưng cũng phá giải không tẩy kiếm chỉ tự mang pháp tắc tinh thần. Từng cái từng cái kiếm đạo tinh thần bạo liệt mà ra. Phu làm kiếm người, bày ra chi lấy hư, mở chi lấy lợi, sau chi lấy phát, trước chi cứ thế. Nguyện đến thử chi, phí hoài bản thân mình chết, chính là kiếm đạo tinh thần. Dũng mà hung hãn, chính là kiếm đạo tinh thần. Nhanh mà chuẩn, chính là kiếm đạo tinh thần một người đã đủ giữ quan ải, vạn phu mạc địch, chính là kiếm đạo tinh thần. Giống như là vô số tiền bối kiếm đạo cao thủ tại cùng bầy quỷ chém giết, bọn họ càng giết càng hăng, dũng mãnh trùng thiên, đánh đâu thắng đó. Ta bất thắng chính, là quân tầng 18 trận pháp, từng tầng từng tầng trận pháp áp chế. Mỗi một khỏa màu đen phân tử đều ẩn chứa lực lượng kinh khủng, phân tử nổ tung, lại bạo không ra kiếm bầy chém giết. Mắt thấy cứ tiếp như thế, là quân tầng 18 chư thiên u minh đại trận liền bị phá. Lúc này, Tô Bạch Thành ngay tại pháp trận trong tâm, hắn cũng bị kiếm bảy bảo hộ lấy. Là quân căn bản gần không Tô Bạch Thành thân thể, cũng không tì vết đi đối phó Tô Bạch Thành. Nhanh nhạy hòa thượng cũng là không thể làm gì. Lẽ nào lại như vậy? Là quân nổi giận, hắn công lực đại tăng, còn chưa bắt đầu thi triển uy lực, liền gặp gỡ như thế một cái khó chơi chướng ngại vật. Cái này khiến là quân làm sao không giận nhanh nhạy hòa thượng người đến chủ trì đại trận la quân nói ra nhanh nhạy hòa thượng nói ra tốt hắn lập tức tiếp nhận la quân chủ trì trận pháp hạch tâm tại nhanh nhạy hòa thượng điều động hạ đại trận đâu vào đấy tiến hành bảy quỷ đồng đều nghe nhanh nhạy hòa thượng hiệu lệnh la quân đưa ra toàn bộ lực lượng tới đại hắc đan la quân cấp tốc tế ra đại hắc đan oanh đại hắc đan xông vào đến trong kiếm trận vô cùng kiếm đạo cao thủ lập tức phát huy kiếm đạo tinh thần ảo nghĩa hướng đại hắc đan tiến công lên. Mỗi một trong kiếm đều thay ngén tinh thần cùng pháp tắc, mỗi một kiếm đều có thể cho người ta tạo thành vĩnh hằng thương tổn. Cái gì gọi là vĩnh hằng? Đồng dạng thụ thương, hoặc là chết, hoặc là khỏi hẳn. Nhưng là loại này thương tổn lại là vĩnh viễn không thể xóa nhòa. Bởi vì đây là có tinh thần kiếm. Người trí nhớ có thể ma diệt, nhưng người tinh thần cùng cảm động là không thể xóa nhòa. Là quân tâm tư thanh thản, cái này một cái chắc mắt, hắn đại hắc đan liền cũng tự tựa hồ hóa thành 100 trăm ngàn người, mỗi người đều là chính hắn. Thập đại thần thông toàn bộ bị la quân thi triển đi ra. Phần thiên trưởng, thôn thiên khí, chiến thiên chân, trường hận chỉ pháp, vũ thần trưởng chờ chút. Hiện trường chém giết thảm liệt, giống như là trên chiến trường viễn cổ, quần ma chém giết, cái này tình hình chiến đấu thảm liệt tới cực điểm. Võ đạo người tham lam hấp thu hiện trường võ đạo tinh thần, những võ đạo này tinh thần sau cùng hội hóa thành tinh thần năng lượng dung nhập vào đại hắc đan bên trong tinh thần càng mãnh liệt đối với địch nhân chỗ tạo thành thương tổn thì càng sâu sắc âm âm la quân chẳng khác gì là tại song trọng công kích rốt cục tại hắn công kích phía dưới tẩy kiếm chỉ công kích bắt đầu chậm lại rất nhiều kim kiếm bị la quân thần thông tiêu diệt tựa như là hai phe công và thủ đại chiến la quân bên này chiếm thượng phong đối thủ như thủy triều lui lại nhanh nhạy hòa thượng, giúp ta một chút sức lực, là quân bạo giống một tiếng, sau đó, hắn thân thể một chuyến trốn vào đến đại hắc đan bên trong. Vũ thần trưởng, là quân người tại đại hắc đan bên trong, tụ tập lực lượng tuôn ra hơn ngàn đạo trưởng ấn. Đồng thời, chư thiên quỷ chú theo vang lên. Tà âm hóa thành vô số tự phù trên không trung phiêu đáng, đồng thời rất nhanh liền biến thành u ám khí tức. Cỗ này u ám khí tức vây quanh tô bạch thành không ngừng công sát quỷ chú hình thành tinh thần lĩnh vực, không ngừng công kích Tô Bạch Thành tinh thần. Là quân vũ thần trưởng chính là võ đạo người tụ tập thập đại thần thông tinh thần, sau cùng hình thành nồng đậm võ đạo tinh thần triển khai công kích. Cuồn cuộn tinh khí như khói báo động, trong nháy mắt, trường lực bên trong gặp ngập trời vũ lực, gặp cái thế chiến thần, gặp xả thân thủ nghĩa, gặp xa trường chiến trận đánh đâu thắng đó. Tô Bạch đầu tường não hoảng hốt, quỷ này chú tinh thần công kích quá mức lợi hại, hắn nhất định phải thu nhiếp tinh thần, đồng thời hét lớn một tiếng thiên khiếu chân kinh biển động thiên liệt ầm um, ầm um, chư thiên quỷ chú bị trong nháy mắt phá vỡ cùng lúc đó la quân vũ thần trưởng lít nha lít nhít ép xiết tới tô bạch thành cấp tốc tế ra tẩy kiếm trì cái kia tẩy kiếm trì trên không trung hình thành kim sắc lốc xoáy chính là muốn đem la quân rất nhiều trưởng ấn toàn bộ thu nạp vào đi ầm um, ầm um, vô cùng vũ thần trưởng đem tẩy kiếm trì bên trong chấn động đến ngập trời cuồn cuộn nhưng là mặc dù như thế Kim sắc lốc xoáy lại càng chuyển càng nhanh, chính là tại đem La Quân trưởng lực toàn bộ tiêu trừ. Con chó, La Quân cảm thấy cực cố hết sức, cái này cửu trọng thiên đỉnh phong cao thủ, mình cùng thực chiến thật sự là quá cố hết sức. Muốn đem cái này Tô Bạch Thành cầm xuống, thật sự là quá khó khăn. Ngay vào lúc này, nhanh nhạy hòa thượng lại lần nữa thao túng tầng 18 Chư Thiên U Minh đại trận. U Minh Nguyên Thần cùng ngôi sao nguyên thần còn có huyết ma thần, hắc ma thần rất nhiều ma thần cùng một chỗ. Đồng thời vận vô thượng ngu minh quỷ khí Trong tay kết các loại pháp ấn Cái này 18 tổ pháp ấn chung vào một chỗ Thì tạo thành nhiếp nhân tâm phách nhiếp hồn Nhiếp hồn Tô Bạch Thành cũng cảm giác được Trên đỉnh đầu có một cỗ vô hình hấp lực Ngay tại lôi kéo linh hồn hắn Hắn cần hao phí cực đại pháp lực Đến chống cự loại này thu lấy Người trẻ tuổi kia thủ đoạn như thế nào Nhiều như thế Tô Bạch Thành âm thầm kinh hãi So ra là quân bên này còn tại oán trách cảm thấy Tô Bạch Thành cái này bá chủ quá mức khó có thể đối phó. Mà Tô Bạch Trung Tâm Thành bên trong cũng đã là muốn thổ huyết. Hắn là nóng lòng không đợi được, vốn là tưởng rằng 10 phần chắc chín sự tình. Nào biết được, phe này giao đấu xuống tới, hắn mảy may thượng phong đều không có chiếm được, ngược lại là đã tràn ngập nguy hiểm. Làm không tốt, hôm nay còn phải bỏ mạng ở chỗ này. Âm âm, song trọng công kích phía dưới, là quân rốt cuộc dùng võ thần trưởng đem tẩy kiếm chỉ phòng ngự chấn vỡ, ngũ không ngũ trải qua A còng điển sao tiểu thuyết càng mới lớn nhất nhanh, ngũ không ngũ tô bạch thành bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi đến, lúc này, hắn hồn phách bị nhiếp hồn cưỡng ép lôi kéo, hắn chỉ cảm thấy đầu óc quay cuồng, giống như là muốn ngủ. Tô bạch thành nổi giận gầm lên một tiếng, hắn biết cái này là sống chết trước mắt, sau đó mạnh mẽ cắn lưỡi, để cho mình tận lực thanh minh. Không, ta không phục, tô bạch thành cuồng hống. La Quân ha ha lệ cười, nói ra, không phục cũng phải phục. Hắn tiếp lấy lại thi triển ra Vô Thần Trưởng ấn tới. Trong nháy mắt đánh ra 100 trưởng, trưởng ấn đầy trời đem Tô Bạch thành bao phủ, Tô Bạch thành cấp tốc vận chuyển pháp lực ngăn cản, nhưng lúc này tinh thần hắn không cách nào hoàn toàn tập trung, tẩy kiếm chỉ cũng bị La Quân đánh tan, cái này 100 trưởng lập tức liền đem hắn pháp lực đánh tan. Ầm, um, Tô Bạch trong thành La Quân nhất trưởng, phun máu tươi tung tóe một trường này để thân thể của hắn đụng phải không thể xóa nhòa thương tổn. Độ hóa hắn, là quân cấp tốc để nhanh nhạy hòa thượng thao túng đại phổ độ kim quang phù lục, sau đó mãnh liệt kim quang thì chiếu dọi tại Tô Bạch Thành trên thân. Tô Bạch Thành hơi hơi ngẩn ngơ, hắn lập tức liền cảm nhận được kim quang bên trong ẩn chứa Phật thổ cực nhạc cảnh giới. Loại này cực lạc chi cảnh mang theo cực lớn sức hấp dẫn, chính là tại hướng hắn biểu thị, một khi quy y ngã Phật, liền sẽ có vui sướng dường nào, liền có thể lập tức thấy được đại đạo liền có thể lại không phiền não dạng này dụ hoặc người bình thường là quả quyết không thể cự tuyệt thế nhưng là có ý chí lực cao thủ lại có thể gánh vác bây giờ loại này cực lạc chi cảnh biểu thị đã càng thêm xuất thần nhập hóa cho nên la quân muốn độ hóa cảnh giới thấp người liền càng thêm dễ dàng thế nhưng là trước mắt tô bạch thành hắn chỉ là hơi mê hoặc một cái chớp mắt sau đó thì ánh mắt trong suốt ta nhổ vào tô bạch thành cười lạnh liên tục nói ra, tiểu mau tặc, ngươi cho rằng ngươi cái này trúc thủ đoạn liền có thể khuất phục ta. La quân lạnh lẽo nói ra, nếu như ngươi không buông ra tâm linh tiếp nhận ta độ hóa, ta sẽ để cho ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Ta hiện tại muốn giết ngươi, tựa như giết một con chó đơn giản như vậy. Tô Bạch Thành lạnh hừ một tiếng, nói ra, ta tình nguyện chết, cũng sẽ không làm ngươi khôi lỗ. Ngươi muốn độ hóa ta, nằm mơ đi thôi a di đà phật nhanh nhạy hòa thượng lập tức ở trong hư không hiển hiện hắn nói ra đạo hiếu ngươi si độc quá sâu ý nghĩ ngông cuồng quá nhiều vẫn là nhanh còn quay lại cho kịp cho thỏa đáng bần tăng thật tại không đành lòng nhìn ngươi tại khổ hải trầm luân còn không tự biết tô bạch thành nói ra cút nhanh nhạy hòa thượng nói ra đạo hiếu ngươi lại tội gì chấp nhất ngươi như bỏ mình hết thảy đều sẽ không lưu giữ thế gian lại không ngươi tồn tại ấn ký ngươi như còn sống lại có thể hưởng cực lạc chi cảnh. Cái này còn cần do dự sao? Không thể không nói, nhanh nhạy hòa thượng lời nói vẫn rất có sức hấp dẫn. Tô Bạch Thành nói ra, nếu là làm người này khôi lỗ, chẳng bằng chết một trăm. Hừ hừ, các người có bản lĩnh liền đến độ hóa cha ta. Sau đó, Tô Bạch Thành dứt khoát ngậm miệng không nói. La quân theo nhanh nhạy hòa thượng nhìn chăm chú liếc một chút, sau đó nhanh nhạy hòa thượng chỉ huy quần ma thành kính cầu nguyện kim quang nhất thời đại thịnh. La quân sau đó tế ra tiểu túc mệnh thuật phù lục. Vĩ đại số mệnh A, ngươi là càn khôn chúa tể, ngươi là vận mệnh thần linh, hết thảy phát sinh đều là ngươi ý chỉ. La quân thì triển ra tiểu túc mệnh thuật tới. U ám khí thức vây xung quanh Tô Bạch Thành. Tô Bạch Thành muốn đem cái này số mệnh khí tức phung mở, nhưng lại không làm nên chuyện gì. Không có có một loại lực lượng có thể ngăn cản số mệnh khí thức cái này số mệnh khí tức trong nháy mắt xâm nhập vào Tô Bạch Thành trong não vực. Đây chính là số mệnh A, à? đây chính là số mạng ta A. À? Tô Bạch Thành cười như điên, hắn giận quát một tiếng, nói ra, thế nhưng là, lão tử lại không tin số mệnh. Là quân theo nhanh nhạy hòa thượng làm rất nhiều nỗ lực, cuối cùng lại đều không thể thành công độ hóa Tô Bạch Thành. Tô Bạch Thành ý chí lực quá cứng cỏi. Tô Bạch Thành, người quả nhiên là muốn tìm chết, là quân cả giận nói. Tô Bạch Thành ha ha cười như điên, nói ra, muốn ta làm ngươi khôi lỗ, ngươi mơ tưởng. Ngươi thật là muốn chết, La Quân chỉ tay điểm vào Tô Bạch Thành mi tâm, kết Tô Bạch Thành tánh mạng. Tuy nhiên tu vi cao bá chủ phần lớn đều sợ chết, nhưng cái này Tô Bạch Thành danh xương áo trắng cuồng sĩ, lại là thật không sợ chết. Tô Bạch Thành tu vi cao hơn ngươi quá nhiều, không cách nào độ hóa hắn cũng là bình thường. Nhanh nhạy hòa thượng nói ra, như hắn sợ chết, nguyện ý thả mở tâm linh cũng có thể cưỡng ép độ hóa. Chỉ tiếc, là quân nói ra, cũng không có gì có thể tiếc, cũng không thể mỗi người đều bị ta độ hóa. Ta đến xem trên người hắn có vật gì tốt. Về sau, là quân liền đem U Minh cửu âm đồ thu. Vừa mới chiến đấu, đều là phát sinh ở U Minh cửu âm đồ bên trong. Là quân khống chế hắc liên ngai vàng cấp tốc liền đến một cái càng thêm nơi hẻo lánh, như thế về sau, hắn lại đem tô bạch thành phóng tới phòng bị tu di bên trong chính hắn cũng cùng nhanh nhạy hòa thượng tiến vào phòng bị tu di bên trong là quân trước đem tô bạch thành tẩy kiếm chỉ cầm trên tay tẩy kiếm chỉ kiện pháp khí này quý giá tự nhiên là không cần nhiều lời tuy nhiên mặt trên còn có tô bạch thành dấu ấn tinh thần nhưng cái này đều đã không trọng yếu la quân cưỡng ép đem tẩy kiếm chỉ dấu ấn tinh thần xóa đi đồng thời la quân còn phát hiện tẩy kiếm chỉ bên trong cũng có khí linh tồn tại cái kia khí linh lúc này ở vào trạng thái vô chủ, là quân trực tiếp tế ra đại lôi âm phổ độ kim quang cưỡng ép đem cái này khí linh độ hóa. Làm đây hết thảy, là quân đã là rất quen vô cùng. Tẩy kiếm chỉ khí linh gọi là kiếm nhất. Kiếm nhất bị độ hóa về sau, liền theo là quân tâm ý tương thông. Là quần cấp tốc đem tẩy kiếm chỉ cũng tế vào đến u minh cửu âm đồ bên trong đi. Tẩy kiếm chỉ cũng chấn thủ nhất phương. Nhanh nhạy hòa thượng lập tức cười ha hả, nói ra, cái này u minh cửu âm đồ đi qua chúng ta luyện hóa về sau, uy lực càng lúc càng lớn. Duy nhất khuyết điểm cũng là chúng ta còn thiếu một cao thủ đến vận chuyển đại trận. Bần tăng lực lượng thủy chung cùng cái này u minh cửu âm đồ có chút không hợp nhau. Là quân nói ra, chỉ tiếc cái này tô bạch thành ngu xuẩn mất khôn, nếu là đem hắn độ hóa, để hắn cho ta vận chuyển u minh cửu âm đồ, ta nhất định thực lực tăng nhiều. Nhanh nhạy hòa thượng nói ra, bất quá về sau tổng có cơ hội. La Quân nói ra, ta tiểu túc mệnh thuật thủy chung vẫn là không đủ mạnh, nếu là có thể đạt được đại số mệnh thuật, có lẽ sẽ có chuyển biến. Nhanh nhạy hòa thượng nói ra, tiểu túc mệnh thuật đối phó thông thường cao thủ vẫn được, đối phó tô bạch thành dạng này cao thủ, thật là khó có thể để hắn nhận mệnh. Về sau, La Quân lại tại tô bạch thành trên thân tìm ra một cái phòng bị tu di. Như thế về sau, tô bạch thành trên thân cũng không có dư đông xích cổ lấy thu hết. La Quân đem tô bạch thành thi thể đóng băng lên, sau đó phóng tới một cái khác phòng bị tu di bên trong bồi cái kia chết đi bích lạc lão nhân ngẫm lại chuyến này la quân sở tác sở vi cũng coi là kinh hãi thế tục đầu tiên là xử lý bích lạc lão nhân tiếp lấy lại đi vũ hóa môn trộm một món lớn sau cùng lại xử lý một cái tô bạch thành la quân rất nhanh liền phá giải tô bạch thành phòng bị tu di ha ha giống như lão tử lại kiếm bộn la quân nhìn thấy tô bạch thành phòng bị tu di bên trong tình huống về sau không khỏi cười lên ha ha. Nhìn như vậy lên, Tô Bạch Thành tựa hồ là so cái kia bích lạc lão nhân giàu có nhiều. Bích lạc lão nhân phòng bị tu di bên trong chỉ có một ít chút ít hạ cấp đan dược và một chút không được tốt lắm pháp khí cùng hoàng kim. Lấy bích lạc lão nhân tại thần tộc thân phận, đây là không quá hợp lẽ thường. Là quân sau đó cũng kỳ quái qua. Tô Bạch Thành phòng bị tu di bên trong có ngày đan trọn vẹn 10.000 mai, còn có 20 mai thần đan. Mặt khác, thiên khiếu chân kinh bản đơn lẻ cũng ở bên trong. Còn thiên khiếu chân kinh bản nguyên lực lượng còn tại Tô bạch thành trong não vực phong tồn lấy. Là quân nhất định phải đại thôn phệ thuật mới có thể đem bản nguyên thôn phệ. Đây là gấp không được sự tình. Mặt khác, Tô Bạch Thành phòng bị tu di bên trong còn thật nhiều pháp bảo. Tỷ như thiên vũ phiến, vị ương huyết đao, liệt diếm kim luân, kim cương như ý, vân vân. Mà tối dẫn là quân chú ý là bên trong hai kiện pháp bảo hai kiện pháp bảo kia là diệt thiên kiếm, bá thiên đao. Chỗ lấy hai kiện pháp bảo kia có thể gây nên la quân chú ý, là la quân trí nhớ rất tốt. Hắn nhớ đến Lam Tử Y nói qua một món pháp bảo gọi là huyền quang động thiên phù đồ. Huyền quang động thiên phù đồ từ 33 kiện trí bảo tổ hợp lại với nhau, sau đó liền có thể phát ra 33 tầng động thiên thần quang. Đây là vô cùng lợi hại thần thông pháp bảo, La Quân thì từng từng chiếm được bên trong thâu thiên trảo. Có điều hắn không có quá để ý, lúc đó đem thâu thiên chảo cho trầm mặc nùng. Nếu là ta đem cái này 33 kiện trí bảo tìm tới, sau đó luyện ra huyền quang động thiên phù đồ, chẳng phải là uy lực đại tăng. La quân thầm nghĩ, hắn sau đó lại cười khổ một tiếng, thầm nghĩ, tính toán, quá phiền phức. Chân trời góc biển, ba nghìn thế giới, ai biết cái kia còn lại pháp bảo lại ở nơi đó đâu. La quân kiểm kê hết tô bạch thành đông tây, hắn cảm thấy rất hài lòng. Có nhiều như vậy thiên đan, hắn có thể tạm thời không dùng vì nuôi nấng tiểu quỷ mà phát sầu cái này quả nhiên là một số lớn tiền của phi nghĩa a ngẫm lại cũng là không kỳ quái cái này tôi bạch thành pháp lực cao thâm nhiều năm trà trộn tử vong thành cũng không biết ăn cướp bao nhiêu cao thủ vơ vét bao nhiêu tài phú đáng tiếc đi đường ban đêm nhiều hết gặp được quỷ sau cùng hắn tất cả thu hoạch ngược lại là tiện nghi la quân la quân lại nghĩ tới bích lạc lão nhân nhanh nhạy hòa thượng La quân nói ra. Nhanh nhạy hòa thượng nói ra, ừm. La quân nói ra, thần tộc tư nguyên, so vũ hóa môn đều muốn phong phú. Bích lạc lão nhân tại trong thần tộc địa vị khá cao, trên tay hắn làm sao sửng sốt không có điểm tích lũy đâu. Nhanh nhạy hòa thượng nói ra, a di đà Phật, đạo hiếu, có chút cao thủ đồ, vật, cũng không nhất định là đặt ở phòng bị tu di bên trong. Có lẽ là ở trên người hắn địa phương khác đi. Có lẽ đi, La Quân nói ra, dù sao ta không tìm được. Nhanh nhạy hòa thượng nói ra, chờ đạo hữu người đến đại thôn vệ thuật về sau, như vậy bích lạc lão nhân tất cả bí mật đều sẽ bị đạo hữu người có biết. Cho nên đạo hữu người cũng không cần gấp. La quân nói ra, cái kia ngược lại là. Sau đó, La quân nói ra, xem ra ta còn muốn về thiên đạo minh một chuyến, cái này 10.000 mai thiên đan có thể đổi không ít tụ linh đan. Nhanh nhạy hòa thượng cười một tiếng, nói ra, có lẽ còn có thể tiếp tục câu đến cá lớn đây hiện tại đạo hữu người tổng phải biết đan dược thực không phải vấn đề quá lớn đi cái này đi theo bình hành thế giới bên trong một dạng người bình thường cực hạn tại cuộc đời mình vòng tròn bên trong luôn cảm thấy tiền rất khó kiếm lời nhưng một khi đến một cái khác phạm vi sẽ phát hiện tiền lai like đặc khác dễ dàng người khác một bữa cơm có lẽ cũng là người cả một đời làm thuê đều không kiếm được là quân sờ mũi một cái nói ra tuy nhiên ta không nguyện ý chủ động đoạt người khác nhưng ở tu đạo pháp tắc phía dưới tựa hồ cũng sẽ có không ít người đưa tới cửa. Nhanh nhạy hòa thượng nói ra, nhưng dạng này vẫn là có hại bệnh, người khác cướp đường bạn ngươi, tối thiểu khẳng định là cho rằng thực lực cao hơn ngươi. Tựa như đạo hữu người chắc chắn sẽ không chủ động đi đoạt một cái cửu trọng thiên đỉnh phong cao thủ. Là quân nói ra, ta minh bạch ngươi ý tứ, bất quá làm người vẫn là yên tâm thoải mái đến tốt. Cái này tu đạo giới pháp tắc ta cũng vẫn là cần phải từ từ đến thích ứng. Sau đó, la quân thì hướng tử vong trong thành bay đi sắc trời dần dần ảm đạm đi tử vong thành đến tối biến đến mức dị thường lạnh lẽo la quân đi vào thiên đạo minh về sau thiên đạo minh bên trong là đèn đuốc sáng trưng không qua thiên đạo minh ban đêm cũng không đóng cửa la quân nhập thiên đạo minh đồng thời giao một cái tụ linh đan cho áo đen sứ giả về sau hắn xe nhẹ đường quen tìm tới lỗ bàn tử lỗ bàn tử ngay tại thu dọn đồ đạc xem ra là muốn đánh dưới thẻ ban. Thiên đạo minh bên trong là rất có thế giới bao la bên trong đi làm loại kia phong cách. Lỗ bàn tử nhìn thấy la quân không khỏi cảm thấy ngoài ý muốn, tiền bối, ngài lại muốn đổi lấy đan dược sao. La quân gật gật đầu, nói ra, ta vừa ra thiên đạo minh, thì có người muốn ăn cướp ta. Rơi vào đường cùng, ta chỉ có đem hắn phản ăn cướp. Lần này thu hoạch rất tốt, ta chỗ này hiện tại có 5.000 mai thiên đan, ngươi cho ta toàn bộ đổi lấy cho tụ linh đan đi năm nghìn mai lỗ bàn tử bị kinh ngạc la quân gật gật đầu nói ra không sai làm sao đổi không lỗ bàn tử nói gấp không có chuyện chúng ta thiên đạo minh mở cửa làm ăn điểm ấy đan dược đều tiêu hóa không chẳng phải là chê cười hắn đón đến một cười nói bất quá phần lớn đều là dùng tụ linh đan đến hoán thiên đan có rất ít người dùng thiên đan đến đổi bảo đan la quân cười một tiếng Bên này giao dịch xử lý rất thuận lợi, La Quân trực tiếp thì lại nhiều năm triệu mai tụ linh đan. Trong vòng nửa năm, là không cần lo lắng tiểu không có quỷ dinh dưỡng vấn đề. Bất quá La Quân vẫn là phải tìm cực âm chi địa bổ sung u minh quỷ khí. Bên này làm thỏa đáng về sau, La Quân thì ra chuẩn bị rời đi thiên đạo minh. Tại gia thiên đạo minh thời điểm, đối diện tiến tới một người. La Quân thấy rõ ràng người này lúc, hắn không khỏi thân thể rung mạnh, thần hồn run rẩy. Bởi vì người tới toàn thân áo đen, sắc mặt lạnh lùng, hắn ánh mắt khiến người ta không rét mà run. Người này liền chính là, hắn cha đẻ Trần Thiên Nhai. Là quân tâm tình biến hóa lập tức cũng liền rơi vào đến Trần Thiên Nhai trong mắt. Là quân lập tức thu liếm tâm tình, rời ánh mắt, sau đó thong dong rời đi thiên đạo minh. Trần Thiên Nhai ngốc một lát, hắn tựa hồ cũng là cảm thấy hơi nghi hoặc một chút. Là quân ra thiên đạo minh về sau, cấp tốc khống chế hắc liên ngai vàng rời đi. Chỉ là, hắn không có bay ra bao xa, đằng sau thì truyền đến cường đại cảm giác áp bách. Nghịch tử, Trần Thiên Nhai lạnh hừ một tiếng, hắn đột nhiên xuất hiện tại La Quân trên không, tiếp lấy nhất trưởng bổ xuống. Trường lực hùng hồn, giống như thiên băng địa liệt. La Quân bị kinh ngạc, chính mình trung quy là bị nhận ra. Oanh, Trần Thiên Nhai nhất trưởng bổ chúng La Quân, bổ chúng một cái chớp mắt liền biết là bá không. Đó bất quá là nhân hoàng kính chỗ chế tạo ra hư huyễn giả thân thể. Một giây sau, La Quân đã đáp xuống trên mặt đất. Hôm nay, hắn không muốn chạy trốn. Hắn muốn nhìn một chút, hắn cùng Trần Thiên Nhai tranh lệch đến cùng còn lớn đến bao nhiêu. Và lại, cho dù là muốn chạy trốn, đó cũng là trốn không thoát. Nhân Hoàng Kính có một cái công năng, là chế tạo ra tránh thức giả thân thể. Giả thân thể có thể tồn tại 10 giây, đồng thời nắm giữ La Quân pháp lực. Còn lại đều xem như giả thân thể hư huyễn cái bóng, không có bất kỳ cái gì lực công kích. La Quân cùng Trần Thiên Nhai đứng đối mặt nhau, lẫn nhau chỉ cách 10 mét. La Quân lúc này dứt khoát không tiếp tục ẩn giấu, trực tiếp đem trên mặt điểm cao mặt nạ kéo xuống tới. Lần nữa đối mặt Trần Thiên Nhai, La Quân cảm tình là tràn ngập phức tạp. Tại bình hành thế giới bên trong, hắn cảm nhận được Trần Thiên Nhai tình thương của cha. Thế nhưng là đến giờ này khắc này, hắn rõ ràng nhận thức đến một việc. Cái kia chính là người trước mắt cùng bình hành thế giới bên trong phụ thân không hề quan hệ cứ việc châm chọc là, trước mắt cái này nhân tài là mình tránh thức cha đẻ. Là quân lạnh lùng nhìn chăm chú Trần Thiên Nhai, hắn sau đó chào phúng cười một tiếng, nói ra, hôm nay, ngươi là muốn giết ta sao? Trần Thiên Nhai ánh mắt rét lạnh, nói ra, ngươi nghịch tử này, trước đó ta dung mạo nhịn ngươi còn sống, ngươi nếu là thành thành thật thật, vậy liền cũng được. Đến giờ này ngày này, ngươi sở tác sở vi cũng là đang tìm cái chết. Dễ dàng tha thứ ta sống. La Quân cười ha ha một tiếng, nói ra, giống một con chó một dạng tham sống sợ chết còn sống, đây chính là ngươi hy vọng đúng không? Trần Thiên Nhai nói ra, hôm nay, Trần Lăng cùng Độn Thiên đều không ở chỗ này chỗ, sẽ không có người tới cứu ngươi. Ta thì muốn nhìn, người cái này thiên mệnh chi vương hôm nay còn có thủ đoạn gì nữa có thể sống từ trong tay của ta đi ra ngoài. Hôm nay, ta không cần bất luận kẻ nào tới giúp ta. La Quân lạnh lùng nói ra, sớm muộn có một ngày ta sẽ để cho ngươi run rẩy. Trần Thiên Nhai cười ha ha một tiếng, nói ra, xem ra ngươi tu vi tăng một chút, lá gan cũng tăng theo. Ngươi thật sự cho rằng, chỉ bằng ngươi điểm ấy không quan trọng công phu liền có thể cùng ta chống lại. La quân lạnh quát lên, nói nhảm cái gì, vậy liền động thủ đi. Tốt, ta liền tiến ngươi lên đường. Trần Thiên Nhai cũng liền không lại nói nhảm, hắn xuất thủ chính là ngoan tuyệt. Đại lôi âm thuật, trong nháy mắt, vô số kim sắc phù lục theo Trần Thiên Nhai trong miệng bay ra. Kim sắc phù lục trải rộng phương viên mười dặm, đầy trời đều là kim sắc phù lục hải dương. Đón lấy, Trần Thiên Nhai bàn tay lớn vồ một cái, sau đó tất cả kim sắc phù lục ngưng tụ thành một tòa nguy nga đại sơn giống như tu di Phật Đà. Này Phật Đà hướng về la quân hét lớn một tiếng. Âm âm, thuần dương âm ba giống như là biển gầm hướng la quân chen chúc mà đến thuần dương âm ba bên trong ẩn chứa thái dương thần mang đồng dạng tinh thần cùng quy tắc, đây là nghiền sát thế gian hết thảy quỷ quái vật chất tinh thần. Dạng này rời núi lấp biển lực lượng, khủng bố như vậy nghiền sát lực lượng bạo phát đi ra, là quân rốt cuộc tránh thức cảm nhận được ma đế trần thiên nhai chỗ kinh khủng. Tựa hồ, chỗ có thần thông tại thời khắc này đều mất đi tác dụng. Cái kia một cái chớp mắt, là quân đều mộng. Hắn thế mà tại Trần Thiên Nhai công kích đến, tìm không đến bất luận cái gì biện pháp đến phản kích cùng đánh trả. Đúng lúc này, nhanh nhạy hòa thượng đột nhiên lao ra. Hắn xúc tu trăm ngàn vạn sinh trưởng, trong nháy mắt ngay tại la quân trước mặt hình thành thọc sâu trăm mét lục dây leo vách tường. Nhanh nhạy hòa thượng xúc tu lít nha lít nhít điên cuồng sinh trưởng, nhưng là cái kia thuần dương âm ba vừa đến, lập tức liền đem xúc tu đánh cho đốt cháy hầu như không còn. Nhanh lên chạy A, à, đạo hiếu, dùng ngươi nhân hoàng kính chạy nhanh nhạy hòa thượng hét lớn hắn xúc tu sinh trưởng rất nhanh nhưng bị phá hủy đến càng nhanh thuần dương âm ba tựa như là đánh đầu thắng đó chiến thần gặp thần giết thần gặp phật giết phật la quân không có lựa chọn chạy trốn hắn biết chạy không thoát nhanh nhạy hòa thượng cũng ngăn cản không nổi mắt thấy là phải đạo tiêu thân vẫn la quân quát nói tiến đến hắn trong nháy mắt mở rộng huyền hoàng thần cốc hạt giống môn hộ nhanh nhạy hòa thượng chợt lách người thì tiến huyền hoàng thần cốc hạt giống bên trong. Về phần sống hay chết, là quân cũng cũng không rõ ràng. Không hề nghi ngờ là, lần này nhanh nhạy hòa thượng thụ thương là không dám tưởng tượng. Là quân đây mới thực là lần thứ nhất tự thân đối mặt việt đỉnh bá chủ. Đừng nhìn mỗi lần vân hóa ảnh bọn họ những người này cùng Lam Tử Y các nàng đánh giống như không được tốt lắm, nhưng trên thực tế, những thứ này bá chủ lực lượng tại La Quân trước mặt, cái kia là tuyệt đối khủng bố cùng cao sơn ngưỡng chỉ. Cái kia thuần dương âm ba tiếp tục công giết tới. Là quần cấp tốc tế ra U Minh Cửu Âm Đồ. Hắn thực thật không dám dùng U Minh Cửu Âm Đồ, bởi vì U Minh Cửu Âm Đồ bên trong tất cả đều là U Minh quỷ khí, chính là cực âm. Thế nhưng là Trần Thiên Nhai lực lượng là thuần dương, hắn sợ U Minh Cửu Âm Đồ như vậy bị hủy. U Minh Cửu Âm Đồ mở rộng, tầng 18 Chư Thiên U Minh đại trận triển khai thuần dương âm ba ầm ầm oanh tạc tiến đến, là quân trước chỉ huy tẩy kiếm chỉ ngăn cản. Tẩy kiếm chỉ khí linh kiếm nhất tại là quân pháp lực trợ giúp hạ, cấp tốc tế ra kiếm trận. Vạn kiếm tề phát, rào sát thuần dương âm ba. Âm âm, tẩy kiếm chỉ vạn kiếm cấp tốc liền bị thuần dương âm ba đánh thành phấn vụn, những kim kiếm đó hóa thành chất lỏng màu vàng óng trở về tẩy kiếm chỉ. Kiếm nhất cũng là bị trọng thương. Thật sự kinh khủng như vậy, không thể ngăn cản sao. Là quân hoảng sợ, nhân hoàng kính, thái dương thần mang. La quân vận dụng ra hắn một mực không chịu dùng nhân hoàng kính thần mang công sát. Cái kia vô cùng vân hải lực lượng hội tụ thành một điểm, tại la quân pháp lực khống chế dưới. Nhất thời, một chùm thần mang vàng óng bắn ra. Oanh! Thuần dương âm ba rốt cuộc bị tách ra. La quân lập tức khống chế thái dương thần mang hướng Trần Thiên Nhai đã bắn giết qua đi. Trần Thiên Nhai khẽ nhíu mày, hắn cảm nhận được thái dương thần mang lợi hại, cái này thái dương thần mang bên trong còn có người hoàng tinh thần cùng uy nghiêm. Hừ, Trần Thiên Nhai lạnh hừ một tiếng, nói, nhân hoàng đích thân đến, ta cũng không để vào mắt. Đồng thời, Na Tu Di -si Phật đà lần nữa hét lớn một tiếng. Sau đó, một cỗ càng cường liệt thuần dương âm ba lần nữa đánh giết tới. Cỗ này thuần dương âm ba trùng trùng điệp điệp, thì như biển gầm cuốn tới. Thái dương thần mang trong nháy mắt liền bị thuần dương âm ba nghiền sát. La Quân nhìn thấy cái kia như thủy chiều chém giết tới thuần dương âm ba, trong đầu hắn bốc lên ra hoảng sợ cùng tử vong tới. Chẳng lẽ, đây chính là số mạng ta? La Quân nghĩ không ra có biện pháp gì có thể ngăn cản được cái này khủng bố thuần dương âm ba. Trần Thiên Nhai thực lực quá kinh khủng. Tiểu túc mệnh thuật, vĩ đại số mệnh A, đúng lúc này, La Quân cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Số mệnh phù lục xuất hiện, cái này số mệnh phù lục vốn là hư vô mờ mịt, Giống như liệt diễm thiêu đốt, giống như phong nhi triền miên, giống như quỷ hồn vừa khóc vừa kể lể, giống như tình nhân lưu luyến. Nhưng lúc này, số mệnh phù lục lại cường đại dị thường lên, một cỗ u ám khí tức hình thành lốc xoáy. Thuần dương âm ba đánh giết tới, La Quân lập tức cảm giác được bên trong hư không sâu xa, số mệnh phù lục ngay tại sức lôi kéo lượng tới. Cùng lúc đó, La Quân cảm nhận được một cái chuyện kinh khủng. Đó chính là hắn có thể cảm nhận được chính mình thọ mệnh đang bị thiêu đốt là quân tu luyện tới như vậy cảnh giới, bây giờ thọ mệnh khoảng chừng 2.000 năm lâu. Nhưng là lúc này, thọ mệnh thiêu đốt cực hung hung hãn. Tiểu túc mệnh thuật chỗ lợi hại lại là lấy thiêu đốt la quân thọ mệnh đón lấy hư không bên trong, tối tăm số mệnh lực lượng. Cái kia số mệnh phù lục phát ra u ám khí tức, trong nháy mắt liền đem thuần dương âm ba thôn vệ sạch sẽ. Sau đó, cái này số mệnh phù lục u ám khí tức cấp tốc đem Trần Thiên Nhai bao phủ lại trần thiên nhai lập tức vận chuyển thái ất huyền kim trảm đếm đạo lôi quang trảm giết tới nhưng lại thương tổn không số mệnh phù lục mảy may tựa hồ đây là hai cỗ không có không liên quan lực lượng cũng tựa hồ là bởi vì số mệnh phù lục phát ra không phải lực lượng mà chính là số mệnh ai có thể chống cự số mệnh cái gì thần thông có thể chống cự số mệnh ai có thể thoát khỏi số mệnh trần thiên nhai không thể chống đỡ được số mệnh xâm lấn hắn liều mạng vận chuyển pháp lực nhưng là cái kia số mệnh khí tức thủy chung vung đi không được. Tiểu súc sinh này, cư nhiên như thế thiêu đốt tính mạng mình. Đây rốt cuộc là cái gì thần thông, Trần Thiên Nhai trong lòng chấn kinh, sau đó, hắn xoay người rời đi. Không đi nữa, hắn cảm giác được chính mình đem lại nhận vĩnh hằng thương tổn. Nếu để cho cái này số mệnh tại hắn trong não vực đánh xuống ấn ký, như vậy hắn sau này tu vi rất khó lại tăng tiến. Trần Thiên Nhai quyết định thật nhanh quay người rời đi hắn đi rất nhanh trần thiên nhai sau khi đi là quân cuồng phún một ngụm máu tươi hắn đình chỉ thi pháp số mệnh phù lục lập tức liền trở lại hắn trong não vực về sau là quân cấp tốc theo phòng bị tu di bên trong tìm ra một cái thần đan nuốt vào vô cùng dinh dưỡng lập tức tư nhuận hắn toàn thân cao thấp sau một hồi lâu là quân rốt cuộc bình ổn lại thân thể của hắn không có một tia thương tổn hắn pháp lực vẫn là một dạng cường hãn Số mệnh phù lục cũng biến thành so trước kia phải sâu thúy cùng thâm ảo rất nhiều. Uy lực nhưng nói là tăng nhiều. Hắn đánh lui trần thiên nhai. Thế nhưng là, là quân thọ mệnh đã thiêu đốt 1,9735. Là quân rõ ràng cảm giác được, chính mình thọ mệnh đã chỉ có 3 tháng. Sau 3 tháng, là quân thì sẽ lập tức tử vong. Đây là hắn thiêu đốt số mệnh, đạt được cái kia hư không số mệnh lực lượng đại giới. Lấy thiêu đốt thọ mệnh được đến lực lượng la quân không kịp suy nghĩ nhiều hắn nhanh chóng nhanh rời đi tử vong thành trong lúc nhất thời hắn có chút tâm loạn như ma trải qua rất nhiều gian nguy nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày chính mình lại phải kể tới lấy thời gian qua bởi vì tử vong đã không xa tuy nhiên la quân nắm giữ rất nhiều thần đan thiên đan nhưng là hắn cũng rõ ràng biết thần đan thiên đan đều đền bù không bởi vì thi triển tiểu túc mệnh thuật mất đi thọ mệnh cái này thực chẳng khác gì là một cái vô hình khế ước ta cho lực lượng ngươi nhưng ta muốn ngươi thọ mệnh dược thạch là vô hiệu la quân lần nữa tìm hoang vu địa phương ngủ lại chân đến hắn ẩn thân tiến phòng bị tu di bên trong nhanh nhạy hòa thượng la quân quyết định theo nhanh nhảy hòa thượng tốt tốt thương lượng một chút dù sao nhanh nhạy hòa thượng là thần thông quảng đại kiến thức rộng rãi chỉ là la quân rất nhanh lại lâm vào trầm mặc bởi vì nhanh nhạy hòa thượng đã biến thành một quả xanh biếc hạt giống nằm tại huyền hoàng thần cốc hạt giống bên trong. Hắn lần nữa mất đi bất kỳ khí thức gì, đến cùng hắn sống hay chết, La Quân cũng không rõ ràng. Đây chính là La Quân cùng Trần Thiên Nhai chính diện ngạnh kháng kết quả. Vừa đối mặt ở giữa, nhanh nhạy hòa thượng nạn sinh tử đo. Hắn thọ mệnh cũng chỉ còn lại có ba tháng. Nếu là Trần Thiên Nhai tại chờ lâu một hồi, La Quân liền cũng liền trực tiếp chết. Là quân hít sâu một hơi, hắn dứt khoát trên giường ngồi xếp bằng, bắt đầu tĩnh sửa. Chuyện này, buồn giàu cũng không có cách, chỉ ít còn có ba tháng mệnh. Còn có nỗ lực cùng đột phá không gian, mình nếu là hối hận, vậy liền thật sự là cách cái chết không xa. Mà lại lúc này, hắn vẫn là muốn đi cho trăng sáng tiên tôn mừng thọ. Chỉ cần còn sống, nên làm sự tình liền không thể không làm. Là quân sau một đêm nghỉ ngơi, tiếp lấy liền đi phụ cận thành thị bên trong ăn một bữa cơm. Hảo tử thức ăn ngon ăn, đây cũng chỉ là thuần túy thỏa mãn ăn uống chi dục. Nếu là thật sự muốn bổ sung, ăn chút tụ linh đan hội tốt hơn rất nhiều. Nhanh nhạy hòa thượng vấn đề, La Quân cũng giúp thông thả. Bất quá La Quân có dự cảm, nhanh nhạy hòa thượng cũng không có sự tình, chỉ là cần phải tĩnh dưỡng một đoạn thời gian. Ánh nắng tươi sáng phía dưới, La Quân bắt đầu tiến về ở nước ngoài tiên đạo lúc này cách trang sáng tiên tôn đại thọ thời gian cũng chỉ có thời gian nửa tháng khiến la quân hơi yên tâm là nhanh nhạy hòa thượng trên người mình chỗ thi triển linh thai quyết vẫn còn ở đó cứ như vậy trên người mình tinh thần toa chờ một chút pháp bảo cũng liền không dễ dàng bị vũ hóa môn người phát hiện nếu là thật sự chỉ có ba tháng tốt sống cái kia trong ba tháng này ta còn cần bận tâm cái gì một mực oanh oanh liệt liệt chính là la quân sau đó nghĩ như thế Bên này nếu là đem Minh Nguyệt Tiên Tôn sự tình làm thỏa đáng về sau, ta được lập tức trở về đến chúng tinh điện bên trong tìm Tinh chủ. Nhất định phải chết lời nói, cũng là Liều Mạng cũng muốn trước đem Linh Nhi cứu sống tới. La Quân trong lòng suy nghĩ xoay chuyển. Nếu như hắn lập tức sẽ chết đi, không thể nghi ngờ trong lòng lớn nhất không bỏ xuống được cũng là Linh Nhi. Hắn biết, nữ nhi của mình tại bình hành thế giới sẽ sống rất tốt. Hắn biết Đinh Hàm tại thế giới Bao La bên trong cũng sống rất tốt hắn tiếc núi mẫu thân cũng đã sớm an nghỉ lòng đất. Cũng biết Tống Ninh còn tốt, trầm mặc nùng cũng sẽ rất tốt. Hắn duy nhất không yên lòng cũng là hai chuyện. Một là vì Lạc Ninh báo thù, hai là cứu sống Linh Nhi. Mà hai chuyện này cái gì nhẹ cái gì nặng, hắn tự nhiên là muốn muốn lựa chọn trước cứu sống Linh Nhi. Người sống mới là lớn nhất. Ánh nắng tươi sáng, là quần đeo lên điểm cao mặt nạ, rất nhanh liền đến Bắc Hải chi thượng. Gió biển quất vào mặt, cái này trời xanh cùng đại hải lẫn nhau làm nổi bật, quả nhiên là một bộ thiên nhiên tốt phong cảnh. la quân sau đó liền đến trong tầng mây. Hắn cảm thấy nhân sinh rất kỳ diệu, 4 năm qua đã phát sinh hết thảy, như mộng như huyễn. Nhìn như qua 4 năm, hắn thực đã đợi tại đi qua 30 năm. Tại mất phương hướng trong đại lục, cái kia thái vũ quyền trượng bên trong 10 năm, còn có bình hành thế giới bên trong 20 năm. la quân cảm thấy hoang tưởng là, hắn đã từng lấy vì hắn coi là thế giới cũng là thế giới kia. Nhưng về sau đã phát sinh hết thảy đều đến phá vỡ. Hắn đã từng cũng tưởng tượng qua chính mình là tôn ngộ không, có thể một cái cân đầu vân cách xa vạn dặm có thể pháp lực vô biên. Tới giờ này ngày này, trong lúc bất chi bất giác, hắn thật có thể bay lượn thiên địa, có thể pháp lực vô biên. Đây là một kiện rất hoang tưởng sự tình, có thời gian, hắn cảm thấy mình là đang nằm mơ. Có thể hay không một giấc mộng tỉnh lại, mới phát hiện nguyên lai hết thảy đều chẳng qua là hoàng lương nhất mộng đâu. Chỉ là, cái này mộng cũng không tránh khỏi quá dài, quá chân thực một chút. Theo Bắc Hải đến trăng sáng cung, đại khái muốn 5 ngày thời gian. Đến tối, là Quân chuẩn bị tìm một cái hoang đảo nghỉ ngơi một chút. Tuy nhiên hắn pháp lực cao thâm, nhưng cũng phải gìn giữ đầy đủ thể lực, không phải vậy gặp phải đột nhiên tình huống hội ứng đối rất cố hết sức. Cái này trên biển, hoang đảo vẫn là có rất nhiều ngay tại la quân chuẩn bị đi hoang đảo nghỉ ngơi thời điểm hắn đột nhiên cảm nhận được ngay phía trước ngàn mét chỗ có chiến đấu khí thức ba động la quân hướng lên trời phía trên nhìn một chút mây đen cuồn cuộn hiển nhiên là có người tại thi pháp đi xem một chút có lẽ có kỳ ngộ cùng tiện nghi có thể kiếm la quân bản thân cũng không phải là cái sợ phiền phức người huống hồ hắn hiện tại thật sâu minh bạch tu đạo pháp tắc cho nên hắn cảm thấy chỉ cần là không vi phạm đạo nghĩa nên mò được tay vẫn là không nên khách khí cái này là một người ăn người thời đại. Là quân cấp tốc tiến lên, đồng thời cũng không dễ dàng xuất thủ, chỉ là tránh núp trong bóng tối quan sát. Rất nhanh, là quân thì thấy rõ ràng. Phía trước là một tên tóc bạc lão tẩu tại đối phó sáu cái tu sĩ trẻ tuổi. Cái kia tóc bạc lão tẩu dáng người khô gầy, ánh mắt âm u. Mà cái kia sáu cái tu sĩ là năm nam một nữ, nữ tử kia xem ra mới 18 năm hoa, thanh xuân mà tịnh lệ. Nàng xuyên xanh biết cái áo, như tinh linh đồng dạng thanh thoát. Bất quá, giờ phút này cô nương lại là du mau không nổi. Bởi vì tóc bạc lão tẩu thế công rất mạnh, bọn họ ứng phó có chút cố hết sức. Cái kia tóc bạc lão tẩu tu vi chính là cửu trọng thiên đỉnh phong, đồng thời có một kiện pháp khí vô cùng lợi hại. Cái kia pháp khí gọi là thiên yêu chuông. Lúc này, thiên yêu chuông đã đem mọi người bao lại. Ngày đó yêu chuông đem nửa cái bầu trời bao lại, thiên yêu chuông bên trong nước biển cuồn cuộn, gió lốc cuồng nổ. Trong mặt nước, chừng 100 đầu lấy biển nước hình thành thiên yêu đối cái này 6 tên tu sĩ triển khai mạnh mẽ công kích. Thiên yêu chuông bên trong còn ẩn chứa 36 điều đại đạo pháp tắc, từng cái từng cái pháp tắc đều là khắc sâu mà ngoan độc. Thiên yêu nhóm mỗi một lần công kích đều có thể cho những tu sĩ này lưu lại vĩnh hằng thương tổn. Những tu sĩ này bên trong, tu vi cao nhất là một cái cửu trọng thiên sơ kỳ nam tử. Còn lại đều là bát trọng thiên hoặc là thất trọng thiên. Bọn họ vốn là tại tóc bạc lão tổ thủ hạ sống không qua vừa đối mặt, may mắn đám người này trong tay cũng có pháp bảo. Cái kia cửu trọng thiên sơ kỳ tu sĩ trong tay có một kiện pháp khí, gọi là thanh liên thánh đăng. Lúc này, cái kia thanh liên thánh đăng tại sáu đại tu sĩ thôi vận hạ, tách ra tầng chín ánh sáng, những thứ này ánh sáng tầng tầng lớp lớp, liền đem thiên yêu nhóm công kích ngăn cản ở bên ngoài. Thanh liên thánh đăng chính là tuyệt phẩm pháp khí, thanh liên chính là hỗn độn thanh liên bên trong dựng dục ra tới. Quang mang này bên trong ẩn chứa hỗn độn pháp tắc, tại pháp lực thôi vận phía dưới vốn nhưng có ngàn vạn biến hóa, cũng có thể biến thành bàn cổ thần tôn, vồ bắt nhật nguyệt. Chỉ là đáng tiếc, đám đệ tử này nhóm căn bản không phát huy ra thanh liên thánh đăng uy lực. Tóc bạc lão tẩu chỗ lấy ra tay với bọn họ, cũng là nhìn chúng cái này thanh liên thánh đăng. Lúc này, thanh liên thánh đăng mặc dù không có phát huy ra uy lực lớn nhất. Nhưng là cái này tầng chín ánh sáng tầng tầng lớp lớp, tựa như là vô hạn không gian trồng lên, bên trong còn có thời không loạn lưu phong bạo. Thiên yêu nhóm trong lúc nhất thời cũng là công không phá được thanh liên thánh đang phòng ngự. Chỉ là, những tu sĩ này bên trong phần lớn người đều còn không biết phi hành, bọn họ phi hành đều dựa vào thanh liên thánh đang ngưng tụ ra thiên hạm. Lúc này, bọn họ toàn bộ dựa vào ánh sáng nắm lấy thân thể bọn họ. Tại tóc bạc lão tàu công kích đến, mấy cái tu vi thấp đệ tử đã miệng phun máu tươi. Bọn họ thổ huyết, pháp lực không thể tiếp tục được nữa, chẳng những giúp không được gì, ngược lại là trở thành vị kia cửu trọng thiên sơ kỳ tu sĩ gánh vác. Mắt thấy một nhóm người này liền muốn chết oan chết uổng. Lúc này, tóc bạc lão tẩu chật chật cười lạnh, nói ra, các người bọn này thiên thủy phái đệ tử, thật sự là không chịu nổi một kích. Các ngươi trưởng môn mây khói nguyệt thế mà đem cái này thanh liên thánh đăng giao cho các ngươi, thật sự là ngu xuẩn như lợn. Hôm nay bản tọa liền muốn tương thanh sen thánh đăng chiếm lấy, Đem bọn người mấy cái này nam tử bắp thịt luyện hóa, luyện thành xương người đan. Cái này nữ đệ tử nha, lớn lên cũng rất thủy linh, cũng tốt, bổn tọa mới 36 cái tiểu thiếp, liền lại nhiều thêm một cái tiểu thiếp trở về. Ha ha ha, thương vân tẩu, người bị ổi vô sỉ, cái kia cô gái trẻ tuổi không khỏi khó thở, nhưng lúc này, nàng lại là không thể làm gì. Hừ, La Quân ở một bên lạnh hừ một tiếng, hắn biết hiện tại là tốt nhất xuất thủ thời cơ lão gia hỏa này pháp bảo không tệ, đã hắn là tài ức nhỏ yếu, ta liền đem hắn giết. Chiếm lấy hắn pháp bảo cùng bọc hành lý, cái kia cũng coi là thế thiên hành đạo. Là quân trong lòng chủ ý đã định. Hắn tại nhanh nhạy hòa thượng ảnh hưởng dưới, đã dần dần thích ứng tu đạo pháp tắc. Lúc này là tốt nhất cơ hội ra tay, một khi thanh liên thánh đang bị công phá, như vậy cái này thương vân tẩu liền có thể rảnh tay. Hắc, là quân đột nhiên động một cái, chính là mượn nhờ nhân hoàng kính thần không biết quỷ không hay đi vào thương vân tẩu sau lưng. Hắn bình thường sẽ không vận dụng nhân hoàng kính bên trong thái dương thần mang, bởi vì dùng một lần về sau, muốn thời gian rất lâu đến khôi phục. Nhân hoàng kính thế nhưng là hắn chạy trốn lợi khí A. Audio điện tử võ tấn bền Là quân xuất quỷ nhập thần đi vào thương vân tẩu sau lưng, tiếp lấy thì tế ra đại hắc đan đại hắc đan vừa ra là quân pháp lực cuồng mãnh vận chuyển lại đón lấy đại hắc đan bên trong thập loại thần thông phát động nhất thời phần thiên trường chiến thiên chân vinh thiên chỉ trấn thiên nện cái thiên thủ đồ thiên giết trường hận chỉ pháp các loại toàn bộ phát động võ đạo người ở chính giữa vận chuyển đem võ đạo tinh thần rót vào cái này thập đại thần thông bên trong trăm ngàn phần thiên trường ảnh trăm ngàn chiến thiên cước ảnh trăm ngàn cái thiên thủ trăm ngàn trường hận chỉ pháp trong nháy mắt tựa như là ngàn vạn cái võ đạo cao thủ cùng một chỗ vây giết thương vân tẩu nồng đậm võ đạo tinh thần còn có đủ loại đại đạo pháp tác dung hợp đến chiêu thức bên trong mỗi một đạo trưởng ấn đều là một vị võ lâm cao thủ đánh ra tới đây chính là tránh thức thần thông cũng là công nghệ cao cùng cũ võ đạo so sánh rõ ràng cũ võ đạo giống như thế giới bao la xã hội phong kiến cây ruộng còn cần lão nghiêu mà tại công nghệ cao xuống trăm ngàn mẫu ruộng Mấy cái máy mấy giờ liền có thể giải quyết. Đây là khác nhau. Thương Vân Tẩu mắt thấy là phải đắc thủ, không nghĩ tới lúc này, phía sau đột nhiên chiến trận xé rách, tựa như là có thiên quân vạn mã cùng một chỗ công giết tới. Tinh khí như khói báo động cuồn cuộn, cái kia hung hãn võ đạo tinh thần hình thành một cỗ lĩnh vực, khiến người ta ở chính giữa cơ hồ để tâm gan muốn nứt. Thương Vân Tẩu cảm nhận được phía sau công kích khủng bố, mà lại trong lúc này các loại pháp tắc tinh thần, hung hãn mà bén nhọn, trong nguy cơ, thương vân tẩu cái gì đều không lo được. Thân thể lóe lên, liền hướng phía trên thiên yêu chuông bên trong bỏ chạy. Là quân thần thông theo sát về sau, cơ hồ đều muốn đánh chúng hắn. Thương vân tẩu tại chạy trốn bên trong, cấp tốc vận chuyển thiên yêu chi khí. Sau đó phía dưới thiên yêu biến mất, tiếp lấy thương vân tẩu sau lưng thì xuất hiện 10 tên đại thiên yêu. Cái này 10 tên đại thiên yêu toàn thân đều là vải giáp màu đen, khuôn mặt dữ tợn, răng nanh thật dài thiên yêu chính là yêu tộc một loại yêu vật, sinh ra lực lớn vô cùng, mà lại đau thương bất nhập. Mà tất cả thiên yêu đều là từ thiên yêu vương thai ngén mà đến, thiên yêu này chuông chính là đại thần thông giả đem thiên yêu vương luyện hóa, sau đó thiên yêu vương tinh hồn lực lượng hấp thu vô số thiên yêu. Những ngày này yêu ở trên trời yêu tinh hồn lực lượng phía dưới, có thể tùy ý ngưng tụ, cũng mà còn có vô thượng pháp lực. Lúc này, tại thương vân tẩu hốt hoảng thôi vận dưới. Mười đầu thiên yêu vương ngăn cản la quân truy sát, mười đầu thiên yêu vương vung đầu nắm đấm, một cái hô hấp ở giữa thì đánh ra trăm ngàn đạo quyền ảnh tới. Song phương chém giết, chiến trận xé rách. Lúc này, võ đạo người đồng thời hấp thu những võ đạo này tinh thần. Hắn là chữ võ tổng cương, hết thảy võ đạo sát phạt khí tức đều có thể hấp thu. Chữ võ càng phong phú, tinh thần liền sẽ càng to lớn. Làm võ đạo tinh thần nồng đậm đến mức nhất định, liền có thể hình thành lĩnh vực. Lĩnh vực bên trong, chữ võ tinh thần đem tất cả từ trường, lực lượng đều bài trừ ở bên ngoài. Cho đến lúc đó, đó là một cái tuyệt đối tồn tại. Oanh! Thiên yêu lực lượng trung quy là vội vàng một chút, là quân thập đạo thần thông đem mười đầu thiên yêu vương trong nháy mắt vỡ nát. Là quân nhanh chóng truy đuổi mà lên, rất nhanh liền tiến thiên yêu chuông bên trong. Ngày đó yêu chung đem bầu trời bao phủ lại, thiên yêu chuông bên trong giống như thâm thúy thanh đồng thông đạo một dạng. Tiến vào thiên yêu phút sau, thương vân tẩu cũng liền lấy lại tinh thần, hắn quay người đối mặt la quân, một chân đạp ở thanh sắc trên tầng mây. Ngày đó yêu chung bên trong, thanh khí dày đặc. La quân cũng liền lấy pháp lực ngưng tụ từ trường, yên ổn đối mặt thương vân tẩu. Cái này một cái công kích, thế mà không có cầm xuống thương vân tẩu, la quân cũng là có chút ngoài ý muốn. Hắn hiện tại cũng mới ý thức tới, cửu trọng thiên đỉnh phong cao thủ, thật sự là quá mạnh. Chính mình muốn đem cầm xuống, cũng không dễ dàng. Thương Vân Tẩu ánh mắt rét lạnh, hắn nhìn chằm chằm La Quân, nói, không biết sống chết đồ, vật, thế mà cũng dám nhúng tay bổn tỏa sự tình. La Quân cười lạnh, nói ra, nói nhảm cái gì, hôm nay cũng là người tử kỳ. Cuồng vọng tiểu tặc, người muốn chết, Thương Vân Tẩu càng giận, hắn sau đó cười lạnh, nói ra, người đã nhập bổn tỏa thiên yêu chuông, đám kia tiểu bối căn bản là không phá nổi bổn tỏa khói xanh mê chướng, cho nên, bọn họ giúp không ngươi hôm nay bổn tọa muốn để ngươi muốn sống không được muốn chết không xong la quân cười ha ha một tiếng nói ra ta mới giết cái gì ngung cuồng vô cùng áo trắng cuồng sĩ tô bạch thành hiện tại lại đụng phải ngươi người như vậy ngươi cho rằng ngươi cảnh giới cao hơn ta ra một chút chính là ta đối thủ thương vân tẩu biến sắc nói ngươi nói ngươi giết tô bạch thành la quân một tay lấy tô bạch thành thi thể cho cầm ra đến nói ra liền để ngươi cực kỳ nhìn xem hắn chỗ lấy muốn nói như vậy chính là muốn đả kích thương vân tẩu đấu trí cùng lòng tin muốn để hắn tâm linh sinh ra lỗ thủng cái này sao có thể cái này sao có thể thương vân tẩu thân thể dung mạnh là quần đem tô bạch thành bắt vào phòng bị tu di bên trong sau đó liền nói nhìn thấy đi tô bạch dưới thành chàng cũng là ngươi hạ chàng ta muốn giết ngươi thương vân tẩu cảm nhận được thiết thực hoảng sợ sau đó hắn phát động công kích cái này một cái chớp mắt khói xanh đột nhiên biến hóa, hình thành 30 đầu thiên yêu vương. 30 đầu thiên yêu vương trên dưới vây lại la quân, đồng thời triển khai công kích. Những ngày này yêu vương trong một cái hít thở đánh ra 100 ngàn quyền. Mỗi một quyền bên trong đều ẩn chứa thiên yêu vương vương giả chi khí, vương đạo cùng võ đạo dung hợp, mỗi một quyền đều mang vỡ vụn quy tắc lực lượng. Thật hung hung hắn công sát, la quân bị kinh ngạc. Hắn không kịp nghĩ kỹ, lập tức tế ra đại hắc đan hắn thân thể trốn vào đến đại hắc đan trung gian, đồng thời vận chuyển pháp lực. Trong nháy mắt, hắn tựa hồ có trăm ngàn vạn cánh tay, đem thập loại thần thông toàn bộ thi triển đi ra, mà lại là phát huy vô cùng tinh tế thi triển đi ra. Song Phương lại lần nữa rảo sát cùng một chỗ. Lúc này, Thương Vân Tẩu đã rảnh tay, hắn pháp lực so la quân cao hơn ra không ít. Như vậy công sát phía dưới, 30 đầu lĩnh thiên yêu lập tức chiếm thượng phong. La Quân đột nhiên liền đem đại hắc đan vừa thu lại, cùng lúc đó, U Minh Cửu Âm Đồ mở ra. Cái này U Minh Cửu Âm Đồ trong nháy mắt chiếm cứ thiên yêu chuông nửa bầu trời, vô cùng U Minh quỷ khí cuồn cuộn bừng bừng. Kiếm nhất, công sát. Tẩy kiếm thần chỉ lập tức tuôn ra kiếm bầy, vạn kiếm chảm giết chúng thiên yêu. Thương vân tẩu cực lực vận chuyển thiên yêu vương công sát. La Quân lúc này không khỏi oán hận pháp lực mình không đủ, nếu là pháp lực cường đại, trực tiếp lại dùng nhiếp hồn sao sao tới đối phó thương vân tẩu. Như vậy thương vân tẩu cất bại không thôi, trận pháp này vận chuyển, còn có tẩy kiếm thần chỉ cũng phải cần la quân pháp lực đến phụ trợ. Pháp lực càng mạnh, pháp khí uy lực cũng lại càng lớn. Chư thiên quỷ chú, la quân mệnh lệnh chúng ma vương niệm động quỷ chú. Đồng thời, hắn thúc đẩy U Minh Nguyên Thần cùng ngôi sao Nguyên Thần đi bắt nhiếp thương vân tẩu. U Minh Nguyên Thần cùng ngôi sao Nguyên Thần bây giờ phẩm chất đã đại biến, so với trước kia rất nhiều không bằng. Trước kia cái này hai tôn nguyên thần đều là hấp thu tầng 10 cao thủ nguyên khí cùng tinh thần. Nhưng bây giờ lại chỉ có thể hấp thu u minh quỷ khí. Không phải vậy lời nói, La quân chỉ bằng cái này hai tôn nguyên thần, liền có thể dung chuyển thương vân tẩu. Cũng may là, chúng ma vương đều có chính mình lực lược, cái này chư thiên quỷ chú không dùng la quân hao tâm tổn trí. U minh nguyên thần cùng ngôi sao nguyên thần cũng tự đi vồ bắt thương vân tẩu. La là Quân làm theo thôi động pháp lực, cùng 30 ngày hôm trước yêu chiến đến khó phân thắng bại. Thương Vân Tẩu liên tục xuất trưởng đối phó U Minh Nguyên Thần cùng ngôi sao Nguyên Thần, hắn chả muốn thôi động pháp lực vận chuyển thiên yêu, lại muốn duy trì toàn bộ thiên yêu chuông vận chuyển. Lúc này Thương Vân Tẩu cũng có vẻ hơi kế tục không còn chút sức lực nào. Chư thiên quỷ chú để Thương Vân Tẩu có chút tinh thần không yên, đúng lúc này, là quân tẩy kiếm thần chỉ rốt cuộc sông phá thiên yêu công sát. Vạn kiếm tề phát, toàn bộ nhắm ngay thương vân tẩu. Thương vân tẩu vội vàng vận chuyển pháp lực, khói xanh hình thành lốc xoáy, ngăn cản tẩy kiếm thần trì kim kiếm bầy. Là quân lập tức lại tế ra đại phổ độ kim quang, kim quang kia tương thanh xương mù lốc xoáy bao phủ, chỉ chốc lát về sau, khói xanh bên trong một ít tinh thần cùng pháp tắc bắt đầu buông lỏng. Sau đó kiếm quần tướng khói xanh đánh thành phấn vụn. Nhiếp hồn sao sao, là quân quán chú pháp lực đến tẩy kiếm thần trì trên thân, tiếp lấy lại phân ra pháp lực đến vận chuyển nhiếp hồn sao sao. Chư ma vương ngừng chư thiên quỷ chú, lập tức cấp tốc vận chuyển lên nhiếp hồn sao sao tới. Thương Vân Tẩu cuồng hống một tiếng, hắn vận chuyển đại pháp lực, đem trước mặt khói xanh ngưng tụ thành chín đạo lốc xoáy. Mỗi một đạo lốc xoáy bên trong đều có thiên yêu vương vương đạo tinh khí ở bên trong vận chuyển, từng cái từng cái pháp tắc tương thanh xương mù ngưng tụ, đồng thời hình thành không thể phá vỡ phòng ngự. Vĩ đại số mệnh à la Quân lần nữa tế ra tiểu túc mệnh thuật. Số mệnh phù lục vận chuyển lại, cái kia u ám quang mang lập tức đem Thương Vân Tẩu bao phủ lại. Đây là đơn giản xâm lấn, nhưng lại chưa đi triệu hoán đến từ hư không thuộc về số mệnh lực lượng. Cho nên cái này cũng không hội thiêu đốt La Quân thọ mệnh, nói trở lại, La Quân cũng không có thọ mệnh có thể thiêu đốt. Thương Vân Tẩu lập tức cảm thấy tâm linh bị long đong, số mệnh lực lượng tại xâm lấn. A à hắn tâm thần nhảy lên một cái trước mắt ngay tại cái này một cái trước mắt, chín đạo khói xanh lốc xoáy phát tác xuất hiện lỗ thùng. Vạn kiếm cùng nhau xông tới, trong nháy mắt liền đem chín đạo khói xanh lốc xoáy phá vỡ. Chết, là quân cũng không khách khí, kim kiếm kia tề phát, như cuồng phong quá cảnh đồng dạng theo thương vân tẩu trong thân thể xuyên qua. Thương vân tẩu trong nháy mắt chết đến mức không thể chết thêm. Tôn này thân thể cũng triệt để vô dụng, tẩy kiếm thần chỉ thương tổn quá kinh khủng. Là quân không khỏi có chút tiếc hận, đáng tiếc thương vân tẩu thân thể a à. muốn là bắt sống lời nói cũng có thể thử luyện hóa một chút con hàng này a à. đối phó lên thương vân tẩu loại cao thủ này là quân muốn lưu tay đều là hữu tâm vô lực hắn vô cùng rõ ràng chính mình đối phó thương vân tẩu còn có tô bạch thành cùng trần thiên nhai lúc đều là nhờ có tiểu túc mệnh thuật chính mình nếu không phải phúc trí tâm linh trước thu nhanh nhạy hòa thượng lại đi tìm trình kiến hoa muốn tiểu túc mệnh thuật chỉ sợ mình đã là chết đến mức không thể chết thêm la quân quay đầu ngẫm lại lại nghĩ rõ ràng một việc nhanh nhạy hòa thượng là bởi vì nếu như không có nhanh nhạy hòa thượng vậy mình cũng không có khả năng đến tử vong thành không đến tử vong thành chỗ đó có thể đụng tới tô bạch thành cùng trần thiên nhai mình nếu là không có tu đến nước này chắc hẳn cũng sẽ không ra tay với thương vân tẩu chỉ là nếu không có cái này một hệ liệt cảnh ngộ như vậy chính mình lần này đi trang sáng tiên tôn tiệc mừng thọ phía trên chỉ sợ cũng giữ nhiều lành ít khó có thể hoàn thành nhiệm vụ. Như vậy vậy đại khái cũng là vận mệnh lực lượng đi. Vận mệnh an bài, không người nào có thể kháng cự, cũng không có giả dụ cùng hối hận có thể nói. Số mệnh, vận mệnh, thì ra là thế. Chẳng trách mình chỉ bằng một bộ tiểu túc mệnh thuật, liền có thể đem Trần Thiên Nhai đánh lui. Nếu là mình đến đại số mệnh thuật, lĩnh ngộ đại mệnh vận thuật chân lý. Như vậy, giờ khắc này, là quân triệt để minh bạch vì cái gì đại mệnh vận thuật là 3.000 đại đạo tổng cương. Sau đó, giữa bầu trời kia thiên yêu chuông mất đi thương vân tẩu pháp lực trèo trống, cấp tốc thu nhỏ. Tất cả khói xanh thiên yêu khí đều rút vào đến thiên yêu chuông bên trong. Bầu trời cũng lập tức trăng sáng trong sáng lên. Là quân đưa tay chụp một cái liền đem ngày đó yêu chuông nắm trong tay, đồng thời đem để vào đến phòng bị tu di bên trong. Đáng tiếc là, thương vân tẩu bị giết thời điểm, hắn phòng bị tu di cũng bị hủy. Cho nên Thương Vân Tẩu hắn pháp bảo bọc hành lý cái gì, toàn bộ đều bị hủy. Giải quyết Thương Vân Tẩu về sau, La Quân cũng không muốn cùng mấy cái này tu sĩ trẻ tuổi dây dưa. Hắn không đoạt đám người này, đã coi như là nhân từ nhất từ. Ngay sau đó, hắn liền tế ra Hắc Liên Ngai vàng chuẩn bị rời đi. Ai ngờ đúng lúc này, cái kia cầm đầu tu sĩ cũng chính là cái kia cửu trọng thiên sơ kỳ tu sĩ Thu Thanh Liên Thánh Đăng, mở miệng thì hướng La Quân nói, "Tiền bối dừng bước." đối phương mở miệng, là quân cũng không tiện cứ như vậy rời đi. Lạnh như vậy không con trai rời đi, giống như là làm việc trái với lương tâm. Là quân ngay sau đó quay lại thân thể, ngay tại cái này trên mặt biển cùng mọi người đứng đối mặt nhau. Thanh liên thánh đang hóa ra ánh sáng hạm thuyền, chúng tu sĩ đều đứng tại hạm trên thuyền. Có việc, là quân lãnh đạm hướng cái kia cầm đầu tu sĩ nói ra. Hắn đã bị người hô một tiếng tiền bối, vậy thì phải có tiền bối uy nghiêm thanh niên kia tu sĩ ôm quyền, nói ra, vãn bối Âu Dương Tấn, chính là thiên thủy phái đệ tử, đa tạ tiền bối xuất thủ tương trợ. Chúng tu sĩ cũng thì cùng theo một lúc nói ra, đa tạ tiền bối xuất thủ tương trợ. La quân từ tốn nói, ta xuất thủ cũng là vì cái này thương vân tẩu pháp khí, các ngươi không cần nhiều tạ. Sau đó, hắn phẩy tay áo một cái, quay người thì mau chóng đuổi theo. La quân tìm cái kia hoang đảo đặt chân đi xuống, hắn tại hoang đảo đặt chân về sau, trực tiếp thì trốn vào đến phòng bị tu di bên trong. Sau đó là quân nghiên cứu lên ngày đó yêu chung tới. Thiên yêu chuông tuyệt đối là pháp khí mạnh mẽ, lợi hại trình độ không thua gì tẩy kiếm thần chi. Chỉ tiếc là quân chính mình nắm giữ những pháp khí này cũng có chút đau đầu, bởi vì cái này theo một người nắm giữ hai cây bảo kiếm một dạng, nói đến đánh nhau vẫn là dùng một thanh kiếm báo thuận tay a. Cũng không phải là nói có hai cây bảo kiếm, lực sát thương thì sẽ tăng lên. Tính toán, thiên yêu này chuông nếu như cầm tới thiên đạo minh bên trong đi, hẳn là có thể đổi lấy không ít đan dược. Là quần nghĩ như thế, dù sao đồ tốt cũng chê ít. Là quần đem thiên yêu chuông dung hợp về sau, cũng liền ném đến u minh cửu âm đồ bên trong đi. Vô luận là thiên yêu chuông vẫn là tẩy kiếm thần trì, đều cần cường đại pháp lực đến trèo chống. Pháp lực càng cường đại, pháp bảo này uy lực thì càng vô địch. Pháp bảo bản thân, không cách nào đem tuyệt đỉnh cao thủ giết chết. Hiển nhiên, nếu là thiên yêu chuông rơi xuống thần đế trên tay, đây tuyệt đối là có hóa mục nát thành thần kỳ công hiệu. Là quân sau đó lại xem xét một phen nhanh nhạy hòa thượng, nhanh nhạy hòa thượng còn đang ngủ say bên trong, bất quá khí tức đã rất là an ổn. Là quân cũng liền không nhiều lắm lo lắng. Nghỉ ngơi một đêm về sau, là quân liền lần nữa lại lên đường. Buổi sáng khí trời rất không tệ, tia nắng ban mai, trời xanh biển xanh, gió biển thổi lướt nhẹ qua, dạng này tràng cảnh làm say lòng người. Nơi xa còn có hải âu lướt qua mặt biển. Đoạn đường này đi cũng rất là thuận lợi. Một đường lên, là quân theo gió vượt sóng, bên trong cũng đã gặp qua một chút tu sĩ tranh đấu. Là quân đều không quá để ý tới. Tại năm ngày sau đó, là quân rốt cục đến ngọc giản phía trên nói tới hải ngoại tiên sơn. Ngọn tiên sơn này địa vực bao la, chung quanh còn có kết giới thủ hộ. Từ xa nhìn lại, thì như trên biển thiên cung. Đây chính là trang Sáng Cung. Trang Sáng Cung cô độc một mình ở nước ngoài, nhưng trong cung khí phách lại người nào không thua gì Vũ Hóa Môn cùng trời cao tông. Lúc này, tại Minh Nguyệt Cung rõ ràng trên đài ngắm trang Tiên vụ lượn lờ. Cái kia trang Sáng đài rộng lớn vô cùng, chừng 30.000 30 mét vuông. Tại Minh Nguyệt trên đài hư không, cũng là kim quang ẩn ẩn, xa xa xem xét, liền khiến người ta cảm thấy tốt một phái tiên môn cảnh tượng. Tại Minh Nguyệt trên đài có không ít tu sĩ ngay tại đàm đạo luận kinh. Đây đều là các nơi đến đây tán tu, bọn họ đều là vì đến cho trang sáng tiên tôn Trúc Thọ. Nói là chúc Thọ, thực cũng là nghĩ đến xem, có cái gì chỗ tốt có thể kiếm. Lần này trang sáng tiên tôn đại thọ xem như một trận tiên ra việc quan trọng. Là quần rơi vào đến rõ ràng trên đài ngắm trăng. Hắn hơi hỏi thăm một chút, liền mới biết được, nguyên lai trang sáng tiên tôn bên này trang sáng cung còn chưa đối ngoại mở ra, bởi vì cái này cách tiên tôn đại thọ thời gian còn có 8 ngày. Chỉ có một ít tai to mặt lớn danh ra, hoặc là đại phái nhân tài bị hứa có thể vào trang sáng trong cung, làm khách quý khoản đãi. Về phần ở bên ngoài đều xem như một chút tán tu. Trang sáng cung phương diện cho chúng tán tu an bài đồ ăn, còn chuẩn bị một chút lễ vật cùng đan dược. Nhưng cũng mong mọi người thông cảm, bởi vì nhiều người quá tạp, vì cam đoan trang sáng cung trật tự, không thể đem mọi người toàn bỏ vào. Những tán tu này nhóm không xa 10 ngàn dặm mà đến, thực cũng chính là vì điểm ấy chỗ tốt. Cho nên tự nhiên cũng sẽ không có cái gì so đo. Có phương pháp, đều tiến trăng sáng cung bên trong, không có đường thì đều đợi tại minh nguyệt trên đài. Những tán tu này nhóm bên trong cũng có hạng người tu vi cao thâm, chỉ là nội tình không rõ người, không có được bỏ vào đi. Nhưng là tại mừng thọ ngày đó, bọn họ vẫn là muốn có được trăng sáng tiên tôn chuẩn bị lễ vật. Giống la quân loại này, cũng coi là nội tình không rõ người, cho nên cũng là không vào được trang sáng cung. Đến nơi đây, ngược lại là có thể an tâm tu luyện. Trang sáng tiên tôn đã phát lệnh, ai đều không thể tại minh nguyệt cung bên trong sinh sự, nháo sự, người vi phạm giết không tha. Cho nên tại minh nguyệt cung phạm vi bên trong, ai cũng không dám làm giết người lướt bảo bối sự tình. Là quân cũng cảm thấy mình tựa hồ là đến sớm một chút, bất quá đến đâu thì hay đến đó. Hắn dứt khoát tìm cái đất trống, bắt đầu khoanh chân ngồi tĩnh tọa lên. Thời gian qua rất nhanh, rất nhanh liền qua 3 ngày. Trong 3 ngày này, lần lượt đều có tán tu đến đây, cái này quả nhiên là một trận có một không hai thịnh hội, cũng coi là tránh thức thần tiên tụ hội. La Quân đã triệt để dung nhập vào loại cuộc sống này bên trong, cũng thích ứng thân phận mới. Bất quá, tại xế chiều thời điểm, phát sinh một điểm nho nhỏ ngoài ý muốn. Cái kia chính là La Quân đang ngồi thời điểm, đột nhiên một nữ tử thanh âm truyền đến, đó không phải là ngày đó xuất thủ cứu chúng ta tiền bối sao. Thật sự là, bên cạnh mấy cái cái tu sĩ lớn tiếng nói, trong thanh âm bao hàm vui sướng. La quân mở to mắt, lập tức liền nhìn thấy phía trước trăm mét chỗ, cái kia một đám bị mình tại thương vân tẩu thủ hạ cứu ra các tu sĩ chính nhìn hướng bên này. Nói chuyện là cái kia thanh xuân tịnh lệ cô nương. Chỉ bất quá hôm nay, bọn này tu sĩ bên trong nhiều hai người. Một cái là một nữ tử, nữ tử kia xem ra 25-26 tuổi, nàng lấy đạo bào màu tím, một phái trưởng giả uy nghiêm. Nàng dung mạo tự nhiên là đẹp vô cùng, người tu đạo, đăng phong tạo cực người, dung nhan là tuyệt đối sẽ không xấu. Nữ nhân này, ung dung, quý khí, không giận tự uy, quả thực là phong độ tuyệt thế. Mà nữ bên người thân còn có một tên nam tử, nam tử trường thân ngọc lập, một bộ đạo bào màu trắng, có chút tiên phong đạo cốt nam tử này xem ra ngược lại là chừng 30 tuổi. Đương nhiên, người tu đạo số tuổi là nhìn không ra. Nam tử tu vi thình lình chính là cửu trọng thiên đỉnh phong. Về phần nữ nhân kia, nữ nhân tu vi là tầng 10 trung kỳ. Rất hiển nhiên, nữ nhân này cũng là thiên thủy phái trưởng môn, Yên Vân Nguyệt. Lúc này, Yên Vân Nguyệt khẽ nhíu mày. Nàng tiểu đệ tử, cũng chính là cái kia thanh xuân tịnh lệ nữ tử đảm nhiệm lệ ngay tại nhảy cấm không thôi nhị đệ tử cũng chính là tay kia cầm thanh liên thánh đăng cửu trọng thiên sơ kỳ đệ tử hắn gọi là ly hun ly hun nói với yên vân nguyệt sư phụ thật là vị tiền bối kia xuất thủ cứu chúng ta nếu không phải hắn xuất thủ chỉ sợ chúng ta đều đã mệnh tang ở chỗ nào thương vân tàu thủ hạ yên vân nguyệt gật gật đầu nàng nói ra tức là như thế chính là đại ân các ngươi theo ta đi gửi tới lời cảm ơn chúng đệ tử nói ra vâng sư phụ Yên Vân Nguyệt mang theo chúng đệ tử đi vào La Quân trước mặt. Đó là cái thực lực vi tôn thế giới. La Quân quả quyết không dám kiêu căng, cũng liền đứng dậy. Yên Vân Nguyệt bờ môi hồng nhuận phơn phớt tươi đẹp, nàng là cái vô cùng có quyết đoán cùng mị lực nữ tử. Lúc này, Yên Vân Nguyệt nói với La Quân, "Đạo hữu, ta chính là Thiên Thủy phái trưởng môn Yên Vân Nguyệt, nghe Văn Đạo hữu ngày trước từng xuất thủ cứu giúp qua ta mấy cái người đệ tử, lần này ân tình, ta vô cùng cảm kích." La Quân mỉm cười, nói ra, Vân Nguyệt đạo hữu khách khí, bất quá là trùng hợp sẽ, ta cũng là nhìn thương Vân Tẩu pháp bảo không tệ, bởi vậy muốn kiếm cái tiện nghi. Này cũng cũng không tính được cái gì ân tình. Yên Vân Nguyệt nao nao, nàng hiển nhiên là không nghĩ tới La Quân có thể như vậy thẳng thắn. Nàng liền cười nhạt một tiếng, nói ra, mặc kệ như thế nào, đạo hữu cứu ta các đệ tử, đây là sự thật. Lấy đạo hữu đánh bại Thương Vân Tẩu thực lực, nếu là tâm hắc một chút, liền đem ta đệ tử đánh giết đoạt bảo muốn đến cũng không phải việc khó. La Quân nói ra, tuy nhiên chúng ta tu sĩ đều là hám lợi, nhưng ta hành sự từ trước đến nay có việc nên làm, có việc không nên làm. Yên Vân Nguyệt nói ra, đạo hữu ngông nghênh kiên cường, ta rất là bội phục. Còn chưa thỉnh giáo đạo hữu xưng hô như thế nào. Đạo hữu tu vi cao thâm, liền thương vân tẩu cũng có thể đánh giết, chắc hẳn không phải vô danh chi bối. La Quân cười ha ha một tiếng, nói ra, ta chính là trong giang hồ một nhàn vân giã hạc, chỉ bất quá có chút khí vận, mới có được hôm nay một chút tu vi. Ở dưới lâm thiên sơn, lâu dài ở trên biển phiêu đắng, người xưng đoạt mệnh thư sinh. Đoạt mệnh thư sinh, Yên Vân Nguyệt cấp tốc tìm tòi trong đầu tin tức, nhưng hiển nhiên, nàng là tìm tòi không ra cái danh xưng này tới. Yên Vân Nguyệt cũng không lấy làm lạ, bởi vì nhiều như vậy tán tu, nàng không có khả năng đều biết thiên sơn đạo hữu cũng là đến cho trang sáng tiên tôn mừng thọ yên vân nguyệt chuyển mà nói rằng la quân nói ra đúng vậy a à, bất quá đáng tiếc ở dưới cũng coi là nội tình không rõ cho nên không có tư cách tiến vào trang sáng trong cung yên vân nguyệt nói ra không bằng thiên sơn đạo hữu cùng ta tất cả cùng đồng thời ta cùng trang sáng tiên tôn coi như có chút giao tình như thế liền đa tạ vân nguyệt đạo hữu la quân nói ra yên vân nguyệt mỉm cười nói ra ta quên giới thiệu đây là ta đại đệ tử đoạn thủy lưu. Đoạn thủy lưu ôm quyền từ tốn nói, thiên sơn đạo hiếu, đa tạ người cứu ta sư đệ sư muội nhóm. Hắn thái độ có chút lãnh đạm, mà lại, hắn tu vi là cửu trọng thiên đỉnh phong, tại la quân phía trên. Cho nên hắn quả quyết là không chịu hô la quân tiền bối. Có thể yên vân nguyệt cùng la quân ngang hàng tương giao, cái này lại để đoạn thủy lưu có chút xấu hổ. Cho nên đoạn thủy lưu tự dưng cũng có chút không nguyện ý cùng la quân tiếp xúc nhiều. La Quân không lấy làm lạ, chính mình cũng không phải NDT, khẳng định không có khả năng để mỗi người đều ưa thích. Khách khí, La Quân cũng liền ôm quyền. Sau đó, Yên Vân Nguyệt giới thiệu, mọi người cũng coi như là biết nhau. Về sau, Yên Vân Nguyệt cả đám thì mang La Quân hướng trang sáng trong cung đi đến. Minh Nguyệt cung có đệ tử 30.000, trong cung cùng sở hữu 18 điện. Mỗi một điện điện chủ đều là đương thời tuyệt đỉnh hạng người lần này trang sáng tiên tôn đại thủ, chính là minh nguyệt cung việc quan trọng. Giờ này khắc này, trang sáng tiên tôn vẫn chưa lộ diện, hết thảy tiếp đãi đều là từ chúng đệ tử đến làm thay. Là quân theo Yên Vân Nguyệt bọn người thuận lợi tiến vào Minh Nguyệt Cung. Minh Nguyệt Cung bên trong, sơn lâm vần quanh, từ không trung nhìn xuống đến xem 18 điện, tựa như tinh la kỳ bàn. 18 điện vây quanh hùng uy tráng lệ Minh Nguyệt Cung tiếp đãi Yên Vân Nguyệt chính là Minh Tuệ Điện Điện chủ trăm dặm Nguyệt thủ đồ Tả Tiểu Thanh. Tả Tiểu Thanh xem ra hơn 20 tuổi, tu vi chính là cửu trọng thiên đỉnh phong. Minh Nguyệt cung người, toàn bộ cũng không nhập thiên bảng bài danh. Ở nước ngoài tiên tiên, không lộ ra ngoài, không tham dự trung thổ thị thị phi phi. Cái này Tả Tiểu Thanh tu vi như thế, tướng mạo từ cũng là như thiên nhân. Một bộ váy trắng, không nhuốm bụi trần, nàng tiếp đãi Yên Vân Nguyệt lúc, không kiêu ngạo không tự ti, hữu lễ có tiết thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, là quân tiến vào minh nguyệt cung về sau, trong lòng không khỏi nói một câu xúc động. Về sau cả đám thì cưới mây đạp gió bay về phía minh tuệ điện. Minh tuệ điện tại phía nam trong núi rừng, lục lâm vần quanh trung gian minh tuệ điện, minh tuệ điện kiến tạo lộng lẫy, chỉ là phía trước cây ngân hạnh thì đẹp như tiên cảnh. Minh tuệ trong điện, đệ tử nhà cùng sở hữu hơn 300 ở giữa, trung gian minh tuệ điện giống như phía tây vương cung la quân chỉ cần đi tới loại này địa phương thì không khỏi cảm khái tiên ra khí phái những thứ này khí phái là phàm tục thế giới bên trong vương cung cũng không sánh nổi đến minh tuệ điện về sau yên vân nguyệt thì mang đại đệ tử đoạn thủy lưu đi gặp minh tuệ điện điện chủ trăm dặm nguyệt mà la quân đoàn người này liền bị tả tiểu thanh an bài đi phòng trọ vào ở tả tiểu thanh để cho thủ hạ người an bài nàng sau đó cũng liền rời đi la quân liền cũng liền trong phòng nghỉ ngơi một chút đến gian phòng kia rộng rãi sạch sẽ. Bể cửa sổ trước điểm đàn hương, cả phòng cho người ta cảm giác rất là thư sướng. Mở cửa sổ ra, liền có thể trông thấy bên ngoài rừng cây. Dạng này hoàn cảnh, tại thế giới bao la trong xã hội hiện đại lúc rất khó cảm nhận được. La Quân cũng không nghĩ nhiều, hắn khoanh chân ngồi ở trên giường bắt đầu tĩnh tâm tu luyện. U Minh cửu âm đồ bên trong trận pháp còn có rất nhiều không hoàn thiện, mặt khác, hắn đem tụ linh đan vung xuống đi, để chúng quỷ thôn phệ, những huyết ma đó thần cùng hắc ma thần cắn nuốt hung mãnh một chút. U minh nguyên thần cùng ngôi sao nguyên thần cũng ăn nhiều một ít. Sau khi ăn xong, bầy quỷ lại bắt đầu đối với đại phổ độ kim quang phù lục cầu nguyện cầu nguyện. Kim quang kia phù lục là càng phát ra lớn mạnh. Mỗi ngày đều có 100.000 quỷ hồn cầu nguyện, đây là la quân rất lớn một khoản tư bản. Chỉ một lúc sau, có minh tuệ điện nữ đệ tử đưa tới một chút nước trà còn có thức ăn. Nơi này thức ăn đều rất tinh tế, mật đào vừa lớn vừa tròn, còn tản mát ra tươi mát chi khí. Xem xét cũng là tiên gia chi vật, mà nước trà đều là dùng xương mai cùng cánh hoa đổ nấu ăn đi ra. Loại trà này nước cùng tiên gia chi vật ăn, cũng là người bình thường cũng có thể trở nên căn cốt bất phàm. Bởi vậy có thể thấy được, người bình thường cùng tiên gia ở giữa khác nhau rõ ràng. Theo ăn được mặt, liền đã đã định trước lẫn nhau ở giữa to lớn khoảng cách. Là quân cũng liền nhớ lại rất sớm trước nghe Trình Kiến Hoa nói qua một phen người ăn thịt dũng cảm mà hung hãn, người ăn rau trí tuệ mà khéo léo, chân khí giả thần minh mà thọ. Một cái giống loài lớn bao nhiêu thành tựu, cùng hắn ăn cái gì có quan hệ rất lớn. Làm La Quân nhảy ra phàm tục phạm vi về sau, chung quanh hắn tiếp xúc hết thảy đều sinh ra rất lớn khác biệt. Tại thế giới bao la thời điểm, thần đan là có thể ngộ nhưng không thể cầu thần vật. Nhưng là đến Thiên Châu, hắn thần đan cùng thiên đan đã là nhiều không thể lại nhiều. Đây là bởi vì Phạm Vi biến hóa tại thế giới bao la bên trong một cái thái hư bát trọng thiên cao thủ cơ hồ liền có thể đi ngang nhưng là thái hư bát trọng thiên cao thủ đến thiên châu về sau bất quá là cái tam lưu nhân vật cái này giống như là tại thế giới bao la bên trong tài phú vòng một giạc làm ngươi tiền lương bất quá là hai ba ngàn lúc quay chung quanh bên cạnh ngươi tụ lại tại bên cạnh ngươi phần lớn cũng luôn như vậy tiền lương giai cấp làm ngươi năm nhập một triệu về sau bên người phạm vi cũng sẽ có điều biến hóa ngươi sẽ nhìn thấy, nguyên lai like rất nhiều người đều là không kém năm nhập một triệu, thậm chí 10 triệu. Làm ngươi tăng lên đến ước vạn thời điểm, người thấy cũng đều là lên bảng phú hào. Phạm vi văn hóa là vạn pháp giống nhau, dùng tại ngày này châu cũng giống như vậy. Cũng tỉ như hiện tại thần đế những người này, bọn họ cũng không quá tiết vô cùng la quân dạng này người chơi. Bọn họ hướng tới là tiên giới, bọn họ trông thấy là thượng cổ thánh hoàng, trông thấy đều là những đại thần thông đó tuyệt thế cao thủ, nữ đệ tử lớn lên có chút xinh đẹp, bất quá tu vi mới thái hư tứ trọng thiên. Tu vi thấp, cũng chỉ có cái này phục thị nhân mạng. Thái hư tứ trọng thiên tại thế giới bao la còn là rất không tệ, có thể tại minh nguyệt trong cung, cái kia địa vị là thật thấp. Ngẫm lại, các nàng từ nhỏ đã ăn đan dược, đồng thời bị nghiêm ngặt huấn luyện chờ một chút, cho tới bây giờ cũng mới thái hư tứ trọng thiên, tiến độ này quả thực có chút chậm. Là quân đối với nữ đệ tử mỉm cười, nói ra tiểu cô nương xưng hô như thế nào nữ đệ tử không nghĩ tới la quân sẽ chủ động đáp lời nhất thời có chúc thụ sủng nhược kinh nàng lập tức nói hồi tiền bối ta gọi khâu linh la quân cười một tiếng nói ra khâu linh cô nương cảm ơn ngươi cho ta đưa những vật này tới ban đầu lần gặp gỡ một chút lòng thành hy vọng ngươi nhận lấy hắn xuất thủ cũng là hai cái thiên đan thuận tiện còn cho một miệng tiên kiếm cái này tiên kiếm phẩm chất là rất không tệ là la quân theo vũ hóa môn tảng chân các ngõ tới. Khâu Linh hơi hơi ngẩn ngơ, nàng trong mắt lóe lên vẻ mừng như điên, tiếp qua lễ vật, nói ra, đa tạ tiền bối biếu tặng. La quân mỉm cười. Khâu Linh các nàng những đệ tử này chuyên môn phục thị quý khách, mà xem như quý khách, hào phóng người đều sẽ cho một chút lễ vật. Đây là lễ nghĩa vấn đề, nhưng là giống La quân hào phóng như vậy xác thực không coi là nhiều. Như Khâu Linh những đệ tử này, các nàng chỗ có thể thu được tư nguyên cũng không tính nhiều. Mà cái này hai cái thiên đan có lẽ có thể trợ nàng trùng kích cảnh giới. Đây là chớ đại lễ vật. Tiền bối, ngài nếu như có gì cần, thì cứ nói với ta. Khâu Linh theo rồi nói ra. la quân mỉm cười, nói ra, được. Về sau, Khâu Linh thì lui xuống đi. la quân cho tới bây giờ cũng không phải là cái hẹp hỏi người, hắn rất hiểu tiểu nhân vật tâm lý. Không cần thiết không nên tùy tiện đắc tội tiểu nhân vật, bởi vì có lẽ trong lúc bất chi bất giác, bọn họ liền có thể cho ngươi phía dưới ngáng chân. Người hành tẩu giang hồ, càng là muốn phổ biến kết thiện duyên. Bởi vì có lẽ, kỳ ngộ ngay tại những này thiện duyên bên trong. Là quân tu luyện cũng không tính bình tĩnh, về sau, Yên Vân Nguyệt cùng nàng nữ đệ tử đảm nhiệm lệ trước tới bái phỏng. Là quân đứng dậy đón lấy, nói ra, Vân Nguyệt đạo hiếu. Yên Vân Nguyệt cười nhạt một tiếng. Đảm nhiệm lệ làm theo nói ra, xin ra mắt tiền bối la quân cũng liền cười nhạt một tiếng song phương vào chỗ về sau yên vân nguyệt nói ra thiên sơn đạo hiếu người lần này tới cho trang sáng tiên tôn mừng thọ đại khái cũng là vì cái kia hai kiện lễ vật a à. la quân nào nào lại là không nghĩ tới yên vân nguyệt sẽ như thế ngay thẳng hỏi vấn đề này hắn nhưng cũng không tị hiềm nói ra không sai yên vân nguyệt nói ra thiên sơn đạo Hữu người có người thủ đoạn mình điểm này ta là biết chỉ bất quá lần này thèm nhỏ dãi hai món bảo vật này người số lượng cũng không ít. Thiên Sơn đạo hiếu, người muốn đoạt được thủ lĩnh cũng cũng không dễ dàng. La Quân nói ra, điểm này ta tự nhiên biết, trên đời này lại cái kia có 10 phần chắc chín sự tình. Bất quá là làm hết sức mình, nghe thiên mệnh a. À. Yên Vân Nguyệt mỉm cười, nói ra, chúng ta tu đạo, đều là nghịch thiên mà đi. Không có loại này xông đi lên quyết tâm, cũng đến không tình trạng này. La Quân nói ra, Vân Nguyệt đạo hiếu, người đột nhiên đến đây nói với ta lên việc này, không biết vẻn vẹn cũng là hiếu kỳ a. À. Yên Vân Nguyệt cười nhạt một tiếng, nói ra, Thiên Sơn đạo Hữu đối với ta Thiên Thủy phái có ân, đã ngươi có chỗ cầu, ta Thiên Thủy phái làm toàn lực giúp ngươi. Là quân nào nào, hắn ngay sau đó thì minh bạch Yên Vân Nguyệt ý tứ. Đại khái Yên Vân Nguyệt là muốn cho đoạn thủy lưu đến giúp đỡ chính mình đi đánh bại một chút đối thủ. Là quân cười một tiếng, nói ra, Vân Nguyệt đạo hữu khách khí, ta làm việc luôn luôn ưa thích bằng bản sự của mình. Cầm được đến liền lấy, lấy không được cũng nhận mệnh. Đây chính là tại từ chối nhã nhận Yên Vân Nguyệt. Yên Vân Nguyệt cũng không để ý, nàng cười nhạt một tiếng, sau đó còn nói thêm, thiên sơn đạo hiếu, đây là một điểm nho nhỏ ý tứ, cũng mời ngươi nhận lấy. Nàng sau khi nói xong, liền trên bàn thả thêm một viên tiếp theo phòng bị tu di. Sau đó, Yên Vân Nguyệt cùng đảm nhiệm lệ cáo từ. Là quân cũng liền không lại giữ lại đối với cái kia phòng bị tu di, hắn không có chối từ. Hắn nghĩ, Yên Vân Nguyệt xuất thủ, hẳn là sẽ không quá keo kiệt đi. Đợi Yên Vân Nguyệt cùng đảm nhiệm lệ sau khi đi, là quân đem Yên Vân Nguyệt đưa cho phòng bị tu di cầm trong tay. Hắn tìm kiếm một phen, lập tức liền phát hiện bên trong chính là một trăm mai thiên đan, còn có một miệng ly thủy kiếm. Ly thủy kiếm phẩm chất cũng cũng không tệ lắm. Tuy nhiên lễ vật này biếu tặng cũng xem là tốt, nhưng là quân vẫn là thoảng qua thất vọng ngẫm lại cũng thế, thiên thủy phái dù sao cũng là cái tiểu môn tiểu phái, trưởng môn nhân đều mới tầng 10 trung kỳ tu vi. Tư nguyên cũng không tính rất phong phú, có thể xuất ra những thứ này cũng coi là tâm thành. Vừa nghĩ như thế, là quân cũng liền vừa lòng thỏa ý đem những vật này bỏ vào phòng bị tu di bên trong. Thời gian rất nhanh lại qua 4 ngày, cái này trong 4 ngày, là quân qua rất bình tĩnh, cũng đối minh nguyệt cung có nhiều một ít giải. Hắn rất nhiều giải đều là theo khâu linh chỗ ấy biết nàng còn biết nguyên lai trang sáng tiên tôn lại ra ngoài nghe nói là tiệc mừng thọ ngày đó mới có thể trở về la quân còn biết trang sáng tiên tôn dưới tay còn có tứ đại trưởng lão cái kia tất cả đều là đăng phong tạo cực cao thủ minh nguyệt cung bên trong toàn bộ đều là nữ đệ tử trong môn phái cũng không cấm lập gia đình chỉ bất quá cho dù là thành hôn về sau nhà trai cũng không thể nhập minh nguyệt cung bên trong mà lại thành hôn nữ đệ tử cũng sẽ bị mời cách minh nguyệt cung chỉ cho phép ngày Tết thời điểm trở về. Tối hôm đó, Trăng Sáng Tiên Tôn thủ tọa đệ tử Cách Thiên Như, cũng chính là Cách Thiên Điện Điện chủ mở tiệc chiêu đãi chư vị khách quý. Ngày mai cũng là Trăng Sáng Tiên Tôn tiệc mừng Thọ, hôm nay liền coi như là một cái nho nhỏ đáp tạ yến. Cách Thiên Điện chính là 18 điện đứng đầu, mà Cách Thiên Như thì là tầng 10 đỉnh phong cao thủ, cho tới nay đều tại thay thế Trăng Sáng Tiên Tôn trưởng quản Minh Nguyệt Cung. Cách Thiên Như uy nghiêm, đó là không thể tưởng tượng là quân dính yên vân nguyệt ánh sáng, cũng là may mắn tới tham gia trận này giả tiệc. Giả tiệc ngay tại cách thiên trong điện cử hành, cái kia cách thiên điện đại điện kim quang lượn lờ, thanh khí quay chung quanh, khí thế của tiên gia. Là quân cùng yên vân nguyệt bọn người đến đại điện thời điểm, trong đại điện đã khách mời tụ tập. Bên trong tòa đại điện kia, cửa hàng điêu long tử kim thảm, kim bích huy hoàng. Phía trên chỗ ngồi vô cùng tôn quý, một đầu điêu khắc bàn long quay chung quanh tôn tòa xem xét chính là vương giả khí tức. Phía dưới chỗ ngồi thì là lưu kim chế tạo, mỗi một chương chỗ ngồi đều lộ ra bức người quý khí. Đông đảo khách mời đều đã theo thứ tự vào chỗ, 18 điện điện chủ cũng toàn bộ đều tới. Tại cái này tôn đại thọ trước giờ, chúng đệ tử bận rộn nữa đều phải chạy về tới. Là quân an vị tại Yên Vân Nguyệt dưới tay, nhìn ra được, Yên Vân Nguyệt tuy nhiên nhập minh nguyệt cung bên trong, nhưng là nàng lần này đến mừng thọ người bên trong, địa vị tính không được rất cao chỉ là ngồi tại vị trí trung tâm. Quản dây cung sáo trúc vang lên, tiên nhạc từng trận, mỹ diệu phi phàm. Trung gian còn có một đám vũ cơ huyền chuyển nhảy múa, vì chúng khách mời biểu diễn trợ hứng. Mỗi tấm chỗ ngồi bên cạnh đều có tiểu trà mấy cái, cái này tiểu trà mấy cái cũng là kim ti nam mộc chế tạo, phía trên điêu khắc càng là sinh động như thật. Tại trên bàn trà, mỹ tử món ngon đều đã chuẩn bị phía trên. La Quân có chút hoảng hốt, hắn nhìn trong lúc này ở giữa vũ cơ khiêu vũ, nhìn bốn phía kim sắc vũ khí lượn lờ phảng phất giống như tiên cảnh hắn không khỏi đang nghĩ mình rốt cuộc là thân ở phương nào đây rốt cuộc là hư huyễn vẫn là chân thực đối với theo thế giới bao la đến từ nhỏ đều là tại vật lý thế giới bên trong trải qua la quân đột nhiên tạo hóa đến nước này hắn thường xuyên đều sẽ cảm khái mà tại minh nguyệt trong cung những tu sĩ này bọn họ làm theo là từ nhỏ thì ở trên mảnh đất này sinh trưởng từ nhưng đã là không cảm thấy kinh ngạc Yên Vân Nguyệt nhàn nhạt lạnh lùng, cũng không nhiều lời nói. Đoạn Thủy Lưu ngồi tại La Quân dưới tay, hắn cũng là ánh mắt lãnh đạm. La Quân có chút hang hái quan sát bốn phía. Cũng là tại lúc này, một tên áo xanh trường bào nữ tử xuất hiện, nàng là trong thiên điện đi tới. Nàng vừa ra tới, toàn trường liền đều an tĩnh lại. Những vũ cơ đó nhóm cũng liền đình chỉ biểu diễn. Nữ tử này đi đến thượng thủ ngai vàng, sau đó phất một cái tay áo dài, trực tiếp ngồi xuống hiện trường chúng tu sĩ toàn bộ đứng dậy các điện điện chủ cùng nhau hành lễ cũng nói tham kiến đại sư tỷ rất nhiều khách mời cũng hơi hơi hành lễ lấy đó đối nữ tử này tôn trọng nữ tử này búi tóc trải rất cao nàng dung mạo xinh đẹp mà lãnh đạm nàng trong con người giống như tinh thần đại hải đồng dạng rộng lớn mà thâm thúy nàng uy nghiêm nồng đậm khiến người ta không dám nhìn thẳng ánh mắt của nàng nàng chỉ là đơn giản xuất hiện không làm bất kỳ động tác gì lại làm cho người cảm thấy nàng là đại điện chủ này làm thịt la là quân liền biết nữ tử này chính là cách thiên điện điện chủ cách thiên như đồng thời nàng cũng là trang sáng tiên tôn thủ tọa đệ tử la quân nói thầm nữ tử này thật mạnh khí chàng cùng uy nghiêm nếu không phải ta sớm nghe tin tức không phải vậy lời nói ta cơ hồ muốn cho là nàng cũng là trang sáng tiên tôn cái này thủ tọa đệ tử còn như vậy uy nghiêm cái kia trang sáng tiên tôn nên cường hãn đến mức nào Cách thiên như nhưng cũng không kiêu căng, nàng hơi hơi đưa tay hướng xuống để ép, nói ra, chư vị sư muội không cần đa lễ, mời ngồi. Rất nhiều điện chủ sau khi ngồi xuống, cách thiên như nhưng lại đứng lên, nàng hướng rất nhiều khách mời hơi hơi hành lễ, liền ôm quyền, nói ra, chư vị khách quý không xa 10 ngàn dặm đến đây vì gia sư mừng thọ, ta vô cùng cảm kích. Hôm nay ta chuẩn bị rượu nhạt khoản đãi, nếu có không chu toàn chỗ, mong rằng chư vị khách quý rộng lòng tha thứ. Khách khí, thiên như đạo hiếu, có thể đến cho tiên tôn mừng thọ, cũng là chúng ta phúc khí. Một chút các lão bằng hữu nhau nhau nói ra. Sau đó, chúng đều là ngồi xuống. Là quân một mực tại quan sát cách thiên như, hắn cũng không khỏi bội phục cách thiên nếu có lễ có tiết. Nàng trước ngồi xuống, mọi người bái nàng, đây là nàng uy nghiêm, cũng là mọi người đối minh nguyệt cung tôn kính. Nàng ngồi để các sư muội ngồi xuống, đây là đại sư tỷ phái đoàn. Nàng sau đó đứng lên cùng chúng khách mời khách sáo, đây là Minh Nguyệt cung lễ tiết. Khá lắm nước không lọt, La Quân nói thầm. Trận này yến hội tại Cách Thiên Như chủ trì xuống, liền cũng coi là chủ và khách đều vui vẻ. Tại Cách Thiên Như bên người còn đứng một nữ tử, nữ tử kia đã là tầng 10 sơ kỳ. Nữ tử này là Cách Thiên Như đại đệ tử, gọi là rời người phượng. Ngay tại yến hội chuẩn bị kết thúc thời điểm, ngoài ý muốn đột nhiên xuất hiện. Cách Thiên Như ngồi ở vị trí đầu, ánh mắt phát lạnh, nàng liếc nhìn mọi người tại đây đột nhiên nghiêm nghị quát nói, lăn ra đến. Chúng đều là giật mình, không hiểu cách thiên nếu vì gì tức giận. Muốn đi, cách thiên như lông mày nhướn lên, ngón tay nhất trà sát, nhất thời, từ trường phun trào. Đại môn kia chỗ từng cái từng cái cương phong bạo liệt, hình thành một đạo vô hình lưới. Ngày này cương đao võng chính là cách thiên điện đạo tràng, người như mạnh mẽ xông tới, bổn tọa liền đem tất cả lực lượng hóa làm một điểm, điểm nhập bên trong thân thể ngươi cách thiên như lạnh giọng nói ra. Mọi người nhưng đều là không rõ ràng cho lắm, không biết hiện trường bên trong phát sinh thứ gì. Cũng là tại lúc này, giữa sân trống rỗng xuất hiện một người. Quản sợi trúc dây cung rất vui đều đã ngừng, mà vũ cơ nhóm cũng kinh hoàng tránh ra. Cái kia trống rỗng xuất hiện người là một lão giả, lão giả xem ra hơn 60 tuổi, lấy một thân vải thô áo. Lão giả này tu vi nghiêm chỉnh đã là tầng 10 đỉnh phong, chính là là tuyệt đối tuyệt đỉnh cường giả hắn lúc này trên thân liền cũng liền tản mát ra uy nghiêm tới. Trước đó, hắn vẫn luôn bên trong liếm khí tức. Nguyên lai là Long Đạo Nhân, cách thiên như lạnh lùng nói ra, Long Đạo Nhân, chắc hẳn ngươi vừa mới ẩn tàng thân hình thì là dựa vào ngươi món kia chăm sắc vô ảnh áo đi. La Quân lập tức nhớ lại, lúc trước hắn là trông thấy Long Đạo Nhân. Long Đạo Nhân cố ý tuyển cái không quá thu hút vị trí ngồi. Cái này Long Đạo Nhân chính là tuyệt đỉnh cao thủ, khó trách hắn làm tiểu động tác, chúng ta lại cũng không biết. Là quân thầm nghĩ, chỉ là, hắn cuối cùng vẫn là trốn không thoát cách thiên như pháp nhãn. Long đạo nhân hướng cách thiên như cười một tiếng, nói ra, thiên như đạo hiếu, lão phu muốn xé rách ngươi ngày này cương đau vóng, cũng không tính khó. Nhưng là lão phu không có làm như thế, là bởi vì lão phu cảm thấy, giữa chúng ta, cũng không thù hận. Cách thiên như lạnh hừ một tiếng, nói ra, Long đạo nhân, chúng ta minh nguyệt cung cùng, cùng ngươi làm không giao tình, Ngươi hôm nay tới đây làm khách, Minh Nguyệt cung cũng cho ngươi tôn kính. Nhưng ngươi thế mà tại bổn tỏa trên yến hội, trong bóng tối thi triển siêu hồn thuật, làm chút tiểu động tác. Chẳng lẽ ngươi cho rằng Minh Nguyệt cung không dám giết ngươi? Long đạo nhân mỉm cười, nói ra, thi triển siêu hồn thuật thật là lão phu không đúng, lão phu ở chỗ này hướng lên trời như đạo hữu ngươi chịu nhận lỗi. Lão phu lần này đến đây, chính là thành tâm vì tiên tôn mừng thọ. Chẳng lẽ Thiên Như đạo hữu liền muốn bởi vì chút chuyện nhỏ này chu sát lão phu? Cái này không còn gì để nói đi. Dù cho Long đạo nhân chính là một phương bá chủ, nhưng tại cách Thiên Như nhìn gần xuống, lại cũng không dám ngông cuồng. Cách Thiên Như dò xét Long đạo nhân liếc một chút, trong nội tâm nàng tự nhiên cũng có so đo. Một cái tầng 10 đỉnh phong cao thủ, thực lực là cực kỳ khủng bố. Tuy nhiên tầng 10 trung kỳ cùng tầng 10 đỉnh phong chỉ cách nửa cái cảnh giới. Nhưng là tầng 10 đỉnh phong cao thủ có thể ép giết hai cái tầng 10 trung kỳ cao thủ. Cách Thiên như tự nhiên biết, các nàng Minh Nguyệt cung toàn lực xuất thủ, tuyệt đối có thể giết Long đạo nhân. Nhưng lại cũng muốn cố kỵ tại cùng Long đạo nhân đọ sức bên trong, tổn thương Minh Nguyệt cung. Một cái tầng 10 đỉnh phong cao thủ thủ đoạn bảo mệnh cùng liều mạng thủ đoạn là vô pháp tưởng tượng. Không đến bất đắc dĩ, người nào cũng không nguyện ý cùng tầng 10 đỉnh phong cao thủ vạch mặt cách thiên như trăng sáng cung tự nhiên là có thể chấn áp long đạo nhân, chỉ là cân nhắc đến một ít hậu quả, nàng cảm thấy không cần thiết làm như vậy. Long đạo nhân cũng có hắn cân nhắc, hắn như vừa mới xông vào, chỉ bằng thiên cương đao võng tuyệt là ngăn không được hắn. Long đạo nhân cũng biết, chỉ cần mình chịu thua, minh nguyệt cung tại tiên tôn đại thọ trước đó, khả năng không lớn hội đại khai sát giới. Dù sao, Long đạo nhân thực lực là bầy ở chỗ này. Long đạo nhân, cách thiên nếu nói nói, tất cả mọi người là người biết chuyện, người đến cùng phải hay không thành tâm vì gia sư mừng thọ, bổn tỏa tâm lý rõ ràng. Còn ngươi đi tới nơi này, đến cùng là cái gì mục đích, bản này tòa cũng không biết. Cũng không muốn có biết, hiện tại bổn tọa mời ngươi rời đi nơi này. Cách thiên như cũng coi là mở một mặt lưới. Lòng đạo nhân tự nhiên cũng không dám không thức thời, hắn nói ra, đã như vậy, vậy lão phu cáo từ. Hắn quay người thì rời khỏi thiên điện. Sau đó, Yến hội cũng liền tán. Long đạo nhân cái này vừa ra có vẻ hơi đột ngột, nhưng cũng không có người nói lên đến, gia hỏa này đến cùng là vì cái gì? Nhưng là rất hiển nhiên, hắn là có mục đích, hắn tựa hồ tại tìm kiếm một vài thứ. La Quân trong lòng cảnh giác lên, hắn thầm nghĩ, chẳng lẽ cái này Long đạo nhân cùng Vũ Hóa môn có liên quan? Là Vũ Hóa môn xin nhờ hắn đến điều tra. Không thể không nói, La Quân trực giác rất chính xác. Hắn nghĩ như Long Đạo Nhân thật sự là vũ hóa môn tìm đến, như vậy cái này Long Đạo Nhân nhất định là có chỗ hơn người. Có lẽ hắn có thể phá vỡ nhanh nhạy hòa thượng chỗ thi triển linh thai quyết. Chính mình có khả năng đã bại lộ. Là quân tâm niệm thay đổi thật nhanh, hắn thầm nghĩ, xem ra chính mình là không thể lạc đàn. Không phải vậy cái này Long Đạo Nhân quay đầu lại giết một thương, chính mình chết như thế nào đều không rõ ràng. Yến hội sau khi kết thúc, là quân liền theo Yên Vân Nguyệt trở về Minh Tuệ Điện lòng đạo nhân tựa hồ là đang tìm thứ gì trở về trên đường đoạn thủy lưu nói với yên vân nguyệt yên vân nguyệt gật gật đầu nói ra hắn siêu hồn thuật rất lợi hại liền làm sư đều không có phát giác được siêu hồn thuật đây là cái gì thuật pháp la quân nhịn không được hỏi yên vân nguyệt yên vân nguyệt nói ra lòng đạo nhân lấy siêu hồn thuật thành danh danh xưng có thể tìm khắp chư thiên thế giới trên đời này liền không có hắn tìm không thấy đồ vật siêu hồn thuật dựa vào mẫu dạng sự vật lưu lại, sau đó liền có thể một đường tìm kiếm. Mà lại, hắn siêu hồn thuật đối địch lên, lôi kéo người sống hồn phách. Hiểu rõ đối thủ thần thông càng là lợi hại. La quân trong lòng siết chặt. Yên Vân Nguyệt Nhị đệ tử Ly Hun nói ra, lòng đạo nhân lá gan cũng quá lớn, lại dám tại cách thiên như tiền bối dưới mí mắt thi triển siêu hồn thuật. Yên Vân Nguyệt nói ra, chắc hẳn Long đạo nhân đến nơi này chính là vì tìm thứ nào đó, hắn một mực tại tìm kiếm lại không có tìm được. Hôm nay vừa vặn cách thiên như đạo hữu cử hành giả tiệc, đem tất cả mọi người tập hợp một chỗ, cho nên Long Đạo Nhân mới binh được nước cờ hiểm. Chỉ là đến cùng hội là cái gì, đáng giá Long Đạo Nhân bốc lên lớn như thế hiểm đâu. Ly Hun nói ra, nhiều cơ hội là, chờ ngày mai tiên tôn tiệc mừng thọ hoàn tất, hắn lại lục soát cũng không muộn a. À. Đoạn Thủy Lưu nói ra, có phải hay không là, có đồ vật gì là không thể đợi đến ngày mai tiệc mừng thọ. La Quân trong lòng kinh hãi. Hắn tại cái này một cái chớp mắt cơ hồ có thể khẳng định, cái này Long đạo nhân cũng là Vũ Hóa môn mời đi theo hỗ trợ tìm tinh thần toa. La Quân ngẫm lại yên vân nguyệt lời nói, cái này siêu hồn thuật đã như vậy lợi hại, chỉ sợ Lai Lịch mình rất có thể đã bị Long đạo nhân làm rõ ràng. Như vậy Long đạo nhân sẽ đi hay không mà quay lại đến xuống tay với chính mình đâu. Trở lại Minh Tuệ điện về sau, mỗi người trở lại về phòng của mình. La Quân tâm lý có chút do dự hắn sợ chính mình về đến phòng bên trong ở nơi nào sẽ có long đạo nhân đang đợi mình là quần có thể không cảm thấy trước mắt chính mình có thực lực có thể chống lại long đạo nhân vân nguyệt đạo hiếu tại hạ có chút vấn đề muốn hướng ngươi thỉnh giáo không biết người có thể lấy rời bước là quần nói với yên vân nguyệt yên vân nguyệt nao nao nàng cũng không có suy nghĩ nhiều liền nói ra tốt là quần kéo lên yên vân nguyệt tâm lý cũng yên lòng một chút về đến phòng bên trong về sau, là quân đầu tiên là điều tra, hắn điều tra cẩn thận tỉ mỉ, nhưng lại đều không có cảm nhận được Long Đạo Nhân chỗ. Nhưng La Quân cũng cũng không có vì vậy mà buông lỏng cảnh giác. Cái kia Long Đạo Nhân tu vi cao thâm, hơn nữa còn có chăm sắc vô ảnh áo dạng này pháp bảo, cái kia quả nhiên là khó lòng phòng bị. Thiên Sơn Đạo Hiếu, người có vấn đề gì muốn thỉnh giáo? Yên Vân Nguyệt nói ra. La Quân liền nói ra, Vân Nguyệt Đạo Hiếu, người nhìn có khả năng hay không, cái kia long đạo nhân giờ phút này cũng không hề rời đi. Mà là dựa vào chăm sắc vô ảnh áo tiếp tục tiềm phục tại Minh Nguyệt Cung bên trong. Yên Vân Nguyệt hơi hơi ngoài ý muốn nhìn La Quân liếc một chút, nàng nghĩ đến cái gì, nói ra, đạo hữu người tựa hồ đối với Long Đạo Nhân sự kiện này có chút quan tâm, chẳng lẽ Long Đạo Nhân muốn tìm đồ cùng đạo hữu người có liên quan gì? La Quân nói ra, không dối gạt phân Nguyệt đạo hữu, nếu như ta không có đoán sai lời nói, cái kia thật là cùng ta có chút quan hệ, yên vân nguyệt bị kinh ngạc nói ra thiên sơn đạo hiếu người cầm long đạo nhân thứ gì la quân nói ra ta thật không có cầm tới vật gì tốt chỉ bất quá ta nghĩ đến chỗ này lần chính là trang sáng tiên tôn đại thọ sau đó ta đi vũ hóa môn một chuyến vụng trộm đem cái kia tinh thần toa lấy ra dự định tại ngày mai tiệc mừng thọ phía trên đem vật này đưa cho trang sáng tiên tôn tinh thần toa yên vân nguyệt nói ra người nói thì là năm đó tiên tôn cùng vũ hóa môn trở mặt thừa số tinh thần toa la quân nói ra không sai yên vân nguyệt nói ra tinh thần toa đã tan nát la quân nói ra thật là tan nát ta nghĩ đến tiên tôn phúc phận tứ hải trên tay khẳng định không kém chúng ta một chút lễ vật mà cái này tinh thần toa lại xem như có đặc thù hàm nghĩa ta ngược lại không có hiểu rõ cái này long đạo nhân cùng vũ hóa môn ở giữa có quan hệ gì tại sao có long đạo nhân đến đây Yên Vân Nguyệt nói ra, lòng đạo nhân cũng không thuộc về Vũ Hóa môn người. Bất quá ta biết Long đạo nhân cùng Vũ Hóa môn một vị thái thượng trưởng lão là bạn bè cũ. Minh Nguyệt cung cùng Vũ Hóa môn là tử thù, cho nên Vũ Hóa môn người quả quyết không có khả năng đến cái này Minh Nguyệt cung bên trong tới. Vừa vặn Long đạo nhân lại có mạnh đại siêu hồn thuật, bởi vậy Vũ Hóa môn người xin nhờ Long đạo nhân đến đây, ngược lại cũng chẳng có gì lạ. Vân Nguyệt đạo hiếu người nói có thể hay không giờ phút này Long Đạo Nhân thì giấu ở chúng ta chung quanh đâu. La Quân bỗng nhiên nói ra. Yên Vân Nguyệt trong lòng hơi động, nàng tại cái này một cái chớp mắt, rốt cuộc minh bạch La Quân vì cái gì gọi nàng tới. Yên Vân Nguyệt trầm ngâm một cái chớp mắt, sau đó nói, Long Đạo Nhân có chăm sắc vô ảnh áo, tăng thêm hắn tu vi công tham tạo hóa, chỉ sợ hắn như thật có lòng ẩn tàng, người cùng ta đều phát hiện không. La Quân nói ra, ta nhìn ta cần hiện tại liền đem cái này tinh thần toa hiện lên cho cách thiên như đạo hiếu kể từ đó tuyệt cái này long đạo nhân tưởng niệm yên vân nguyệt nhìn la quân liếc một chút nàng cũng là người thông tuệ chỗ đó không biết la quân là đang thử thăm dò cùng bức bách long đạo nhân đây nếu như long đạo nhân ở chỗ này ẩn tàng như vậy giờ phút này long đạo nhân thì không thể không đi ra bởi vì la quân một khi đem sao trời con thoi giao ra về sau như vậy Long Đạo Nhân tới nơi này thì một điểm ý nghĩa đều không có. Tốt, Yên Vân Nguyệt nói ra. Nàng đã nhận La Quân nhân tình, lúc này điểm ấy bận bịu vẫn là muốn giúp. La Quân lập tức liền cùng Yên Vân Nguyệt dự định rời đi. Liền cũng tại lúc này, một cái âm trầm âm thanh vang lên. Yên Vân Nguyệt, người thiên thủy phái bất quá là cái tiểu môn tiểu phái. Tại loại này trái phải rõ ràng phía trên, người cần phải hiểu rõ ngươi nếu là giúp cái này trộm đạo tiểu tặc như vậy về sau ngươi chính là vũ hóa môn cùng ta lòng đạo nhân địch nhân tiếng nói hạ thấp thời gian lòng đạo nhân thì xuất hiện tại cửa yên vân nguyệt cùng la quân bị kinh ngạc la quân thầm nghĩ nguy hiểm thật nguy hiểm thật nếu không phải cách thiên như tại trên yến hội phát hiện cái này lòng đạo nhân hôm nay ta chỉ sợ là chết cũng không biết chết như thế nào may mà ta nhiều cái tâm nhãn kéo lên yên vân nguyệt chỉ là yên vân nguyệt thực sẽ giúp ta sao yên vân nguyệt rất nhanh liền định thần lại nói ra lòng đạo nhân người thật lớn mật thế mà còn dám tại minh nguyệt trong cung lưu lại xem ra người thật đúng là không có đem minh nguyệt cung để vào mắt lúc này chỉ cần nơi này phát sinh đọ sức nhất định dẫn tới minh nguyệt cung cao thủ đến lúc đó chỉ cần thiên sơn đạo hữu lấy ra tinh thần toa như vậy hắn thì sẽ nhận được minh nguyệt cung toàn lực ủng hộ lòng đạo nhân cười lạnh một tiếng nói ra yên vân nguyệt lão phu đã dám ra đây ắt có niềm tin để cho các ngươi không có cách nào cầu cứu chỉ bất quá người yên vân nguyệt cũng là một thân tạo hóa lão phu không nguyện ý phí thêm chút công sức ngươi chỉ cần mặc kệ chuyện này lão phu hôm nay chẳng những sẽ không làm khó ngươi còn có thể đưa ngươi không ít chỗ tốt yên vân nguyệt cũng là cười lạnh nói ra thật cuồng không khí lòng đạo nhân ta coi như không phải đối thủ của ngươi nhưng ngươi muốn lặng yên không một tiếng động ở chỗ này giải quyết ta Tốt tốt tốt, ta hôm nay ngược lại muốn xem xem ngươi đến cùng có thủ đoạn gì. Long đạo nhân sắc mặt lạnh xuống, nói ra, Yên Vân Nguyệt, ngươi là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Yên Vân Nguyệt nói ra, không sai. Long đạo nhân không nghĩ tới Yên Vân Nguyệt cư nhiên như thế cường ngạnh, cái này khiến hắn không kịp chuẩn bị. Hắn sau đó thì có chút kỳ quái nói ra, Yên Vân Nguyệt, lão phu hôm nay ngược lại là kỳ quái, chúng ta người tu đạo, chỉ nói lợi ích, không nói nhân tình ngươi che chở tiểu tử này, ngươi có chỗ tốt gì? Chẳng lẽ hai người các ngươi ở giữa có cái gì nhận không ra người hoạt động? Yên Vân Nguyệt Mỹ lệ gương mặt bên trên nhất thời thoáng hiện nộ khí, nàng nói ra, lòng đạo nhân, ngươi tâm tư bẩn thỉu liền đem người khác cũng muốn đến như ngươi như vậy ác tha. Hiện tại ngươi tốt nhất tự động rời đi, không phải vậy lời nói. Tự gánh lấy hậu quả. Long đạo nhân hít sâu một hơi, hắn nói ra, lão phu hôm nay đến đây, không vì giết người hắn đón đến, nói với La Quân, tiểu hậu sinh, ngươi chỉ cần đem sao trời con thoi giao ra. Như vậy ngươi trước trộm cắp sự tình, vũ hóa môn có thể không tính toán với ngươi. La Quân cười lạnh, nói ra, uổng cho ngươi nghĩ ra, ta như là đã bốc lên thiên hạ to lớn bộc trực làm chuyện này. Nếu như bây giờ lại đem sao trời con thoi giao về, ta chẳng phải là ăn cơm no không chuyện làm. Long đạo nhân liền cũng biết muốn La Quân ngoan ngoãn giao ra tinh thần toa là muôn vàn khó khăn, bởi vì La Quân như là đã đắc tội vũ hóa môn. Như vậy lại còn trở về, thật là mình tìm cho mình khó chịu. Nhưng nếu như đem sao trời con thoi giao cho trăng sáng tiên tôn, cái này cũng có thể cũng là một cái thiên đại công lao. Long đạo nhân hít sâu một hơi, hắn biết hôm nay đoạn khó thiện. Ngay sau đó đột nhiên trong mắt quang mang đại thịnh. Cái kia một cái chớp mắt, La quân cùng Yên Vân Nguyệt không tự chủ được nhìn về phía Long đạo nhân đôi mắt. Thấy rõ ràng lúc, La quân bị kinh ngạc, bởi vì Long Đạo Nhân trong con ngươi lại có một cái thế giới hình dáng. Là quân cùng Yên Vân Nguyệt còn không có biết rõ ràng là chuyện gì xảy ra, hai người bọn họ xung quanh hoàn cảnh đã phát sinh biến hóa. Bốn phía chính là bóng đêm vô tận, mà lại liếc một chút nhìn không thấy cuối cùng. Hừ hừ, Long Đạo Nhân thanh âm tại trong hư vô vang lên, hắn nói ra, nơi đây chính là lão phu hồn phách thai khó thế giới, nơi này thời gian, quy tắc, không gian toàn bộ đều là từ lão phu đến quyết định. Coi như trong này qua một trăm năm, một vạn năm, bên ngoài có lẽ mới qua một phút đồng hồ mà thôi. Các ngươi đã tiến đến, cái kia liền chuẩn bị chịu chết đi. Hồn phách thai khó thế giới. La quân thầm nghĩ, chẳng lẽ là cùng hắc ám mạn đồ la đồng dạng nguyên lý. Chỉ bất quá, giống như Lam tử y hắc ám mạn đồ la còn không có đạt tới có thể cải biến không gian, thời gian quy tắc cấp độ. Đó cũng không phải Lam tử y không bằng cái này long đạo nhân, mà là ta thi triển hắc ám mạn đồ la trung quy là không bằng lam tử y, long đạo nhân, ngươi siêu hồn thuật quả nhiên lợi hại. ngay tại vừa mới cái kia một cái chớp mắt liền đem chúng ta não vực tinh thần thu nhiếp đến người hồn phách thai khó thế giới bên trong. yên vân nguyệt lạnh giọng nói ra, có điều chỉ bằng một chiêu này chỉ sợ còn không làm gì được chúng ta. long đạo nhân cười lạnh nói ra, yên vân nguyệt, lão phu hôm nay không sẽ giết ngươi, trước đó đã cho ngươi cơ hội. Hiện tại ngươi liền chuẩn bị bị lão phu thu phục, sau đó cho lão phu làm rửa chân nha hoàn đi." Cuồng vọng, Yên Vân Nguyệt nghiêm nghị quát lớn. "Đi!" La Quân đột nhiên lên tiếng. Sau đó, Yên Vân Nguyệt chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng, nàng và La Quân đã trở lại thế giới chân thật bên trong. Long đạo nhân trên mặt nhất thời giống như giống như gặp quỷ. "Các ngươi, cái này sao có thể?" Long đạo nhân một mặt không thể tin. La Quân cười lạnh, nói ra điểm ấy trò vặt cũng muốn đối phó chúng ta nằm mơ. Nguyên lai là quân cẩn thận thể ngộ về sau liền phát hiện long đạo nhân cái này hồn phách thai khó thế giới cùng cái kia ngôi sao ngưng hoa thuật có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Chỉ bất quá là quân ngôi sao ngưng hoa thuật chỉ có thể đối phó người bình thường tỉ như không có tu vi gì. Về sau hắn chiêu này rất khó mê hoặc chân chính cao thủ, cho nên hiện tại hắn cơ bản không có dùng qua đây cũng không phải ngôi sao ngưng hoa thuật không được, mà là bởi vì La Quân không có hấp thu qua tránh thức ngôi sao tinh túy, càng không có luyện hóa thành ngôi sao mê thất không gian. Không phải vậy lời nói, ngôi sao ngưng hoa thuật tuyệt không tại cái này hồn phách thai khó dưới thế giới. La Quân mặc dù không có tập được tránh thức ngôi sao ngưng hoa thuật, nhưng là hắn lại căn cứ ngôi sao ngưng hoa thuật nguyên lý cấp tốc tướng hồn phách thai khó thế giới cho phá giải. Vốn là, lòng đạo nhân bước kế tiếp liền sẽ đối hai người này xuất thủ tại hắn thế giới bên trong hắn nguyên khí cùng pháp lực vô hạn tuyệt đối có thể đem la quân cùng yên vân nguyệt trí nhớ hao hết thậm chí là mài chết đây là một loại trí nhớ so đấu nhưng là hiện tại la quân lại cùng yên vân nguyệt trong nháy mắt đi ra cái này khiến long đạo nhân sắc mặt biến đổi lớn long đạo nhân tự nhiên là không sợ yên vân nguyệt cùng la quân dù cho hai người này liên thủ hắn cũng có thể đem đánh giết nhưng là nơi này lại là minh nguyệt cung hắn sợ hãi là minh nguyệt cung cao thủ Long đạo nhân thở dài một hơi, liền biết hôm nay là không có cơ hội. Quay người thì muốn rời đi. Là quần ánh mắt phát lạnh, đột nhiên thì xuất thủ. Hắn không phải hướng Long đạo nhân xuất thủ, mà chính là ngưng tụ đại hắc đan, trong nháy mắt thì hướng nóc nhà đánh giết tới. Âm ầm, nóc nhà trong nháy mắt vỡ vụn, thậm chí cả phòng đều hiện ra đổ sụp chi thế. Là Quân cấp tốc kéo yên vân nguyệt tay, nói ra, đi. La Quân cùng Yên Vân Nguyệt cấp tốc xông phá nóc nhà, đến không chung. Trong bóng đêm, La Quân xé nát cổ hỏng hô lớn, lòng đạo nhân, người quá cản rỡ Lại dám tại Minh Nguyệt cung bên trong hành hung giết người, người cùng vũ hóa môn cùng một ruột, chẳng lẽ nghĩ đến đám các người có thể tại Minh Nguyệt trong cung dương oai sao? Yên Vân Nguyệt vội vàng ở giữa bị La Quân bắt tay, không khỏi khuôn mặt đỏ lên. Nàng trên không trung cấp tốc tránh ra La Quân tay. La Quân nói gấp, không có ý tứ. Vân Nguyệt đạo hiếu, nhất thời tình thế cấp bách, còn mời bỏ qua cho. Yên Vân Nguyệt lại là không để ý tới cái này gốc dạ, nói ra, người chiều này ngược lại là thông minh, chính là kẻ gây tai họa a. À. La Quân cười hắc hắc, nói ra, cái này Long đạo nhân nếu là còn sống rời đi, vô luận đối người đối với ta, đều là cực kỳ không ổn. Đến lúc này, cái kia Long đạo nhân chỗ đó có thể không biết La Quân an cái gì tâm. Hắn thầm mắng một tiếng, xoay người chạy lại là không có có tâm tư tìm đến La Quân phiền phức. La Quân lời nói quá ác độc, câu câu chu tâm, hoàn toàn là tại đem Long Đạo Nhân hướng tử lộ phía trên bức. Cái này Minh Nguyệt Cung bên trong 18 điện như thể chân tay, có đại thần thông cao thủ nhiều vô số kể. Giờ phút này Minh Tuệ trong điện náo ra động tĩnh lớn như vậy, lập tức đem Minh Nguyệt Cung cao thủ kinh động. Long Đạo Nhân muốn đi cũng đã là không kịp, cái kia Minh Tuệ điện điện chủ trăm dặm Nguyệt cái thứ nhất thì ngăn lại Long Đạo Nhân đường đi trăm dặm nguyệt tu vi chính là tầng 10 trung kỳ. Trăm dặm nguyệt một thân áo xanh đạo bào, nàng khuôn mặt đẹp đẽ, nhưng sắc mặt túc lạnh. Giờ phút này, hư không bên trong, trăm dặm nguyệt ngăn lại Long Đạo Nhân đường đi. Đồng thời, tà tiểu thanh cũng theo chạy tới. Long Đạo Nhân, người thật lớn mật, trước đó ta đại sư tỷ đã mở một mặt lưới, thả ngươi một con đường sống. Người giờ phút này thế mà còn dám tại minh nguyệt trong cung quấy rối. Trăm dặm nguyệt cả giận nói. Long đạo nhân lại không nhiều nói, hắn biết, lúc này nhất định phải liều mạng. Diệt hồn kiếm, Long đạo nhân tế ra một cây kiếm đến, kiếm này vừa ra, lập tức kiếm khí tung hoành ngoài trăm thước, trực tiếp chăm dặm nguyệt vị trí hiểm yếu. Long đạo nhân một kiếm này bên trong ẩn chứa cường đại sát ý, kiếm ý bành trướng cuồn cuộn, cấp tốc xâm nhập vào trăm dặm nguyệt trong óc. Tựa như là ôn dịch khuếch tán, muốn đem trăm dặm nguyệt tất cả tế bào toàn bộ diệt sát. Diệt hồn kiếm, tên như ý nghĩa, cũng là diệt hồn. Một kiếm này nếu là gặp phải La Quân, La Quân trực tiếp thì chết. Đây chính là tầng 10 đỉnh phong cao thủ chỗ kinh khủng. Chỉ là, trăm dặm nguyệt lại không phải dễ dàng, kiếm ý kia xâm nhập vào nàng não vực, nàng trong não vực tất cả tế bào não đột nhiên cùng nhau phát động, cường hãn vô cùng tinh thần lực lượng trực tiếp đem kiếm ý toàn bộ diệt sát. Long đạo nhân sau đó liên tiếp chém ra một ngàn kiếm đến. Trong nháy mắt, hiện trường bên trong liền thành kiếm hải cuồn cuộn kiếm kiếm chảm hồn diệt phách, một kiếm so một kiếm hung ác, đầy trời kiếm khí, nhiếp hồn cầm phách. Giữa sân phương viên ngàn mét nhấc lên cuồng bạo vòi rồng gió lốc đến, kiếm ý nổ tung, giống như khủng bố thiên tai, muốn trong nháy mắt đem trăm dặm nguyệt cùng tả tiểu thanh xé rách thành toái phiến. Đây chính là tầng 10 đỉnh phong cao thủ uy lực, là quân cùng Yên Vân Nguyệt ở ngoại vi cảm nhận được kiếm kia biển khủng bố, riêng là cái kia cuồn cuộn nhiếp hồn kiếm ý càng là làm người ta kinh ngạc run rẩy cái gọi là nhất kiếm quang hàn cửu trọng thiên nói chung nói cũng là loại này. Trăm dặm nguyệt nhíu mày, nàng cấp tốc tế ra pháp bảo đại thiên kính. Cái kia kính quang lóe lên, nhất thời tại nàng và tả tiểu thanh trước mặt hình thành quang hoa. Quang hoa hết thảy sinh ra chín tầng không gian, tất cả diệt hồn kiếm đều chém vào đến trồng chất trong không gian, lại là gần không trăm dặm nguyệt cùng tả tiểu thanh thân thể. Lòng đạo nhân lại không dây dưa, hắn lập tức lại muốn chạy. Ngay vào lúc này, cách thiên như thanh âm lạnh lùng truyền đến, lòng đạo nhân, người đi được sao? Ngay tại lòng đạo nhân trên không, cách thiên như xuất hiện. Cách thiên như giống như băng lãnh thiên thần, tay nàng chỉ kích động, tiếp lấy triển khai thiên cương chỉ pháp. Nàng trong nháy mắt điểm ra 7749 chỉ, 7749 nói thiên cương kiếm hình thành thiên cương kiếm lưới cấp tốc liền đem lòng đạo nhân bao phủ lại. Thiên cương kiếm lưới, kiếm ý cuồn cuộn cẩn trọng, vô cùng quy tắc, pháp tắc, tinh thần đều bị hòa hợp một lò lên trời không đường, xuống đất không cửa, la quân nhìn âm thầm líu lưỡi, đồng thời tâm đạo, cách thiên như chính là minh nguyệt cung đại sư tỷ nàng cái này 7749 nói thiên cương lưới chính là nàng suốt đời công lực cực hạt, 7749, mỗi một đạo thiên cương kiếm đều là một loại pháp tắc, cái này 7749 loại pháp tắc vừa vạn hình thành một cái vòng tròn. Đây là viên mãn. Long đạo nhân trong nháy mắt cũng cảm giác được cực đoan nguy hiểm, hảo lợi hại cách thiên như. Long đạo nhân nói thầm, Đồng thời, hắn bạo giống một tiếng, bắn ra một máu tươi tại diệt hồn trên thân kiếm. Máu tươi ngưng tụ tại diệt hồn trên thân kiếm, đen nhánh diệt hồn kiếm nhất thời biến thành hỏa hồng sắc. Oanh, diệt hồn kiếm tựa như là đạn hỏa tiến một dạng nổ bắn ra đi, mang theo vô cùng sóng nhiệt, hung hăng đụng vào thiên cương kiếm trên Internet. Thiên cương kiếm lưới chấn động mạnh một cái, nhưng lại như cũng không hư hao chút nào, cũng lại tiếp tục co vào nhiếp hồn cầm phách long đạo nhân trên đỉnh đầu thoát ra một đạo màu đen nguyên thần tới cái này nguyên thần gọi là nhiếp hồn nguyên thần nhiếp hồn nguyên thần mọc ra ba đầu sáu tay một sau khi đi ra lập tức xé rách lên thiên cương kiếm lưới tới thiên cương kiếm võng mãnh liệt chém giết nhiếp hồn nguyên thần nhiếp hồn nguyên thần chẳng những không có bị tổn thương ngược lại đem thiên cương kiếm lưới phủ lên thành màu đen song phương mãnh liệt chém giết cùng một chỗ cách thiên như thiên cương kiếm lưới cực kỳ hung hãn lại không phải Long Đạo Nhân dễ dàng như vậy phá vỡ. Nhưng Long Đạo Nhân nhiếp hồn cầm phách cũng vô cùng lợi hại, không ngừng phá hư thiên cương kiếm lưới pháp tác tinh thần. Hai đại cự đầu công sát, thắng bại cũng không phải nhất thời nửa khắc có thể phân ra tới. Bên trên bầu trời, mây đen cuồn cuộn, từ trường kịch liệt quấy, coi là thật coi là thập phương vân động. Cách thiên như vững vàng chiếm thượng phong, nhưng nàng muốn đem Long Đạo Nhân cầm xuống, hiển nhiên cũng không dễ dàng. Mà giờ khác này Long Đạo Nhân càng là âm thầm kêu khổ, trong lòng tự nhủ tiêu hoa ngươi lão thất phu này thật sự là đem lão phu hại thảm. Bây giờ lão phu xa rời thiên như áp chế không nói, chung quanh nơi này cao thủ vây quanh, lão phu chỉ sợ là muốn cắm ở chỗ này. Thiên như đạo hiếu, lão phu đến đây, tuyệt đối theo minh nguyệt cung không có ác ý gì. Còn mời đạo hiếu nghe lão phu giải thích, lão phu cũng nguyện ý bồi lên trọng lễ tả tội. Long đạo nhân nhịn không được hướng cách thiên như cầu xin tha thứ cách thiên như lạnh hừ một tiếng nói ra lòng đạo nhân bổn tỏa trước đó đã cho ngươi cơ hội thả ngươi một con đường sống không nghĩ tới ngươi lại ngu xuẩn mất khôn lấn ta minh nguyệt cung không người hôm nay ta lại có thể tha cho ngươi lão phu cùng ngươi liều lòng đạo nhân a à a à bạo giống một tiếng đón lấy diệt hồn kiếm nhất sốc hết ra cái kia nhiếp hồn nguyên thần trốn vào đến diệt hồn trong kiếm nhân kiếm hợp nhất lòng đạo nhân chém ra một kiếm oanh một đạo tung hoành thiên địa kiếm quang như ban ngày quán hồng cuồn cuộn vô cùng kiếm ý khủng bố nhiếp hồn pháp tắc một kiếm này ra rất nhiều không gian đều đang vặn vẹo thiên cương kiếm lưới pháp tắc cũng theo vỡ vụn răng rắc một tiếng thiên cương kiếm lưới trực tiếp bị xé nứt ra thế mà thiêu đốt nguyên thần để đạt tới một kiếm này cách thiên như cũng là bị kinh ngạc nàng khẽ nhíu mày khí tức có chút không đều đặn lên vừa mới lần này đối bính long đạo nhân có thể nói tổn thất nặng nề hắn đem nguyên thần thiêu đốt, đạt tới tránh thức nhân kiếm hợp nhất. Một kiếm này lực lượng cũng rốt cuộc đem cách thiên như thiên cương kiếm lưới vỡ ra tới. Giờ phút này Long Đạo Nhân thì muốn chạy trốn, nhưng là bốn phía dư điện chủ đều đã đến đông đủ, sao có thể làm cho Long Đạo Nhân rời đi? Điện chủ nhóm cấp tốc kết thành trang sáng hộ cung trận, đem Long Đạo Nhân gắn vào bên trong. Mặc cho Long Đạo Nhân pháp lực cao thâm, hắn lại thì căn bản đụng không ra cái này trang sáng hộ cung trận. Trên không trung, năng lượng màu vàng óng trận hình thành kết giới, lòng đạo nhân như điên cuồng giống như lần lượt trùng kích, nhưng mỗi lần đều bị đụng trở về. Cách thiên như cao cao tại thượng, nàng lạnh lùng nói ra, lòng đạo nhân, bổn tỏa khuyên ngươi không muốn uổng tốn sức. Ngươi như ngoan ngoãn hàng phục, bổn tỏa hôm nay có thể lưu ngươi một cái mạng, các loại sư phụ ta tiệc mừng thọ sau đó, liền chờ đợi sư phụ ta xử lý. Ngươi như lại ngu xuẩn mất khôn, liền đừng trách bổn tỏa đưa ngươi ngay tại chỗ giết chết. Long đạo nhân nghe vậy giật mình, khẽ giật mình, sau đó, hắn rốt cục an tĩnh xuống. Hắn đại khái là phát hiện, Cách Thiên Như lời nói cũng không phải là nói chơi vui. Lại như thế làm đi xuống, chính mình thì thật muốn chết. Đem Long đạo nhân cầm xuống, gặp Long đạo nhân thần phục về sau, Cách Thiên Như liền hạ lệnh. "Vâng, đại sư tỷ." Long đạo nhân bị cấp tốc chế phục, bắt đi. Cách Thiên Như nhìn La Quân cùng Yên Vân Nguyệt liếc một chút, sau đó nói, hai vị đạo hữu mà theo bổn tỏa tới là quân cùng yên vân nguyệt liền thì theo tới một đường đến cách thiên điện tại thiên điện bên trong cách thiên như tiếp kiến là quân cùng yên vân nguyệt chuyện gì xảy ra cách thiên như hỏi một tiếng sau đó nói hai vị đạo hữu mời ngồi là quân cùng yên vân nguyệt ngồi xuống yên vân nguyệt liền cười khổ một tiếng nói ra thiên như đạo hữu vị này đoạt mệnh thư sinh trên đường đã từng cứu qua ta các đồ nhi ta cảm niệm hắn ân đức cho nên liền mang theo hắn cùng một chỗ tiến minh nguyệt cung tới. Cách thiên nếu nói nói, ồ, nói như vậy lên, vị này đoạt mệnh đạo hữu cũng không phải là thiên thủy phái người. Là quân nói ra, ta xác thực không phải thiên thủy phái người, ta chính là một giới tán tu. Cách thiên nếu nói nói, đạo hữu đến đây, là vì cho sư phụ ta mừng thọ. Là quân nói ra, đương nhiên, tiên tôn phong thái, đương đại không ai bằng, ta lần này đến, cũng là nghĩ nhiễm tiên khí, cũng có thể đạt được tiên tôn huấn thị, nói không chừng sẽ để cho ta hiểu ra đây. Cách thiên nếu nói nói, sư phụ ta sẽ không tùy tiện huấn thị. Đến trăng sáng tiên tôn cái địa vị này, tựa hồ có thể có được huấn thị cũng là một loại vinh diệu. Yên Vân Nguyệt liền nói ra, thiên sơn đạo hữu ngược lại là có chuẩn bị, có lẽ tiên tôn hội nhìn với con mắt khác. Cách thiên nếu nói nói, hả, thật sao? Lần này Long Đạo Nhân đột nhiên đến đây, tựa hồ cũng là đang tìm vật gì đó ta hôm nay tại trên đại điện không có vạch trần, không nghĩ tới hắn về sau liền đi tìm các ngươi, nói như vậy lên, là vị này đoạt mệnh đạo hiếu cầm long đạo nhân đồ, vật. Cách thiên như sắc mặt cũng không tốt lắm, là quân là cái nhân tinh, đương nhiên cũng liền minh bạch cách thiên như là đang suy nghĩ gì. Cách thiên như hiển nhiên là cho rằng, là quân là tại kẻ gây tai họa, là gặp rắc rối mới đi đến minh nguyệt cung, là đang lợi dụng minh nguyệt cung. Không có người ưa thích bị người lợi dụng, cách thiên như cũng không ngoại lệ. La quân nói ra, thiên như đạo hiếu, ngươi không nên hiểu lầm, ta chỗ này, tuyệt không phải là vì kẻ gây tai họa, cũng không phải là vì đến đây tránh họa. Long đạo nhân tìm ta, chỉ bởi vì ta có một vật là muốn hiến cho tiên tôn làm lễ mừng thọ. Thứ gì, cách thiên như lập tức liền đến hứng thú. La quân nói ra, tinh thần toa. Cách thiên như nhân vật như vậy, nghe được tinh thần toa ba chữ lúc, cũng không nhịn được giật nảy cả mình nàng nhìn chăm chú hướng La Quân, nói ra, người thật đem sao trời con thoi tìm trở về. La Quân gật gật đầu, nói ra, không sai. Hắn nói xong cũng đem cái kia tinh thần toa toái phiến lấy ra, nói, còn mời thiên như đạo hữu xem qua. Cách thiên như một tay đem cái kia tinh thần toa toái phiến nắm bắt tới tay phía trên, nàng tường tận xem xét một lát sau, hơi hơi kích động nói ra, quả nhiên là tinh thần toa. Năm đó sư phụ ta bị vũ hóa môn người bức bách, tất cả đều là vì cái này tinh thần toa sư phụ ta dưới cơn nóng giận đem sao trời con thoi chấn vỡ, bây giờ sư phụ ta một nghìn đại thọ, đạo hữu người đem cái này tinh thần toa đưa lên. Ha 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 ha, cách thiên như nhịn không được cười ha hả nàng cười bên trong mang nước mắt, nói ra, cái này đại biểu cho chúng ta minh nguyệt cung địa vị càng ngày càng tăng, quy tiên A à đã trở thành quá khứ kiểu. Tốt, rất tốt, đạo hữu người đem cái này tinh thần toa cất kỹ, ngày mai lại dâng tặng lễ vật thời điểm đem dâng lên, sư phụ ta tất nhiên sẽ rất là hoan hỉ, đến lúc đó cũng thiếu không đạo hữu người tốt chỗ. Nàng sau khi nói xong, thì đem sao trời con thoi còn cho La Quân. La Quân nhìn thấy cách thiên như cái biểu tình này, liền cũng đã biết, chính mình cái này một cái xem như thành công. Hắn đem sao trời con thoi cất kỹ về sau, cách thiên như còn nói thêm, đoạt mệnh đạo hữu, người tu vi còn giống như là cửu trọng thiên trung kỳ. Bồn tọa ngược lại là cảm thấy kỳ, người là như thế nào đem sao trời con thoi cầm về phải biết lần này chúng ta không phải không động đậy cái này tinh thần toa đầu óc, muốn đi thu hồi lại lấy lấy sư tôn niềm vui. Nhưng là Vũ Hóa môn bên trong canh phòng nghiêm ngặt, căn bản không có cơ hội hạ thủ. Yên Vân Nguyệt cũng tò mò nhìn về phía La Quân. Cái kia Vũ Hóa môn bên trong canh phòng nghiêm ngặt, đừng nói là La Quân tu vi không thể nào đi vào. Chính là cách thiên như cũng không có bản sự này, lại nói khoa trương điểm, cũng là trang sáng tiên tôn cũng vô pháp đi Vũ Hóa môn đem sao trời con thoi lấy đi. Có thể hết lần này tới lần khác, là quân liền đem cái này tinh thần toa mang tới. Điều này không khỏi làm cho người xưng kỳ. Là quân biết, vấn đề này thật đúng là đến giải thích giải thích. Hắn liền nói ra, ta có chút đặc thù pháp môn, có thể ẩn tàng khí tức, cho dù là tuyệt đỉnh cao thủ cũng khó phát giác ta tồn tại. Tăng thêm ta am hiểu phá giải trận pháp, cái kia vũ hóa môn thủy chiều lên xuống đại trận cùng thủ hộ tàng chân các cửu cung kim tháp đại trận đều bị ta thần không biết quỷ không hay phá vỡ ra đến thời điểm gặp phải chút phiền phức, nhưng ta trốn ở trong rừng cây kia, bọn họ cũng lục soát tìm không được. Về sau, ta thì trực tiếp tới. Thì ra là thế, cách thiên như cười một tiếng, nói ra, muốn tại vũ hóa môn bên trong mạnh mẽ bắt lấy tinh thần toa xác thực không có khả năng. Đạo hữu người tinh thông trận pháp, lại am hiểu ẩn tàng khí tức, này cũng không kỳ quái. Chỉ là, đạo hữu người vì sao muốn cam mạo như thế kỳ hiểm đâu. Là quân nói ra, tại hạ nghe nói tiên tôn sự tích, đối tiên tôn rất là sùng bái hướng tới. Tăng thêm lần này đến đây chúc thọ, cũng nên chuẩn bị chút lễ mừng thọ, ngẫm lại, tiễn hắn một chút đồ chơi, tiên tôn chưa hẳn để ý. Sau đó ta liền nghĩ đến đi lấy tinh thần toa. Thế nhưng là ngươi làm như thế, lại thật to đắc tội vũ hóa môn. Chỉ sợ về sau vũ hóa môn sẽ đối với ngươi không chết không thôi. Cách thiên nếu nói nói, nguy cơ chính là cơ hội. Là quân nói ra, người tu đạo, chính là muốn tại trong nguy cấp tìm kiếm chân ý, nếu là một mực ham nhàn hạ, còn tu cái gì nói, luyện cái gì tâm. Không bằng đi làm người phàm phu tục tử tốt. Tốt, tốt, cách thiên như cười ha ha, nói ra, đoạt mệnh đạo hiếu, người lời ấy rất hợp bổn tỏa tâm ý. Người yên tâm, người cam mạo kỳ hiểm đoạt được tinh thần toa tới, minh nguyệt cung bình tĩnh sẽ không bạc đãi ngươi. Là quân đứng người lên, liền thở dài nói ra, như thế tại hạ liền liền đa tạ. Về sau, La Quân cùng Yên Vân Nguyệt hướng cách thiên như cáo tử, rời đi ly thiên cung. Ở ngoài sáng tuệ trong điện, chăm dặm Nguyệt một lần nữa vì La Quân an bài phòng nhỏ. Yên Vân Nguyệt khi đi nói với La Quân, ta thiếu thiên sơn đạo hữu ngươi, liền cũng coi như trả hết nợ đi. La Quân cười một tiếng, nói ra, ta chưa bao giờ nói qua, Vân Nguyệt đạo hữu ngươi có thiếu nợ ta cái gì. Yên Vân Nguyệt nói ra, cái kia không thể nói được, lần này tiên tôn lễ vật chúng ta thiên thủy phái cũng muốn toàn lực chiếm lấy. Đều bằng bản sự, La Quân cười cười, nói ra. Khác Yên Vân Nguyệt về sau, La Quân trở lại trong xương phòng. Ngày mai cũng là tiên tôn ngày đại thọ, đây là một cái tuyệt đối lễ lớn. Cho dù là La Quân kinh lịch nhiều như vậy, hắn cũng hơi có chút khẩn trương. Nếu như trang sáng tiên tôn cái kia hai kiện lễ vật rơi xuống trên tay người khác, cái kia La Quân tính toán đồng dạng chuyển đều xem như uổng phí mặc kệ như thế nào ta đều nhất định muốn đem cái kia hai kiện lễ vật nắm bắt tới tay la quân nói thầm chờ đến đến lễ vật về sau vũ hóa môn người chỉ sợ sẽ không bỏ qua ta hơn nữa còn có người khác cũng sẽ đối trong tay của ta đồ vật ngấp nghé ta có thể trực tiếp đem ngọc giản thiêu đốt thì tại minh nguyệt cung trang sáng đài chờ đợi chúng tinh điện người tới đón tiếp la quân âm thầm nói ra không được a à, la quân tâm đạo chúng tinh điện cũng không phải tuyệt đối cường đại sự tình lần này liên lụy quá lớn. Chúng tinh điện bàn nhược thiên chu cũng không phải tung hoành vô địch. Tới đón ta người, tu vi cũng không tính được quá cao. Tinh chủ tuy nhiên cường đại vô cùng, nhưng cũng không thể kịp thời đến đây tương trợ. Mệnh ta là chính ta, cũng không thể như thế qua loa. Ngẫm lại cũng là nguy hiểm, đến lúc đó ngồi lên chúng tinh điện đến đây tiếp La quân bàn nhược thiên chu. Lúc này Vũ Hóa môn đại thần thông trực tiếp xuất thủ đem bàn nhược thiên chu lấy đi cái kia La Quân đoán chừng cũng chỉ có chờ chết. Cho nên La Quân cảm thấy, ban đầu chờ đợi bàn nhược thiên chu đến đây cũng không an toàn. Nhất định phải tìm chỗ an toàn, xác định không có người theo dõi, như thế mới có thể triệu hoán bàn nhược thiên chu qua tới đón tiếp. La Quân hiểu được tu đạo pháp tắc, nhưng hắn càng hiểu được một cái khác đạo lý. Cái kia chính là dựa vào người nào cũng không bằng dựa vào chính mình. Có thể dựa nhất vĩnh viễn chỉ có chính mình. Nhanh nhạy hòa thượng, La Quân lần nữa tìm kiếm nhanh nhạy hòa thượng, nhanh nhạy hòa thượng y nguyên trầm mặc bất động, tựa như là một khỏa không có bất kỳ cái gì chỗ đặc biệt hạt giống một dạng. La Quân hơi hơi thở dài, đây cũng là hắn không thể làm gì sự tình. Một ngày này, rất nhanh liền đi qua. Sáng ngày thứ hai, là Quân rất sớm ăn điểm tâm. Sau đó liền được mời đi trang sáng đài xem lễ. Đây là một cái vui mừng hớn hở thời gian, là minh nguyệt cung đại hỷ sự. Còn chưa đi ra ngoài, liền có thể nghe được Minh Nguyệt Cung bên trong tiên nhạc từng trận. Minh Nguyệt Cung mỗi một cái trên điện đều răng đèn kết hoa, cực kỳ không khí vui mừng. La Quân cùng Yên Vân Nguyệt một đoàn người rất nhanh liền đi vào rõ ràng trên đài ngắm trăng. Cái kia trăng sáng đài lúc này đã biến một cái khác bộ dáng. Hai con thiên long dài đến ngàn trượng thì trên không trung đem chọn cái trăng sáng đài quay chung quanh lên. Rõ ràng trên đài ngắm trăng, long tức, long uy cuồn cuộn. Thật khí phái, La Quân lần thứ nhất trông thấy dạng này Đại Thiên Long. Cái này trang sáng tiên tôn đại thọ, thế mà thật phái hai đầu to lớn như thế Thiên Long đến trợ hứng, tiên gia khí phái a. La Quân trong lòng cảm khái. Không chỉ là La Quân trong lòng cảm khái, hắn tán tu cũng không nhịn được cảm khái. Tại Minh Nguyệt trên đài đã an bài rất nhiều lưu kim tọa vị, mỗi một chương trên chỗ ngồi đều là bàn long ngọa hổ. Tại vị trí cao nhất có một chương chỗ ngồi, tấm kia chỗ ngồi vô cùng tôn quý vừa nhìn liền biết là trang sáng tiên tôn vị trí. Tòa kia vị phía sau cũng là thiên long đầu lâu, thiên long ngoan ngoãn nằm ở nơi đó, nghe lời cực kỳ. 18 điện điện chủ, cùng minh nguyệt cung chúng đệ tử đều đã đến. Khách mời cũng toàn bộ tụ tập. Chúng khách mời theo thứ tự ngồi xuống, tai to mặt lớn nhân vật, đều được an bài đến gần phía trước vị trí. Còn những cái kia không có danh khí gì tán tu, làm theo được an bài tại lão đằng sau. Ở giữa chỗ, có một cái đài cao, trên đài cao kim sắc tiên vụ lượn lờ, bên trên bầu trời bay xuống mấy tên tiên nữ bắt đầu khiêu vũ trợ hứng. Những thứ này tiên nữ tự nhiên không phải chân chính tiên nữ, mà chính là 18 trong điện đệ tử. Những đệ tử này tu vi đều là cửu trọng thiên, chính là là có thể ngự không phi hành chủ. Tuy nhiên cửu trọng thiên cao thủ đều là cường giả, nhưng các nàng thân là tiên tôn đồ tử đồ tôn, tại tiên tôn tiệc mừng thọ phía trên, khiêu vũ trợ hứng, nhưng cũng không tính mất thân phận mỗi một chương ghế dựa phía trước, đều chuẩn bị tiên quả, tiên tử. Vân vân, mặc dù có chút tán tu là đến ăn trực, nhưng Minh Nguyệt Cung cũng không phải hàng khiển trách, toàn bộ lấy lễ đối đãi Cái này tiên tử chính là là chân chính Quỳnh Tương Ngọc Dịch, phàm nhân uống một miệng, bách bệnh toàn bộ tiêu tán, kéo dài tuổi thọ. Về phần tiên quả, cũng là ăn về sau, có thể gia tăng tu vi đồ tốt. Đây là một trận tiên ra việc quan trọng, tuy nhiên tiên quả cùng tiên tử không có cái kia trong chuyện thần thoại xưa bàn đào cùng tiên tử như vậy thần kỳ. Nhưng cái này tiên tử tiên quả cũng coi là bất phàm. Làm mặt trời mọc thời điểm, tiên nắng ban mai vẩy chiếu tại minh nguyệt trên đài. Tiên nắng ban mai xuyên thấu tiên vụ, để phiến thiên địa này càng thêm mỹ lệ hùng vĩ. Cũng là vào lúc này, chúng minh nguyệt cung đệ tử cùng nhau quỷ bái, cung nghênh sư tôn buông xuống. Là quân được an bài ở cạnh trước vị trí, hắn cùng Yên Vân Nguyệt ngồi rất gần. Lúc này, ồn ào hiện trường an tĩnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. La Quân ngẩng đầu đã nhìn thấy bên trên bầu trời, một mặt ngọc công tử phiêu nhiên rơi xuống. Cái kia mặt ngọc công tử xem ra bất quá 18 năm hoa, lấy màu trắng vươn người, đầu đội khăn vuông. Chợt nhìn, không khỏi làm người cảm thán, khá lắm ngọc diện lang quân. Nhưng tỉ mỉ xem xét, liền biết người công tử này chính là cái nữ nhi gia. Bất quá là trong đó tính cách ăn mặc mà thôi. Tốt xinh đẹp cô nương, La Quân trong lòng nhịn không được nói ra, đồng thời âm thầm ăn, tâm đạo, chẳng lẽ người này cũng là trang sáng tiên tôn. Cái kia mặt ngọc công tử rơi vào thượng thủ tôn chỗ ngồi. Chúng đệ tử lại bái, cung chúc sư tôn tiên phúc vĩnh hưởng, thọ cùng trời đất. Nàng quả lại chính là trang sáng tiên tôn, La Quân rốt cục khẳng định suy nghĩ trong lòng. Chỉ là là quân trong lòng trang sáng tiên tôn nói chung hẳn là uy nghiêm vô song, so cách thiên như khí chàng đều muốn đủ. Lại không nghĩ rằng luôn như vậy một cái mặt ngọc công tử dáng dấp. Nếu là tầm thường gặp phải ngọc này mặt công tử, là quân khẳng định sẽ coi là đây là nhà kia ngàn vàng không có việc gì chạy ra ngoài chơi đùa đây. Lúc này, chúng khách mời cũng chỉnh tề đứng người lên, cùng một chỗ chúc nói, cùng chúc tiên tôn thiên tuế đại thọ, tiên phúc vĩnh hưởng, thọ cùng trời đất. Là quân tự nhiên cũng không thể ngoại lệ, cùng theo một lúc chúc nói. Nghỉ về sau, cái kia trăng sáng tiên tôn thì đầu ngồi ở vị trí đầu, nàng môi đỏ khẽ mở, nói ra, chư vị khách quý, đường xa mà đến, Minh Nguyệt Cung trên dưới, cảm kích đã đến. Hôm nay Minh Nguyệt Cung nếu có bắt chuyện không chu toàn địa phương, cũng mời chư khách quý rộng lòng tha thứ. Nàng thanh âm rất nhẹ, nhưng lại chuẩn xác truyền đến mỗi người trong lỗ tai. Thì mấy câu nói đó, cũng đã cho thấy đi trăng sáng tiên tôn chỗ lợi hại. Cách thiên như cung kính vô cùng, nàng đứng tại minh nguyệt tiên tôn bên cạnh, nói tiếp, sư tôn mời chư khách quý ngồi xuống. Chúng đều là ngồi xuống. Về sau, 18 điện các đệ tử hạch tâm dâng lên quả chúc thọ cho trăng sáng tiên tôn. Bên cạnh hữu lễ quan viên chuyên môn hát lễ. Ly thiên điện điện chủ ly thiên nhược hướng tiên tôn dâng lên đại na di thuật thần thông bản nguyên. Phía dưới khách quý nghe tiếng lập tức ồn ào lên. Ly Thiên Nhược Đạo Hữu thế mà tìm tới Đại Na Di Thuật Thần Thông Hiến cho Tiên Tôn, quá không đơn giản. Đó cũng không phải là, Đại Na Di Thuật chính là 3.000 đại đạo bên trong bài danh phía trên Thần Thông A. 3.000 đại đạo, nắm giữ một môn Thần Thông, chỉ cần luyện đến cực hạn, liền có thể khai sơn lập phái. Ly Thiên Nhược Đạo Hữu đối Tiên Tôn quả nhiên là có lòng. Minh Nguyệt Cung quả nhiên là đại khí, nghe đồn Tiên Tôn Đại Thôn Phệ Thuật có một không hai, lần này lại đem đại thôn phệ thuật thần thông bản nguyên phân hóa đi ra, làm tặng thưởng. Là quân nghe bốn phía nghị luận, hắn hiểu được đại thôn phệ thuật nơi phát ra. Cái này đại thôn phệ thuật vốn là trang sáng tiên tôn đạo thuật. Nhưng là nàng có thể theo chính mình bản nguyên lực lượng bên trong phân ra một hạt bản nguyên hạt giống tới. Như vậy cứ như vậy, người khác cũng liền có thể luyện thì đại thôn phệ thuật. Chỉ là, đạo thuật cũng giảng khí vận. Một môn đạo thuật, hai người tu luyện, như vậy hai người này khả năng thì lưu giữ tại tranh đoạt khí vận khả năng. Cho nên cho dù là sư phụ dạy đệ tử, bình thường cũng không biết dạy đồng dạng đạo thuật. Nhưng là, sư phụ sau khi chết, lại là sẽ đem này môn hạt giống lực lượng lưu cho đệ tử hoặc là hậu nhân. Đây cũng là trần diệt hàn lại từ đầu đến cuối không có tu luyện thái ất huyền kim chân kinh nguyên nhân. Thế nhưng là, vì cái gì trang sáng tiên tôn muốn đem đại thôn phệ thuật thần thông bản nguyên có chút phân ra đến đâu? đây không phải để cho người khác đến cùng với nàng tranh đoạt khí vận a à. la quân có chút nghĩ không thông hắn lắc đầu quyết định không nghĩ ngợi thêm giống trăng sáng tiên tôn loại nhân vật này làm bất cứ chuyện gì đều là có chính mình đạo ý chỉ là đạo lý này ngoại nhân chưa hẳn có thể hiểu các điện điện chủ cùng đồ tử đồ tôn đều cho trăng sáng tiên tôn đưa lên lễ mừng thọ trang sáng tiên tôn mỉm cười nỗ lực các đệ tử có lúc sẽ còn phát ra thần quang làm đệ tử sắp xếp thần thông các đệ tử hiến hết lễ mừng thọ về sau, cái kia hát lễ quan liền tiếp tục nói, các khách mời dâng quả chúc thọ. Sau đó, dựa vào chỗ ngồi trước sau, các tân khách dâng lên quả chúc thọ. Đông đảo khách mời, cũng toàn bộ đều dâng lên các loại kỳ chân dị bảo. Yên Vân Nguyệt dâng lên là kim cương ngọc như ý. Cái này kim cương ngọc như ý không tính đặc biệt lợi hại pháp khí, nhưng bên trong kim cương phẩm chất lại là một mực thuốc tốt, đối với tu luyện rất có ích lợi, cũng coi là có lòng về sau cũng là la quân đoạt mệnh thư sinh lâm thiên sơn hướng tiên tôn dâng lên tinh thần toa hát lễ quan ngốc ngẩn ngơ sau đó vẫn là hát đi ra la quân đi vào trang sáng tiên tôn trước mặt hắn đem sao trời con thoi mảnh vỡ trình lên làm la quân đứng tại minh nguyệt tiên tôn trước mặt lúc la quân cảm nhận được đến từ trang sáng tiên tôn trên thân một cỗ tinh khiết mùi thơm loại khí thức này thuần dương bên trong mang theo thấm vào ruột gan vị đạo liền xem như áo tím trên thân, cũng không có loại vị đạo này. Người nói một người đắc đạo, gà chó lên trời, chỉ sợ là người bình thường tại cái này tiên bên tôn thân ở lâu, cũng có thể sông mở nhanh nhạy, đạt được tu vi. Là quân âm thầm líu lưỡi. Cái này trang sáng tiên tôn khuôn mặt như ngọc, một đôi mắt tựa hồ có thể xuyên thủng thế giới hết thảy. Là quân tại minh nguyệt tiên tôn trước mặt, lại là không dám nhìn tới trang sáng tiên tôn đôi mắt. Trang sáng tiên tôn vẫn luôn là mỉm cười, làm la là quân tinh thần toa lấy ra lúc, sắc mặt nàng nhất thời thay đổi một chút. Nàng trong đôi mắt vát ra cực thần sắc phức tạp tới. Ly Thiên Nhược vẫn luôn không có nhìn thấy tiên tôn, cho nên tự nhiên cũng không có cách nào đem tin tức này truyền lại cho trang sáng tiên tôn. Một sát na này, phía dưới khách mời bên trong, bao quát minh nguyệt cung chúng đệ tử đều sôi trào. Bây giờ tới nói, tinh thần toa cũng không tính là đặc biệt lợi hại pháp khí, riêng là la quân chỗ dâng lên bất quá là toái phiến. Nhưng mọi người tới tham gia trang sáng tiên tôn đại thọ, lại sao lại không biết cái này tinh thần toa hàm nghĩa là cái gì? Năm đó sự tình, cũng không phải là bí mật. Vũ hóa môn năm đó thì vì cái này tinh thần toa, thế mà đem tiên tôn bước đi. Tiên tôn bây giờ cầm giữ có tu vi như thế thành tựu, vũ hóa môn thật sự là mất mặt a. À? Có người bắt đầu nghị luận. Ha ha, đó cũng không phải là, cũng không biết cái này đoạt mệnh thư sinh đến cùng là lai lịch gì, Thế mà có thể tải vũ hóa môn bên trong đem sao trời con thoi tìm đến, đồng thời hiến cho Tiên Tôn. Đây quả thực là tại đánh vũ hóa môn mặt a. Xem ra, vũ hóa môn là dần dần mặt trời lặn phía tây. Năm đó bước đi Tiên Tôn cũng là tối tăm chiêu, bây giờ khiến người ta đến phủ đệ mình bên trong đem tinh thần toa đều lấy đi. Điều này nói rõ, Tiên Tôn uy phúc tứ hải, có người làm nịnh nọt Tiên Tôn, không quan trọng đắc tội vũ hóa môn. Xem ra hướng gió đang thay đổi a giờ khắc này vũ hóa môn danh vọng nhưng nói là bị cực đả kích nghiêm trọng mất mặt a à. đây là trần trụi đánh mặt vũ hóa môn trang sáng tiên tôn cũng không nói lời nào nàng vẫy tay một cái liền đem cái kia tinh thần toa cầm vào tay hiện trường bên trong rất nhanh cũng liền an tĩnh lại tất cả mọi người nhìn chăm chú hướng tôn chỗ ngồi trang sáng tiên tôn cái này một cái chớp mắt trang sáng tiên tôn cầm lấy tinh thần toa rất nhiều chuyện cũ trước kia đều tại trong óc nàng nhớ lại la quân nâng lên lá gan nhìn về phía trang sáng tiên tôn tựa hồ lúc này trang sáng tiên tôn mới có một tia nhân loại khí tức tốt tốt sau một hồi khá lâu trang sáng tiên tôn mới thu tinh thần toa cũng nhìn về phía la quân nói ra người tên gì la quân nói ra tại hạ lâm thiên sơn gặp qua tiên tôn tiền bối người đem cái này tinh thần toa tìm đến đưa cho ta ta rất ưa thích đây là ta hôm nay thiên tuế sinh nhật thu đến lễ vật tốt nhất Trang sáng tiên tôn sau đó lại ngạc nhiên nói, người thọ mệnh làm sao lại chỉ còn lại có ba tháng? La quân không khỏi cười khổ, hắn nói ra, hồi bẩm tiên tôn, trước đó gặp phải một cái cường địch, suýt nữa mất mạng trong nguy cơ, thi triển một môn thiêu đốt thọ mệnh thuật pháp, cho nên mới làm thành hiện tại cái dạng này. Trang sáng tiên tôn nói ra, người loại tình huống này cũng không tính hiếm thấy. Ngươi nếu đưa ta dạng này đại lễ, vậy ngươi vấn đề này ta làm nghĩ biện pháp vì ngươi kéo dài thọ mệnh. Các loại tiệc mừng thọ sau khi kết thúc, ngươi tới gặp ta. Đa tà tiên tôn, La Quân nói ra. Sau đó, La Quân lui xuống đi. Đúng lúc này, bên trên bầu trời đột nhiên lên biến hóa. Mây trắng nhấp nhô, một thanh âm hiển hiện ra. Trăng sáng đầu nhi, hôm nay chính là ngươi một nghìn tuổi ngày mừng thọ, vi sư nhìn thấy ngươi có lần này thành tựu, rất là vui mừng a. À. Trời ạ, à, người này là ai? lại dám sưng hô tiên tôn làm đồ đệ đây. Chẳng lẽ là 800 năm trước vũ hóa môn đời thứ tư trưởng giáo Tiêu Viễn Sơn? Trong truyền thuyết, vũ hóa môn trưởng giáo các đời trăm năm, trăm năm về sau, liền sẽ thoái ẩn thời không chỗ sâu tiếp tục tu luyện. Nguyên lai like cái này Tiêu Viễn Sơn thế mà vẫn luôn không chết. Chỉ có trưởng giáo trí tôn đệ tử mới có thể được ban cho tính vì Tiêu. Đương nhiên Minh Nguyệt Tiên Tôn cũng là Tiêu Viễn Sơn đệ tử. Nếu như không phát sinh sự kiện kia, có lẽ tiên tôn cũng là vũ hóa môn trưởng môn. Làm vũ hóa môn trưởng môn lại có cái gì tốt, bây giờ Minh Nguyệt Cung so vũ hóa môn chỉ mạnh không yếu. Hôm nay cái này tiêu viễn sơn đến đây, xem ra là bởi vì tinh thần toa sự tình rơi vũ hóa môn mặt mũi, hắn là đến đòi về mặt mũi. Phía dưới lập tức nghị luận ẩm ý. Nhưng tiêu viễn sơn nhưng thủy trung chưa từng xuất hiện. Trang sáng tiên tôn trong mắt dần hiện ra lau một cái tàn khốc, nàng nhìn về phía cái kia thiên không mây trắng, cười lạnh một tiếng, nói ra, tiêu viễn sơn, người tốt đại cẩu gan, lại dám đến ta nơi này dương oai. Tiêu viễn sơn lạnh hừ một tiếng, hắn nói ra, tiêu minh nguyệt, tinh thần toa có thể cho ngươi, nhưng là cái này gọi lâm thiên sơn tiểu tặc nhất định phải từ ta mang về. Vậy liền nhìn ngươi có bản lãnh này hay không? Trang sáng tiên tôn nói ra, xem ra ngươi là không tiếc muốn theo vũ hóa môn vạch mặt. Tiêu viễn sơn nói ra, trang sáng tiên tôn nói ra, giữa chúng ta, tựa hồ chưa từng có hữu hảo qua. Tiêu Viễn Sơn nói ra, tốt, 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 hắn đón đến, nói ra, hôm nay bản tọa ở đây, hướng đoạt mệnh thư sinh Lâm Thiên Sơn phát ra vũ hóa môn tối cao lệnh truy sát. Cái này lệnh truyền khắp chư thiên thế giới, nhưng có có thể sách Lâm Thiên Sơn đầu người người đến ta vũ hóa môn, thường thần đan ngàn viên, ba nghìn đại đạo bản nguyên thần thông ba loại, tạo hóa thần khí lục đạo bảo luân một kiện. Tốt đại thủ bút, rất nhiều khách mời không khỏi sợ hãi thán phục. Bạo tay như thế, liền coi như là một phàm nhân cũng có thể một bước lên trời. Vũ Hóa môn lần này là làm thật a. À. Hắc hắc, chúng ta phải thật tốt ngưu đồ, cái này Lâm Thiên Sơn bất quá là cửu trọng thiên trung kỳ tu vi, các loại gia minh nguyệt cung, chúng ta giết hắn xong đi lĩnh thưởng. Ha ha, ý kiến hay. Suỵt, nhỏ giọng một chút. Lúc này, đã thật nhiều không có hảo ý ánh mắt đến La Quân trên thân. Tiêu Viễn Sơn sau khi nói xong, liền gặp cái kia trong mây trắng rất nhiều phù chú phiêu tán ở không trung, lại là thật tản đến chư thiên thế giới bên trong. Đạo này lệnh truy sát là lấy tiêu viễn sơn thái thượng trí tôn trí tôn lệnh phát ra, tức thời có hiệu lực. Là quân sờ mũi một cái, tâm đạo, may mắn ta che giấu tung tích, không phải vậy lời nói, lần này vẫn là rất khó mà thiện. Chỉ là lúc này nhanh nhạy hòa thượng hôn mê, ta muốn lần nữa cải biến thân phận, ẩn tàng khí thức thì khó. Là quân khí thức là bị ẩn tàng, nhưng hắn hiện tại cũng có thuộc về hắn khí tức. Mọi người khóa chặt hắn, hắn rất khó đào tẩu. Là quân lại sao lại không biết, cái này tiêu viễn sơn cái này lệnh truy sát vừa ra, trọng thường như vậy, chỉ sợ chính mình ra minh nguyệt cung, bọn này tu sĩ liền sẽ đói bụng hổ vồ mồi một dạng tôn ra hướng mình. Nguy cơ tứ phía A. Lúc này tiêu viễn sơn nói xong cũng chuẩn bị rời đi, trăng sáng tiên tôn lông mày nhướn lên, nói ra, tiêu viễn sơn, đã đến, liền muốn dễ dàng như vậy rời đi. Nàng sau khi nói xong, thì đứng ngay tại chỗ, đột nhiên trong tay kết pháp ấn. Chư thiên vạn giới, nghe ta hiệu lệnh, liệt diễm thiên long. Chỉ gặp trăng sáng tiên tôn trong nghi tâm đột nhiên mở rộng, tiếp lấy bắn ra một đạo hỏa diễm tinh mang hướng lên thiên không. Cái này đạo hỏa diễm tinh mang trong nháy mắt đem trọn cái bầu trời, phương viên trăm dặm phủ lên thành hỏa diễm sắc. Cuồn cuộn hỏa diễm, tựa như là thiên bị bốc cháy lên. Tại mảnh này hỏa diễm trong hải dương, mười ngàn điều hỏa diễm thiên long xuất hiện, thì trên không trung gào thét. Mỗi một điều hỏa diễm thiên long đều dài đến ngàn trượng, đầy trời bên trong, tất cả đều là hỏa diễm thiên long. Cuồn cuộn long tức, rời núi lấp biển, nghiêng trời lệch đất. Trang sáng tiên tôn pháp lực, thế mà khủng bố đến tận đây. Chúng tu sĩ cùng nhau hoảng sợ. Là quân cũng không nhịn được thất sắc, thần thông thần thông, nguyên lai đây chính là thần thông, một khi xuất thủ, thiên bang điện liệt, so thiên tai còn kinh khủng hơn. Vạn con thiên long, gầm thét công sát hướng trong đám mây trắng tiêu viễn sơn. Là quân lần thứ nhất kiến thức đến như thế cường hãn uy thế. Cái này trăng sáng tiên tôn vừa ra tay, lập tức liền là trời long đất nở. Đem cả mảnh trời hư không bốc cháy lên, đây là như thế nào thần thông? Thần thông vô địch ha, à? là quân đột nhiên cảm giác được, nguyên lai tránh thức chuyện phát sinh, mãi mãi cũng so trong chuyện xưa muốn tới rung động trong chuyện thần thoại xưa, miêu tả không ra dạng này thần thông. Giờ phút này, cái kia 10 ngàn ngày hôm trước Long cùng nhau công sát hướng tiêu viễn sơn. Mỗi một ngày hôm trước Long đều có độc lập suy nghĩ cùng uy năng, tại liệt diễm bên trong, vô cùng đại đạo Pháp tắc phát ra, đồng thời hình thành thiên Long lĩnh vực. Long uy cuồn cuộn, trong không khí Long uy nặng đến ức vạn tấn, cứ như vậy đè ép hướng tiêu viễn sơn. Mà hỏa diễm thiên Long ở chính giữa cũng không thụ Long uy có hạn chế, mỗi một lần công kích đều là ức vạn quân lực lượng. Dạng này uy lực đã có thể phá hủy một tòa tinh cầu. Tiêu Viễn Sơn sắc mặt cũng liền biến, trăng sáng đổ nhi, người quả nhiên không hổ là ta đổ nhi ngoan. Nghĩ không ra người tu vi thế mà đã đến cảnh giới cỡ này. Trong nguy cơ, Tiêu Viễn Sơn pháp tướng trang nghiêm, có, không, hết thảy gọi nó sụp đổ. Đại phá diệt thuật, nhưng gặp chung quanh hắn trong nháy mắt tràn ngập ra màu đỏ vũ khí đến, cỗ này vũ khí trong nháy mắt hướng bốn phương tám hướng ngang dọc ba vạn mét. Âm ầm màu đỏ vũ khí trên không trung sinh ra từ trường phân tử, tiếp lấy nổ tung, sụp đổ. Vô số hỏa diễm thiên long bị tạc thành cho tàn, không trung không ngừng sụp đổ, nổ tung, tựa như là trời đã muốn hủy diệt, tận thế hàng lâm. Vô cùng nổ tung phá hủy lấy vũ trụ thương khung. Cái này cao thủ đấu pháp, quả nhiên là khủng bố cùng cực. Cũng may mắn bọn họ đấu pháp là trên không trung, nếu là trên mặt đất. Chỉ sợ lúc này rõ ràng trên đài ngắm trăng, không có mấy người có thể còn sống sót. Chư thiên vạn long luyện giới, mễ bá mễ bá hồng. Trang sáng tiên tôn phun ra mấy cái âm tiết tới. Những thứ này âm tiết trên không trung hình thành một đạo tinh khí. Tiếp theo bị trang sáng tiên tôn trong nháy mắt vẩy một cái. Đạo này tinh khí thì lại xông vào đến hỏa diễm bên trên bầu trời. Sau đó, cái kia vạn con thiên long cấp tốc xung hợp lại cùng nhau. Sau đó hình thành một cái cự thủ cái kia cự thủ bao trùm nửa cái bầu trời, đó là chư thiên vạn long luyện giới thuật luyện long chi tay. dưới đài có người kinh hô. trời ạ, à, thật sự là luyện long chi tay. nghĩ không ra tiên tôn liền luyện long chi tay đều luyện hóa đi ra. trong truyền thuyết, cái này luyện long chi tay thế nhưng là thiên địa diệt mà ta bất diệt tồn tại. tiêu viễn sơn đại phá diệt thuật cũng không phá nổi cái này luyện long chi tay a. À. thiên long lĩnh vực bên trong luyện long chi tay ra cái kia đại phá diệt thuật trung quy là không phá nổi trang sáng tiên tôn thiên long lĩnh vực, luyện long chi tay cũng vổ bắt hướng tiêu viễn sơn. To lớn áp bách chi lực, đậm đặc đến làm cho tiêu viễn sơn cảm thấy động đậy một chút đều là khó khăn. Thiên long trong lĩnh vực thiên long pháp tắc, thiên long tinh thần nồng đậm cùng cực, cái này khiến tiêu viễn sơn khó có thể chống lại. Trang sáng đầu nhi, ngươi cho rằng ta có thể làm sư phụ ngươi, thì thật chỉ có như thế bản lĩnh. Tiêu viễn sơn giữ tợn cười một tiếng, Hắn trong nghi tâm đột nhiên xông ra một cây quyền trượng tới. Thần Vương quyền trượng, chuyên chu thiên long, Tiêu Viễn Sơn một chỉ điểm ra, cái kia Thần Vương quyền trượng cấp tốc thi triển ra hàng long trượng pháp tới. Mỗi một trượng đánh ra đều muốn không gian quy tắc sụp đổ, đem Thiên Long lĩnh vực một loại pháp tắc đánh nát. Đồng thời, cũng liên tục hướng Luyện Long chi tay đánh giết tới. Luyện Long chi tay liên tục mấy lần vồ bắt, đều bị Thần Vương quyền trượng đánh lui. Ngày đó Long lĩnh vực tại thần vương quyền trượng đả kích xuống, cũng bắt đầu dần dần vỡ vụn. trang sáng đồ nhi, cũng để cho ngươi nếm thử vi sư chúng thần lĩnh vực. Tiêu viễn sơn cười ha ha, đón lấy, cái kia thần vương quyền trượng tách ra vô cùng quang hoa tới. Trong lúc nhất thời, bầu trời hỏa diễm cấp tốc biến mất, bị cái kia quang hoa thay thế. Cái kia trong quang hoa, đột nhiên thì xuất hiện một tòa thiên cung. Trong thiên cung, chúng thần bay múa, tiên nữ tán hoa có tiên nhạc, thánh quang, có cầu nhỏ nước chảy, có mây màu như thay đổi khôn lường biến hóa, có thần long quay chung quanh, có thần vương tỏa chấn. Vậy liền giống như là thiên quốc vị trí, chúng thần chi chỗ địa phương. Đây chính là tiêu viễn sơn chúng thần lĩnh vực. Tại nhiều thần lĩnh vực phía dưới, từng cái từng cái thiên quy pháp tác dày đặc cùng tồn tại. Ta lấy thần vương tên nghĩa, phạt ngươi tiêu minh nguyệt vĩnh viễn không được siêu sinh. Tiêu viễn sơn pháp tướng trang nghiêm, đột nhiên mở mắt, nghiêm nghị nói ra. Nhất thời, thánh quang phổ chiếu đại đế, đem minh nguyệt trên đài toàn bộ chiếu sáng. Đồng thời cũng đem chỗ ngồi tiền minh nguyệt tiên tôn bao phủ. Cỗ này thánh quang bên trong, thiên quy pháp tắc cuồn cuộn mà dày đặc. Là quân cũng bị cái này pháp tắc bao phủ lại, hắn nhất thời cảm thấy dùng mình. Thì như chính mình thật ở vào chúng thần thời đại, mà đủ loại thiên quy pháp tắc đã cắm vào đến hắn trong tâm linh, một khi muốn kháng cự ngày này quy pháp tắc, sâu trong tâm linh liền sẽ sinh ra không thể đè nén được lòng mang sợ hãi. Cái kia đạo đạo thiên quy pháp tác tại la quân trong tâm linh dập dờn, chỉ cần hắn dám chống lại, những ngày này quy pháp tác lập tức liền muốn đem hắn xé thành mảnh nhỏ. Thật cường đại lĩnh vực, đây mới thực sự là lĩnh vực. La quân rung động trong lòng vô cùng. Hắn nhớ tới trước đó chính mình đạo tràng, như thế đạo tràng chỉ là tinh thần tính chất. Nếu như đối phương cường hắn cùng bất khuất, liền có thể phá mở đạo trường trói buộc nhưng là loại này lĩnh vực áp chế, là trực tiếp hình thành quy tắc. Trừ phi mình có bản lĩnh đem trong não vực những quy tắc này khu trừ rơi, không phải vậy tuyệt đối không thể phản kháng. Mà lại dù cho đem quy tắc khu trừ rơi về sau, bên ngoài lĩnh vực vẫn là hội bao giờ cũng công kích. Lĩnh vực, chỉ có hình thành lĩnh vực, mới xem như tránh thức tung hoành vô địch. Là quân thầm suy nghĩ. Cho đến nay, là quân cũng chỉ gặp qua trang sáng tiên tôn cùng cái này tiêu viễn sơn thi triển qua lĩnh vực liền xem như thần đế, Trung Hoa đại đế bọn họ đều không có thi triển qua lĩnh vực. Đương nhiên, là quân trong lòng cũng biết, thần đế cùng Trung Hoa đại đế bọn họ Thủy chung đều chưa từng gặp qua cần bọn họ thi triển lĩnh vực đối thủ. Cái này cũng không đại biểu bọn họ không có lĩnh vực. Cũng không gặp Lam Tử Y thi triển qua lĩnh vực, không biết Lam Tử Y có phải hay không trang sáng tiên tôn đối thủ. Lần sau đụng phải Lam Tử Y, có cơ hội hỏi một chút. Là quân thầm suy nghĩ. Cái này lĩnh vực tuy nhiên lợi hại, nhưng là quân bọn người chỉ cần không phản kháng, ngược lại sẽ không nhận thương tổn. Tiêu Viễn Sơn tuy nhiên cường đại, nhưng cũng không có tự phụ đến có thể đồng thời đối phó nhiều người như vậy. Mọi người nếu là cùng một chỗ phản kháng lên cái này lĩnh vực đến, vậy hắn cũng muốn rất là đau đầu. Lại nói lúc này, tất cả lĩnh vực quy tắc đều nhắm ngay ngay vàng tiền minh nguyệt tiên tôn. Thánh quang bao phủ, vô cùng quy tắc bắt đầu hướng trang sáng tiên tôn thể nội tàn phá bừa bãi trang sáng tiên tôn đứng ngay tại chỗ, vẫn là như cái kia nhẹ nhàng tuyệt thế giai công tử. Đại thôn phệ thuật, trang sáng tiên tôn đột nhiên mở to miệng, những thánh quang đó lập tức liền bị nàng hút tới trong thân thể. Tiêu viễn sơn lạnh hừ một tiếng, nói ra, tiêu minh nguyệt, ta chỉ sợ người tiêu hóa không. Hắn chúng thần lĩnh vực lực lượng gì cường đại, quy tắc hà sâm nghiêm, hắn không tin trang sáng tiên tôn có thể đem hắn lực lượng thôn phệ. Nhưng trên thực tế, tiêu viễn sơn lại là kinh ngạc. Bởi vì hắn rõ ràng cảm giác được lực lượng đang trở nên yếu kém, cái kia thánh quang tiến vào trang sáng tiên tôn trong thân thể, tựa như là châu đất xuống biển. Tiêu Viễn Sơn không khỏi giật mình, âm thầm kinh ngạc tại tiêu minh nguyệt đại thôn vệ thuật chi lợi hại. Tiêu Viễn Sơn cấp tốc thu chúng thần lĩnh vực, tiếp tục như vậy nữa, hắn tích xúc cùng lực lượng chỉ sợ là tổn thất còn lớn hơn. Bên trên bầu trời, chỗ có dị tượng lập tức biến mất, liền lại khôi phục lại một mảnh thư thái, trời xanh mây trắng, nhẹ nhàng khoan khoái vô cùng. Tiêu Viễn Sơn cười ha ha một tiếng, nói ra, trang sáng đổ nhi, hôm nay chúng ta đoạn khó phân ra thắng bại, có cơ hội lại đi đọ sức đi. Hắn sau khi nói xong liền thì phiêu nhiên mà đi. Trang sáng tiên tôn nhạt lạnh cười một tiếng, nhưng cũng không hề truy kích. Nhưng người sáng suốt đều có thể nhìn ra, cái này vài lần giao phong, Tiêu Viễn Sơn rõ ràng đã rơi xuống hạ phong. Tiêu Viễn Sơn lúc đi nói cái này vài câu, cũng bất quá là cho chính hắn tìm về một chút mặt mũi a. À. Trang Sáng Tiên Tôn được Vinh Dự Thiên Châu đệ nhất nhân, đây cũng là tuyệt không hư. Cái kia Tiêu Viễn Sơn sau khi đi, tiệc mừng thọ thì tiếp tục bắt đầu. Lần lượt có người hướng Trang Sáng Tiên Tôn dâng ra lễ mừng thọ, Trang Sáng Tiên Tôn gặp phải để cho nàng cảm thấy không tệ lễ vật về sau, cũng sẽ chỉ điểm đối phương vài câu. Hoặc là dùng đại thần thông vì đối phương sắp xếp thần thông có mấy cái tu sĩ tại Minh Nguyệt Tiên Tôn trợ giúp đều trong nháy mắt đạt được đột phá. Vậy đại khái cũng là vì cái gì trang sáng tiên tôn một nghìn đại thọ, hội dẫn là như thế nhiều hào kiệt đến đây mừng thọ nguyên nhân vị trí. Là quân một mực tại phía dưới tụ lực chờ đợi đằng sau màn kịch quan trọng. Hôm nay hắn đối cái kia tạo hóa toái phiến cùng đại thôn vệ thuật chính là nhất định phải được. Còn trên đài ai đi dâng tặng lễ vật, hắn đã đều cảm thấy không quan hệ trọng yếu. Có điều rất nhanh, cái kia hát lễ quan thì hát nói yêu tiên ngân sa vương kiều ngưng tiến lên dâng tặng lễ vật là quân nhất thời vừa mừng vừa sợ trời ạ à, kiều ngưng thế mà tới nơi này là quân nhìn chăm chú nhìn lại quả nhiên thì nhìn thấy kiều ngưng một thân quần dài màu đỏ tư thế hiên ngang xinh đẹp phi phàm đi vào trang sáng tiên tôn trước mặt ngân sa vương vì tiên tôn dâng lên thiên lôi bản nguyên đan một cái hát lễ quan hát nói trời ạ à, ngân Sa vương thế mà hiến là thiên lôi bản nguyên đan, đây chính là cực chân quý. Đó cũng không phải là tiền tôn pháp lực vô biên, đến cái này lôi pháp bản nguyên, chỉ sợ là hội lần nữ uy lực đại tăng A. Thiên lôi bản nguyên đan rất khó lấy ngưng luyện, chân quý như thế chi vật, ngân Sa vương đều dâng ra đến, thật sự là hảo khí phách A. Dưới đài nghị luận ẩm ý, mà trang sáng tiên tôn cũng là nao nao, nàng hướng kiều ngưng nói ra, cái này thiên lôi bản nguyên đan với ta mà nói, phi thường hữu dụng. Kiều Ngưng, ta cũng không chiếm tiện nghi của ngươi, liền ban thưởng ngươi Chư Thiên Vạn Long luyện giới bản nguyên chi lực, ngươi am hiểu lôi pháp, nếu là đến cái này bản nguyên long tức, luyện ra lôi long, lúc có chớ đại trợ lực. Dưới Đài lập tức vỡ tổ. Tiên Tôn thật là đại thủ bút a, à, thế mà liền nàng áp đáy hòm bản nguyên chi lực đều ban cho Ngân Sa Vương. Ngân Sa Vương đại thủ bút, đổi lấy Tiên Tôn đại thủ bút, xem ra Ngân Sa Vương mới thật sự là người thông minh a. À cuộc làm ăn này, nàng làm thật giá trị. Trong lúc nói chuyện, trăng sáng tiên tôn lông mày nhướn lên, liền đem chư thiên vạn long luyện giới thuật bản nguyên chi lực đánh vào đến ngân sa vương trong não vực. Kiều ngưng trong lòng mừng rỡ, lập tức nói, đa tạ tiên tôn. Về sau, kiều ngưng cũng liền đi xuống. Rất nhanh dâng tặng lễ vật khâu thì hoàn tất. Đón lấy, ly thiên nhược liền nói ra, hôm nay là sư phụ ta đại thọ ngày vui, sư phụ ta trước kia đã thả ra tin tức, sẽ đem đại thôn phệ thuật cùng tạo hóa toái phiến coi như tặng thưởng, để thế hệ trẻ tuổi tới đùa nghịch phía trên một đùa nghịch. Cũng coi là cho mọi người trợ trợ hứng. Nàng đón đến, nói ra, bất quá vì công bình lý do, cũng vì không ra quá bất cẩn bên ngoài, vô danh tán tu không được với chàng. Còn có, đây bất quá là cái tặng thưởng, chỉ giới hạn ở tầng 10 phía dưới bọn tiểu bối chơi phía trên một chơi. Đổi mới nhanh nhất không sai đọc, hãy ghé thăm mời Bú ký Lô Mê Tác trang web đọc mới nhất dưới đài rất nhanh liền rối loạn lên, La Quân không khỏi may mắn, may mắn chính mình đi lấy tinh thần toa đến đây. Không phải vậy lần này lấy thân phận của mình, chỉ sợ là khó có thể được cho phép đi lên chiếm lấy đại thôn vệ thuật cùng tạo hóa toái phiến. Tiên tôn tuy nhiên khẳng khái, nhưng lại không phải ngốc. Cũng không nguyện ý để một chút có chủ tâm không phu quân đến đục nước béo cò. Rất nhanh, thì có người lên sân khấu, một bóng người bay đến trên lôi đài. Là quân nhấc mắt nhìn đi, chỉ gặp người kia xem ra chừng 30 tuổi, một thân hoa y, giống như cái công tử văn nhã ca. Hắn tu vi thình lình chính là Cửu Trọng Thiên đỉnh phong. Cửu Trọng Thiên đỉnh phong cao thủ trên cơ bản cũng là lần này tranh đoạt tạo hóa toái phiến vương giả. Bởi vì tầng 10 người là không thể tham gia, đến tầng 10, cái kia chính là đại đại tiền bối. Tiền bối đến theo hậu sinh tiểu bối đến đoạt lôi, mặt mũi này phía trên cũng khó coi. Hát lễ quan lập tức liền hát nói: vị này là Ngọc Hư Kiếm phái trưởng môn trí tôn thủ đồ tư đồ nam, có vị anh hùng kia nguyện ý tới ganh đua cao thấp. Rất nhanh, trên đài thì tránh qua một bóng người. Bóng người kia lên sân khấu, nhân tiện nói, tại hạ hải sa môn nguyên một đạo nhân, xin chỉ giáo. Nguyên một đạo nhân là cửu trọng thiên trung kỳ tu vi, xem ra khoảng 40 tuổi. Cái này cửu trọng thiên trung kỳ đi lên chỉ giáo nhưng cũng không phải cái gì chuyện mới mẻ cửu trọng thiên ở giữa tu vi khoảng cách còn không có bị kéo đến lớn như vậy, cửu trọng thiên trung kỳ nếu như thuật pháp cao thâm, pháp bảo lợi hại, chưa hẳn cũng không phải là cửu trọng thiên đỉnh phong đối thủ. Mời, tư đồ nam lập tức cũng liền ôm quyền, nói ra. Cùng lúc đó, trăng sáng tiên tôn vung tay lên, ngay tại cái kia trên lôi đài bố hạ một đạo kết giới. Kết giới này chính là vì phòng ngừa song phương đấu pháp quá mức hung hãn, sau cùng dẫn đến phá hư quá lớn trang sáng tiên tôn nguyên ý là trợ hứng cũng không muốn có người đem minh nguyệt cung phá hư vậy cũng sẽ ý xấu tình trên đài đấu pháp rất nhanh liền triển khai la quân lại là không có chú ý trên đài bởi vì cái này thời điểm dưới đài đám người đã di động tất cả mọi người tới gần chút cũng không có toàn bộ ngồi tại vị trí trước la quân lúc này đi lại cũng sẽ không để người chú ý hắn lặng yên không một tiếng động liền đến đến kiều ngưng sau lưng kiều ngưng lại là không biết la quân bởi vì la quân khí thức bị che giấu, trên mặt lại mang điểm cao mặt nạ. Không phải vậy lời nói, la quân tại đi dâng tặng lễ vật thời điểm, kiều ngưng chỗ đó có thể bình tĩnh như vậy. Kiều ngưng nhìn trên đài nhìn rất nghiêm túc, mảy may không có phát giác được la quân đến phía sau nàng. Hiện trường nhiều người, chỗ đó sẽ quản bên cạnh đến người nào. Ngược lại là có mấy cái tu sĩ theo kiều ngưng bắt chuyện, biểu thị muốn thân cận một chút, nhưng kiều ngưng nhưng đều là không thèm để ý. Kiều ngưng đạo hiếu, là quân tiến lên, hi hi cười một tiếng, nói ra. Kiều ngưng nao nao, nàng nhìn về phía là quân, lại là hơi nghi hoặc một chút, ngươi là hướng tiên tôn dâng lên tinh thần toa đoạt mệnh thư sinh lâm thiên sơn. Chính là tại hạ, là quân nói ra. Kiều ngưng gật gật đầu, sau đó rất nói thẳng, tìm ta có việc. Là quân nói ra, chẳng lẽ không có chuyện thì không thể theo đạo hữu thân cận một chút sao? Ta vẫn luôn đang tìm kiếm đạo lữ, đạo hữu người có hứng thú hay không a à? Không hứng thú, Kiều Ngưng lạnh lùng nói ra. Đạo hữu làm gì tránh xa người ngàn dặm đâu, là quân mặt dày mày dạn nói ra. Bên cạnh lập tức liền có một người tu sĩ nói ra, thiên sơn đạo hữu đã có mấy vị đạo hữu đều đến bị sập cửa vào mặt. Ta nhìn ngươi vẫn là quên đi, ngân xa vương đó là đường đường yêu tiên, tu vi đăng phong tạo cực, há là người bình thường có thể xứng với. Kiều Ngưng liền định đi ra, La Quân một cái duỗi tay nắm lấy Kiều Ngưng cánh tay, nói ra, đạo hữu, chúng ta trò chuyện tiếp trò chuyện mà. Hắn một câu nói kia dùng ra ban đầu đến thanh âm nói chuyện. Kiều Ngưng vốn là rất phẫn nộ, chuẩn bị mở ra La Quân tay. Thế nhưng là đang nghe La Quân thanh âm về sau, nàng lập tức thân thể mềm mại rung mạnh. Người Kiều Ngưng nói ra. La Quân lập tức đánh cái ánh mắt. Kiều Ngưng cũng là người thông minh, lập tức liền biết La Quân đã dịch dung cách ăn mặc nhất định là hữu duyên từ. Chỉ bất quá, nàng khẳng định không cách nào đi mở ra La Quân tay. La Quân thuận thế ôm Kiều Ngưng vòng eo, sau đó nói, "Đúng không, đạo hiếu Nhiều tâm sự cũng liền thân cận. Kiều Ngưng giận La Quân liếc một chút, nhưng không có đẩy ra La Quân. Cái kia bên cạnh mấy tên tu sĩ nhất thời nhìn trợn mắt hốc mồm. Cái này đều có thể, Thiên Sơn đạo hữu thật sự là lợi hại a. À. Ai nha, sớm biết Ngân Sa Vương tốt như vậy thông đồng. Ta cũng liền đánh bạo ôm vừa kéo mà. Ai nói không phải, có thể chúng ta cũng sợ nàng trở mặt A. À. Nàng lôi pháp thần thông, đó cũng không phải là nói đùa. Đây là la quân ôm Kiều Ngưng sau khi đi, bọn này tu sĩ nghị luận ẩm ý thanh âm. Các loại đi đến một chỗ xem như yên lặng địa phương về sau, Kiều Ngưng mở ra la quân tay, nói ra có thể buông ra A. À. La quân ngượng ngùng buông tay, ngươi làm sao lại tới nơi này? hai người sau đó chăm miệng một lời hỏi. La Quân vẫn chưa trả lời, Kiều Ngưng còn nói thêm, còn có, người cũng quá lớn mật tử đi, thế mà đi trộm cắp tinh thần toa. Hiện tại vũ hóa môn đối người phía dưới tối cao lệnh truy sát, người ngày tháng sau đó tốt như vậy qua. La Quân cười hắc hắc, nói ra, cái kia sợ cái gì, bọn họ truy sát là Lâm Thiên Sơn, ta cũng không phải Lâm Thiên Sơn. Kiều Ngưng nói ra, bọn họ chưa hẳn thì cha không ra người chân thân. Đón đến, nàng nhớ tới cái gì vừa sợ giật mình nói ra còn có người làm sao lại chỉ có ba tháng thọ mệnh người đến cùng đang dở trò quỷ gì kiều ngưng nghĩ đến đây chính là lòng tràn đầy lo gấp trong mắt châu lệ như muốn rơi la quân có thể cảm nhận được kiều ngưng loại kia rõ ràng quan tâm hắn hơi hơi thở dài nói ra một lời khó nói hết ta tại đến thời điểm gặp phải ma đế trần thiên nhai hắn liếc một chút thì nhận ra ta sau đó hắn muốn giết ta a à, kiều ngưng hoảng sợ cứ việc la quân lúc này đã an toàn đứng ở trước mặt nàng nhưng nhớ tới cái này bên trong hung hiểm nàng vẫn là lo lắng tới cực điểm cái kia về sau thế nào vì cái gì ngươi hội không có việc gì ngược lại tổn hại ngươi nhiều năm như vậy thọ mệnh ta nhìn ngươi tu vi hiện tại đã là cửu trọng thiên trung kỳ ít nhất là hai ngàn năm thọ mệnh kiều ngưng nói ra la quân nói ra ta tại cùng ngươi sau khi tách ra tu một môn thần thông gọi là tiểu túc mệnh thuật môn thần thông này rất đặc biệt lực lượng cùng bất kỳ lực lượng nào cũng khác nhau trần thiên nhai tu vi vượt qua ta quá nhiều ở trước mặt hắn ta căn bản không có bất kỳ sức đánh trả nào sau cùng ta thi triển tiểu túc mệnh thuật cái kia tiểu túc mệnh thuật câu thông hư không sâu xa lực lượng nhưng lại đồng thời thiêu đốt ta thọ mệnh cũng là mệnh ta không có đến tuyệt lộ nếu là trần thiên nhai lại kiên trì một chút xíu thời gian ta liền cuối cùng này ba tháng đều bảo vệ giữa chẳng được tới ngươi cũng liền không có cách nào gặp lại ta. Ngươi là thiên mệnh chi vương, nhất định không có việc gì. Kiều ngưng nói ra, tiên tôn thần thông quảng đại, nàng nhất định có biện pháp giúp ngươi kéo dài thọ mệnh. La quân gật gật đầu, nói ra, ta ngược lại không có quá lớn lo lắng, ba tháng, luôn có thể nghĩ đến biện pháp. Bất quá hôm nay, ta còn có một cái chuyện trọng yếu muốn làm. Kiều ngưng nao nao, theo rồi nói ra, ngươi là muốn chiếm lấy tạo hóa toái phiến cùng đại thôn phệ thuật, là quân nói ra, không sai, ta nhập chúng tinh điện về sau, chính là muốn vì cái kia tinh chủ làm việc. Nếu như nhiệm vụ một khi thất bại, hậu quả hội rất nghiêm trọng. Lúc này ta nhiệm vụ cũng là đem tạo hóa toái phiến mang về chúng tinh điện, về phần đại thôn vệ thuật chính là ta chính mình. Kiều ngưng gật đầu, nói ra, ta toàn lực giúp ngươi chiếm lấy. Là quân gật đầu, nói ra, tốt. Hắn cùng Kiều ngưng ở giữa, tự nhiên là không cần phải nói cảm ơn rất nhiều lời nói, hết thảy đều không nói lời nào. Hai người ánh mắt liền đến bộ kia phía trên, đồng thời, hai người bắt đầu dùng ý niệm bắt đầu giao lưu. Người còn chưa nói, người làm sao lại đi tới nơi này? Là quân hỏi. Kiều Ngưng nói ra, theo mất phương hướng đại lục rời đi về sau, ta đi một chuyến thế giới bao la. Ở nơi đó đợi một thời gian ngắn, tuy nhiên thế giới bao la bên trong rất nhàn hạ, nhưng tựa hồ như thế nhàn hạ cũng không quá thích hợp ta. Về sau, ta thì trở lại Thiên Châu. La Quân nói ra, người tại sao tới đây? Kiều Ngưng nói ra, tuy nhiên Tây Côn Lôn cái truyền tống trận kia bị hủy, nhưng người đừng quên, Thiên Chỉ Các tại Đại Hưng An lĩnh nơi đó còn có cái truyền tống trận. Ta từ nơi đó tới. La Quân nói ra, thì ra là thế. Kiều Ngưng nói ra, ta hiện tại cũng mới cảm nhận được, cái gì gọi là cố thổ nan ly. Thế giới bao la bên trong có rất nhiều tốt đẹp, nhưng là ta nhưng Thủy chung không thể quên được cái này tràn ngập phân tranh báo thủ Thiên Châu. Chỉ có ở chỗ này, ta mới cảm thấy lòng dạ thống khoái. La Quân nói ra, ta lại đặc biệt tưởng niệm thế giới bao la, nếu như khả năng, ta thật hy vọng thì liền là nguyên lai ta. Mà không phải hiện tại ta. Kiều Ngưng nói ra, ngươi là thiên mệnh chi vương, đã định trước thân bất do kỳ Hai người trong lúc nói chuyện, bộ kia phía trên cũng đã phong vân biến ảo. Tư đồ Nam tu luyện nguyên cực âm dương kiếm, cầm trong tay pháp bảo Trảm Thiên kiếm, quả thực cũng là thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Cái kia nguyên một đạo nhân tại Tư đồ Nam trên tay cũng không đánh phía trên hai cái đối mặt liền bị đánh bại. Tiếp lấy lại có mấy người đi lên, cũng đều bị Tư đồ Nam đánh bại. Còn có người muốn lên tới sao? Lúc này, Tư đồ Nam ngạo thị quần hùng. Dưới đài một mảnh tĩnh lặng. Khác thủ đoạn sắc bén, đã lạnh quá nhiều tu sĩ gan ta đi chiếu cố hắn. Kiều Ngưng nói ra. La Quân nói ra, cẩn thận. Kiều Ngưng nói ra, yên tâm. Một giây sau, Kiều Ngưng đã xuất hiện trên lôi đài. Kết giới kia cấp tốc lại lần nữa bố trí xong. Ngân Sa Vương giao đấu từ đồ nam. Hát lễ quan hát nói. Dưới đài lập tức nghị luận ẩm ý, đều cảm thấy là có trò vui nhìn. Ngân Sa Vương chính là tứ đại yêu tiên một trong, một thân lôi pháp thần thông vô cùng kinh khủng. Lần này cái này tư đồ nam cũng coi là gặp gỡ kình địch. Nhưng là tư đồ nam chính là mới lạ chi thanh tú, hắn nguyên cực âm dương kiếm làm thật lợi hại, còn có cái kia chảm thiên kiếm, chính là vô thượng pháp khí, nắm giữ khí linh. Chỉ sợ ngân sa vương cũng chưa hẳn là tư đồ nam đối thủ. Không thể nói như thế, ngân sa vương thành danh đã lâu, há lại dễ dàng như vậy bị đánh bại. Dưới đài nghị luận, là quân đều nghe vào trong tai. Hắn không nghĩ quá nhiều chỉ là đang nghĩ, nếu như Kiều Ngưng thu thập không tư đồ nam, vậy mình đi lên có thể chứ? Cái này tư đồ nam tu vi cùng thủ đoạn tựa hồ so cái kia tô bạch thành cùng thương vân tẩu đều lợi hại hơn. Mặc kệ, ta đã toàn không có đường lui, vô luận như thế nào cũng muốn bắt lại tư đồ nam. La quân nói thầm, cũng chính là vào lúc này, là quân huyền hoàng thần cốc hạt giống bên trong đột nhiên truyền đến nhanh nhạy hòa thượng thanh âm. A-di-đà-phật cái này ngủ một giấc đến bần tăng thật sự là nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa. À. Đổi mới nhanh nhất không sai đọc, hãy ghé thăm mời bú ký Lô Mê Tác trang web đọc mới nhất. Audio điện tử võ tấn bền La Quân nghe vậy không khỏi đại hỉ ngươi rốt cuộc tình, nhanh nhạy hòa thượng theo La Quân huyền hoàng thần cốc hạt giống bên trong đi ra, cấp tốc đến La Quân trên đầu. Hắn giống một cái ra ra một dạng bốn chỗ hiếu kỳ quan sát đây chính là trang sáng tiên tôn tiệc mừng thọ lên đi nghĩ không ra không có bần tăng đạo hữu ngươi cũng thuận lợi đi đến nơi đây nhanh nhạy hòa thượng nói ra la quân không khỏi trợn mắt chừng một cái hắn theo nhanh nhạy hòa thượng ý niệm giao lưu lời nói này giống như không có người ta liền không thể sống nhanh nhạy hòa thượng cười ha ha một tiếng la quân hỏi người hiện tại tình huống thế nào nhanh nhạy hòa thượng nói ra trước đó chưa từng có tốt cái này huyền hoàng thần cốc hạt giống thật sự là trời sinh linh vật a à. hôm đó bần tăng đã bị cái kia ma đế chấn động đến toàn thân vỡ nát cơ hồ là không có sống khả năng ma đế thuần dương âm ba quá kinh khủng gia hỏa này tu vi đã có thể cùng tiên giới một số người sánh ngang ngày khác hắn nếu là mở ra tiên giới chi môn hấp thu đến tiên giới thuần dương chi khí chỉ sợ trên đời này không người là đối thủ của hắn la quân cảm thấy trầm xuống hắn có khủng bố như vậy nhanh nhạy hòa thượng nói ra cái này ma đế bần tăng xem như nhìn ra thiên sinh thiên dưỡng người vô căn vô bình đã đạt tới cùng thiên địa một thể cấp độ hắn mệnh cách này toàn vũ trụ sợ là phần độc nhất đạo hữu ngươi nói khủng bố không khủng bố la quân nói ra nhưng hắn nhất định là ta vĩnh viễn địch nhân không có thỏa hiệp cơ hội nhanh nhạy hòa thượng nói ra bất quá lời nói đi cũng phải nói lại mỗi người mệnh cách đều là đều một phần đạo hữu ngươi cũng là vạn người không được một về sau kỳ ngộ ai cũng nói không rõ ràng. Hắn đón đến, lại kỳ quái nói, đúng, đạo hữu ngươi làm sao trốn tới. Đối với nhanh nhạy hòa thượng hôm đó liều chết cứu giúp, là quân trong lòng vẫn còn có chút cảm động. Tuy nhiên nhanh nhạy hòa thượng là bị chính mình sử dụng thủ đoạn độ hóa, nhưng bây giờ giữa hai người ngược lại là cũng vừa là thầy vừa là bạn. Là quân ngay sau đó liền nói, vốn là thật là chết chắc, có thể về sau ta dùng tiểu túc mệnh thuật, tiểu túc mệnh thuật có thể đánh lui ma đế, không có khả năng a. À. Nhanh nhạy hòa thượng nghĩ đến cái gì, giật mình nói ra, chẳng lẽ là. Đạo hữu người thiêu đốt chính mình thọ mệnh. Là quân cười khổ, nói ra, không sai, ta hiện tại chỉ có 3 tháng thọ mệnh. Cái này, nhanh nhạy hòa thượng nói ra, này bằng với là cùng số mệnh lực lượng ký kết khí ước, dạng này tổn thương thọ mệnh là rất khó lại kéo dài. Bởi vì đây là người số mệnh A. À. Là quân mặt sắc trầm xuống, nói, Người ý là, không có cách nào lại kéo dài ta thọ mệnh. Nhanh nhạy hòa thượng nói ra, tại bần tăng lý giải bên trong, thật là như thế. Không thể nào, la quân nói ra, nếu là ta trong 3 tháng đột phá cửu trọng thiên giảng buộc, đến tầng 10 đâu. Nhanh nhạy hòa thượng nói ra, đạo hiếu, xem ra người vẫn là không có quá rõ số mệnh lực lượng chân ý A. À. Hắn nói tiếp, đây là số mệnh, số mệnh định ra về sau, người liền không khả năng đột phá cái này giảng buộc. Số mệnh, có người có thể cải biến số mệnh sao? La Quân nói ra, nếu là ta lại tập được đại số mệnh thuật đâu? Nhanh nhạy hòa thượng nói ra, đại số mệnh thuật bên trong cũng không có có thể kéo dài thọ mệnh biện pháp, riêng là tiểu túc mệnh thuật cùng đại số mệnh thuật nhất mạch tương thừa. Người cùng tiểu túc mệnh thuật định ra khế ước, đến đại số mệnh thuật chỗ đó sẽ chỉ càng kiên cố hơn. La Quân mò mò cái mũi, nói ra, người nói là ta chết chắc. Nhanh nhạy hòa thượng nói ra, chỉ ít cho đến nay, Bần Tăng không thấy được có ai theo tiểu túc mệnh thuật định ra khế ước về sau, còn có thể thay đổi cái này khế ước. Có cái gì lực lượng có thể áp đảo số mệnh phía trên đâu. Đạo hữu người mới chút tu vi ấy, liền có thể dựa vào số mệnh lực lượng đánh lui ma đế như thế người. Người suy nghĩ một chút, nếu như số mệnh lực lượng có thể tùy tiện sửa đổi, như vậy tương lai còn có ai là đối thủ của ngươi Cho nên, số mệnh lực lượng thi triển ra, không có khả năng đơn giản như vậy. La Quân tâm vô hạn chìm xuống, hắn tự nhiên biết nhanh nhạy hòa thượng là không biết không vô nghĩa. Hắn cũng cảm thấy nhanh nhạy hòa thượng lời nói rất có đạo lý. Đúng vậy a, à, số mệnh, số mệnh ai có thể chống cự? Chính mình vì tiện thi triển số mệnh lực lượng, tuy nhiên lấy được sự giúp đỡ to lớn, nhưng mất đi cũng là thọ mệnh cũng là cực kỳ khủng bố. Bây giờ La Quân, tựa như là cùng ma quỷ ký kết khí ước người một dạng. Hắn tuy nhiên đã từng từng chiếm được lực lượng nhưng thọ mệnh đã bán cho ma quỷ. Đây là số mệnh chi vĩ đại, cũng là số mệnh chi tàn khốc. Cũng là tại khuyên bảo thế nhân, không nên tùy tiện dùng thọ mệnh đến mua bán số mệnh lực lượng. La Quân không có tiếp tục suy nghĩ vấn đề này, bởi vì trên đài Kiều Ngưng cùng Tư Đồ Nam đấu pháp đã đến gay cấn cấp độ. Tư Đồ Nam tu luyện nguyên cực âm dương kiếm, cầm trong tay Trảm Thiên kiếm. Cái kia Trảm Thiên kiếm vừa ra, chính là vô cùng kiếm quang đem Kiều Ngưng bao phủ lại. Trên lôi đài trở thành kiếm hải cuồn cuộn, kiếm kia trong biển chia làm hai loại sức mạnh, một bên vì âm, một bên vì dương. Âm dương sinh vạn vật. Hai cỗ kiếm lực lẫn nhau công sát, đồng thời diễn sinh ra mới quy tắc lực lượng tới. Kiếm hải cuồn cuộn tại điều kiện như vậy phía dưới hình thành âm dương lĩnh vực, đồng thời am hiểu sâu ra nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật chi huyền diệu. Kiều Ngưng tựa như là xử nữ tại kinh khủng nhất trong sợ hãi tột cùng kiếm kia biển một làn sóng một làn sóng công giết đi lên. Mỗi hai đạo kiếm quang quấn quyết lấy nhau, liền dựng dục ra một loại quy tắc mới tới. Âm dương kết hợp với nhau, liền nắm giữ thai ngén lực lượng. Âm dương sinh vạn vật, đây là thiên đạo, đây là chuẩn tắc. Kiếm biển ánh sáng hình thành âm dương lĩnh vực hung hãn tuyệt luân, cái kia lĩnh vực lực lượng thẩm thấu tiến kiều ngưng trong não vực. Thì liền lúc này Ly Thiên Nhược cũng không nhịn được đối trang sáng tiên tôn nói ra, từ đồ nam kẻ này nguyên cực âm dương kiếm quả nhiên bất phàm, nếu để cho kẻ này đột phá đến tầng 10, chỉ sợ liền đệ tử đều khó mà khắc chế hắn âm dương lĩnh vực. Trang sáng tiên tôn gật gật đầu, nói ra, cửu trọng thiên liền có thể thu luyện ra lĩnh vực đến, cũng quả nhiên là thiên phú dị bẩm Tuy nhiên cái này lĩnh vực còn không được tốt lắm, nhưng đối phó ngang cấp cao thủ lại là đầy đủ. Nếu là hắn đến tầng 10, lĩnh vực lực lượng hội cường hãn hơn. Ly Thiên Nhược nói ra, xem ra ngân xa vương là muốn thua. Trang sáng tiên tôn mỉm cười, nói ra, chưa hẳn. Âm dương trong lĩnh vực quy tắc cũng là hóa lệ khí vị an lành, trong này tràn ngập quá thật đẹp tốt, cũng mà còn có sinh mệnh vĩ đại. Kiều Ngưng cảm thấy mình đấu trí đang bị cái này lĩnh vực quy tắc tiêu hao đến 7-8 phần. Hừ, Kiều Ngưng lúc này lạnh hừ một tiếng, nàng trong mắt hàn quang lóe lên. Lão hổ không phát huy, khi nàng ngân xa vương là mèo bệnh. Kiều Ngưng tại không có nhận biết La Quân trước đó, có thể thì vẫn luôn là hung mãnh tồn tại. Thượng cổ lôi phù đột nhiên tế ra đến, ầm ầm. Nhất tôn cự đại lôi chỉ xuất hiện tại không trung. Là thượng cổ lôi phù. Dưới đài có người kinh hô. Kiều Ngưng một chỉ điểm ra, lập tức trong lôi chỉ nhảy ra chín đầu lôi long. Lôi long gào thét, xoắn vào đến kiếm trong biển. Đón lấy, Kiều Ngưng lại một chỉ điểm ra, một tia chớp bổ về phía thân thể nàng lần này bổ chúng, lập tức, trong cơ thể nàng tất cả lĩnh vực quy tắc đều bị điện hóa. To lớn lôi điện lực lượng có thể đem hết thảy tạp chất thối luyện. Cái này âm dương lĩnh vực đối đầu người khác vẫn được, nhưng kiều ngưng lại là không sợ. Sau đó, chín đầu lôi long gào thét, rảo sát kiếm hải. Hai cỗ lực lượng trên không trung va chạm, vô cùng dư âm nổ tung hướng bốn phía kết giới. Kết giới kia phía trên quang mang lấp lóe, nhưng thủy trung không thể bị dung chuyển mảy may. Kiều Ngưng liền liền thi triển, tiếp tục uống nói, cửu long quy nhất. Chín đầu lôi long lập tức ngưng tập hợp một chỗ, sau cùng dứt khoát chui vào đến trong lôi trì. Thái cổ long bi, Kiều Ngưng đem vậy quá cổ long bia tế ra, tựa như định hải thần châm một dạng trấn tại kiếm hải trung ương. Thái cổ long bi chịu đựng lấy vô cùng kiếm hải công kích, long trên tấm bia ký tự nổ tung đi ra, không ngừng tué bắn kiếm quang. Cái này thái cổ long bi chính là đại thuận thái sư nghe đạo pháp bảo, Long bi vừa ra, liền có một loại thái cổ tang thương ý vị. Kiều Ngưng bây giờ đã là cửu trọng thiên đỉnh phong đến mà tu vi, cách tầng 10 bá chủ chỉ thiếu chút nữa xa. Nàng đã có thể đem thái cổ long bi uy lực phát huy ra hơn phân nửa. Long bi bên trong thái cổ tang thương tinh thần phát ra, tại Kiều Ngưng ngưng luyện dưới, long bi đem kiếm biển cuồn cuộn công kích chết ngăn cản được. Đi, Kiều Ngưng vận chuyển pháp lực. Cái kia lôi chỉ lập tức đâm vào đi. Cự đại lôi trì lực lượng oanh một tiếng đụng vào kiếm hải cuồn cuộn bên trong. Âm ầm, kiếm hải bên trong chấn động tới sóng biển ngập trời. Cái này Ngân Sa Vương, như thế nào hung mãnh như vậy? Tư Đồ Nam thấy thế cũng không sợ hãi bị kinh ngạc. Kiều Ngưng lần nữa thi pháp, lôi trì lại lần nữa đánh tới, liên tiếp va chạm 10 lần, Tư Đồ Nam mặt sắc nhất thời trắng xám, chỉ kém không có phun ra một ngụm máu tươi tới hắn nguyên cực âm dương kiếm chính là lấy âm dương lĩnh vực vị ưu thế, đi nhẹ nhàng tàn nhẫn lộ tuyến. Gặp phải kiều ngưng loại này thế công, đầu hắn đau cực kỳ. Thái cổ long bi, chân áp, kiều ngưng lại vung tay lên. Vậy quá cổ long trong bia, một đầu thần long xoay quanh mà ra, đem thái cổ long bi vổ bắt đến không chung, đón lấy, thái cổ long bi đột nhiên trở nên to lớn vô cùng. Tư đồ nam chỉ cảm thấy trên đầu tối đen, tiếp lấy thái cổ long bi giống như một tòa sơn nhạc nguy nga đồng dạng chân áp xuống thái cổ long bi bên trong ẩn chứa thái cổ lực lượng để cả tòa long bi mật độ đến một cái không thể tưởng tượng cao độ đồng thời bên trong còn có thái cổ pháp tắc đây là kiều ngưng rời đi la quân về sau tính tâm lĩnh ngộ ra tới bây giờ thái cổ long bi mới tính tránh thức phát huy ra lực lượng vậy quá cổ pháp thì buông xuống để tư đồ nam cảm giác được chính mình cực nhỏ bé Lạnh như xương lạnh pháp tác bén nhọn truyền lại đến trong đầu hắn, để hắn cảm thấy chỉ có thần phục mới có thể giải thoát. Lẽ nào lại như vậy? Tư đồ nam nổi giận. Mỗi một cái tuyệt đỉnh cao thủ, đều có chính mình áp đáy hòm cùng vật bảo mệnh. Tư đồ nam cũng không ngoại lệ, lúc này, tư đồ nam chỉ có liều mạng. Hắn hai mắt huyết hồng, lệ quát một tiếng, nói, nguyên cực âm dương, dung hợp. Bão tác từ trường, nguyên từ chính là trong vũ trụ. Một loại kỳ diệu lực lượng. Nguyên tử so lết càng lợi hại hơn. Tại tư đồ nam bốn phía cấp tốc hình thành xích viêm sắc nguyên tử chi quang. Những thứ này nguyên tử chi quang dung hợp lại cùng nhau. Tiếp lấy thì bắt đầu cuồng bạo. ầm ầm Nguyên tử bắt đầu nổ tung lên. Một đợt nổ tung dẫn động một cái khác sóng nổ tung. Trong lúc nổ tung lực lượng cực thuần túy, sạch sẽ. Thái cổ long bi bị bão táp từ trường vây quanh. Nguyên tử ở phía trên điên cuồng nổ tung. Thái cổ Long Bi bên trong tất cả quy tắc cùng lực lượng bất đắc dĩ cũng bắt đầu tự vệ. Lúc này, Tư đồ Nam chỉ nhất quyền liền đem Thái cổ Long Bi đánh bay ra ngoài. Kiều Ngưng cảm nhận được Thái cổ Long Bi ngay tại tiếp nhận vô cùng lợi hại công kích, nàng cấp tốc đem Thái cổ Long Bi thu đến trong nghi tâm. Trong nghi tâm có huyệt khiếu vị trí, đi qua tu luyện về sau bên trong có thể tồn thả pháp bảo. Dạng này pháp bảo cùng người hội càng thêm huyết nhục tương dung, cũng sẽ càng thêm giàu có cảm tình như vậy thi triển lên pháp bảo đến chính là làm ít công to. Xưa nay kiếm đạo cao thủ, ngày ngày gối kiếm mà ngủ, liền cũng là đạo lý này. Cái kia nguyên từ thần quang kề cận thái cổ Long Bi không ngừng nổ tung, bất quá khi tiến vào kiều ngưng mi tâm trước đó, thái cổ Long Bi chấn động, liền đem tất cả nguyên từ thần quang đánh bay ra ngoài. Bão táp từ trường cấp tốc đem kiều ngưng quấn chặt lấy. La quân ở phía dưới nhìn trong lòng căng thẳng, cái này trên lôi đài hôm nay cũng là chết mấy người. Tiên gia bắt đầu đấu pháp, chết người không thể tránh được. Kiều ngưng liền xa vào đến bão táp từ trường bên trong, nàng bốn phía tất cả đều là nguyên từ thần quang. Cái này nguyên từ thần quang lẫn nhau ma sát nổ tung, mỗi một cái nháy mắt đều sinh ra có thể nổ nát một tòa thành thị bạo tạc lực lượng. Dạng này lực lượng, khủng bố tới cực điểm. Thần quang lấp lóe, nguyên từ nổ tung lúc sinh ra năng lượng ba động đem không khí nổ tung, đem tất cả quy tắc vỡ nát. Đó là một loại tận thế nổ tung lực lượng kinh khủng tư đồ nam mặt sắc lúc này cũng khó nhìn hắn vận dụng chiêu này đối pháp thuật tiêu hao cực to lớn cơ hồ là một loại tự mình hại mình hành vi không đến bước bất đắc sĩ thời điểm hắn đều không muốn sử dụng chiêu này đòn sát thủ nhưng là kiều ngưng lại đem hắn bước đến nước này kiều ngưng thi triển lôi long một đầu to lớn lôi long theo lôi trì bên trong sông ra trong nháy mắt đem nàng bảo vệ được bão táp từ trường hung hãn vô cùng cấp tốc đem lôi long nổ tung cái kia lôi điện văng từ phía tựa như là trên chiến trường cổ hai quân giao chiến mũi tên điên cuồng tích lũy bắn lôi long cũng không ngăn cản được bão táp từ trường cũng may là kiều ngưng có một tòa lôi trì nguồn năng lượng ở chỗ này một đầu lôi long ngăn cản không nổi vậy liền hai đầu lôi long hai đầu không được thì tam điều kiều ngưng một mực trèo trống tư đồ nam mặt sắc càng phát ra tái nhợt tư đồ nam vận khí cũng coi là cực kém nếu là gặp phải hắn cao thủ hắn sớm cũng thắng lợi có thể hết lần này tới lần khác gặp phải tinh thông lôi pháp kiều ngưng. Cái này bão táp từ trường tuy nhiên lợi hại, nhưng là lôi điện lực lượng lại có thể tới đọ sức một phen. Vỡ vụn, kiều ngưng đột nhiên lệ quát một tiếng, nàng mười ngón tay xòe ra, đột nhiên, trong lôi chỉ cửu long thăng thiên. Cửu long sông lên trời, cấp tốc tiếp dẫn trên trời lôi điện, chín đầu lôi long tại trong một nhịp hít thở liền thì lớn mạnh, sau đó, tựa như là mặt nhật thiên tai, trong nháy mắt chín đạo lôi long điện quang trụ chém xuống bão táp từ trường cố nhiên lợi hại lúc này tư đồ nam công lực lại là không đủ cái kia bão táp từ trường cấp tốc xé rách chín đầu lôi điện quang trụ nhưng đến sau cùng lại là không tiếp tục kiên trì được oanh một tiếng bão táp từ trường rốt cục nổ bể ra tới tư đồ nam cũng bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi tới kiều ngưng lấy được thắng lợi nàng lúc này ngược lại là có thể đem tư đồ nam giết nhưng hôm nay là trăng sáng tiên tôn tiệc mừng thọ có thể không giết người vẫn là tận lực không nên giết người làm tốt. Cho nên Kiều Ngưng không có tiếp tục truy kích. Tư đồ nam hạ tràng. Trên trận Kiều Ngưng ngạo mà đứng. Kiều Ngưng dùng nàng thực lực tuyệt đối hướng đông đảo tu sĩ chứng minh, nàng yêu tiên tên được đến tuyệt đối không giả. Chỉ bất quá, một trận chiến này thắng cũng có chút vất vả. Riêng là sau cùng phá vỡ tư đồ nam bão táp từ trường lúc, Kiều Ngưng có thể nói là nguyên khí tổn hao nhiều. Cái kia bão táp từ trường chính là từ đồ nam sát chiêu, chính là là có thể chém giết vô số thần thông cao thủ tồn tại, Kiều Ngưng hoàn toàn là lấy cậy mạnh đem phá vỡ. Cho nên lúc này, Kiều Ngưng nhất định phải nghỉ ngơi 3 giờ, đồng thời còn muốn nuốt đan thuốc, như thế mới có thể khôi phục công lực. Cũng là ở thời điểm này, thiên thủy phái đoạn thủy lưu đại sư huynh đến trên đài. Đoạn thủy lưu là Yên Vân Nguyệt đại đệ tử, hắn lúc này đi lên, khó tránh khỏi có chút lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn nhưng là, cái này lại lại không thể dị nghị, bởi vì vì mọi người không có khả năng nói người kiều ngưng nguyên khí tổn hao nhiều, sau đó chúng ta liền muốn đem cái này tặng thưởng chắp tay đưa tiện A. Kiều cô nương, đoạn thủy lưu ôm quyền, nói ra, ta tới cũng không phải là hướng người lĩnh giáo, người trước tiên có thể đi xuống đi khôi phục nguyên khí. Các loại nguyên khí khôi phục về sau, ta lại đánh với người một trận. Chỉ bất quá dưới mắt, ta muốn tiết kiệm một chút thời gian, đem người khác đánh bại hắn không khí rất lớn đoạn thủy lưu lần này trên thực tế đối trang sáng tiên tôn chuẩn bị lễ vật là nhất định phải được vừa mới hắn một mực không xuất thủ để tư đồ nam ra tận danh tiếng đây không phải hắn sợ mà là bởi vì hắn đang xúc thế kiều ngưng lúc này cũng vô pháp cậy mạnh nàng gật gật đầu xuống lôi đài ta đến lĩnh giáo các hạ cao chiêu lúc này lại có một tên cao thủ trên đài kiều ngưng lại là trở lại la quân bên người la quân lo lắng hỏi người cảm giác thế nào? Kiều Ngưng cảm nhận được La Quân quan tâm, trong nội tâm nàng đột nhiên đã cảm thấy thư sướng vô cùng. Mỉm cười, nói ra, không có việc gì, bất quá là tổn hại chút nguyên khí. La Quân nói ra, người đem cái này hai cái thần đan cho phục. Hắn nói liền lấy ra hai cái thần đan. Kiều Ngưng không khỏi ngẩn ngơ, nàng sau khi nhận lấy, phát hiện thật sự là thần đan. Sau đó thì kỳ quái nói, người vậy đến thần đan, La Quân dùng ý niệm nói ra, người ngốc a, à, Kakata trộm cắp phú hóa môn tảng chân cát, trên tay thần đan chỗ đó hội thiếu. Mà lại, giống như ngươi nghèo quá đi, ta đến thời điểm có cái gọi áo trắng cuồng sĩ Tô Bạch thành người ăn cướp ta, kết quả ta trở tay bắt hắn cho ăn cướp. Hắn phòng bị tu di bên trong có 10.000 mai thiên đan, 20 mai thần đan. Tô Bạch Thành, Kiều Ngưng hơi kinh hãi. Nàng nói ra, Tô Bạch Thành người này ta biết, người có thể đem hắn ăn cướp hắn bị ta giết la quân nói ra hắn tiếp lấy cười một tiếng nói ra ta hiện tại có chút thủ đoạn người khả năng còn không rõ ràng lắm trung gian kinh lịch quá nhiều chuyện chờ đến không ngã nói cho ngươi hắn cũng không tính nói với kiều ngưng chính mình thọ mệnh khó có thể kéo dài sự tình cái kia quá nặng nề kiều ngưng nói ra tốt a à, trong nội tâm nàng là thay la quân vui vẻ nhìn lấy ngươi nhanh như vậy trưởng thành ta cũng yên lòng la quân mỉm cười hắn nói ra ngươi còn chưa nói làm sao ngươi nghèo như vậy đây theo tô bạch thành so ra trên tay ngươi tích xúc quá ít kiều ngưng nói ra vậy cũng không kỳ quái rất nhiều tu sĩ đều là lấy cướp bóc làm nhiệm vụ của mình mà tô bạch thành tu vi cao thâm tác phong càng là không hề cố kỵ hắn không biết ăn cướp bao nhiêu người cho nên trên thân có nhiều như vậy thiên đan không có gì lạ ngươi muốn ta đi ăn cướp làm loại sự tình này ta thủy chung là không làm được vậy cũng đúng La Quân nói ra. Sau đó, Kiều Ngưng liền đem hai cái thần đan phục dụng. Tại thần đan trợ giúp dưới, nàng nguyên khí tại trong vòng 5 phút hoàn toàn khôi phục. Đợi chút nữa, cái này đoạn thủy lưu giao cho ta tới đối phó đi. La Quân nói với Kiều Ngưng. Kiều Ngưng nao nao, nàng nói tiếp, đoạn thủy lưu không đơn giản, tu vi cũng tại người phía trên. Vẫn là ta lên đi. La Quân nói ra, Kiều Ngưng, tin tưởng ta ngươi cũng không có khả năng mọi chuyện vì ta làm thay, đúng hay không? Kiều Ngưng nói ra, thế nhưng là. La Quân nói ra, ta có thể. Kiều Ngưng gặp La Quân kiên trì, nàng liền cũng liền không tốt nói thêm gì nữa. Trên lôi đài, Giao Phong cũng không tính kịch liệt. Đoạn thủy lưu thực lực cường hãn đến khiến người ta cảm thấy kinh ngạc, khác thủ đoạn nghiêm chỉnh không kém tư đồ nam. Hắn một mực ẩn nhẫn không phát, lại là so tư đồ nam phải có lòng dạ nhiều lên sân khấu ba tên cao thủ toàn bộ bị đoạn thủy lưu tại mấy cái đối mặt ở giữa đánh bại bên trong một tên cửu trọng thiên đỉnh phong cao thủ cũng là ba cái hội hợp thì bị đánh bại đoạn thủy lưu trong tay có một miệng biến hóa thần đao pháp lực quán chú ở phía trên biến hóa thần đao có thể hóa thành đoạn thủy lưu hình người đồng thời nắm giữ đoạn thủy lưu bản sự này bằng với là hai cái đoạn thủy lưu tại công sát tuy nhiên biến hóa thần đao lực lượng không có khả năng cùng đoạn thủy lưu giống như đúc nhưng lực sát thương cũng là rất kinh người. Đoạn Thủy Lưu trong tay còn có một cái pháp bảo, vì đang xa tà kiếm, hắn công giết địch nhân lúc cùng biến hóa thần đao phối hợp, uy lực cực lớn. Đoạn Thủy Lưu tu luyện chu thần la thiên kiếm thuật, môn kiếm thuật này cường hãn, cơ hồ là cùng cảnh giới bên trong không gì địch nổi. Cho nên Đoạn Thủy Lưu tại kiến thức kiều ngưng lợi hại về sau, Y Nguyên có thể rất đại khí để kiều ngưng phía dưới đi nghỉ ngơi. Lúc này đã không ai dám đi lên cùng đoạn thủy lưu đọ sức. La quân dự định đi lên, kiều ngưng tiến lên trước một bước, ngăn trở la quân đường đi, nàng dùng ý niệm trầm giọng nói ra, la quân, đoạn thủy lưu lợi hại vượt qua ta đoán trước. Liền xem như ta đi lên, cũng không có lượng quá lớn nắm. Người dù sao tại tu vi bên trên kém hắn một cảnh giới. Để cho ta lên đi. La quân nói ra, không được. Kiều ngưng nói ra, ta như bại, người lại đến đi cũng không muộn chí ít ta còn có thể tiêu hao hắn nguyên khí. Ta như bại, ngươi lại đi. La quân cười một tiếng, nói ra, tốt xấu ta là nam nhân, làm sao có để ngươi một nữ nhân cho ta ở phía trước chịu khổ thụ hiểm đạo ý. Hắn sau khi nói xong, liền dựa vào nhân hoàng kính, lóe lên phía dưới liền đến đến trên lôi đài. Ngươi, đoạn thủy lưu nhìn thấy La quân về sau, trong mắt lóe lên kinh ngạc chi sắc. Đây không phải là cho tiên tôn dâng lên tinh thần toa lâm thiên sơn sao? hắn lại dám đến cùng đoạn thủy lưu đạo hữu đánh lôi đài, hắn là điên sao. Dưới đài tiếng nghị luận lập tức liền phát ra tới. Cửu trọng thiên đỉnh phong cao thủ tại đoạn thủy lưu thủ hạ đều đi bất quá mấy hiệp, cái này Lâm Thiên Sơn bất quá là cửu trọng thiên trung kỳ, hắn là ở đó đến lá gan đi lên A. Thế thì cũng không kỳ quái A, kẻ này không theo lẽ thường ra bài, liền đi vũ hóa môn bên trong đêm sao trời con thoi đều có thể trộm ra, có lẽ hắn còn có một số không muốn người biết thủ đoạn đây nói cho cùng, bất quá là cái cướp gà trộm chó hạng người. Đạo hữu lời này của ngươi thì không đúng, tu sĩ chúng ta, chỉ cầu đại đạo, không nói thủ đoạn ti tiện. Lại nói, ta không cảm thấy một cái có thể tải vũ hóa môn như thế nghiêm phòng tử thủ đại phái phía dưới, lại có thể trộm đi đồ, vật, còn có thể toàn thân trở ra người là cướp gà trộm chó hạng người. Dưới đài các loại tiếng nghị luận đều có. Yên Vân Nguyệt nhìn thấy là Quân đi lên về sau, nàng chân mày hơi nhíu lại. Bên cạnh nhị đệ tử Ly Hun nói ra, "Sư phụ, Thiên Sơn Ân công làm sao cũng tới đi. Hắn chỉ sợ không phải đại sư huynh đối thủ." Yên Vân Nguyệt nói ra, "Các ngươi cũng đừng quên, hắn nhưng là đem cái kia cửu trọng thiên đỉnh phong thương vân tẩu cho đánh giết." Ly Hun nói ra, "Đại sư huynh há lại thương vân tẩu có thể so với. Sư phụ, nếu không ngài truyền âm cho đại sư huynh, để đại sư huynh không muốn hạ tử thủ." Yên Vân Nguyệt trách mắng, "Hồ nháo, trên lôi đài há lại trò đùa." thắng bại không có ra trước khi đến người nào cũng không thể kết luận cái gì nếu là đại sư huynh của ngươi có chủ tâm nhường cho cái kia chính là đang lấy hắn sinh mệnh mình làm trò đùa vả lại chúng ta đã không nợ lâm thiên sơn cái gì thiên nhược ngươi cảm thấy lâm thiên sơn có phần thắng sao minh nguyệt tiên tôn cười nhạt một tiếng hỏi bên người đại đệ tử ly thiên nhược nói ra lâm thiên sơn trên người người này lộ ra hứa nhiều thần bí theo bên ngoài đến xem Kẻ này thật là không có phần thắng chút nào. Nhưng hắn nếu biết đoạn thủy lưu thủ đoạn còn dám đi tới, chắc hẳn vẫn là có nơi dựa dẫm. Minh Nguyệt Tiên tôn gật gật đầu, nói ra, trên người người này xác thực có thật nhiều bí mật, mà lại, ta nhìn Lâm Thiên Sơn cái tên này đại khái cũng là giả. Trên người hắn chân thực khí tức bị một môn kỳ công cho che giấu. Cái kia Tiêu Viễn Sơn phía dưới tối cao lệnh truy sát, chỉ sợ cũng công dã tràng. Ly Thiên nhược hơi kinh hãi, nói ra còn có như thế kỳ công, đệ tử một chút cũng không nhìn ra. Ngay cả ta đều nhìn không ra hắn chân thân, huống chi là ngươi. Minh Nguyệt Tiên Tôn nói ra, Kiều Ngưng tại hạ đài lo lắng vạn phần, có thể nàng cũng biết, là quân có là quân tôn nghiêm. Nàng không thể cái gì đều giúp La là Quân làm thay. Bây giờ Kiều Ngưng cũng chỉ có tại dưới đài cầu nguyệt, hy vọng La Quân có thể lần nữa cho nàng kinh hỉ. Trên đài, đoạn thủy lưu đã theo trong lúc kinh ngạc khôi phục lại bình tĩnh hắn nhạt vừa nói nói lâm thiên sơn người đã cứu ta sư đệ muội nhóm thiên thủy phái trên dưới đối người biểu thị cảm kích nhưng là chỉ cần ngươi đứng tại cái lôi đài này phía trên ta không có khả năng đối ngươi lưu thủ la quân nói ra ta đã sớm nói ta tại thiên thủy phái cũng vô ân huệ ta đứng lên đến cũng là vì tặng thưởng cũng không phải tới vì để ngươi thủ hạ lưu tình mọi người hôm nay vô luận sinh tử thắng bại đều đều bằng bản sự ta mà chết tại trên tay ngươi tự nhiên cũng là cùng người không càng. Đoạn thủy lưu nói ra, tốt, 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 trong mắt của hắn tách ra tinh mang đến, nói ra, vậy liền ra tay đi. Là quân lúc này cũng là trong mắt hàn quang lóe lên. Cái kia một cái chớp mắt, là quân ra tay trước. U Minh cửu âm đồ trong nháy mắt liền đem toàn bộ lôi đài bao phủ lại. U Minh cửu âm đồ không gian thu phóng tự nhiên, như là cực hạn lúc, có thể đem một tòa thành trì bao phủ lại. Mọi người dưới đài lập tức liền cái gì đều không nhìn thấy, chỉ nhìn thấy một mặt màu đen to lớn cờ xí. Đoạn thủy lưu cũng là bị kinh ngạc, hắn chỉ thấy mình bốn phía đều đã sinh ra biến hóa. Bốn chỗ đều là đen nhánh, đen nhánh bên trong, lạnh thấu xương rét lạnh u minh quỷ khí cuồn cuộn bừng bừng. La quân thì xuất hiện tại đoạn thủy lưu trước mặt 10 mét chỗ. Quả nhiên có chút thủ đoạn, đoạn thủy lưu cười lạnh một tiếng. Hắn tiếp lấy thì thét dài một tiếng, thì triển ra biến hóa thần đao. Cái kia biến hóa thần đao trên không trung bay ra một đạo lưu quang, tiếp lấy rơi xuống lúc cũng đã là một cái khác đoạn thủy lưu. Biến hóa thần đao biến hóa ra đoạn thủy lưu là toàn thân áo đen, đoạn thủy lưu thì toàn thân áo trắng. Cái kia áo đen trong tay cũng cầm một cây đao, thanh đao này cũng là biến hóa thần đao chúng đao. Biến hóa thần đao pháp khí này bản thân khí linh cũng là có biến hóa chi dụng, bởi vậy mới gọi là biến hóa đoạn thủy lưu trong tay thì tế ra đằng xà tà kiếm giết đoạn thủy lưu quát lạnh một tiếng tiếp lấy một chỉ điểm ra cái kia đằng xà tà kiếm lập tức hóa thành một đạo lưu quang sông về phía la quân nơi cổ họng áo đen biến hóa thần đao cũng theo bay ra ngoài nhất đao nhất kiếm trên không trung trong nháy mắt thì sinh ra biến hóa đằng xà tà kiếm bên trong khí linh đằng xà bỗng nhiên đưa ra há mồm thì phun ra sương mù màu đen những sương mù này cấp tốc liền đem la quân bao phủ lại trong xương mù ẩn chứa kịch độc, kịch độc bên trong còn có lóa mắt lân quang. Cái kia đằng xa ở trong sương mù như thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, nó tương tà kiếm hút vào trong miệng, tiếp lấy phun ra ra vô số miệng mang theo kịch độc kiếm mang công sát hướng la quân. Xương độc đem từ trường, pháp lực chờ một chút lực lượng toàn bộ ăn mòn, đối thủ pháp lực xâm nhập vào trong làn khói độc, lập tức liền giống như là chúng độc một dạng. Vô số kịch độc kiếm mang lôi đình thiểm điện bắn giết hướng la quân còn có cái kia áo đen đã ngừng lại một chút la quân sau lưng, tiếp theo chính là nhất đao chảm dưới. Nhất đao chảm dưới, huyễn hóa ra ngàn vạn đao mang, phổ biên tiêu sát pháp tắc đem la quân bao phủ, cái kia cỗ tiêu sát hàn ý để la quân cảm thấy toàn thân cao thấp đều nhanh muốn bị mê mẩn. Một trước một sau hai loại công sát, một cái ở ngoài sáng, một cái ở trong tối. xương độc hiểm hộ biến hóa thần đao, quả nhiên là tuyệt diệu. La quân biến hóa cũng là cực nhanh, không chút nghĩ ngợi, trực tiếp mượn nhờ nhân hoàng kính lóe ra đi. La quân vốn muốn đi đánh lén đoạn thủy lưu, nào biết đoạn thủy lưu động tác càng nhanh, trước một bước di động thân hình, ẩn thân đến trong làn khói độc. Độc kia xương mù di động, áo đen cũng giấu ở bên trong. Đây là hung hiểm nhất sát trận. Đoạn thủy lưu động tác cực nhanh, La quân lại không chính diện giao phong, liên tục mấy lần đều mượn nhờ nhân hoàng kính tránh ra. Đoạn thủy lưu lúc này cũng ý thức được La quân trong tay pháp bảo thần diệu, hắn lạnh hừ một tiếng, thân thể lóe lên, đột nhiên thì bắt được la quân thân hình. Nhân hoàng kính thuấn gian di động, nếu như lấy ra thẳng tắp đào mệnh còn tốt. Nhưng luôn như vậy né tránh, lại là cũng không có rất đại ưu thế. Trước đó la quân đối phó lên nhân hoàng kính cảm thấy cố hết sức, đó là bởi vì hắn tu vi không đủ. Đương nhiên, nhân hoàng kính tác dụng tự nhiên không chỉ là trước mắt những tác dụng này. La Quân trước mắt Tu Vi hiển nhiên là không thể hoàn toàn phát huy ra nhân hoàng kính diệu dụng. Đoạn Thủy Lưu chặn đứng La Quân, lập tức đem một nghìn nói kịch độc kiếm mang bắn trụng hướng La Quân. Vậy cơ hồ là ùn ùn kéo đến, già thiên tế nhật. La Quân trong nháy mắt liền bị kiếm mang bao phủ lại, đồng thời, áo đen biến hóa thần đao cũng lần nữa chém tới một đao. Đao mang lạnh thấu xương, tiêu sát vô biên, một đao đoạn hồn. La Quân cấp tốc tế ra đại hắc đan cả người hắn ẩn thân tại đại hắc đan bên trong. Đại hắc đan kịch liệt xoay tròn, đồng thời phát động hàn băng đóng băng. Lốp ba lốp bốp, may là như thế, cái kia kịch độc kiếm mang vẫn là tại đại hắc đan phía trên chém giết ra vô số đầu khe rãnh thọc sâu kiếm ngân tới. Là quân không khỏi rên lên một tiếng, cái này đoạn thủy lưu công lực quá mức thâm hậu, riêng là đằng xà tà kiếm kiếm mang, kịch độc vô cùng. Đại hắc đan cũng không thể hoàn toàn ngăn cản được. Đồng thời, cái kia áo đen biến hóa thần đao cũng tại đại hắc đan phía trên chém giết ra một đầu sâu đậm lỗ hồng tới. Là quân cảm giác được đại hắc đan đã bắt đầu tan giã, hắn pháp lực ngưng tụ đại hắc đan lại có chút cố hết sức. Không tốt, ta đại hắc đan thế mà chúng độc, là quân hoảng sợ, hắn đại hắc đan cấp tốc vận chuyển, trực tiếp đem kiếm mang cùng đao mang pháp tác lực lượng cho đồng hóa đi vào. Đại hắc đan chính là bao dung vạn vật thiên địa pháp tướng, cho nên cũng không sợ những thứ này pháp tác lực lượng không phải vậy lời nói, những thứ này pháp tác lực lượng thương tổn so kịch độc càng khủng bố hơn. Đoạn thủy lưu cười lạnh một tiếng, hắn nhất kiếm nhất đao đi xuống, cái kia có không có hiệu quả đạo lý. Ngay sau đó, đoạn thủy lưu xuất thủ càng nhanh. Cái kia đằng xà cấp tốc đem chọn cái đại hắc đan bao lấy, đồng thời há mồm phun ra càng nhiều kịch độc kiếm mang tới. Áo đen chui đến phía dưới, một đao hung hăng hướng đại hắc đan phía dưới đâm tới biến hóa thần đao bên trong tiêu sát pháp tác lực lượng cũng theo mãnh liệt chui vào đi vào. La quân cảm giác được ngạt thở, đại hắc đan bắt đầu tan rã. Đáng giận a, à, la quân cảm giác mình tựa như là bị cự mãng cuốn lấy. Nhanh nhạy hòa thượng, la quân quát một tiếng. Ngay sau đó, nhanh nhạy hòa thượng theo đại hắc đan bên trong chui ra. Hắn tách ra vô cùng xúc tu, những thứ này xúc tu lập tức liền đem đằng xà xuyên thủng, đồng thời quấn ngược ở đằng xà thì liền áo đen cũng bị quấn chặt lấy. Đồng thời, là quân ngay tại đại hắc đan bên trong điều động U Minh cửu âm đồ lực lượng. U Minh nguyên thần, ngôi sao nguyên thần, hắc ma thần, huyết ma thần cùng 100 trăm ngàn quỷ hồn toàn bộ vây xung quanh đoạn thủy lưu cùng áo đen cùng đằng xa. Đoạn thủy lưu cùng áo đen pháp lực gì cường đại, nhanh nhạy hòa thượng một người căn bản không có khả năng đem bọn hắn chế trụ. Mắt thấy bọn họ thì muốn tránh thoát, lúc này U Minh Nguyên Thần cùng ngôi sao Nguyên Thần chỉ huy 100.000 quỷ hồn phát động chư thiên quỷ chú. La Quân lúc này chỉ hận pháp lực mình không đủ, không phải vậy lời nói lại phụ trợ đại lôi âm phổ độ kim quang cùng tiểu túc mệnh thuật, nhất định chỉnh đoạn thủy lưu đại sư huynh gọi cha gọi mẹ. Bất quá may là như thế, 100.000 quỷ hồn cùng một chỗ phát động chư thiên quỷ chú cũng đầy đủ để đoạn thủy lưu bị đau. Quỷ kia rổ hóa thành vô cùng u ám khí thức điên cuồng hướng đoạn thủy lưu trong đại não tràn vào, đồng thời cũng tại gặm nuốt lấy đằng xà cùng áo đen. Đoạn thủy lưu là chủ chốt thành viên, hắn chịu ảnh hưởng, toàn bộ công kích đoàn đội cũng liền chịu ảnh hưởng. Lúc này, nhanh nhạy hòa thượng đảo khách thành chủ, đem đoạn thủy lưu bọn người toàn bộ kéo chặt lấy. Đoạn thủy lưu liều mạng giấy ruộng, cũng chống cự chư thiên quỷ chú. Là quân theo nhanh nhạy hòa thượng tâm linh tương thông, hắn cảm giác được dần dần áp chế không nổi đoạn thủy lưu. Liên đối với nhanh nhạy hòa thượng nói ra, thả đoạn thủy lưu ra ngoài nhanh nhạy hòa thượng đương nhiên hiểu được bắt đại phóng tiểu. Ngay sau đó, nhanh nhạy hòa thượng từ bỏ đoạn thủy lưu. Đoạn thủy lưu thét dài một tiếng, lao ra. Đoạn thủy lưu tiếp lấy thì thi triển pháp lực triệu hồi áo đen, áo đen kịch liệt dẫy ruộng, tiếp lấy cũng bay ra ngoài. Nhanh nhạy hòa thượng liền thì toàn lực khóa chặt lại đằng xa, cái kia đằng xa làm sao đều không phải là nhanh nhạy hòa thượng đối thủ. Nhanh nhạy hòa thượng bắt đằng xa, cấp tốc thì chui vào đến u minh cửu âm đồ chỗ sâu đoạn thủy lưu lập tức cũng cảm giác được chính mình cùng đằng xà tà kiếm mất đi liên hệ. Người thế mà đoạt ta pháp bảo, đoạn thủy lưu không khỏi giận dữ. Là quân cười ha ha, hắn nói ra, chẳng lẽ quy định không cho phép đoạt sao? Người muốn chết, đoạn thủy lưu phẫn nộ không thôi. Là quân muốn nói cái gì lúc, đột nhiên cảm thấy có chút đầu choáng váng, hắn bỏ rơi đầu, ý đồ để cho mình thanh tỉnh một chút. Hắn lúc này cũng không thoải mái bởi vì vì đại hắc trong nội đan độc dẫn đến hắn cũng theo chúng độc. Đoạn thủy lưu thấy thế, lập tức lòng dạ biết rõ. La quân không nói một lời, quay người thì lấy nhân hoàng kính lấp lóe tiến u minh cửu âm đổ chỗ sâu. Muốn chạy trốn, không dễ dàng như vậy, đoạn thủy lưu lập tức truy vào đi, đoạn thủy lưu trong lòng cũng rõ ràng, là quân bên này đại khái là hàng phục đằng xà tà kiếm. Như vậy là quân rất nhanh liền có thể giải độc, đây là ngàn năm một thủa cơ hội, hắn không thể bỏ qua. Đoạn thủy lưu vừa mới truy vào đi, U Minh Nguyên Thần cùng ngôi sao Nguyên Thần còn có huyết ma thần, hắc ma thần lập tức chảo nhiếp tới, ngăn cản đoạn thủy lưu đường đi. Lan đi, đoạn thủy lưu hét lớn một tiếng, cái kia áo đen đã khôi phục thành hóa hình thần đao bản thể. Hắn một tay cầm biến hóa thần đao, chém ra một đao. Nhất thời, một đạo thọc sâu ngàn trượng đao mang chém ra, mấy ngàn lệ quỷ, trực tiếp hồn phi phách tán. Cái này U Minh Cửu Âm đồ lợi hại vô cùng, nhưng hiện tại vấn đề cũng là U Minh Nguyên Thần những tu luyện này chưa thành, mà lại khuyết thiếu một cái chủ trì trận pháp người. Lúc này là quân chính mình chạy, cho nên trận pháp tự nhiên là ngăn không được đoạn thủy lưu dạng này tuyệt đỉnh cao thủ. Bằng vào một kiện pháp khí, như thế nào là cử trọng thiên đỉnh phong tiểu cự đầu đối thủ. U Minh Cửu Âm đồ bên trong có vô số không gian loạn lưu, còn có không gian quy tắc. Bên trong to lớn vô cùng có thể dung nạp một tòa thành thị to lớn. La quân đối U Minh cửu âm đồ vô cùng quen thuộc, trong nháy mắt liền đến ngoài trăm dặm, cùng nhanh nhạy hòa thượng tụ hợp. Đổi mới nhanh nhất không sai đọc, hãy ghé thăm mời bú ký Lô Mê Tác, trang web đọc mới nhất. Nhanh nhạy hòa thượng đang đoàn kia chỗ hắc ám chính cầm lấy đằng xà tà kiếm, lúc này La Quân chạy đến. Người làm sao thuần phục cái này tà kiếm, La Quân gặp đằng xà tà kiếm đã vô cùng khéo léo, không khỏi kỳ quái hỏi nhanh nhạy hòa thượng cười hắc hắc, nói ra, đạo hữu người đại lôi bởi vì phổ độ pháp kim quang phù lục ngay ở chỗ này mặt, bần tăng mượn dùng một chút, cưỡng ép đưa nó độ hóa. Bây giờ kim quang kia phù lục mỗi ngày hấp thu quỷ hồn nguyện lực, khuất phục loại pháp khí này, không hề có một chút vấn đề. La quân bừng tỉnh đại ngộ, hắn hít sâu một hơi, nói ra, ta bên trong đằng xà tà kiếm độc, độc này tựa hồ rất kỳ lạ. Tầm thường độc vốn là không làm gì được ta. Nhanh nhạy hòa thượng bị kinh ngạc, hắn lập tức liền đem đằng xà tà kiếm khí linh triệu hoán đi ra. Đạo hiếu, cái kia đằng xà sau khi đi ra, lập tức đối la quân cung cung kính kính. La quân không khỏi cảm giác buồn cười, bất quá lúc này cũng chỉ hoãn không được, cái kia đoạn thủy lưu còn ở phía sau truy đây. Cũng may mắn U Minh cửu âm đồ bên trong quy tắc rất nhiều, không gian rất lớn, cho nên đoạn thủy lưu nhất thời nửa khắc cũng là truy không đến. La quân liền hỏi, giải thích như thế nào độc? đăng xa dùng là ý niệm, nó nói ra, độc rắn vốn không giải, bất quá ta có thể giúp đạo hữu đem độc hút ra tới. Tốt, tranh thủ thời gian, La Quân nói ra. Cái kia đằng xà lập tức tiến lên, nói, đạo hữu đem cái kia hắc đan tế ra tới. La Quân liền lập tức đem đại hắc đan tế ra đến, đằng xa khẽ hấp, cái kia hắc đan phía trên độc tố liền đều bị hút ra đi. La Quân lập tức cũng cảm giác được sảng khoái tinh thần. La Quân cũng biết, nhanh nhạy hòa thượng chỗ lấy có thể độ hóa đằng xà tà kiếm, chủ nếu là bởi vì nhanh nhạy hòa thượng đem đằng xà tà kiếm cưỡng ép mang ra xa như vậy. Kể từ đó, đoạn thủy lưu không cách nào đem pháp lực quán thâu đi qua, này mới khiến nhanh nhạy hòa thượng thành công độ hóa. Nếu như đằng xà tà kiếm vẫn luôn tại đoạn thủy lưu trong tay, cái kia nhanh nhạy hòa thượng là rất khó độ hóa cái này đằng xà tà kiếm. Là quân liền đối với nhanh nhạy hòa thượng nói ra, đi, chúng ta ra ngoài gặp lại hội đoạn thủy lưu nhanh nhạy hòa thượng nói ra được rồi cái kia bóng đêm vô tận bên trong đoạn thủy lưu tốc độ nhanh như thiểm điện đúng vào lúc này la quân trong hư không lóe lên liền xuất hiện tại đoạn thủy lưu trước mặt đoạn thủy lưu không cần tìm ta ngay ở chỗ này la quân vừa nói cũng đã tế ra tẩy kiếm trì cái kia tẩy kiếm bên trong thần trì kim quang thần kiếm vạn đạo trong nháy mắt xoắn ra một cỗ kiếm nhận phong bảo mỗi một đạo kiếm quang bên trong đều ẩn chứa vô cùng hung uy kiếm nhận phong bạo hung mãnh bắn trụng hướng đoạn thủy lưu cái này kiếm nhận phong bạo uy lực để đoạn thủy lưu bị kinh ngạc hắn tự nhiên cũng đã biết bực này uy lực là không thể nhẹ anh ngọn núi kiếm nhận phong bạo bên trong mỗi một đạo kiếm quang đều ẩn chứa khắc sâu vô cùng kiếm đạo tinh thần mỗi một đạo kiếm quang đều giống như là một vị kiếm đạo cao thủ rất tốt đoạn thủy lưu trong mắt tách ra lệ quang tới Lâm Thiên Sơn, ta vốn không muốn giết ngươi, là ngươi bức ta." Đoạn Thủy Lưu hét lớn một tiếng, nói, "Chư thần La Thiên kiếm thuật." Biến hóa thần đao tại cái này một cái chớp mắt, cũng biến hóa thành áo đen, vận dụng vô cùng tiêu sát pháp tác đem La Quân khóa chặt. Nhân hoàng kính chỗ lợi hại ở chỗ ra bất ngờ, mà Đoạn Thủy Lưu tại biết La Quân món pháp bảo này về sau, lại sẽ không lại cho La Quân cơ hội. Áo đen ở trên không vận chuyển tiêu sát pháp tác khóa chặt La Quân, đồng thời cũng tùy thời chuẩn bị đối la quân triển khai một đòn mãnh liệt. Đoạn Thủy Lưu hai mắt huyết hồng, hắn há mồm phun ra một ngụm máu kiếm tới. Máu này kiếm cũng không phải là thật kiếm, mà chính là vạn kiếm chi hồn. Cũng là chư thần la thiên kiếm thuật bản nguyên lực lượng, chính là Đoạn Thủy Lưu theo một trong động phủ thời thượng cổ thu hoạch, lại chính mình đi hấp thu vô số kiếm chi tinh hồn. Diệt, Đoạn Thủy Lưu thi triển pháp quyết, vận chuyển pháp lực. Cái này miệng huyết kiếm lập tức huyết quang đại thịnh lên, đồng thời, huyết kiếm hóa thành vạn đạo huyết sắc kiếm quang. Này huyết sắc lập tức liền đem tẩy kiếm thần chỉ kiếm bảy vây lại, sát phạt ngập trời, mỗi một đạo huyết kiếm bên trong đều mang khủng bố dọa người sát phạt tinh thần. Vạn đạo huyết kiếm tung hoành ngang dọc, cấp tốc hình thành 36 đạo la thiên bàn cờ. Một cỗ thượng cổ tăng thương cuồn cuộn khí tức theo la thiên trong bàn cờ bạo phát đi ra, la thiên bàn cờ đem tẩy kiếm thần chỉ kiếm bảy chết khóa lại mỗi một chiếc huyết kiếm đều giống như là một tên chu thần cao thủ. Chỉ một lúc sau, giang rắc một tiếng, cái kia tẩy kiếm thần chỉ bắt đầu kịch liệt đung đưa, tiếp lấy liền trực tiếp nổ bể ra tới. Tẩy kiếm thần chỉ không chịu nổi chư thần la thiên kiếm thuật uy lực, trực tiếp bị hủy. Sau đó, cỗ này huyết sắc thương khung kiếm lực ngang dọc biến hóa, 36 đạo kiếm buộc như du long, như bàn cờ tung hoành ngang dọc, đem la quân bao phủ bên trong. Lúc này, cái kia áo đen cũng bộc phát ra không gì sánh kịp một đao. Một đao kia quang hoa tỏa sáng cùng nhật nguyệt, một đao kia lực lượng có thể chém chết thần Phật. Đoạn thủy lưu đại sư huynh uy lực chân chính triệt để hiển hiện ra, cái này vừa ra tay, chính là không chết không thôi. Nhanh nhạy hòa thượng không khỏi kinh hãi, hắn nói ra, cái này chu thần la thiên kiếm thuật quá kinh khủng, bần tăng nếu là ra ngoài, ngay lập tức sẽ chết mất. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, là quần tế gia thiên yêu chuông ngày đó yêu chung trong nháy mắt đem la quân bao phủ lại, tất cả công kích liền đều công sát ở trên trời yêu chung bên ngoài. Lốp ba lốp bốp, trong một chớp mắt, thiên yêu chuông phần ngoài liền bắt đầu sinh ra dạn nứt phân tới. La quân vận chuyển thập đại thiên yêu ra ngoài xé rách, nhưng bọn hắn trực tiếp liền bị chu thần la thiên kiếm thuật xé rách. Mà áo đen một đao triệt để liền đem thiên yêu chuông phá vỡ. Lại một kiện cực phẩm pháp khí bị hủy. Trong lúc nhất thời, La Quân ở vào cực độ hung hiểm trạng thái. Lúc này, La Quân cái khó ló cái khôn, cấp tốc tế gia nhân hoàng kính. Thái dương thần mang, trói mắt kim sắc quang trụ tia chớp bắn ra, trực tiếp liền đem áo đen thân thể xuyên thủng. La Quân người cũng liền tia chớp hướng giết ra ngoài. Cái kia áo đen ngăn chặn phía trên, La Quân trong nháy mắt giết chết áo đen, liền cũng liền thân hình lóe lên, theo chỗ lỗ hổng thuận lợi thoát đi chư thần La Thiên kiếm thuật. Ta biến hóa thần đao. Đoạn Thủy Lưu nhìn thấy mình biến hóa thần đao bị hủy, không khỏi nổi giận. Hắn thật sự là đau lòng vô cùng, trận này giao thủ, đã tổn thất hai đại trí bảo. Lâm Thiên Sơn, ta muốn người chết, ta muốn người chết, người biết không? Đoạn Thủy Lưu phẫn nộ không thôi. Hắn tay một vận chuyển, tất cả huyết quang hóa thành một ngụm máu kiếm, huyết kiếm cấp tốc lại hướng la quân vào tới. Trong một chớp mắt, hắn lại muốn tế ra chư thần la thiên kiếm thuật. Cái kia la thiên bàn cờ vừa ra, quả thực là khiến người ta sống không bằng chết. Là quân cái này thời điểm đã không cách nào vận dụng nhân hoàng kính, bởi vì hắn thi triển này nhân hoàng tinh khí, thái dương thần mang về sau. Bên trong vân hải đã đại loạn, bởi vậy phần tử cũng bắt đầu hỗn loạn. Lúc này là quả quyết không cách nào tiến hành xuyên toa. Nhanh nhạy hòa thượng, bố trận, là quân chợt quát một tiếng. Nhất định phải là muốn liều mạng. 36 đạo du long cấp tốc hình thành la thiên bàn cờ, sau đó chém tới trong hư không La Quân. Ngay vào lúc này, La Quân đột nhiên biến mất. Tầng 18 chư thiên u minh trận tại nhanh nhạy hòa thượng chủ trì phía dưới bố thành. Màu đen lốc xoáy bên trong, quỷ khí cùng màu đen phân tử nổ bể ra tới. Vạn đạo huyết kiếm lập tức đi vào chém giết. Tầng 18 chư thiên u minh trận căn bản không có khả năng ngăn cản được chu thần la thiên kiếm thuật, nhưng là cái này chư thiên u minh trận có tầng 18. Chu thần la thiên kiếm thuật muốn đem phá mất, nhưng cũng là cần một chút thời gian. Lúc này, là quân liền vận chuyển đại hắc đan đi vào theo huyết kiếm chém giết. Hắn thập loại thần thông điên cuồng triển khai, sau đó những thứ này huyết kiếm lại muốn đối phó tầng 18 chư thiên u minh trận, lại muốn ứng đối la quân thần thông công kích. Trong lúc nhất thời, song phương chém giết đến khó phân thắng bại. Mà võ đạo người thì điên cuồng hấp thu bên trong võ đạo tinh thần. Đoạn thủy lưu liều mạng vận chuyển pháp lực, lúc này hắn cũng cảm thấy đau đầu, cái kia Chư Thiên U Minh trong trận giống như một cái động không đáy, căn bản không nhìn thấy có thể đột phá dấu hiệu. Ngược lại là La Quân càng đánh càng hăng. Đại Lôi Âm Phổ Độ, Kim Quang phủ Lục, La Quân đợi đến cái kia huyết kiếm thế công hơi chậm về sau, lập tức chỉ huy nhanh nhạy hòa thượng. Sau đó bảy quỷ lập tức cùng một chỗ cầu nguyện, vô cùng kim quang đem cái kia huyết kiếm bao phủ. Đoạn Thủy Lưu Hoàng sợ thất sắc, hắn cảm nhận được chính mình Chư Thần La Thiên Huyết Kiếm bị cực lớn dụ hoặc hắn nhất định phải đem chính mình tinh thần cùng pháp lực điên cuồng rót đi vào, như thế mới có thể bảo trì la thiên huyết kiếm không bị độ hóa. Lẽ nào lại như vậy? Đoạn thủy lưu cơ hồ sắp điên, cái này la quân thủ đoạn thật sự là tầng tầng lớp lớp A. Mà tại dưới tình huống như vậy, la quân tại đại hắc đan bên trong đột nhiên vận chuyển võ đạo người võ đạo tinh thần. Mười đạo hợp nhất, vũ thần trưởng. Một nghìn đạo võ thần trưởng cấp tốc đánh ra, mang theo ngập trời hung hãn võ đạo tinh thần, trực tiếp liền đem vạn đạo huyết kiếm xé rách. Đoạn Thủy Lưu bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi đến, hắn trong lúc cấp thiết đem huyết kiếm triệu hồi, nuốt vào trong bụng. Hắn cảm giác lại chế một chút, chính mình cái này miệng bản nguyên huyết kiếm cũng phải bị độ hóa. Nếu thật là như thế, hắn cảm thấy mình chỉ có gặp trở ngại chết tính toán. Ta nhận thua, Đoạn Thủy Lưu sắc mặt đỏ bừng, hắn hoảng loạn hướng La Quân hô. La Quân thật cũng không muốn đuổi tận giết tuyệt dù sao đoạn thủy lưu sư phụ yên vân nguyệt đợi hắn cũng khá la quân cười lạnh sau đó liền nói đi thôi hai người cấp tốc thì ra u minh cửu âm đồ sau đó la quân liền đem u minh cửu âm đồ thu nhiếp tiến phòng bị tu di bên trong cái kia trên lôi đài khôi phục một mảnh thư thái ta thua đoạn thủy lưu mặt mày xám xịt sau đó xuống lôi đài la quân thì là sảng khoái tinh thần thẳng đến lúc này giờ phút này Kiều Ngưng cũng mới thở phào một hơi. Lôi đài chiến đến đây cũng liền kết thúc, không có người đi lên nữa khiêu chiến la quân. Bất quá cũng có chuyện tốt người hô ngân xa vương đi lên, Kiều Ngưng thì biểu thị tự nhận không phải la quân đối thủ, từ bỏ. Đoạn thủy lưu trở lại Yên Vân Nguyệt bên người, hắn hổ thẹn vô cùng, sư phụ. Yên Vân Nguyệt sắc mặt cũng có chút cổ quái, nàng vạn vạn không nghĩ đến đổ đệ thất bại. Trong lòng không khỏi nghĩ đến trước đó còn nói trợ giúp La Quân lấy được tiên tôn lễ vật bây giờ suy nghĩ một chút đúng là mỉa mai a à. cái gì đều đừng nói yên vân nguyệt cũng không có trách cứ đoạn thủy lưu la quân xuống đài về sau cùng kiều ngưng gật gật đầu sau đó thì hướng minh nguyệt tiên tôn bên kia đi đến minh nguyệt tiên tôn tại chỗ cũng liền đem đại thôn vệ thuật thần thông bản nguyên điểm vào đến la quân trong não vực tiếp lấy cũng đem cái kia tạo hóa toái phiến cho la quân la quân trong lòng nhỏ khẽ thở phào một cái hắn cũng biết sự tình đến nơi đây cũng không tính xong. Như gì an toàn rời đi, cái này cũng là một đại vấn đề. Tiệc mừng thọ thì tại dạng này bầu không khí bên trong kết thúc. Các phương đạo hữu nhao nhao rời đi. Đương nhiên, trong bọn họ rất nhiều người có lẽ liền trực tiếp hội ở bên ngoài ngồi chờ La Quân. Đây đều là La Quân không thể khống chế, Yên Vân Nguyệt sau đó cũng chuẩn bị mang chúng đệ tử rời đi, La Quân cùng Kiều Ngưng cùng một chỗ gọi lại Yên Vân Nguyệt. Thiên Sơn đạo hữu còn có chuyện sao? Yên Vân Nguyệt nhìn về phía La Quân, sắc mặt nàng không tính nhìn rất đẹp. Đổi mới nhanh nhất không sai đọc, hãy ghé thăm mời bú ký Lô Mê Tác, trang web đọc mới nhất. Đoạn thủy lưu tại Yên Vân Nguyệt bên người, sắc mặt hắn cũng không được tốt lắm nhìn. La Quân xuất ra đằng xà tà kiếm, nói ra, Vân Nguyệt đạo hiếu, kiếm này trả lại ngươi. Yên Vân Nguyệt cùng đoạn thủy lưu cùng chúng đệ tử không khỏi bị kinh ngạc. Yên Vân Nguyệt vốn là nổi nóng cũng là đoạn thủy lưu đem đằng xà tà kiếm cùng biến hóa thần đao dạng này cực phẩm pháp khí cho làm không có. Nhưng Yên Vân Nguyệt cũng không tiện đi tìm La Quân muốn, dù sao cái này là công bằng giao đấu. Đối phương có thể thu nằm người pháp khí, đó cũng là đối phương bản sự. Bọn họ vạn không nghĩ tới, La Quân thế mà lại như thế hào phóng. Ngươi chắc chắn chứ, Yên Vân Nguyệt trầm giọng nói ra, La Quân cười một tiếng, nói ra, Chẳng lẽ ta cố ý đến cùng đạo hữu ngươi mở dạng này trò đùa hay sao?" Yên Vân Nguyệt ngay sau đó liền đem đằng xà tà kiếm tiếp nhận, sau đó lại đem kiếm cho Đoạn Thủy Lưu. Đoạn Thủy Lưu hướng La Quân khom người một cái thật sâu, nói ra, "Nhiều tạ đạo huynh." La Quân mỉm cười, nói ra, "Kiếm này phía trên thuộc về ta ấn ký đều bị ta lấy đi, ngươi một mực lại dùng chính là." Cái kia đằng xà tà kiếm vốn là bị độ hóa, nhưng La Quân đem kim quang hút đi đằng xa tà kiếm cũng chẳng khác nào là hoàn tục. Là quân phát huy pháp thuật, tự nhiên là có biện pháp để hoàn tục. Bất quá, nhanh nhạy hòa thượng cũng không có bản sự này, mà lại, nhanh nhạy hòa thượng cũng quả quyết sẽ không như thế làm. Bởi vì hắn là thuộc về trong cục người. Một cái thành kính tín ngưỡng ngã Phật người, làm sao lại làm ra phản bội ngã Phật sự tình đâu. Cho nên trừ phi là la quân để nhanh nhạy hòa thượng hoàn tục, không phải vậy nhanh nhạy hòa thượng làm sao cũng sẽ không hoàn tục. Yên Vân Nguyệt lúc này ánh mắt có chút phức tạp, nàng nói ra, người rất không cần phải làm như thế. La Quân nói ra, ta làm việc coi trọng hợp ý, Vân Nguyệt đạo hiếu cũng trợ giúp quá ta, ta như còn mạnh hơn đoạt ngươi môn hạ đệ tử pháp khí, làm như vậy cũng không tránh khỏi quá không đủ bằng hiếu. Bằng hiếu, Yên Vân Nguyệt nói ra, Thiên Sơn đạo Hữu là cái rất đặc biệt người. La Quân cười nhạt một tiếng, nói ra, nếu thật muốn tham lam, ngày đó ngươi thanh liên thánh đăng cùng ngươi mấy cái kia đệ tử, cũng nên bị ta giết. Mà lại bảo quản thần không biết, quỷ không hay, hắn nói xong xoay người rời đi. Yên Vân Nguyệt cả đám sợ sệt đứng ở tại chỗ. Sư phụ, đoạn thủy lưu nhịn không được nói ra, vị này Lâm Huynh quả nhiên là kỳ nhân vậy. Yên Vân Nguyệt nói ra, không sai, vi sư cũng là lần đầu tiên nhìn thấy dạng này người. Là quần khác Yên Vân Nguyệt về sau, thì đối Kiều Ngưng cùng một chỗ tiến Minh Nguyệt Cung. Kiều Ngưng cũng coi là Minh Nguyệt Cung khách quý. La Quân cảm thấy đồng thời có chút kỳ quái, vì sao còn một mực không có nhìn thấy Hồ Trường Xuân cùng Trịnh Thiên Liệt. Bọn họ cần phải giấu ở tán tu bên trong A, tại sao không có đến? Chẳng lẽ là ra chuyện? La Quân hít sâu một hơi, hắn đã không có thời gian muốn quá nhiều chuyện. Bởi vì Minh Nguyệt Tiên Tôn muốn triệu kiến hắn. Kiều Ngưng được an bài tại Phó Điện, Tiên Tôn chỉ triệu kiến La Quân, lại không có nói là muốn gặp Kiều Ngưng, cho nên Kiều Ngưng cũng không được đi vào. Nói trở lại, kiều ngưng một mực theo la quân ngược lại để minh nguyệt cung một chút điện chủ hơi nghi hoặc một chút không hiểu hai người này quan hệ nhưng tự nhiên cũng sẽ không có người lắm miệng đến hỏi vấn đề này người tu đạo cái kia có như vậy bát quái minh nguyệt tiên tôn tại thanh phong các bên trong triệu kiến la quân đại đệ tử ly thiên nhược cùng nhị đệ tử kiếm hùng bụi thủ hộ tại tiên bên tôn thân thanh phong các bên trong tráng lệ xa hoa bên trong lộ ra lịch sử tao nhã đàn hương pha trộn, hương khí nhã mà không tầm thường. Vãn bối bái kiến tiên tôn, la quân cung kính ôm quyền thở dài. Minh Nguyệt tiên tôn một bộ áo trắng, giống như xuất trần giai nhân. Nàng cười nhạt một tiếng, nói ra, Lâm Thiên Sơn, người hao hết trăm cây nghìn đắng đi lấy tinh thần toa để lấy lòng tại ta, mục đích là vì cái gì? La quân ngẩng đầu nhìn liếc một chút Minh Nguyệt tiên tôn, hắn có thể cảm nhận được tiên tôn tuy nhiên ôn nhuận như ngọc, có thể một đôi chồng mắt lại tựa hồ như thấy rõ chư thiên thế giới. hắn ngay sau đó liền thì ăn ngay nói thật nói vãn bối bất quá là một giới tán tu như không muốn ra chút độc đáo lễ mừng thọ đến chỉ sợ không cách nào đạt được tiên tôn đại thôn phệ thuật minh nguyệt tiên tôn nói ra cái kia cũng có thể ngẫm lại hắn biện pháp đi bi đắc tội vũ hóa môn dạng này bá chủ luôn luôn không quá đáng giá Là quân đang muốn nói chuyện minh nguyệt tiên tôn nói ra có lẽ ngươi là có chỗ nghỉ lại. Tựa như người bây giờ bày ra ở trước mặt ta, cũng không phải ngươi diện mục thật sự." La Quân nhất thời bị kinh ngạc, hắn không nghĩ tới chính mình giả thân cư không sai bị Tiên Tôn xem thấu. Vãn bối đối Tiên Tôn cũng không cái gì bất kính chi ý. La Quân lập tức nói: "Minh Nguyệt Tiên Tôn cười nhạt một tiếng, nói ra, "Ngươi không cần khẩn trương, ta không có trách cứ ngươi ý tứ. Chỉ bất quá, ngươi mặc dù là dùng giả thân thể có thể vũ hóa môn cũng chưa chắc hội một mực cha không ra người thân phận chân thật. là quân không khỏi cười khổ nói ra cái kia cũng không đáng kể có lẽ ta căn bản các loại không đến ngày đó. minh nguyệt tiên tôn nói ra người nói là người thọ mệnh. là quân nói ra không sai. minh nguyệt tiên tôn nói ra người cũng không cần quá mức bi quan cái này thọ mệnh có hạn nhưng đại đạo vô hạn. ta tới trước vì ngươi xem một chút người tình huống này đến cùng như thế nào. La Quân trong lòng bốc cháy lên một chút hy vọng, nói ra, đa tạ tiên tôn. Minh Nguyệt tiên tôn nói ra, chờ ta cứu chữa tốt ngươi, ngươi lại tạ cũng không muộn. Sau đó, Minh Nguyệt tiên tôn để La Quân phụ cận, đón lấy, nàng nói ra, ta hội trước lấy ta pháp lực đến tìm kiếm ngươi tình trạng cơ thể, sẽ có tiểu hứa không thoải mái. Minh Bạch, La Quân nói ra. Sau đó, Minh Nguyệt tiên tôn nhấn một ngón tay pháp lực, La Quân lập tức cũng cảm giác được cỗ này pháp lực tiến vào thân thể của hắn, tựa như thánh quang phổ chiếu một dạng, quanh thân đều là ấm áp. Có điều rất nhanh, La Quân thì có một loại trần chuồng cảm giác. Tựa như là bất kỳ vật gì đều đã bị tiên tôn xem thấu. Tất cả tất cả bí mật đều đến tiên tôn trong đầu. La Quân bị kinh ngạc. Lúc này, Minh Nguyệt Tiên Tôn cũng liền thu hồi pháp lực. Đây chẳng qua là người ảo giác, Minh Nguyệt Tiên Tôn nói ra, ta không có nhìn trộm người bí mật, cũng không có phá giải người trí nhớ cùng thần thông. Bất quá, người tổn thất thọ mệnh ngọn nguồn ta tìm tới. la quân liền vội vàng hỏi, cái kia tiên tôn nhưng có tục mệnh chi pháp. Ly Thiên như cùng kiếm hồng bụi cũng nhìn về phía Minh Nguyệt tiên tôn. Minh Nguyệt tiên tôn sắc mặt có vẻ hơi nghiêm túc, nàng đứng lên, nói ra, ta vốn cho rằng, người đây là một môn phổ thông tiêu hao thọ mệnh pháp thuật. Nhưng là ta không nghĩ tới, sự tình lại là như vậy nghiêm trọng. Ngươi là cùng số mệnh ký kết một loại nào đó khi ước, số mệnh lực lượng trợ giúp ngươi đánh lui cường địch. Nói cách khác, ngươi lúc này thọ mệnh cũng là ngươi số mệnh. Nàng đón đến, tiếp tục nói, chúng ta tu đạo, cả một đời đều là tại cùng số mệnh chống lại. Nhưng là ai có thể tránh thức nắm giữ chính mình số mệnh đâu? Là quân tâm chìm xuống, nhưng cũng không thể nói quá lớn thất vọng, cái này vốn là trong dự liệu sự tình. Ngẫm lại đúng là mỉa mai. Điều này chẳng lẽ cũng là thiên mệnh chi vương số mệnh? Có thể ta đến cùng là làm gì sai? Ta như không sử dụng tiểu túc mệnh thuật, tại chỗ thì chết. Có thể sử dụng tiểu túc mệnh thuật đâu? La Quân hít sâu một hơi, hắn vẫn là không quá tin tưởng sự tình không có chuyển cơ. Hắn không tin mình vận mệnh chính là như vậy. Trong truyền thuyết, La Quân nghĩ đến cái gì? Nói ra, thế gian có 3.000 thế giới, cũng có 3.000 đại đạo. Mỗi một cái thế giới bên trong đều có một đầu đại đạo. Đại thôn vệ thuật cũng là bên trong một đầu đại đạo, làm có một người đem 3.000 đại đạo toàn bộ tu luyện thành công về sau, thế gian tất cả pháp tắc, quy tắc đều sẽ hủy diệt. Làm thế giới hủy diệt, thiên nhân ngũ suy thời điểm, vĩnh sinh chi môn sẽ xuất hiện. Chỉ cần đi vào vĩnh sinh chi môn, liền có thể đạt được vĩnh sinh. Minh Nguyệt Tiên Tôn nao nao, nàng nói ra, người thế mà biết chuyện này. La Quân nói ra, chẳng lẽ là thật. Minh Nguyệt Tiên Tôn nói ra, ta cũng bất quá là nghe nói mà thôi. Nhưng cái tin đồn này cũng không phải là không vô nghĩa, chính như như lời ngươi nói. Trong ba ngàn thế giới có ba nghìn đại đạo, làm một người đem tất cả đại đạo nắm giữ, chính là nắm giữ tất cả quy tắc. Chỗ có khí vận quy tắc đều tại trên thân người này, như vậy còn lại người nói, quy tắc chẳng khác nào toàn bộ bị hắn cướp bóc. Lúc này, thế giới hủy diệt, thiên nhân ngũ suy thì không có gì lạ. Làm thế giới hủy diệt về sau, địa cầu cũng sẽ không hủy diệt. Bởi vậy, vĩnh sinh chi môn xác thực liền có khả năng xuất hiện. Còn vĩnh sinh chi môn bên trong đến cùng có cái gì, cái kia lại là người nào cũng không biết. Nàng đón đến, nói ra, có điều, một người tu thành tất cả đại đạo, cái này cũng cơ bản là không thể nào. Riêng là cái kia đại mệnh vận thuật, đại mệnh vận thuật còn chưa thật đang xuất hiện quá. Là quân ngơ ngẩn, hắn muốn nói lại thôi. Minh Nguyệt Tiên Tôn thấy rõ nhân tâm, lập tức liền nhìn một chút la quân nói ra chẳng lẽ người tiếp xúc qua đại mệnh vận thuật la quân trầm ngâm một cái trước mắt nghĩ đến chính mình mệnh đều không bao dài cũng liền không nên có cái gì giấu giếm hắn nói ra ta tại mất phương hướng đại lục thế giới bên trong lúc đã từng tiếp xúc qua bên trong long tộc đồng thời bọn họ dạy ta đại mệnh vận thuật tại mất phương hướng trong đại lục lúc ta đã từng thi triển qua đại mệnh vận thuật uy lực xác thực là không gì địch nổi chỉ bất quá cái kia mất phương hướng đại lục rất đặc thù, có ngũ hành nguyên tố cung cấp ta sử dụng, ta pháp lực vô cùng vô tận. Nhưng là đến mất phương hướng đại lục bên ngoài, liền không có ngũ hành nguyên tố, bởi vậy ta rốt cuộc thi triển không đại mệnh vận thuật. Minh Nguyệt Tiên Tôn thật không thể tin nói ra, chuyện này không có khả năng lắm đi. Nàng đón đến, nói, đại mệnh vận thuật chính là 3.000 đại đạo tổng cương, làm đại mệnh vận thuật xuất hiện lúc, liền có thể trưởng khống chính mình vận mệnh. Này đại đạo vẫn luôn tại trong truyền thuyết, chưa bao giờ xuất hiện qua. Ngươi lại còn nói ngươi hội đại mệnh vận thuật. Là quân ngơ ngẩn, hắn trong lúc nhất thời cũng không nói lên được. Minh Nguyệt Tiên Tôn cũng trầm ngâm. Nàng sau một hồi khá lâu mới lên tiếng, Lâm Thiên Sơn, ta thật không có muốn đánh cắp ngươi thuật pháp tiểu tâm tư người. Chỉ bất quá như lời ngươi nói sự tình quá mức kỳ lạ. Là quân nói ra, vãn bối bất quá là người sắp chết, hết thảy cũng không quá để ý. Hắn nói tiếp, huống hồ, vãn bối tin tưởng tiên tôn làm người. Minh Nguyệt tiên tôn nói ra, có thể hay không để ta kiến thức đến người đại mệnh vận thuật. La Quân nói ra, vãn bối có thể nói cho tiền bối. Minh Nguyệt tiên tôn gật gật đầu, nói ra, tốt tốt tốt. Sắc mặt nàng phía trên hiện ra hưng phấn thần sắc tới. Sau đó, La Quân liền đem đại mệnh vận thuật ảo diệu đều nói cho Minh Nguyệt tiên tôn. Đây cũng không phải La Quân không tim không phổi, mà chính là hắn dần dần cảm thấy mình đại mệnh vận thuật có điểm gì là lạ. Bởi vì tại những đại thần này thông trong miệng, đại mệnh vận thuật chính là cực huyền diệu. Có thể chính mình đại mệnh vận thuật lại tựa hồ như thiếu khuyết cái gì. Tuy nhiên nhanh nhạy hòa thượng nói đại mệnh vận thuật thiếu khuyết tiểu túc mệnh thuật cùng đại số mệnh thuật, nhưng La Quân cũng vẫn là muốn nghe xem tiên tôn là làm sao nói. Minh Nguyệt tiên tôn đạt được La Quân nói tới đại mệnh vận thuật về sau, liền lâm vào trầm mặc Nàng dốc lòng nghiên cứu, la quân thì ở một bên chờ đợi sau một hồi khá lâu minh nguyệt tiên tôn nói ra lâm thiên sơn cái này đại mệnh vận thuật ta trước mắt còn nhìn không ra manh mối người tại minh nguyệt trong cung trước tạm đợi cả một ngày ta hội tận lực nhìn xem có thể hay không theo đại mệnh vận thuật bên trong tìm ra giải cứu người pháp môn la quân tự nhiên cũng không nghi ngờ gì liền liền cáo từ la quân cùng kiều ngưng liền đều bị minh nguyệt cung làm khách quý tiếp đái về sau minh nguyệt cung phương diện vì la quân cùng kiều ngưng thì ở bên cạnh ly thiên điện ryan hàng phòng trọ la quân cùng kiều ngưng tiếp giáp chắc chắn kiều ngưng có vẻ hơi lo nghĩ nàng đợi minh nguyệt cung người sau khi đi liền đến đến la quân trong phòng hỏi tiên tôn nói thế nào la quân cười một tiếng nói ra không có gì vấn đề quá lớn nói là chỉ cần ta trong ba tháng tu luyện tới cửu trọng thiên đỉnh phong liền có thể đánh vỡ thọ mệnh ràng buộc xem ra trong ba tháng này ta còn muốn nhiều nỗ lực mới là thật đơn giản như vậy, kiều ngưng có chút hồ nghi. la Quân nói ra, này quả không đơn giản a. À. con đường tu luyện, dục tốc bất đạt, bất quá còn tốt. ta hiện tại đan dược rất nhiều, tin tưởng có lẽ vẫn là có thể. người muốn a, à, ta là thiên mệnh chi vương, có cũng là khí vận. chẳng lẽ lại mệnh ta vận cũng là ngắn như vậy mệnh mà chết? vậy còn gọi cái gì thiên mệnh chi vương? bị người giết cũng còn tốt muốn một điểm. kiều ngưng nói ra, người kiểu nói này ngược lại cũng có chút đạo lý. Nàng sau đó liền nói ra, cái kia trong ba tháng này, ta được bồi tiếp ngươi, giám sát ngươi. La Quân nói ra, vậy cũng không tốt làm, ta nhiệm vụ là có thời gian hạn chế. Chúng tinh điện bên trong không cho phép dẫn hắn người đi. Lúc đó Lam Tử Y bồi ta đi chúng tinh điện, cũng bị đặt vào đến trong nhiệm vụ, hiện tại cũng là thụ lấy chúng tinh điện khống chế. Cho nên ta không thể để cho ngươi đi với ta. La Quân theo kiều ngưng vung hoảng, không có nói làm tử y đã được đến tự do, hắn đã không còn sống lâu nữa, lại là không muốn để cho Kiều Ngưng cùng theo một lúc khổ sở. Từ đó về sau, trời nam đất bắc, nàng sẽ không biết mình đã chết. Kiều Ngưng tin tưởng La Quân lời nói, nhưng là chẳng biết tại sao, trong nội tâm nàng nhưng thủy chung bất an. Sau đó, La Quân cùng Kiều Ngưng trò chuyện lên hắn, hắn trước dùng ý niệm cảnh cáo nhanh nhạy hòa thượng, không thể cùng Kiều Ngưng nói mình không còn sống lâu nữa sự tình nhanh nhạy hòa thượng chỗ đó dám vi phạm La Quân lời nói, tự nhiên đáp ứng. La Quân lúc này mới đem nhanh nhạy hòa thượng mời đi ra giới thiệu cho Kiều Ngưng. Kiều Ngưng nhìn lấy nhanh nhạy hòa thượng theo một quả đậu đỏ mầm chậm rãi biến thành một cái cây, hơn nữa còn có cái mũi có mắt nói ra, đạo hữu tốt, bần tăng hữu lễ. Kiều Ngưng chợt cảm thấy ngạc nhiên. La Quân liền đem chính mình đi hướng bình hành thế giới sự tình nói. Các loại La Quân chậm rãi sau khi nói xong, Kiều Ngưng nói ra, nghĩ không ra người thế mà kinh lịch nhiều như vậy, mà lại là đằng đắng 20 năm. La Quân nói ra, cái kia đoạn kinh lịch tại ta. Phải nói là ta khổ cực trong đời một đoạn mỹ hảo kinh lịch đi. Ở nơi đó, ta có phụ mẫu người nhà, có đại bá. Loại kia thân tình, vốn là không thể đền bù, nhưng trời xanh cho ta một cái cơ hội như vậy. Kiều Ngưng nói ra, ngươi làm mai tình, ta chưa hẳn có thể có bao nhiêu lý giải. Chúng ta bạc cá mập sinh ra tới lúc chính là tỉnh tỉnh đồng đồng, cũng không biết mình phụ mẫu, mẫu thân là ai. Càng không có loại này khái niệm, mà tại ta được nói về sau, một lòng cầu đạo, cũng không có muốn những vật này. Nàng lại không có nói, tại gặp phải la quân về sau, nàng rốt cuộc hiểu tình một chữ này. Kiều ngưng tại không tu thành người trước đó, là không có nhân loại thất tình lục dục. Nhưng như là đã tu luyện thành người, cho nên những nhân loại này cầm giữ có cảm xúc, tỉ như thất tình lục dục, cũng liền đều nắm giữ la quân cùng kiều ngưng trò chuyện rất nhiều hai cái lão bằng hữu xa cách từ lâu trùng phùng tự nhiên là có nói không hết lời nói huống chi trong lòng hai người vẫn luôn có đối phương chỉ là kiều ngưng minh bạch linh nhi đối với la quân ý nghĩa nàng không nguyện ý làm la quân nhiều nữ nhân như vậy bên trong một cái nàng càng muốn kiều ngưng cũng là la quân một người hồng nhan chi kỷ người tu đạo ngược lại không quan tâm thân thể cái kia một ít chuyện kiều ngưng tâm lý càng có dự định làm la quân hết thảy mạnh khỏe, làm tư đồ linh nhi thức tỉnh về sau, khi hắn không cần nàng trợ giúp về sau, nàng tự nhiên sẽ trốn đi nơi khác. Trò chuyện không sai biệt lắm, la quân xuất ra một cái phòng bị tu di, nói ra, ta trên tay hiện tại đan dược rất nhiều, những thứ này ngươi cầm lấy đi. Kiều ngưng nao nao, nàng tiếp nhận phòng bị tu di, hơi hơi tìm tòi xem xét, lập tức liền phát hiện bên trong khoảng chừng 20 mai thần đan cùng 1.000 mai thiên đan. Đây là một khoản to lớn tư nguyên. Kiều Ngưng không khỏi hoảng sợ, nàng bận bịu đẩy đi qua, nói ra, ta đây không thể nhận. La Quân mỉm cười, nói ra, vì cái gì không thể nhận, ngươi cho rằng ta là ai đều cho sao. Đây cũng chính là người ta mới như thế bỏ được, giữa chúng ta, còn cần khách sáo sao. Kiều Ngưng nói ra, thế nhưng là. La Quân nói ra, nếu như là ngươi đến những đan dược này, ngươi hội cho ta không? Đương nhiên, Kiều Ngưng nói ra, ta tâm cùng ngươi tâm, la quân nói ra kiều ngưng nao nao sau đó nàng nở nụ cười xinh đẹp liền liền đem phòng bị tu di nhận lấy sắc trời dần dần ngầm hạ đi sau khi ăn cơm tối xong kiều ngưng trở lại gian phòng của mình nàng nói với la quân chỉ ít tại hắn về chúng tinh điện trước đó nàng hội bảo hộ hắn la quân không có cự tuyệt kiều ngưng về đến phòng bên trong về sau liền bắt đầu tu luyện minh nguyệt tiên tôn đưa cho nàng chư thiên vạn long luyện giới bản nguyên long tức nàng đến môn thần thông này, thực lực tuyệt đối sẽ thật to tăng vọt. La quân thì cũng không có nhàn dỗi, tương lai sẽ như thế nào, có phải là thật hay không sẽ chết, đây đều là một ẩn số. Sự tình còn không có phát sinh thời điểm, như vậy hết thảy thì đều vẫn tồn tại biến số. La quân không biết ngồi chờ chết, hắn bắt đầu nghiên tập đại thôn vệ thuật. La quân khoanh chân ngồi ở trên giường, tiếp lấy điều động trong đầu đại thôn vệ thuật bản nguyên lực lượng. Bản nguyên lực lượng cũng là một hạt giống, sau đó thông qua pháp lực bắt đầu lớn mạnh. Là quân pháp lực cấp tốc tẩm bổ viên này bản nguyên hạt giống, đồng thời, bản nguyên lực lượng bên trong các loại huyền ảo, pháp tắc đều bày ra. Đại khái dùng một đêm thời gian, là quân đại thôn vệ thuật rốt cục tu thành. Là quân sau đó liền đem đại hắc đan tế ra, hắn phốc một tiếng, trực tiếp đem đại thôn vệ thuật thần thông phun đến đại hắc đan phía trên. Sau đó, đại hắc đan phía trên thì có 11 loại thần thông. Lúc này, hừng đông một sợi tia nắng ban mai vẩy chiếu vào trong nhà la quân vốn còn muốn sử dụng đại thôn vệ thuật tới bắt đầu thôn vệ bích lạc lão nhân cùng áo trắng cuồng sĩ tô bạch thành lực lượng cùng thần thông nhưng bên ngoài đã truyền đến tiếng bước chân lại là ly thiên nhược phái người tới đệ tử kia sau khi đi vào nhân tiện nói lâm công tử tiên tôn cho mời la quân trong lòng hơi động lập tức đứng dậy nói ra được lúc ra cửa đợi kiều ngưng cũng theo đi ra nàng thần quang dạng dỡ tối hôm qua một đêm tu luyện tăng thêm nhiều như vậy đan dược bảo vệ nàng tu vi tinh tiến không ít riêng là chư thiên vạn long luyện giới thuật thần diệu càng làm cho nàng đại giác ảo diệu lưu luyến quên về sớm như vậy tiên tôn tìm ngươi kiều ngưng hơi hơi kỳ quái la quân cười một tiếng nói ra vẫn là cái kia đại mệnh vận thuật sự tình đi kiều ngưng cũng thì không hỏi thêm nữa la quân đi vào thanh phong các bên trong hôm nay thành phong các bên trong cũng chỉ có minh nguyệt tiên tôn cùng ly thiên nhược tại vãn bối bái kiến tiên tôn là quân sau khi đi vào cung cung kính kính nói ra minh nguyệt tiên tôn lông mày hơi nhíu nói ra ngồi là quân lúc này ngồi xuống minh nguyệt tiên tôn nói ra người cái này đại mệnh vận thuật ta nghiên cứu cả một cái buổi tối là quân chờ đợi nhìn về phía minh nguyệt tiên tôn minh nguyệt tiên tôn nói ra trên cơ bản cũng có thể xác định cái này thật là thật đại mệnh vận thuật, chỉ bất quá. Là Quân nói ra, chỉ bất quá cái gì? Minh Nguyệt Tiên Tôn nói ra, chỉ bất quá, chỉ có hình, không có bản nguyên lực lượng. Người nói người tại mất phương hướng trong đại lục thi triển qua, ta đối mất phương hướng đại lục làm một cái giải. Đại lục kia lực lượng là có chút kỳ quái, có lẽ là bởi vì những kỳ quái đó lực lượng mới khiến cho người tại đại lục kia bên trong thi triển ra đại mệnh vận thuật. Mà tại hắn thế giới bên trong, cho dù là pháp lực lại cao hơn, cũng không có khả năng thông qua ngươi thiên văn chương này mà thi triển ra đại mệnh vận thuật tới. Là quân ngay sau đó cũng liền có giải. Hắn biết Minh Nguyệt Tiên Tôn không có lửa gạt hắn, bởi vì nhanh nhạy hòa thượng ý tứ cũng liền nói với Minh Nguyệt Tiên Tôn không sai biệt lắm. Là quân thầm nghĩ, xem ra chính mình vẫn là cần muốn lấy được đại số mệnh thuật hậu mới có thể hiểu đại mệnh vận thuật ảo diệu. Ta có nên hay không nói cho Tiên Tôn chuyện này đâu nàng có thể mang ta đi đến đại số mệnh thuật chỗ ở thế giới bên trong. La quân trong lòng âm thầm tính toán, không được, nhưng nên có lòng phòng bị người. Và lại hiện tại xem ra, nhanh nhạy hòa thượng kiến thức còn tại tiên tôn phía trên, hắn nói ta như tu tập đại số mệnh thuật, sẽ chỉ làm khế ước càng kiên cố hơn. Cho nên ta hiện tại đi lấy đại số mệnh thuật, chẳng những không có tác dụng, còn có thể để đại số mệnh thuật rơi vào đến tiên tôn trong tay. La quân liền thì bỏ đi ý nghĩ này. Ngươi hao tổn thọ mệnh, dùng là cái gì thuật pháp? Hẳn là theo đại mệnh vận thuật có quan hệ thuật pháp a. À? Minh Nguyệt Tiên Tôn bỗng nhiên nói ra, là quần hơi kinh hãi, hắn đang muốn nói chuyện. Minh Nguyệt Tiên Tôn khoát khoát tay, nói ra, được rồi, ta cũng không làm khó ngươi. Đây là ngươi bí mật. Là quần nghe vậy không khỏi buông lỏng một hơi. Minh Nguyệt Tiên Tôn nói tiếp, lần này ngươi vì cho ta mừng thọ, đắc tội vũ hóa môn, ta vốn muốn giúp ngươi khôi phục thọ mệnh cũng coi là báo đáp ngươi. Nhưng hiện tại xem ra, ta cũng không có có năng lực như thế. Ngươi thọ mệnh không lâu, ta cũng không biết đến cùng cho ngươi cái dạng gì chỗ tốt mới tính phù hợp. La Quân cười một tiếng, nói ra, ta đến cũng có chính mình mục đích, chính là vì đại thôn phệ thuật cùng tạo hóa toái phiến. Bây giờ ta muốn đồ, vật đã được đến, cho nên ta không cần tiên tôn lại cho ta chỗ tốt gì. Minh Nguyệt tiên tôn mỉm cười, nói ra cái kia tạo hóa toái phiến cùng đại thôn phệ thuật là ta vốn là nên cho, ngươi lấy được thắng lợi, đây là ngươi nên được. Không được, mà kệ như thế nào, ta còn cần cho ngươi một chút chỗ tốt. Nàng ngẫm lại, liền còn nói thêm, không bằng như vậy đi, tuy nhiên ta không biết ngươi đến cùng có thể hay không gắng gượng qua ba tháng này, nhưng là ngươi về sau tất nhiên sẽ đụng phải rất nhiều truy sát. Ta liền đem thiên nhược đưa cho ta đại na di thuật thần thông bản nguyên, phân cho ngươi một hạt giống. La Quân không khỏi đại hỉ, nhưng hắn lập tức liền kỳ quái nói ra, Tiên Tôn, Vãn Bối có một chuyện không rõ. Minh Nguyệt Tiên Tôn cười nhạt một tiếng, nói, ngươi nói. La Quân nói ra, theo Vãn Bối biết, luôn luôn sư phụ cũng không nguyện ý truyền thụ đệ tử đạo thuật na ná nhau. Bởi vì mỗi một môn đạo thuật đều có bản nguyên cùng số mệnh vị trí. Nhưng ngài tựa hồ không quan tâm những vật này, vô luận là ngài Chư Thiên Vạn Long luyện giới thuật, vẫn là đại thôn phệ thuật, đại na di thuật ngài đều nguyện ý phân đi ra đây là vì cái gì minh nguyệt tiên tôn nói ra thật là có loại thuyết pháp này bất quá loại thuyết pháp này cũng rất nhỏ hẹp khí vận gì lớn chỉ là mấy người liền có thể chia xong người tu đạo bố cục cần phải lớn hơn một chút ta đem đại thôn phệ thuật cũng truyền thụ cho thiên nhược cùng hồng trần các nàng cũng không có ảnh hưởng đến ta mỗi người cùng mỗi một môn đạo thuật đều có duyên phận duyên phận đến tiếp nhận chính là hắn không dùng cân nhắc quá nhiều ta cái này chưa thiên vạn long luyện giới thuật cùng thiên nếu không có duyên phận cho nên nàng cũng một mực không có tu luyện nàng có chính nàng đạo thuật Là quân bừng tỉnh đại ngộ hắn nói ra tiên tôn bố cục to lớn vãn bối bội phục cũng khó trách minh nguyệt cung vì nhân tài mới nổi lại nhưng tại ngắn ngủi mấy trăm năm thời gian bên trong phát triển đến cùng vũ hóa môn trời cao tông những thứ này đại phái địa vị ngang nhau cấp độ minh nguyệt tiên tôn nói ra tốt ha à? ta cái này đem đại na di thuật thần thông hạt giống cho ngươi. Tả tiền bối, la quân nói ra. Sau đó, Minh Nguyệt Tiên Tôn vung tay lên, một sợi tinh quang thì chuồn vào đến la quân trong não vực. La quân trong não vực lập tức liền nhiều đại na di thuật thần thông bản nguyên. Minh Nguyệt Tiên Tôn còn nói thêm, ngươi bây giờ phiền phức rất nhiều, nếu là không có việc gấp, có thể tại Minh Nguyệt trong cung chờ lâu mấy ngày, chờ ngươi muốn khi đi, ta hội tiến ngươi một đoạn đường. Còn về sau ngươi đường, cái kia đều muốn dựa vào chính ngươi đi đi cát hung hòa phúc cũng đều tại ngươi đa tạ tiên tôn la quân liên tục cảm tạ sau đó minh nguyệt tiên tôn phất phất tay liền để la quân đi xuống la quân đi xuống về sau thì cùng kiều ngưng tụ hợp la quân cũng không vội mà đi hắn nói với kiều ngưng ta còn có một số thần thông cần sắp xếp một phen muốn ở chỗ này trước đợi mấy ngày kiều ngưng nói ra đó là vừa vặn ta cũng cần dốc lòng tu luyện la quân sau đó lại cảm thấy khái hắn nói ra kiều ngưng hôm nay ta cùng tiên tôn nói một phen thu hoạch rất nhiều tại chúng ta thế giới bao la bên trong thế hệ trước võ thuật gia hoặc là hắn nghệ sĩ đều ưa thích tàng tư sợ dậy hết cho đệ tử chết đói sư phụ loại này thói xấu tại thu đạo giới bên trong thì càng khủng bố hơn một môn đạo thuật thế mà cũng không nguyện ý truyền cho người thứ hai sợ xấu khí vận mà chính như tiên tôn nói khí vận gì to lớn há lại chỉ là mấy người thì chia sẻ cho hết kiều ngưng như có điều suy nghĩ nàng nói ra tiên tôn đem mấy cái môn thần thông không chút nào tàng tư truyền thụ đi ra điểm này ta cũng xác thực bội phục minh nguyệt cung sở dĩ có thể phát triển nhanh như vậy đệ tử ngàn vạn tụ tập dưới một mái nhà cái này cũng theo tiên tôn đại khí có không thể chia cắt quan hệ la quân nói ra cho nên ta muốn đem đại thôn phệ thuật đại na di thuật còn có ta tiểu túc mệnh thuật cùng nhau truyền thụ cho ngươi Kiều ngưng bị kinh ngạc, cái này. Là quân nói ra, người mới nói tiên tôn đại khí, làm sao đến người nơi này, chính mình ngược lại cũng nghĩ quân. Kiều ngưng không khỏi khẽ cười khổ, nói ra, ta ngược lại không phải là khác, chỉ là ngươi cái này đột nhiên cái gì đều cho ta, để ta cảm thấy người thật giống như là tại bàn giao di ngôn một dạng. Là quân cười ha ha một tiếng, nói ra, người suy nghĩ nhiều. Kiều ngưng nói ra, vậy được rồi. Ngay sau đó. La Quân liền đem đại thôn vệ thuật, đại na di thuật, còn có tiểu túc mệnh thuật cùng nhau truyền thụ cho Kiều Ngưng. Đồng thời, hắn đem đại lôi âm phổ độ kim quang phù lục trùng tử cũng cho Kiều Ngưng. Kiều Ngưng sau đó cũng liền trở về lĩnh ngộ. La Quân chính mình cũng bắt đầu lĩnh ngộ tu luyện. Hắn trước tu luyện đại na di thuật, cái kia đại na di thuật hạt giống trong đầu theo tu luyện, liền càng lúc càng lớn. Đương nhiên, đó là một loại tưởng tượng lớn, tựa như trong não vực là một cái vũ trụ một dạng, mà đại na di thuật hạt giống bên trong liền ẩn chứa vô cùng thời không cùng không gian quy tắc. Quang có hạt giống, lại không nhất định có thể tu luyện thành thuật pháp. La quân muốn dùng pháp lực tầm bổ, đồng thời hoàn toàn hiểu bên trong pháp tắc, tinh thần cùng quy tắc, còn có đủ loại khó có thể crack software, cùng một chút chú ngữ vận dụng. Đây là một cái vô cùng phức tạp quá trình. La quân dần dần hiểu được đại na di thuật chuyển rời quy tắc cũng là phá giải bốn phía không gian, đồng thời xé rách không gian, nó hạt giống bên trong ẩn chứa quá nhiều pháp tắc đại đạo. Đồng thời, khác biệt pháp lực thi triển đại na di thuật hiệu quả lại là khác biệt. Như Minh Nguyệt Tiên tôn dạng này người thi triển đại na di thuật, một chút chuyển rời ra 8.000 dặm cũng có thể. Mà la quân trước mắt nhiều nhất có thể chuyển rời ra hơn trăm dặm. Mà lại, đại na di thuật bị cao thủ bố trí xuống kết giới, một dạng cũng chuyển rời không đi ra. Nhưng là đến Minh Nguyệt Tiên Tôn nơi này, Minh Nguyệt Tiên Tôn một chút đem kết giới phá vỡ, như vậy như thế như vậy cũng là có thể chuyển rời ra ngoài. Là quân thiên tư không thể nghi ngờ là thông minh, càng là năm đó tại thái vũ quyền trượng bên trong thời gian 10 năm, để hắn hiểu được vũ trụ huyền ảo rất nhiều đạo lý. Lần này lại tại bình hành thế giới bên trong đợi 20 năm, hắn đối với hiện đại rất nhiều tri thức bù lại, đây càng để hắn đối pháp thuật nhiều một tầng lý giải. Khoa học, pháp thuật, võ thuật, đạo thuật, vật lý chờ một chút, tất cả mọi thứ đến sau cùng cũng có thể vạn pháp quy nhất. Tại một người trong thân thể có thể tìm tới vũ trụ đạo lý. Người rất nhiều tế bào, giống như chư thiên thế giới, đó là cùng vũ trụ cùng một nhịp thở. Nhỏ đến một người, lớn đến vũ trụ, đạo lý đều là giống nhau. Lão Tử đạo đức kinh lớn nhất cũng sớm đã viết ra đạo lý này, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Trái lại, vạn vật cũng chẳng khác nào một. Mặt khác, lên sĩ nghe đạo, cần mà đi chi, trung sĩ nghe đạo, như lưu giữ như vong hạ sĩ nghe đạo, cười to chi, không cười không đủ thành đạo. Theo mặt chữ phía trên lý giải, lên sĩ nghe đạo, cần mà đi chi là ý nói, có một tính người nghe nói đạo sau tin tưởng không thôi, mà lại không có một chút nghi hoặc, nó cũng là chuyện như vậy, đồng thời cần cù chăm chỉ kiên trì không ngừng đi tập luyện nó vận dụng nó. Trung sĩ nghe đạo, như lưu giữ như quên là ý nói, một tính không cao người nghe nói đạo lại có lúc đưa nó để ở trong lòng, có khi lại quên không còn thấy bóng dáng tâm hơi đồng thời tin tưởng nó cùng hoài nghi hắn tồn tại đều chiếm một nửa, cũng chính là bán tín bán nghi. Đã không tin hoàn toàn lại có chút tin, cũng không phủ định lại lòng mang nhất định nghi vấn. Hạ sĩ nghe đạo, cười to chi, không cười không đủ thành đạo toàn câu là ý nói, hoàn toàn không có mộ tính người, nói chuyện đạo thì cười to không ngừng, cho rằng hoang đường không kê. Chỗ lấy cười to, biểu hiện ra khinh bỉ diếu cợt giọng điệu, cầm hoàn toàn phủ định thái độ. Bởi vì đạo nói lý lẽ cao thâm, vốn là khó có thể lý giải được. Nếu như người người đều như vậy mà đơn giản có thể lý giải lời nói, vậy liền không đủ xưng là đạo. Cho nên không cười, không đủ thành đạo, chỉ là tuổi tác văn hóa tu dưỡng hứng thú yêu thích ngộ tính khác biệt, đối đạo nhận biết lý giải có khác biệt trình độ khác biệt mà thôi. Cũng chẳng có gì lạ, đúng là bình thường. Nhưng theo một loại khác lý giải tới nói, lên sĩ là ba, trung sĩ là hai, mà vạn pháp quy về hạ sĩ, hạ sĩ chính là một. La quân đem đại na di thuật thần thông cũng phun đến đại hắc đan phía trên. Lúc này, hắn đại hắc đan phía trên liền có 12 loại thần thông. Đại hắc đan đã không phải là thuần túy đại hắc đan, phía trên màu sắc sặc sỡ, có các loại nhan sắc. Đại hắc đan là thiên địa pháp tướng, cũng là La quân tự thân, càng là một loại năng lượng thể hiện. Về phần đại thôn phệ thuật, đại thôn phệ thuật chẳng khác nào là một loại vạn pháp quy nhất. Nó bên trong huyền ảo pháp tắc cùng quy tắc cùng lực lượng chính là một cái kỳ diệu loại bỏ cơ chế. Đem hết thảy lực lượng, thông qua cái này kỳ diệu bản nguyên lực lượng tịnh hóa, sau đó về cho mình dùng. Bùn cát bên trong nước không thể uống, nhưng đi qua tịnh hóa khí, liền có thể tinh khiết lên. Đương nhiên, đại thôn phệ thuật dù sao không phải tịnh hóa khí, nó diệu dụng so tịnh hóa khí là muốn lợi hại hơn nhiều. Là quân sau đó liền bắt đầu thu thập bích lạc lão nhân thi thể hắn trước đem bích lạc lão nhân thi thể làm tan khiến la quân có chút buồn bực là tuy nhiên hắn đã đem bích lạc lão nhân thi thể đông cứng nhưng là bích lạc lão nhân nguyên khí vẫn là sói mòn rất nhiều não vực bên trong pháp lực cũng cơ bản đã không có bởi vì pháp lực đến từ tế bào não làm tế bào não tử vong về sau pháp lực cũng liền theo tiêu vong la quân đem nhanh nhạy hòa thượng kêu đi ra nhanh nhạy hòa thượng nhảy đến la quân trên đầu nói ra đạo hiếu có gì phân phó La quân nói ra, làm sao làm. Nhanh nhạy hòa thượng nói ra, đơn giản A, à, đem hắn thi thể vỡ nát, sau đó nguyên khí cùng các loại lộn xộn tin tức đều sẽ bắt đầu tiêu tán. Lúc này, đạo hữu người thì dùng đại thôn phệ thuật đem những này lộn xộn đồ, vật toàn bộ thôn phệ tiến đến. La quân bừng tỉnh đại ngộ. Sau đó hắn lập tức điều động đại hắc đan bên trong phần thiên trưởng lực lượng. Một cỗ u lam chi hỏa phun ra, cấp tốc liền đem bích lạc lão nhân thi thể toàn bộ đốt thành cho bụi. Đồng thời, là quân cũng cảm giác được đại lượng nguyên khí tiết ra ngoài. Hắn lập tức liền thi triển ra đại thôn vệ thuật tới. Cái kia đại hắc đan xoay tròn, bên trong đại thôn vệ thuật thì hóa thành màu đỏ lốc xoáy. Cỗ này lốc xoáy bên trong vô số pháp tắc cấp tốc vận chuyển lại, tựa như là một đài cao độ vận chuyển máy móc. Màu đỏ lốc xoáy cấp tốc liền đem những nguyên khí đó cùng lộn xộn sóng điện não hấp thu đi vào. Đón lấy, La Quân cũng cảm giác được đi qua đại thôn phệ thuật chuyển hóa về sau, những nguyên khí đó hóa thành một cỗ tinh thuần nguyên khí. Hắn cấp tốc đem hấp thu đến trong não vực, bao quát cái này bên trong rất nhiều tin tức, thần thông bản nguyên toàn bộ đều bị đại thôn phệ thuật hấp thu tới. La Quân lập tức liền hiểu được một việc. Cái kia chính là bích lạc lão nhân không phải là không có tích xúc, mà chính là hắn tích xúc chính là giấu ở trong nghi tâm. Cái kia trong nghi tâm tàng thần đan 100 mai, thiên đan năm 000 mai. Ngoài ra còn có cách khác khí, tỷ như huyết viêm đao, hỗn độn hồ lô, tận thế đan độc, còn có trung châu trấn thiên ấn bản nguyên lực lượng. Những thứ này là quân đều vồ bắt. Hắn đồng thời còn phát hiện một kiện đồ vật, cái kia chính là huyền quang động thiên phù đồ bên trong trí bảo. Huyền quang động thiên phù đồ từ 33 kiện động thiên trí bảo tổ hợp mà thành, về sau bị đánh tan lưu lạc nhiều thế giới. Bích lạc lão nhân trong tay cũng là thôn thiên đình. La Quân đã tiếp xúc qua vài kiện động thiên trí bảo. Thâu thiên chảo xem như một cái, còn có theo tô bạch thành trong tay được đến bá thiên đao, diệt thiên kiếm. Hiện tại lại có cái này thôn thiên đình. Những thứ này động thiên trí bảo danh tiếng rất lớn, nhưng là phân tán ra đến, uy lực cũng không được tốt lắm. La Quân cũng không có quá lớn mừng rỡ, liền đem cái này thôn thiên đỉnh bỏ vào phòng bị tu di bên trong. Đồng thời, La Quân chỉnh hợp tư nguyên. Hắn đem Trung Châu Chấn Thiên ấn bản nguyên lực lượng cũng đánh vào đến Đại Hắc Đan bên trong. Thiên Địa Pháp Tướng tu thành, đây đối với La Quân tới nói là cái lợi ích khổng lồ. Đại Hắc Đan tựa như là một đài siêu máy tính một dạng, có thể giúp La Quân dung nạp rất nhiều thần thông. Để La Quân lúc đối địch đợi, điều khiển như cánh tay. Trung Châu Chấn Thiên ấn, cái này khiến Đại Hắc Đan trọng lượng càng khủng bố hơn. Một khi Đại Hắc Đan phát động Trung Châu Chấn Thiên ấn, lực lượng cũng là ức vạn quân lực lượng là quân tiền vốn thông qua cái này mấy vòng cướp bóc, chính tại điên cuồng tăng lên. Bích lạc lão nhân còn có bản mệnh thần thông U Minh chân Kinh. U Minh chân Kinh bên trong miêu tả như thế nào hấp thu U Minh quỷ khí, còn có thế nào đem âm sát hàn lực vận dụng. Bên trong còn có U Minh quỷ trảo, U Minh quỷ trảo thi triển đi ra, cũng là vô cùng lợi hại. Là quân hiện tại dù sao có đại hắc đan tại, lại là ai đến cũng không có cự tuyệt. Có điều hắn cũng không có trước tu hành U Minh chân Kinh, mà chính là lần nữa đi xem tô bạch thành thi thể tô bạch thành nguyên khí bị la quân đại thôn phệ thuật hấp thu đồng thời cũng đem thiên khiếu chân kinh bản nguyên lực lượng cấp lấy ra thiên khiếu chân kinh chính là trưởng khống phong bạo lực lượng đây cũng là một môn không được thần thông la quân tại như thế về sau mới bắt đầu tu luyện u minh chân kinh cùng thiên khiếu chân kinh có bản nguyên lực lượng lại thêm la quân thông tuệ tu tập lên cái này hai môn chân kinh đến tuyệt không khó khăn chỉ bất quá là quân pháp lực thủy chung có hạn, mặc dù bây giờ một thân thần thông, nhưng pháp lực ràng buộc không đánh vỡ, hắn vẫn là không cách nào chống lại tầng 10 cao thủ. Bích lạc lão nhân cùng Tô Bạch Thành nguyên khí bị la quân sau khi thôn phệ, hắn pháp lực bắt đầu bắt đầu tăng trưởng. Đồng thời bắt đầu đập vào lên cửu trọng thiên đỉnh phong bình chướng. Bất quá lớp bình phong này la quân trùng kích thời điểm, chỉ cảm thấy trong não vực pháp lực biên cuồng thiêu đốt, mà lại có loại tinh hỏa liệu nguyên xu thế. Vô số huyền ảo pháp tắc, còn có đạo lý, hắn đều lý giải không thấu. Tính toán, La quân từ bỏ trùng kích. Hắn thích xúc còn quá bạc nhược. Cái này giống như là tuy nhiên La Quân là một thiên tài học sinh, nhưng là thời gian học tập quá ngắn. Như thế như vậy đi làm thi đại học, cuối cùng vẫn là đứng trước chuẩn bị không đủ tình huống. Riêng là cái này con đường tu luyện, dục tốc bất đạt, đây là một chút cũng gấp không được. La Quân cùng Kiều Ngưng tại Minh Nguyệt cung đợi chừng 5 ngày, sau đó La Quân thì bức thiết muốn rời khỏi, bởi vì có thể để lại cho hắn thời gian thật sự là không nhiều. Hắn nhất định phải tại trong vòng 3 tháng đem Linh Nhi cứu tỉnh lại. Như thế dạng này, chính mình cũng mới có thể thoáng an tâm rời đi. Về phần La Quân chính mình mệnh số, đó cũng không phải hắn hiện tại chủ muốn cân nhắc sự tình. Sau đó, La Quân thì cùng Kiều Ngưng nói muốn rời khỏi sự tình. Kiều Ngưng hơi hơi không hiểu, nàng nói ra người bây giờ khẩn yếu nhất cũng là đột phá cảnh giới, đánh vỡ thọ mệnh ràng buộc. Gấp gáp như vậy rời đi Minh Nguyệt Cung làm gì? La là Quân nói ra, ta hiện tại thời gian không nhiều, cái này ngươi cũng biết. Hắn đón đến, còn nói thêm, ta tích xúc không đủ, chỉ dựa vào như thế tu luyện là không được. Và lại, chúng tinh điện tinh chủ thần thông quảng đại, ta sau khi trở về, có lẽ hắn có thể nghĩ đến biện pháp. Kiều Ngưng trầm ngâm một cái chớp mắt, sau đó cũng liền cái gì đều không nói thêm lời. La Quân gặp Kiều Ngưng không phản đối, liền cũng liền thở phào. Hắn nghĩ đến cái gì, liền lại hỏi, người cái này mấy cái môn thần thông tu thế nào? Kiều Ngưng chính là bạc cá mập đắc đạo, nàng thiên tư thông minh tuyệt không kém La Quân. Chẳng qua là vận đạo không có La Quân tốt ga. À. Nàng gặp La Quân hỏi, liền nói ra, đại thôn phệ thuật, đại na di thuật ta đều thông hiểu đạo lý. Chỉ là cái này tiểu túc mệnh thuật, nói không rõ, không nói rõ, ta thủy chung không thể dòm chân lý cho nên tiểu túc mệnh thuật ta học không được. La quân nao nao. Lúc này nhanh nhạy hòa thượng ngay tại la quân trên đầu nói ra ba nghìn đại đạo bên trong chỉ có đại mệnh vận thuật chưa bao giờ bị người học hội quá. Bần tăng năm đó nắm giữ đại số mệnh thuật lúc bằng vào bần tăng thông tuệ cũng không có thể đem đại số mệnh thuật học hội. Cho nên bần tăng nhìn a à, cái này liên quan tại số mệnh đồ vật không phải mỗi người đều có thể học hội. Kiều ngưng nao nao theo rồi nói ra có lẽ thật sự là như thế đi. La Quân nói ra, nhưng là Trình Kiến Hoa đều học xong quá tiểu túc mệnh thuật. Trình Kiến Hoa, Kiều Ngưng ngược lại là nghe La Quân nhắc qua Trình Kiến Hoa, chỉ là không biết Trình Kiến Hoa cũng sẽ tiểu túc mệnh thuật. Nhanh nhạy hòa thượng lại là biết Trình Kiến Hoa vật này, hắn nói ra, Trình Kiến Hoa căn bản không có học hội tiểu túc mệnh thuật, chỉ là hiểu bên trong một chút gia lông. Cái này tiểu túc mệnh thuật chi thần diệu, đạo hữu người cũng là nhìn thấy như trình kiến hoa thực sẽ tiểu túc mệnh thuật, vậy làm sao lại lúc trước liền không có có pháp lực đạo hữu người đều không thể thành công tước đoạt người mạng cách đâu. Cái kia ngược lại là, La Quân nói ra, vấn đề này cũng không có gì tốt xoắn suýt, Kiều Ngưng cũng sẽ không vì vậy mà uể oải. Về sau, La Quân thì cùng Kiều Ngưng đi hướng tiên tôn chào từ biệt. Minh Nguyệt tiên tôn tiếp kiến La Quân cùng Kiều Ngưng, khi biết La Quân cùng Kiều Ngưng muốn sau khi đi. Minh Nguyệt tiên tôn cũng rất sảng khoái, nói ra, vậy ta liền đưa các ngươi đoạn đường đi. La Quân nói ra, đa tạ tiên tôn. Minh Nguyệt Tiên tôn khoát khoát tay, nói ra, không cần phải khách khí. nàng đón đến, còn nói thêm, miễn cho rước lấy không tất yếu phiền phức, các ngươi thì trốn vào ta cái này lưu ly sạch trong bình, chờ ta đem bọn người đưa đến an toàn địa phương về sau, các ngươi trở ra. La Quân nói ra, vâng, tiên tôn. Minh Nguyệt Tiên tôn ngay sau đó trong mi tâm nhất động lập tức liền tế ra một cái lưu ly tịnh bình. Cái này lưu ly tịnh bình sạch sẽ, trắng thuần, xem ra tựa như là một kiện không tệ đồ sứ. Minh Nguyệt Tiên Tôn đem lưu ly tịnh bình cầm trong tay, nàng nhẹ nhàng vung lên, lập tức, lưu ly tịnh bình bên trong liền toát ra màu ngà sữa pha trộn vũ khí, cỗ này vũ khí hình thành một cánh cửa. Là quân cùng Kiều Ngưng đi vào cánh cửa này, một sau khi đi vào, là quân cùng Kiều Ngưng liền nhìn thấy mặt khác một phen động thiên cái kia lại là một cái như thế ngoại đào nguyên địa phương, bốn phía cây đào đằng đắng, hơn nữa còn thật nhiều rú tiên khí màu trắng lượn lờ. Cái này tiên khí nghe ngóng thấm vào ruột gan. Là quân cùng kiều ngưng nhìn thấy phía trước có một tòa màu trắng cung điện. Mà tại cây đào phía trước, lại truyền tới từng trận hải đào vô án thanh âm. Là quân cùng kiều ngưng nhìn nhau, hai người thân hình nhất động, lập tức liền đến cái kia phía trước. Lập tức, bọn họ đã nhìn thấy một màn kinh người cái kia phía trước chính là một phiến uông dương đại hải. Liếc một chút không nhìn thấy bờ. Tại minh mông biển lớn phía trên, là lượn lờ mông lung tầng tầng tiên khí. Những thứ này tiên khí cũng là tinh hoa linh khí. Tiên tôn lại có như pháp bảo này, là quân không khỏi cảm khái. Wow, nhanh nhạy hòa thượng nhảy ra, cũng là kinh thán không thôi. Hắn nói ra, dạng này pháp bảo, chỉ có năm đó chúng pháp chi thần viên giác Sơn Hải Châu có thể cùng sánh vai. Sơn Hải Châu, La Quân cùng Kiều Ngưng nhất thời trong lòng nhảy một cái. La Quân phát hiện mình quên một việc, cũng là chưa từng hỏi nhanh nhạy hòa thượng có biết hay không Sơn Hải Châu. Hắn hỏi quá nhiều người, đều không được đến đáp án, cho nên vẫn không có sách cái này gốc dạ. "Đúng vậy a, à, Sơn Hải Châu, làm sao?" Nhanh nhạy hòa thượng có chút không hiểu. La Quân nói ra, "Ngươi nhìn đây là Sơn Hải Châu a." À. Hắn nói xong cũng xuất ra viên kia hạt châu màu đen nhanh nhạy hòa thượng rũi ra xúc tu bao lấy hạt châu màu đen. La Quân cùng Kiều Ngưng chờ đợi nhìn lấy nhanh nhạy hòa thượng. Sau một hồi khá lâu, nhanh nhạy hòa thượng hưng phấn nói ra, thật đúng là Sơn Hải Châu A. Núi này Hải Châu làm sao lại rơi xuống đạo hữu trong tay ngươi. La Quân nói ra, trong lúc vô tình đạt được, chỉ là không biết làm sao sử dụng. Nhanh nhạy hòa thượng nói ra, núi này Hải Châu chính là pháp thần pháp khí, lực lượng đã bị pháp thần phong ấn chặt khác nói các người khởi động không chỉ sợ liền xem như minh nguyệt tiên tôn cũng khởi động không nói đùa cái gì là quân giật mình nói ra minh nguyệt tiên tôn chính là đương đại nhân vật tuyệt đỉnh nàng như thế nào liền khởi động đều khởi động không nhanh nhạy hòa thượng nói ra chúng pháp chi thần viên giác lực lượng minh nguyệt tiên tôn khởi động không rất bình thường minh nguyệt tiên tôn tại tiên giới phía dưới thật là đương đại tuyệt đỉnh nhưng đến tiên giới lại tính không được xuất sắc nhân vật mà chúng pháp chi thần viên giác, vị kia pháp thần thế nhưng là tại tiên giới đều là tuyệt đỉnh tồn tại. Ngươi nói hắn pháp bảo có lợi hại hay không? La Quân thở dài, nói ra, hắn là lợi hại, nhưng hạt châu này tại ta có thể là rất khó chỗ hữu dụng. Nhanh nhạy Hòa Thượng nói ra, các loại đạo hữu tu luyện tới mức nhất định, hạt châu này nhưng chính là vô cùng lớn đồ tốt. Hắn nói xong cũng đem hạt châu còn cho La Quân, đồng thời cảm khái, nói ra, đạo hữu không hổ là thiên mệnh chi vương a cái này trên tay đồ tốt kiện kiện cực phẩm. Bần tăng năm đó nếu là có đạo hữu người vận khí này, bây giờ chỉ sợ sớm đã là đương đại bá chủ. Là quân tiếp nhận hạt châu, để vào đến phòng bị tu di bên trong. Đồng thời cười ha ha, nói ra, người vẫn rất đáng tiếc a. À. Nhanh nhạy hòa thượng nói ra, thế thì không có gì có thể tiếc, bần tăng bây giờ quy y vu đạo hiếu, bên trong lòng yên bình vô cùng. Đây là bần tăng kiếp này lớn nhất vui vẻ thời điểm. Kiều Ngưng nhất thời sắc mặt cổ quái. La Quân cười ha ha một tiếng. Cũng là vào lúc này, La Quân cùng Kiều Ngưng thông qua cửa vào nhìn thế giới bên ngoài. Bọn họ nhìn ngay lập tức đến Minh Nguyệt Tiên Tôn đã xuất phát, Tiên Tôn lúc này thi triển là Đại Na Di Thuật. Một cái chuyển rời cũng là 8.000 dặm. Mặc dù không có tôn ngộ không cách xa vạn dặm lợi hại, nhưng thần thông như thế cũng là khủng bố cùng cực. Minh Nguyệt Tiên Tôn pháp lực thi triển, giống như siêu cấp tua bin động cơ một dạng không gian xung quanh quy tắc trong nháy mắt liền bị Minh Nguyệt Tiên Tôn Xuyên kết hợp lại, trong nháy mắt đã tại bốn ngàn dặm bên ngoài. Hai cái chớp mắt làm một cái chuyển rời. Thì tại Minh Nguyệt Tiên Tôn mắt thấy muốn lần thứ nhất chuyển rời thành công thời điểm, thế giới bên ngoài đột nhiên phát sinh biến hóa. Cái kia không gian quy tắc đổ sụp lên, bốn phía hết thảy không gian quy tắc tựa như là vô cùng nhà cao tầng một dạng, chỉ là lúc này, nhà cao tầng bắt đầu như mino cốt tháp bài bắt đầu đổ sụp. Minh Nguyệt Đồ Nhi, Người khư khư cố chấp, xem ra vi sư không thể không cho người chút giáo huấn. Đúng vào lúc này, tiêu viễn sơn thanh âm theo hư không bên trong truyền đến. Đồng thời, còn có một thanh âm khác. Cái thanh âm này lại là dày đặc, tiêu minh nguyệt, hôm nay cũng là người tử kỳ. Là quân cùng kiều ngưng nhất thời thất sắc. Hỏng bét, bọn họ thế mà đến chặn đường tiên tôn. Là quân nói ra, kiều ngưng nói ra, bọn họ loại này cấp bậc chiến đấu, người ta chỉ sợ là giúp không được gì tiên tôn tuy nhiên đương thời có một không hai, có thể hai người này tu vi tựa hồ cực kỳ khủng bố. Nếu như tiên tôn không địch lại, chúng ta hôm nay chỉ sợ cũng khó có thể may mắn thoát khỏi. Tình thế tựa hồ lập tức thì trở nên nguy cơ vạn phần lên. Là quân cùng kiều ngưng trông thấy bên ngoài tràng cảnh rốt cuộc tĩnh lại, bên ngoài lại là một mảnh minh mông không gian, bốn phía đều là sắc thái lộng lẫy thế giới. Các loại duy trì ngang dọc, theo một cái góc độ khác nhìn loại này duy trì, tựa như là nhìn rất nhiều sách cái này nhất dạng. Mà giá sách trong khe hở, liền có thể nhìn thấy thế giới tồn tại. Mỗi cái thế giới, các cái thời gian độ. Đây mới thực là năm hạng không gian, là quân lập tức đối Kiều Ngưng nói ra. Năm hạng không gian, Kiều Ngưng không hiểu. Là quân nói ra, dài rộng cao vì không gian 3D, không gian 3D tăng thêm thời gian về sau, cũng là không gian 4 chiều. Năm hạng không gian là vừa không gian 4 chiều lập thể lên, theo năm hạng trong không gian, chúng ta liền có thể nhìn thấy mỗi cái thế giới. Nếu có đầy đủ năng lực, cũng có thể thông qua năm hạng không gian, đưa người muốn truyền đạt đồ, vật truyền đạt đến người muốn đi địa phương. Đây là một cái trung tâm điều khiển, trước mắt mà nói, không gian bốn chiều đang rộng rãi lý giải bên trong, năm hạng không gian là hiện đại khoa học ra một loại tưởng tượng. Không nghĩ tới, ta hôm nay nhìn thấy tránh thức năm hạng không gian. Kiều Ngưng vẫn là không quá lý giải, nàng nói ra, chúng ta bây giờ đến cùng chỗ tại địa phương nào la quân nói ra ở vào tất cả thế giới mặt sau không tại bất luận cái gì thế giới chân thật bên trong kiều ngưng bị kinh ngạc lúc này minh nguyệt tiên tôn trong hư không đứng vững nàng phía trước xuất hiện tiêu viễn sơn cùng một gã nam tử khác nam tử kia chính là vũ hóa môn bên trong một vị khác thái thượng trí tôn đồng dạng cũng là tiêu viễn sơn đệ tử gọi là tiêu gặp vũ tiêu gặp vũ là tiêu viễn sơn đệ tử tiêu viễn sơn thoái vị sau liền đem trưởng giáo trí tôn chi vị truyền cho tiêu gặp vũ đồng dạng, tiêu minh nguyệt vẫn là tiêu gặp vũ sư muội. đương nhiên minh nguyệt tiên tôn chỗ lấy ngưu phản, cái này bên trong tiêu gặp vũ công lao hiển nhiên không nhỏ. chỉ bằng hai người các ngươi, minh nguyệt tiên tôn cười lạnh một tiếng, nói ra năm đó các ngươi không có làm đến sự tình, hôm nay chẳng lẽ thì có thể làm được sao? tiêu viễn sơn cười ha ha một tiếng, nói ra minh nguyệt đồ nhi, năm đó như không phải vi sư đối người nhất niệm chi nhân, người cho rằng người thật có thể sống tới ngày nay sao? Những năm gần đây, vi sư không tính toán với ngươi, mặc cho ngươi minh nguyệt cung phát triển lớn mạnh, cái này đều không có gì. Nhưng là lần này tiệc mừng thọ, người công nhiên khiêu khích Phú hóa môn, người đây thì mười phần sai. Minh nguyệt tiên tôn nói ra, luận khoác lác, thiên hạ cũng không có người thổi đến quá ngươi. Còn có, người ta tình thầy trò sớm đã đoạn tuyệt, vẫn là không muốn lại buồn nôn hô đổ như ta. Ta cũng không có như ngươi loại này sư phụ. Tiêu viễn sơn cười ha ha một tiếng hắn lại là tia không tức giận chút nào. Đồng thời, tiêu gặp vũ cũng nói, tiêu minh nguyệt, cái kia lâm thiên sơn chắc hẳn thì giấu ở người tịnh bình bên trong A. Hiện tại đem bọn hắn giao ra, ta có thể nể tình đã từng sư môn tình nghĩa phía trên, cho ngươi một cái thể diện kiểu chết. Đầy đủ, minh nguyệt tiên tôn nói ra, không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy, các ngươi sư đồ hai vẫn là không biết xấu hổ như vậy. Nàng sau đó lông mày nhướn lên, nói ra, không sai, Lâm Thiên Sơn là tại ta tịnh bình bên trong, vậy liền nhìn xem các người có bản lãnh này hay không. Tiêu gặp Vũ nói ra, Tiêu Minh Nguyệt, người thủ đoạn rất nhiều. Bất quá cái này vô tướng không gian thế nhưng là chúng ta chuyên vì ngươi chuẩn bị, hôm nay ngươi thôi muốn chạy trốn ra ngoài. Vô tướng không gian, Minh Nguyệt tiên tôn bị kinh ngạc. Tiêu gặp vũ cười lạnh một tiếng, nói ra, tiêu Minh Nguyệt, người đại khái không nghĩ tới đi, tiên giới chi môn mở rộng, sư phụ đã câu thông đến tổ sư gia tổ sư ra hạ xuống vô tướng không gian, cái này vô tướng không gian tại ngươi minh nguyệt cung bên ngoài bố mấy ngày, cũng là chờ ngươi xuất hiện. Tiêu Viễn Sơn lạnh giọng nói ra, Tiêu Minh Nguyệt, bất kể như thế nào, vũ hóa môn mặt mũi so cái gì đều trọng yếu. Ngươi không nên khiêu chiến cái này phòng tuyến cuối cùng, khiêu chiến cái này phòng tuyến cuối cùng, tổ sư ra đều sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi cho rằng, chỉ bằng ngươi liền có thể chống lại tổ sư ra. Minh Nguyệt tiên tôn lạnh lùng nói ra, tổ sư ra lại như thế nào, thần cản ta tiêu minh nguyệt, ta thì sát thần. Phật cản ta tiêu minh nguyệt, ta thì giết Phật. Tiêu viễn sơn cười như điên, hắn nói ra, tốt, minh nguyệt, vi sư thì nhìn xem ngươi thủ đoạn. Cái này một cái chớp mắt, tiêu viễn sơn cùng tiêu gặp vũ đồng thời xuất thủ. Tiêu viễn sơn chúng thần lĩnh vực trong nháy mắt đem minh nguyệt tiên tôn bao phủ. Tiêu gặp vũ cũng thi triển ra hắn vô cùng lĩnh vực. Trong nháy mắt, hai đại lĩnh vực đem minh nguyệt tiên tôn bao phủ, vô cùng pháp tắc chi lực hướng nàng trấn áp xuống dưới. Xâm nghiêm pháp tắc, ước vạn quân lực lượng điên cuồng tràn vào. Dạng này áp lực, cho dù là tầng 10 đỉnh phong cao thủ cũng muốn trong nháy mắt bị nghiền thành vỡ nát, đây là không có chút nào quay lại chỗ trống. Minh Nguyệt Tiên Tôn đứng thẳng địa phương, mi tâm đột nhiên mở rộng. Nàng trong mi tâm, màu đỏ lốc xoáy xuất hiện. Đại thôn phệ thuật, xâm nghiêm pháp tắc lực lượng cùng nguyên khí liền bị đại thôn phệ thuật cấp tốc thôn phệ đi vào. Tiêu Viễn Sơn cùng Tiêu Gặp Vũ tự nhiên biết Minh Nguyệt Tiên Tôn đại thôn vệ thuật chi lợi hại. Lúc này, Tiêu Viễn Sơn tế ra thần vương quyền trưởng. Vô tướng không gian, duy ta độc tôn, Tiêu Viễn Sơn pháp tướng trang nghiêm, nói tiếp, thần vương quyền trưởng, ban thưởng thần lực. Cái kia thần vương quyền trưởng bay đến không trung, tiếp lấy hóa thành nhất tôn cự đại thần vương. Cái này thần vương hư lập không trung, đón lấy, vô tướng trong không gian tất cả duy trì bắt đầu biến hóa, vặn vẹo, Vô cùng thế giới chi lực rót vào thần vương trên thân. Cái kia thần vương thân trên trần trụi, pháp tướng trang nghiêm, đầu đội tử kim vương quan, sau lưng hết thảy có tầng 18 vòng sáng. Thế giới chi lực rót vào, cái kia tầng 18 vòng sáng càng phát ra chói mắt. Bàn nhược thế giới. Tiêu Viễn Sơn khẽ quát một tiếng, đồng thời hai tay của hắn kết pháp ấn. Cái kia thần vương sau lưng một tầng vòng sáng cấp tốc hóa thành bàn nhược thế giới hướng Minh Nguyệt Tiên Tôn ăn mòn mà đi. Bàn nhược thế giới chính là 3.000 thế giới bên trong một cái thế giới, lúc này thần vương sau lưng tầng này vòng sáng thì đại biểu bàn nhược thế giới. Lần này tiếp tục đánh giết, liền đem bàn nhược thế giới pháp tắc cùng lực lượng hướng minh nguyệt tiên tôn đè xuống. Đương nhiên, đó cũng không phải tất cả bàn nhược thế giới lực lượng, nhưng lực lượng này cũng là tuyệt đối khủng bố. Tiêu gặp vũ ở một bên lúc này cũng không xuất thủ, bởi vì tại thế giới chi lực nghiền ép dưới, hắn xuất thủ cũng sẽ bị thế giới chi lực tác động đến. Hắn chỉ có thể ở một bên thừa cơ mà động. Bàn nhược trong thế giới có mọi loại lưu ly, li, đủ mọi màu sắc quang mang, bên trong có các loại linh hồn hư ảnh. Toàn bộ bàn nhược thế giới hướng Minh Nguyệt Tiên Tôn áp xuống tới. Minh Nguyệt Tiên Tôn cũng liền ý thức được Vô Tướng Không Gian cùng Tiêu Viễn Sơn Thần Vương Tâm Kinh Thần Thông kết hợp lại, khủng bố cỡ nào. Thông qua Vô Tướng Không Gian, có thể hấp thu thế giới chi lực. Vô cùng thế giới pháp tắc đem Minh Nguyệt Tiên Tôn vây quanh như vậy như thế giới áp xuống tới thời điểm, tất cả linh hồn lưu ảnh đem Minh Nguyệt Tiên Tôn dây dưa. Tựa như là một cái giấy không ra lưới, mặc cho Minh Nguyệt Tiên Tôn Đại Na di thuật lợi hại cỡ nào, lại đều trốn không thoát bàn nhược thế giới chân áp. Luyện Long chi tay, Minh Nguyệt Tiên Tôn cấp tốc xuất thủ. Một đạo cửa đại long thủ theo Minh Nguyệt Tiên Tôn trong nghi tâm cầm ra tới. Luyện Long chi tay liền muốn phá vỡ ta bàn nhược thế giới. Tiêu Viễn Sơn lạnh hừ một tiếng. Ngay vào lúc này, Luyện Long chi trong tay dần hiện ra lôi quang. Luyện Long chi trong tay cường đại thiên long lực lượng cấp tốc đem bàn nhiều thế giới vỡ ra đến, một quả lôi đan bay vào đi vào. Ầm ầm, cự tiếng nổ lớn truyền tới. Toàn bộ bàn nhiều thế giới cấp tốc đổ sụp. Sau đó, Minh Nguyệt Tiên Tôn cũng không nhàn rỗi, nàng thi triển ra Thiên Long lĩnh vực. Cái kia một cái chớp mắt, toàn bộ vô tướng không gian phát sinh biến hóa. Cuồn cuộn long tức trong nháy mắt trải rộng toàn bộ vô tướng không gian, phương viên trăm dặm toàn bộ bị thiên long vây quanh. Vô số thiên long gầm thét, biểu hiện ra thiên long nhất tộc uy nghiêm. Mỗi một ngày hôm trước long đều dài đến ngàn trượng. Minh Nguyệt Tiên Tôn cấp tốc kết pháp ấn. Trong nháy mắt, ba đạo cử đại luyện long chi tay hình thành. Một đạo luyện long chi thủ chảo hướng Không Trung Thần Vương, một đạo luyện long chi thủ chảo hướng Tiêu Viễn Sơn, còn có một đạo luyện long chi thủ chảo hướng Tiêu Gặp Vũ. Minh Nguyệt Tiên Tôn lấy một địch ba, ngày đó long lĩnh vực cấp tốc liền đem chúng thần lĩnh vực cùng vô cùng lĩnh vực xé rách thành phấn vụn. Cùng lúc đó, Minh Nguyệt Tiên Tôn đại thủ lần nữa phung lên. Nàng lưu ly tịnh bình lập tức xuất hiện. Là quân cùng kiều ngưng lập tức liền nhìn thấy trước mặt trong biển rộng, kinh thiên hãi lãng xuất hiện. Bọt nước cao đến vạn trưởng, mãnh liệt hướng ra phía ngoài dũng mãnh lao tới. Lưu ly thiên trọng lãng. Cái kia lưu ly tịnh bình bên trong, nước biển tuôn ra nước biển dũng mãnh tiến ra về sau, hình thành thiên trọng cự biển cả giết gào chi lực. Hết thảy cũng là thiên trọng lực. Cái này thiên trọng lực chính là đụng thẳng hướng tiêu viễn sơn cùng tiêu gặp vũ. Tiêu viễn sơn cùng tiêu gặp vũ cũng không dám khinh thường, hai người vừa nếu ứng nghiệm giao luyện long chi tay, còn muốn ứng phó lưu ly thiên trọng lãng. Lúc này vô tướng trong không gian, thần vương hư ngồi không chung, luyện long chi thủ trảo nhiếp hướng thần vương. Trên bầu trời, thiên long lĩnh vực xuất hiện, thiên long triều bái, dị tượng khắp thiên. Trên mặt đất, đã trở thành một phiến uông dương đại hải. Đây mới thực là thần tiên đại chiến. Minh Nguyệt tiên tôn đứng ở cuồn cuộn phía trên, nàng một thân công tử văn nhã cách ăn mặc, tựa như là cái đi thi giai công tử. Ai có thể nghĩ đến, dạng này một vị công tử có dạng này lật tay thành mây, trở tay thành mưa bản sự đây. Thế giới chi thủ, thần vương nhất trưởng chụp vào luyện long chi tay. Một trưởng kia vỗ xuống, trong nháy mắt bao trùm phương viên trăm dặm. Bên trên bầu trời cũng chỉ còn lại có thần vương tay cầm. Vô cùng thế giới chi lực, thế giới pháp tắc, thế giới tinh thần tràn ngập bên trong. Chính là có ức ức vạn quân lực lượng chân áp xuống. Thiên trọng nước biển tại dạng này lực lượng dưới, cấp tốc liền bị tiêu trừ tất cả trùng kích lực. Mênh mông biển lớn, trong nháy mắt bình tĩnh vô cùng. Minh Nguyệt Tiên Tôn lông mày nhướn lên, vạn long triều tông. Thiên long trong lĩnh vực, vạn con thiên long gầm thét, cuồn cuộn long tức cấp tốc xâm nhập vào thế giới chi thủ bên trong. Vạn con thiên long cùng một chỗ đụng vào đến thế giới chi trong tay. Sau đó, cái kia vạn con thiên long đem cái kia cự đại thế giới chi thủ xé rách thành toái phiến. Thiên diêu địa động, minh nguyệt tiên tôn lần nữa ngón tay kích động, tay nàng chỉ tinh tế, lại trắng noãn như ngọc. Ngón tay như khiêu vũ, vạn long ở ngoài chính phủ. Vạn con thiên long cấp tốc vây xung quanh cự đại thần vương đó là một mảnh bầu trời long hải dương, trên dưới mấy vạn mét, toàn bộ hình thành thiên long bích trướng. Tiêu Viễn Sơn cùng Tiêu Gặp Vũ đều nhìn không thấy thần vương. Thiên long lực lượng cháy hừng hực lên, xích viêm sắc hỏa diễm đem nhiệt độ đốt cháy đến không thể tưởng tượng cao độ. Thần vương liền thì tắm rửa tại trong biển lửa. Tiêu Viễn Sơn liên tục ba trưởng đem trước mắt luyện long chi tay phá giải, hắn cố hết sức điều khiển thần vương chống cự dạng này thiên long liệt diễm. Tiêu gặp vũ đem công sát hắn luyện long chi tay hủy diệt, đồng thời hét lớn một tiếng, nói, sư phụ, dựa theo kế hoạch tiến hành. Tốt! Tiêu gặp vũ cùng tiêu viễn sơn hai người đồng thời pháp tướng trang nghiêm lên. Đón lấy, bọn họ cùng một chỗ mở miệng, trong tay kết pháp ấn cũng là giống nhau. Cùng lúc đó, tại liệt diễm bên trong thần vương cũng kết giống nhau pháp ấn, đọc đồng giảng chú ngữ. Thiên nhân trung giám, ta chứng đại đạo lúc, nguyện thiên địa không ma thiên nhân trung giám, ta chứng đại đạo lúc, nguyện người người như rồng. Thiên nhân trung giám, ta chứng đại đạo lúc, hết thảy có, không, đều muốn đến Vĩnh Ninh. Thiên nhân trung giám, ta chứng đại đạo lúc. Tiêu Viễn Sơn cùng Tiêu Gặp Vũ còn có cái kia thần vương đại Phật cùng một chỗ cầu nguyện. Thần vương sau lưng tầng 17 vòng sáng dung nhập vào vô tướng không gian bên trong, vô tướng không gian hấp thu thế giới chi lực cũng toàn bộ bắt đầu biến hóa. Đại trí nguyện thuật, Minh Nguyệt Tiên Tôn hơi hơi thất sắc. Theo lấy bọn hắn chú ngữ cùng thủ ấn phối hợp, từng đạo từng đạo cường đại kim sắc nguyện lực xông vào chân trời. Những thứ này kim sắc nguyện lực cuồn cuộn như tinh thần đại hải, rồi rào mãnh liệt xông vào đến thiên long lĩnh vực bên trong. Thiên long lĩnh vực bên trong, vô số thời không, hư không bắt đầu đổ sụp, nổ tung. Những ngày kia long bắt đầu hét thảm lên, bọn họ đối mặt như biển gầm kim sắc nguyện lực, căn bản không có chút sức chống cực nào trong chấp nhóm này, thiên long lĩnh vực bị triệt để phá mất. Sau đó, cái kia rồi rào kim sắc nguyện lực hướng minh nguyệt tiên tôn áp bách mà đến. Hảo lợi hại đại trí nguyện thuật, cái này đại trí nguyện thuật tại vô tướng không gian phối hợp xuống hấp thu thế giới chi lực. Bên trong trí nguyện quá mạnh, cho dù là đại thôn vệ thuật cũng không có khả năng đem phân giải. Minh Nguyệt Tiên Tôn nhíu mày tới. Nàng biết, đây mới là tiêu viễn sơn tránh thức đại sát chiêu minh nguyệt tiên tôn đột nhiên thân thể chuyển một cái nàng biết mình không thể ngạnh kháng nhất định phải phá vỡ vô tướng không gian như thế mới có đường ra nàng thét dài một tiếng tiếp lấy đại na di thuật triển khai thân thể cấp tốc lao nhanh ra ở ngoài ngàn dặm nhưng cho dù là ở ngoài ngàn dặm cũng y nguyên trốn không thoát vô tướng không gian mà cái kia kim sắc nguyện lực cũng càng ngày càng gần ở khắp mọi nơi kim sắc nguyện lực đi minh nguyệt tiên tôn ngón tay mở ra Nhất thời, năm đạo long tức tinh quang xuất hiện như hình rồng kiếm. Bất quá cái này năm đạo long hình kiếm cấp tốc thì hướng giết ra ngoài, dài đến trăm ngàn trường. Tựa hồ một chút thì giết tới chân trời. Cái kia vô tướng không gian vốn là không màu, vô ngã, vô giới. Nhưng minh nguyệt tiên tôn lại tại trong nháy mắt phá vỡ không gian quy tắc, tìm tới năm cái điểm trèo trống. Long hình kiếm động xuyên không ở giữa điểm, toàn bộ không gian bắt đầu thiên diêu địa động lên. Muốn chạy trốn không dễ dàng như vậy. Tiêu Viễn Sơn lạnh hừ một tiếng. Hắn cấp tốc đọc chú ngữ. Thiên nhân trung giám, ta chứng đại đạo lúc. Rồi rào cuồn cuộn kim sắc nguyện lực đem trọn cái bầu trời đều phủ lên thành kim sắc. Thế gian biến thành hải dương màu vàng óng. Kim sắc nguyện lực bên trong, cái kia hồng đại nguyện lực khiến người ta nhịn không được thần phục. Nguyện lực xé rách, lôi kéo, đem hết thảy người phản đối đều muốn vỡ nát. Minh Nguyệt Tiên Tôn bị kim sắc nguyện lực vây lại, cái kia kim sắc nguyện lực hung hãn xé rách lấy nàng. Minh Nguyệt Tiên Tôn đương nhiên sẽ không thần phục, cho nên nàng càng không thần phục, kim sắc nguyện lực thì càng phải vỡ nát nàng. Cơ hồ mỗi một giây ở giữa, cái kia kim sắc nguyện lực thì sinh ra ức vạn quân lực lượng cùng nguyện lực pháp tác đến vỡ nát Minh Nguyệt Tiên Tôn. Minh Nguyệt Tiên Tôn giận quát một tiếng, nói, tiêu viễn sơn, tiêu gặp vũ, các người cư nhiên như thế bước bách tại ta. Các ngươi đáng chết, sau đó, nàng đột nhiên ngồi xuống, cái kia kim sắc nguyện lực chứa vỡ nát hết thảy quy tắc lực lượng, nhưng là một khi tiếp xúc đến minh nguyệt tiên tôn trên thân, lập tức liền như gió mát quất vào mặt. Đây là minh nguyệt tiên tôn lấy vô thượng pháp lực lại tiêu trừ kim sắc nguyện lực công kích, nhưng kim sắc nguyện lực công kích là cuồn cuộn như tinh thần. Mà minh nguyệt tiên tôn không có khả năng một mực đến phá giải. Lúc này, minh nguyệt tiên tôn xuất thủ lần nữa. Lưu ly tịnh bình, không quan trọng ánh sáng, tứ hải chi lực. Lưu ly tịnh bình bên trong, hải dương cấp tốc ngưng tụ, tựa như là dưới đáy biển có một cái cuồng ma tại thôn vệ nước biển một nửa. Trong nháy mắt, cái kia đại hải thế mà khô kiệt. Tất cả sinh vật biển, cùng lực lượng toàn bộ ngưng tụ thành một khỏa lưu ly châu. Cái này lưu ly châu bị minh nguyệt tiên tôn cầm trong tay. Không tốt, nàng lại là muốn bạo chết lưu ly tịnh bình. Tiêu viễn sơn cùng tiêu gặp vũ bị kinh ngạc. Ngay vào lúc này, cái kia lưu ly châu nổ tung lên lưu ly châu bên trong tứ hải chi lực, cùng tứ hải bên trong chất chứa sinh vật, thần thông lực lượng toàn bộ bị minh nguyệt tiên tôn ngưng luyện. Cái này một cái chớp mắt, cứ như vậy nổ tung lên. Trời long đất nở, toàn bộ vũ trụ thương khung đều là biển động, ẩm ầm Vô tướng không gian rốt cuộc xé rách, kim sắc nguyện lực bốn phía tản ra. Cái kia thần vương cũng bị sung kích, thần vương sau lưng vòng sáng, một vòng một vòng tán loạn ra. Thần vương trên thân lực lượng tiêu tán, sau cùng lại biến thành thần vương quyền trượng. Biển động bên trong, vũ trụ phá diệt quy tắc lực lượng như mạt nhật thiên tai, làm cho cả không gian bắt đầu cuồng bạo, mỗi một hạt biển trong nước đều ẩn chứa điên cuồng hủy diệt tinh thần. Lưu ly tịnh bình vỡ tan, trong nháy mắt, là quân cùng kiều ngưng thì chỗ tại khủng bố như vậy biển động bên trong. Cái kia khủng bố biển động bên trong tinh thần lực lượng cũng giống như là biển gầm khủng bố, để la quân cùng kiều ngưng trong óc, nhất thời chống rỗng. Cái gì đều muốn không, cũng là tại lúc này, một nói to lớn bàn tay đem kiều ngưng cùng la quân vổ lấy. Nơi đây không nên ở lâu, ta đưa các ngươi rời đi. Minh Nguyệt Tiên Tôn Thanh Âm truyền đến, ta còn muốn ứng phó hai người này, không cách nào tiến xa, chính các ngươi cẩn thận nhiều. La quân cùng kiều ngưng còn chưa hiểu là chuyện gì xảy ra, sau đó liền mỗi ngày biến hóa, tất cả phong cảnh ở bên tai phi tốc xoay tròn. Đón lấy, hai người thì hướng phía dưới rơi xuống trước mắt cũng liền bỗng nhiên nhẹ nhàng khoan khoái lên trời xanh mây trắng phía dưới là minh mông bát ngát minh mông biển lớn cái này đại hải lại là so cái kia lưu ly tịnh bình trung hải rít gào phải ôn nhu nhiều la quân cùng kiều ngưng cấp tốc thi triển pháp thuật sau đó đứng yên lập trên không trung lại quay đầu nhìn căn bản cũng không có minh nguyệt tiên tôn cùng cái kia tiêu viễn sơn cùng tiêu gặp vũ tung tích vừa mới đã phát sinh hết thảy tựa như là tựa như ảo mộng nhanh nhạy hòa thượng nói ra, xem ra chúng ta căn bản là còn tại minh nguyệt cung phụ cận, cái này có thể rất là nguy hiểm. Là quân lòng giả dạ biết rõ, hắn đối kiều ngưng nói ra, hai chúng ta cùng một chỗ có chút chướng mắt, kiều ngưng, người cất đến ta u minh cửu âm đồ bên trong, theo nhanh nhạy hòa thượng cùng một chỗ quen thuộc bên trong trận pháp. Ta muốn cải biến một chút trang phục. Kiều ngưng gật đầu, nói ra, tốt. Sau đó, kiều ngưng liền nhanh chóng giấu vào đến u minh cửu âm đồ bên trong la quân thì đổi điểm cao mặt nạ đồng thời cũng thay quần áo nhanh nhạy hòa thượng lần nữa thi triển linh thai quyết như thế về sau la quân khí tức cũng liền không có người có thể nhận ra kiều ngưng lúc này tiếp xúc đến u minh cửu âm đồ không khỏi sợ hãi thán phục cái này u minh cửu âm đồ lợi hại đồng thời nàng dùng ý niệm theo la quân giao lưu nói ra la quân ta nhìn ngươi món pháp bảo này chính là tốt còn thiếu cái chủ trì trận pháp người nếu không ta ngay ở chỗ này mặt đợi Dạng này cùng ngươi về chúng tinh điện cũng không có gì vội vàng ha." La Quân không khỏi cảm động, hắn nói ra, "Ngươi là ngân sa vương, tiếng tăm lừng lẫy nhân vật. Để ngươi chuyên môn đến cho ta chủ trì trận pháp, cái này đối với ngươi mà nói, quá không công bằng." Kiều Ngưng nói ra, "Vậy thì có cái gì có công bình hay không? Ta nguyện ý là được." La Quân nói ra. Kiều Ngưng nói ra, "Ta thế nào cảm giác ngươi có chút kỳ quái, e sợ cho ta sẽ cùng theo ngươi giống như" chẳng lẽ người thọ mệnh căn bản là không có cách khôi phục kiều ngưng là như thế giải la quân nàng sẽ không nghĩ la quân có phải hay không chán ghét nàng làm sao la quân chịu đem đại na di thuật đại thôn vệ thuật cùng tiểu túc mệnh thuật cùng nhau truyền thụ lại cho nhiều như thế thần đan thiên đan nàng cho tới bây giờ đều không cần đi hoài nghi la quân đối nàng dụng tâm nàng có thể nghĩ đến chỉ có cái này một cái khả năng la quân trái tim bỗng nhiên nhảy một cái hắn là cái che giấu tâm tình cao thủ. Lập tức liền nói ra, xác thực là có chút khó, nhưng độ khó khăn cũng nói cho ngươi. Kiều Ngưng nói ra, ngươi thật không muốn để cho ta đi theo ngươi chúng tinh điện. La Quân nói ra, Kiều Ngưng, chúng tinh điện cũng không phải là một chỗ tốt. Tinh chủ là thần thông quảng đại người, người coi như giấu ở ta u minh cửu âm đồ bên trong, hắn cũng chưa chắc liền không thể có biết ngươi tồn tại. Một khi hắn biết ngươi, đến cùng hội xử trí như thế nào ngươi, ta không có một chút chắc chắn nào. Ngươi nói, đổi lại là ngươi, ngươi hội nguyện ý để cho ta đi tự dưng mạo hiểm như vậy sao? Kiều ngưng trầm mặc đi xuống. La quân nói ra, vả lại, ngươi không ở bên trong trận, có thể phát huy lực lượng ngược lại lớn hơn. Lời này ngược lại là lời nói thật. Kiều ngưng nói ra, được rồi, không nói cái này. Nàng cảm thấy tâm lý hoang mang rối loạn. La quân nói ra, cũng không biết, tiên tôn cùng tiêu viễn sơn bọn họ đánh đến thế nào. Nhanh nhạy hòa thượng lập tức nói, cái này đạo hữu ngươi không cần lo lắng, tiêu viễn sơn bọn họ đại trí nguyện thuật chỗ lấy lợi hại, là bởi vì cái kia vô tướng không gian có thể hấp thu thế giới chi lực. Bây giờ vô tướng không gian đã phá, tiêu viễn sơn bọn họ cũng là không thể làm gì. Huống chi, nơi này vẫn là minh nguyệt cung khu vực, tiêu viễn sơn bọn họ không chiếm được lợi lộc gì. Là quân nói, người nói cũng có đạo lý. Cũng không biết hồ lão cùng trịnh lão đến cùng chuyện gì xảy ra, vẫn luôn không có nhìn thấy bọn họ. Là quân nghĩ đến sự kiện này, tâm lý lại là có chút không vững vàng. Hắn tin tưởng, hồ lão cùng trịnh lão nếu không phải gặp phải sự tình, quả quyết không biết cho mình leo cây. Bọn họ là mình mang ra, nếu là gặp phải sự tình, chính mình ngồi yên mặc kệ, cái này là quân lương tâm là như thế nào cũng băn khoăn. Nhanh nhạy hòa thượng, người có biện pháp tìm tới bọn họ sao? Là quân hỏi. Nhanh nhạy hòa thượng nói ra, cái này bần tăng thật là có biện pháp, chỉ cần bọn họ không chết, bần tăng liền có thể thông qua đã từng trên người bọn hắn thi triển linh thai quyết khí tức tìm tới bọn họ. La quân không khỏi đại hỉ, nói ra, vậy quá tốt. Ngươi nhanh tìm cho ta tìm bọn hắn. Kiều ngưng nói ra, ngươi nói hồ lão cùng trịnh lão là. La quân liền cho Kiều ngưng một trận giải thích. Kiều ngưng nghe La quân thu phục hồ lão cùng trịnh lão, cùng giáo huấn trần diệt hàn sự tình, nàng nhịn không được cảm khái nghĩ không ra la quân tại ngắn ngủi trong vòng mấy tháng, kinh lịch nhiều chuyện như vậy. Nhanh nhạy hòa thượng bắt đầu cảm giác trịnh lão cùng hồ lão. Khéo léo, giống như bọn họ thật đúng là liền tại phụ cận không xa địa phương, nhiều nhất bất quá 300 dặm đường. Nhanh nhạy hòa thượng nói ra, chỉ rõ ràng phương hướng, la quân nói ra, phía đông nam, nhanh nhạy hòa thượng nói ra, la quân nói ra, tốt, hắn cấp tốc tế ra đại hắc đan, cái kia đại hắc đan trực tiếp đem hắn bao phủ lại. Sau đó, đại na di thuật thi triển ra, cái kia đại hắc đan kết cấu bên trong biến hóa, đại na di thuật thần thông vận chuyển, đại na di thuật thần thông bản nguyên hiện ra một mảnh xanh mờ mờ sắc, trong này vô số quy tắc trình tự, cùng không gian quy tắc toàn bộ hiện ra. Đón lấy, pháp lực xé rách. Hô một chút, đại hắc đan như điện quang một dạng xé rách không gian, trong nháy mắt ngay tại ngoài trăm dặm. Audio điện tử võ tấn bền Linh tuệ hòa thượng La quân ở một bên đi đường đồng thời Nghĩ đến một vấn đề Đạo hữu xin hỏi Linh tuệ hòa thượng nói ra La quân nói ra Làm sao tiêu viễn sơn cùng hắn đổ đệ tựa hồ cũng hội đại trí nguyện thuật Linh tuệ hòa thượng nói ra Cái kia có gì đáng kinh ngạc Điều này nói rõ tiêu viễn sơn cũng truyền thụ cho đệ tử của hắn đại trí nguyện thuật Cái này đại trí nguyện thuật có chút khác biệt Nó coi trọng một cái nguyện lực hai người cầu nguyện dù sao cũng so một người mạnh hơn la quân bừng tỉnh đại ngộ hắn còn nói thêm ta nhớ được ngươi đã nói người bản nguyên thần thông bên trong có một môn đại phá diệt thuật đúng hay không đúng a à, linh tuệ hòa thượng nói ra la quân nói ra hôm đó ngươi tại trong hôn mê tiêu viễn sơn cũng tới khiêu khích tiên tôn ta nhớ được hắn tại đối phó tiên tôn lúc tựa hồ là sử dụng đại phá diệt thuật linh tuệ hòa thượng hơi kinh hãi hắn sau đó lại thản nhiên xuống tới, cái này cũng không có gì kỳ quái, bản nguyên hạt giống là có thể phân hóa đi ra. Có lẽ ta được đến đại phá diệt thuật, lúc đó cũng không phải là duy nhất một khỏa. Có lẽ ta giấu đi thần thông bản nguyên bị người tìm tới. Bất quá còn tốt, ta thần thông bản nguyên cũng không phải là giấu ở một chỗ, luôn không khả năng bị người toàn bộ tìm tới. La quân liền là thoải mái. Ba cái hô hấp ở giữa, La quân thì đã đạt tới linh tuệ hòa thượng chỗ nói địa phương vốn là khí trời sáng sủa, trời xanh mây trắng, nhưng phía trước lại là sương mù màu đen bao phủ, mảng lớn mảng lớn hắc vụ, đem trọn cái bầu trời đều che kín. Càng làm cho người thấy không rõ lắm, phía trước đến cùng là một cái gì chỗ. Là quần dõi mắt trông về phía xa, trông thấy phương viên 300 dặm, toàn bộ đều bị cái này hắc vụ bao phủ. Đây là cái gì tình huống? Chẳng lẽ trịnh lão cùng hồ lão ngay ở chỗ này mặt bị khốn trụ? Là quân theo linh tuệ hòa thượng câu thông. Linh tuệ hòa thượng lúc này theo U Minh cửu âm đồ bên trong đi ra, hắn biến thành một khỏa mầm cây nhỏ đứng tại la quân trên đỉnh đầu. Linh tuệ hòa thượng hướng phía trước nhìn một hồi, sau đó nói, khả năng này là một món pháp bảo, bần tăng nhìn cái này hắc vụ bên trong còn có thật nhiều U Minh phân tử. Những thứ này U Minh phân tử tụ tán vô thường, nhưng là một khi bạo phát, lực sát thương kinh người. Pháp bảo này cùng đạo hữu người U Minh cửu âm đồ ngược lại là rất xứng đôi, nếu là đem cái này rất nhiều u minh phân tử thông qua đại thôn vệ thuật tịnh hóa, sau đó rót vào u minh cửu âm đồ bên trong. Bần tăng nhìn những cái kia hắc ma thần, huyết ma thần, đám tiểu quỷ đều sẽ có một cái khủng bố tăng lên. Đợi đến nhất định thời điểm, liền không cần đạo hữu người pháp lực, chính bọn hắn đều có thể dựa vào tự thân pháp lực tới giết địch. La quân không khỏi vui vẻ, nói ra, thần kỳ như vậy. Linh tuệ hòa thượng nói ra, nhưng là đạo hữu người cũng không muốn tự tiện xuất thủ, trong này pháp bảo chủ nhân chỉ sợ không đơn giản. Chúng ta tạm thời là chịu trách nhiệm không dậy nổi. La Quân gật gật đầu, nói ra, yên tâm đi, ta không có như thế lỗ mãng. Hắn đón đến, nói ra, chỉ là không biết Trịnh lão cùng Hồ lão ở bên trong đến cùng là tình huống như thế nào. Kiều Ngưng ý niệm lập tức truyền đến, chúng ta có thể theo đáy nước bên trong đi quan sát trong này tình huống. Linh Tuệ Hòa thượng nói ra, không ổn, nước trong chỉ sợ cũng bị pháp bảo này thần thức bao phủ muốn lặng lẽ chui vào rất không có khả năng, chúng ta hoặc là yên lặng nhìn biến, hoặc là thì đi vào trước xem rõ ngọn ngành. Trước tận lực không muốn lộ ra địch ý là được, sau đó hành sự tùy theo hoàn cảnh. Tin tưởng đối phương hẳn không phải là tiên tôn cùng tiêu viễn sơn mạnh như vậy người. Chỉ cần không phải mạnh như vậy người, chúng ta ba người tổng có sức liều mạng. Kiều Ngưng đề nghị bị phủ quyết, nàng cũng không để ý, nói thẳng, vậy cũng được. Là quân thời gian không nhiều, hắn khẳng định không cách nào yên lặng nhìn biến tốt vậy trước tiên vào xem cái này bản thân liền là một kiện hung hiểm sự tình nhưng lúc này la quân cũng không lo được ngay sau đó la quân khống chế hắc liên ngai vàng hướng bên trong chậm rãi đi vào một đường đi vào trước mắt đều là sương mù màu đen cái kia sương mù màu đen bên trong u minh phân tử như con cá du động trên dưới tung bay lít nha lít nhít như hải như nước thủy triều có thể suy ra làm dạng này u minh phân tử thủy triều nổ tung lúc, lực sát thương khủng bố cỡ nào. Linh tuệ hòa thượng chỉ dẫn lấy la quân tiến về hồ lão cùng trịnh lão chỗ địa phương. Tiến lên hơn trăm dặm, rốt cục nhìn thấy phía trước có vật thật xuất hiện. Thì trên mặt biển hư không, một tòa thiết lao ngục giam xuất hiện. Cái kia thiết lao ngục giam khoảng chừng 3.000 mét vuông đến lớn, bên trong có vô số lệ quỷ du hồn tồn tại. Tại lệ quỷ du hồn trung gian, còn có ước chừng chừng 300 tên tu sĩ ngay tại khoanh chân vất vả chống cự những thứ này lệ quỷ du hồn ăn mòn. Những tu sĩ này đều đã bị chế trụ, bọn họ pháp lực bị phong bế, duy nhất có thể chống cự lệ quỷ du hồn bất quá là bọn họ ý chí cứng cỏi lực. Tại lao ngục bốn phía đều có một tên người áo đen ngay tại thi pháp. Bọn họ mắt như hồ chính là muốn luyện hóa cái này 300 tên tu sĩ. Cái này bốn tên người áo đen tu vi đều là lợi hại vô cùng, đồng đều tại cửu trọng thiên đỉnh phong. Người nào lại dám tự tiện xông vào bổn tọa U Minh Nguyên Phủ? Một cái uy nghiêm thanh âm đột nhiên truyền đến. La Quân bị kinh ngạc. Kiều Ngưng lập tức liền đối La Quân nói ra, lập tức giết người này, bọn họ luyện hóa chính ở lúc mấu chốt, phân không ra tinh thần tới. Nếu như chờ bọn họ đều rảnh tay, chúng ta hôm nay mơ tưởng cứu người. Linh Tuệ Hòa Thượng cũng là cười lớn một tiếng, nói ra, Kiều Cô Nương sát phạt quyết đoán, chính là người thống khoái. Liền cũng tại lúc này, là quần trước mặt trăm mét chỗ, hiện ra một tên bạch y thư sinh. Bạch y thư sinh một mặt tà mị, hắn tu vi thình lình chính là tầng 10 đỉnh phong, lại là thiên bảng bài danh 20 u minh thư sinh hạng ương. Kiều ngưng không khỏi kinh hô một tiếng. Nàng là dùng ý niệm theo la quân câu thông. Nhưng là hạng ương lại là ánh mắt hơi động một chút, hắn cười lạnh một tiếng, nói ra, nguyên lai pháp bảo bên trong còn cất một người. Hắn tiếp lấy thì còn nói thêm, bổn công tử nghe nói gần đây vũ hóa môn phía dưới tối cao lệnh truy sát, là muốn giết một cái gọi Lâm Thiên Sơn người. Người tuy nhiên hòa Lâm Thiên Sơn không giống, nhưng người món pháp bảo này lại là tại minh nguyệt trên đài thi triển qua. Người biến hóa hình thể, lại cải biến không pháp bảo bản chất. bổn công tử còn nghĩ đến đi kiếm một chén canh, không nghĩ tới người lại chủ động đưa tới cửa. La quân không khỏi giật mình, hắn căn bản là còn không có thi triển u minh cửu âm đồ, nhưng hắn lại đem chính mình pháp bảo xem thấu mà lại cũng còn nhìn ra Kiều Ngưng chỗ. Lúc này, Kiều Ngưng dứt khoát không tiếp tục ẩn giấu, trực tiếp nhảy ra, cũng khống chế nguyên thần hư lập không chung. Hạng ương tiền bối, chúng ta đến đây là vì tìm bằng hiếu, cũng không có muốn mạo phạm ngươi ý tứ. Ta hy vọng ngươi có thể bán ta cái mặt mũi, Kiều Ngưng nói ra. Hạng ương cười ha ha một tiếng, hắn nói ra, vốn là hắn nếu không phải Lâm Thiên Sơn, ta chưa hẳn không thể bán ngươi ngân xa vương mặt mũi này. Chỉ bất quá nha, hiện tại mặt mũi này cũng không tốt bán. Đương nhiên, cái kia vũ hóa môn khen thưởng, ta cũng chưa chắc để vào mắt. Ta nhìn ngươi vẫn còn tấm thân xử nữ, nếu là ngươi chịu tới hầu hạ tại ta, làm ta thứ 188 cái tiểu thiếp, vậy ta có thể cân nhắc phòng hắn. Muốn chết, là quân không khỏi bạo giận lên. Cái này van xin, thế mà bắt hắn thủ hạ, lúc này lại muốn cho kiều ngưng tới làm hắn tiểu thiếp. Đây là nghịch lân, là quân nghịch lân, tiếp xúc nghịch lân người, hẳn phải chết không biết tự lượng sức mình hạng ương lại là không có đem la quân để vào mắt hắn cười lạnh một tiếng la quân xuất thủ chỉ là hắn xuất thủ lại là rất cổ quái cũng không phải là hướng hạng ương xuất thủ mà chính là hướng lồng giam xuất thủ la quân tuy nhiên nổi giận nhưng ai kêu lại không có bên dưới cái này nhà tù xem ra cũng là hạng ương trước mắt để ý nhất đồ vật như vậy hắn thì muốn hủy diệt cái này lồng giam trong nháy mắt la quân thì ẩn thân tiến đại hắc đan đại hắc đan siêu một tiếng bay đến đến lồng giam trên không đón lấy la quân thi triển trung châu trấn thiên ấn cái kia một cái trước mắt đại hắc đan cấp tốc bành trướng trong nháy mắt thì biến hóa đến như một tòa núi cao tòa núi cao này đem chọn cái nhà tù bao phủ lại mắt thấy liền muốn chấn áp xuống dưới ngươi muốn chết hạng ương thấy thế quả nhiên biến sắc hắn thân thể nhoáng một cái lập tức biến mất không thấy gì nữa. Kiều Ngưng vốn muốn ngăn trở Hạng Ương, nhưng Hạng Ương tốc độ quá nhanh, nàng cũng không có kịp phản ứng. Nhưng Kiều Ngưng cũng không ngốc, lập tức liền đi trợ trận La Quân. Hạng Ương ở trong hư không xuất hiện, hắn một tay vồ bắt ra ngoài. Cái kia u minh màu đen phân tử như sóng biển, cấp tốc hình thành một cái ngập trời cự thủ. Cái này ngập trời cự thủ bao trùm phía dưới, thế mà đem chọn tòa hắc đan đổi núi nhiếp cầm trong tay vô cùng u minh quy tắc, tinh thần cùng cường hãn pháp lực xâm nhập vào đồi núi bên trong. La Quân lập tức cũng cảm giác được Trung Châu Trấn Thiên Ấn cấp tốc bị ăn mòn, tan rã. Đây quả thực là không cách nào ngăn cản. Đối phương chính là tầng 10 đỉnh phong cao thủ, tu vi tại toàn bộ Thiên Châu tới nói, đều tính toán số một số hai tồn tại. Dạng này cao thủ, La Quân quả thực là khó có thể ứng phó. Trong khoảnh khắc, Trung Châu Trấn Thiên Ấn hoàn toàn bị phá giải. Sau đó, cái này ngập trời cự thủ cũng cấp tốc thu nhỏ, vô lấy là quân đại hắc đan. Là quân ngay tại đại hắc đan nội bộ. Tại cái này cự thủ vây quanh dưới, là quân đại na di thuật, còn có người hoàng kính toàn bộ đều không thi triển ra được. Hắn cấp tốc phát ra thập đại thần thông. Phần thiên trưởng, chiến thiên chân, vinh thiên chỉ, trường hận chỉ pháp một mạch sát tướng ra ngoài, uy lực tuyệt luân. Nhưng là, vô luận là quân thần thông lợi hại cỡ nào, vừa tiếp xúc với hạng ương thủ ấn, lập tức liền bị thủ ấn bên trong màu đen phân tử nổ cái xác không hồn. Ngay sau đó, đại thủ ấn kia liền đem đại hắc đan vồ lấy. Đại thôn phệ thuật, là quân lập tức khởi động đại thôn phệ thuật. Cái kia đại thôn phệ thuật phát động, chỉ gặp có vô cùng vô tận, rồi rào như hải màu đen phân tử rót vào tiến đến, đồng thời hiện ra nổ tung thái độ. Đại thôn phệ thuật cấp tốc đem u minh màu đen phân tử thôn phệ, đồng thời tịnh hóa. Cái này màu đen u minh chi khí liền nhanh chóng bị đại hắc đan hấp thu chỉ là u minh phân tử quá dồi dào quá hùng hồn là quần đại thôn phệ thuật căn bản không kịp chuyển đổi tựa như là một đài máy rửa bát cho nó đến 10 triệu bát đĩa hơn nữa là một mạch nhét vào tới cái này máy rửa bát thì căn bản công tác không đến là quần cố hết sức tới cực điểm linh tuệ hòa thượng căn bản không dám tiếp xúc đến đen như vậy sắc u minh phân tử lúc đó trong nháy mắt đem hắn nổ không còn sót lại một chút cặn Linh tuệ hòa thượng năm đó là tung hoành vô địch, nhưng bây giờ lại là không có gì quá đại năng lực. Gặp phải tu vi thấp còn có thể ứng phó, gặp phải loại này tầng 10 đỉnh phong cao thủ, vậy cũng chỉ có ha ha ha. Đây cũng là la quân lần thứ nhất chính thức đối chiến tầng 10 đỉnh phong cao thủ. Trước đó Long đạo nhân, cái kia cũng không thể tính toán chính thức đối chiến. Liền cũng tại lúc này, Kiều Ngưng cũng xuất thủ. Kiều Ngưng xuất thủ đơn giản thô bạo, lông mày nhướng lên, trực tiếp tế ra lôi trì kiều ngưng một thân lôi pháp thần thông nàng lôi pháp thần thông là cùng nàng lôi pháp thể chất có quan hệ môn thần thông này người khác không cách nào đến luyện kiều ngưng có thể thành tựu lôi pháp thần thông cũng là cửu tử nhất sinh được đến mà cái kia minh nguyệt tiên tôn truyền thụ chư thiên vạn long luyện giới tiên thuật hạt giống bị kiều ngưng dung nhập vào lôi pháp bên trong hạt giống này là không có cách nào lại cho la quân điểm này la quân trong lòng cũng rõ ràng cho nên hắn chưa bao giờ nghĩ tới muốn học Kiều Ngưng Cửu Tiêu Thần lôi đạo pháp, còn có muốn nàng những thứ này thần thông hạt giống. Lúc này, Kiều Ngưng thể hiện ra nàng nhất quán bạo lực tác phong. Cái